nói lấy mọi người liền nhấc lên lửa tới đem đủ loại đồ gia vị đều bỏ vào trong nồi hôm nay là ta trần thư lần đầu tiên mời mọi người ăn lẩu các vị không cần khách khí những người còn lại toàn bộ ánh mắt trông lại ngươi là thật không biết xấu hổ a à? một đống người vui vẻ hòa thuận ngồi vây chung một chỗ ăn lên cái lẩu tới tuy là trần thư không có cống hiến nhưng ít ra là đem tất cả mọi người tụ lên đến mức một điểm món ăn tiền ngược lại không có người để ý các vị sau đó nếu như có chuyện liền trực tiếp tìm ta trần thư quay sợ ngực mở miệng nói ra ai dám chọc các ngươi ta đem hắn trường học cho nổ mọi người cùng nhau im lặng. người muốn nói như vậy, người nào dám đến tìm người a? À? ngay tại một đám người ham ăn thời điểm, một người trung niên nam tử đi xuống lầu dưới. ngoài đó, một nhóm bất thành khí đồ chơi. liêu phong lẩm bẩm một tiếng, lắc đầu nói, nhìn tới ta có thể hay không trở thành phó hiệu trưởng hậu tuyển nhân, hết thể liền xem trần thư. trước mắt nhà nhỏ ba tầng chính là hắn làm việc cùng nghỉ ngơi địa phương. a, à. liêu phong ngẩng đầu lên, chỉ thấy lầu chót bước lên khói trắng, bên hai thì là nghe được thanh âm quen thuộc. phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn chương ba trăm bốn mươi bảy nếu như gặp phải nguy hiểm liền đem ta cho cốt hất lên lúc này trần thư vẫn không có ý thức đến nguy cơ phủ xuống uy phương tư tỷ còn thiếu ngươi trần thư bấm điện thoại của phương tư nói ta cho ngươi phát định vị được ta xem một thoáng hả ngay tại nghe phương tư thần sắc biến đổi nói ngươi xác định là tại chỗ nào thế nào trần thư nhìn trong miệng nhét vào ba bốn cái cá viên mơ hồ không do nói nơi này cảnh sắc không tệ à lại không có người tới hơn nữa lầu chót lại có nhân trùng tiêu tuy là không dễ nhìn nhưng ăn thật ngon Trần Thư chọn một khối đun sôi đóa hoa màu vàng, tỉ mỉ thưởng thức lên. Ngươi mẹ nó đem tiêu cho gỡ. Phương Tư thần sắc chấn động, thân thể lập tức liền cứng đờ. Nàng nuốt ngụm nước bọt, nói, ta hôm nay khả năng có chút không thoải mái. Các ngươi ăn đi. Mặt khác, nhắc nhở các ngươi một câu, có thể chọn tốt một chút hủ cho cốt. Cái gì? Trần Thư ngây ngẩn cả người, có chút không rõ ràng cho lắm. Đột nhiên, hắn ánh mắt xéo qua cong lên, nhìn thấy một cái quen thuộc màu đen chân nện. Ta mẹ nó. Hắn lập tức liền thanh tỉnh lại, trực tiếp mở ra tác chiến ba lô. Màu đen nện một cái nhún nhảy, đi tới trên sân thượng các ngươi các ngươi liêu phong hai mắt trợ to trong mắt tràn ngập tức giận hắn ánh mắt xéo qua con lên lập tức liền nhìn thấy chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng đông hoa dĩ nhiên đều bị gỡ liêu phong không có còn lại yêu thích bình thường liền nữa thích trồng chút hoa hôn đúc một thoáng tình thao tuy là không phải dị không gian dược liệu không có tác dụng thực tế nhưng là thuộc về kỳ chân dị phẩm cực kỳ hiếm thấy liêu liêu lao sư a lương cùng vương tuyệt thần sắc chấn động lập tức liền bỗng nhiên đứng dậy trong lòng đã mơ hồ ý thức được không thích hợp rất tốt rất tốt liêu phong hít thở sâu một thoáng khỏe miệng dĩ nhiên xuất hiện nụ cười quỷ dị hắn yên lặng quét mắt một chút mọi người hỏi chủ mưu là ai tạ tố nam đám người cảm nhận được cực lớn cảm giác các bách tuyệt đối là cao giai ngự thú sư bọn hắn không có bất kỳ ngoan cố chống lại đồng loạt quay đầu nhìn phía phía sau trần thư ba mẹ nó người nhà lúc nào mang lên mặt nạ phòng độc mọi người khỏe miệng giật một cái không nghĩ tới trần thư phản ứng nhanh như vậy ta vô dịch có tội đem ta khai trừ đi trần thư cố ý biến cái thanh âm bị thương la lên, lên. liêu phong khoe miệng giật một cái bình tĩnh nói ta xem qua ngươi thi đại học video ngươi chính là mang theo cái này mặt nạ chống độc vừa dứt lời trần thư khóc lóc kể lệ âm thanh một thoáng liền cứng đờ tiểu tử ngươi thật là gan lớn a à. liêu phong nháy mắt đi tới trần thư phía sau ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hắn trần thư nuốt ngụm nước bọn đem mặt nạ phòng độc lấy xuống liêu lao sư nếu như ta nói hết thể chỉ là cái ngoài ý muốn ngài tin sao bất ngờ trọn vẹn tin tưởng liêu phong hiền lành cười cười tán đồng gật đầu một cái nói có học sinh không chú ý tiến vào trường học hậu sơn trong hố lửa đồng dạng chỉ là bất ngờ a à? Ê! Trần Thư nuốt ngụm nước bọn, hắn bây giờ lại hoài niệm đến hệ thống ban thưởng xưng hào hỏa táng kẻ yêu thích. Đây chính là có thể hoàn mỹ bảo lưu cho cốt nghịch thiên hiệu quả. Lão sư, chúng ta đều có sai, thật xin lỗi. Hứa Tiểu Vũ đứng dậy, túi đầu xin lỗi nói, chúng ta có thể bồi thường ngài tổn thất. Đúng vậy a, à, chúng ta đều có thể bồi thường. Hạ Băng cùng Vương Thanh Hàn đồng dạng mở miệng nói ra, các nàng có chút không rõ ràng Liêu Phong tính nết. Bồi thường? Liêu Phong chớp chớp lông mày, không nghĩ tới nói, ta bồi dưỡng tiêu thế nhưng vô giới chi bảo, trên thị trường căn bản là không gặp được bọn chúng liền tương đương với hải tử của ta các ngươi muốn dùng tiền tới đền bù khả năng sao liêu phong đau lòng như góc ngay sau đó chuyển đề tài nói như vậy đi năm ngàn học phần trần thư thân thể chấn động đã là triệt để không muốn sống năm ngàn học phần liền tương đương với năm trăm triệu bên trên địa phương nào làm nhiều tiền như vậy hắn thở dài nói lão sư ngươi đem ta hỏa táng đi đúng rồi cho cốt nhớ đến bảo lưu lại tới phân cho các vị đang ngồi trần thư quét mắt một chút nói nghiêm túc nếu như gặp phải nguy hiểm liền đem cho cốt của ta hất lên đây là ta một lần cuối cùng bảo vệ mọi người mọi người thần sắc quái dị vốn là cảm động thế nào càng nghe càng cảm thấy không thích hợp trần thư ngửa đầu nhìn lên trời mở miệng nói ra nếu như không có gặp được nguy hiểm liền ngâm nước uống vào à chí ít có thể lấy bổ canxi mọi người khẽ nhếch miệng một bộ mộng bức vô cùng gián dấp ngươi mẹ nó đến cùng là cái gì náo mạch kín thậm chí liền liễu phong đều bị làm không biết nửa ngày liễu phong mở miệng nói ra không cần nghiêm trọng như vậy đáp ứng ta một cái yêu cầu liền có thể yêu cầu gì trần thư nhìn liễu phong nụ cười chỉ cảm thấy có chút hại đến sợ nói vi pháp loạn kỳ sự tình ta nhưng không làm trừ phi thêm tiền thêm cái giám tiền liêu phong vô vô trần thư đầu góc mở miệng nói ra đơn giản tham gia lần tiếp theo toàn quốc ngự thú thi đấu hơn nữa bắt lại trước ba thứ bậc như vậy khó trần thư trực tiếp nằm ở trên mặt đất nói ngươi không bằng đem ta hỏa táng đây không có vấn đề ngươi chết sau đó trấn linh cục sẽ điều tra phân tích nguyên nhân cái chết của ngươi đến lúc đó có người chuyên tìm đọc ngươi trình duyệt lịch sử ghi chép đây trong lòng trần thư run lên lại mở hai mắt ra nói ta vẫn là sống sót tương đối tốt chẳng phải là một cái thi đấu sao dám dám vẹn vẹn thịt nát xương tan mơ hồ không sợ muốn lưu trong sạch tại nhân gian vậy là tốt rồi chuyện ngày hôm nay ta liền không so đo nếu là dám vi ước hậu quả thế nhưng rất nghiêm trọng liêu phong cười cười bình tĩnh ngồi xuống tới trực tiếp nâng lên một đoá hoa hồng Ừm. mùi vị không tệ ngươi không phải chúng nói chúng nó liền là con của ngươi sao a lương thần sắc khẽ giật mình ngài biểu tình không khỏi quá hưởng thụ lấy a ngươi có bệnh a ai cầm tiêu làm hải tử liêu phong miệng trọn vẹn không có một chút thương tâm dáng dấp các bạn học từ từ ăn hắn cười cười vỗ vỗ bụi bặm trên người huýt sao rời đi lầu chót tại sao ta cảm giác có chút lên đại bị làm a trần thư trung quy cảm thấy có điểm gì là lạ nhưng trong lúc nhất thời lại không nói ra được trong lòng hắn một thoáng xuất hiện linh quang lập tức mở miệng nói ra liêu lao sư cái tia số xa lạ không phải là người chứ liêu phong không có phản ứng chỉ là tăng nhanh bước chân đi thẳng lầu chót ba mẹ nó là ngươi để cho ta tới nơi này cái lẩu. đây là câu cá chấp pháp a một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Minan nan, phải làm sao để? Chương 348, có người tới trộm túi phân. Chẳng trách Liêu Phong có thể làm đạo sư của ngươi. Mọi người cùng nhau trông lại, lần đầu tiên nhìn thấy có thể gài bẫy Trần Thư người, thật sự là quá hiếm thấy. Trần Thư mở miệng nói ra, một ngày nào đó, ta mất đi, đều muốn cầm về. Trần Bỉ, không có sao chứ? Một thanh âm truyền đến, Phương Tư đi tới trên lầu chót. Phương Tư tỷ. Mọi người cùng nhau trông lại, chủ yếu đều biết Phương Tư. Phương Tư nhìn phía Trần Thư, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại cười lấy nói ta nghĩ đến tới gặp ngươi một lần cuối cũng đã làm cho người định chế hủ cho cốt trần thư cười khan một tiếng nói phương tư tỷ cảm ơn a tới tới ăn lẩu tuy là trần thư bị thất thế nhưng mọi người chí ít có thể dẹp an toàn bộ ăn lẩu trần thư mở miệng nói ra đúng rồi phương tư tỷ ngươi thêm xã đoàn sao không có a thêm đồ chơi kia làm gì lãng phí thời gian phương tư chống lên một khối non thịt bò nhìn phía bên cạnh trần thư trần thư khỏe miệng có nụ cười quỷ dị nói vừa vặn ta có một cái sa đoàn muốn hay không muốn thêm không thêm phương tư gọn gàng dứt khoát liền cự tuyệt không có một chút do dự vì sao ta năm bốn đại học quá bận rộn ngươi xã đoàn khẳng định là người người kêu đánh ta không có thời gian tới ứng phó phương tư cười cười mở miệng nói ra hơn nữa ta có dự cảm ngươi xã đoàn danh tự rất dở để ta đoán một chút tội phạm xã đạn hạt nhân xã túi phân xã một đám người cùng nhau trông lại trong mắt có không thể tưởng tượng nổi không nghĩ tới phương tư dĩ nhiên thật đoán đúng đây túi phân xã không có khuyết điểm a trần thư ho khan một tiếng mở miệng nói ra ngươi không cảm thấy có đặc điểm sao một thoáng liền có thể nắm lấy người nhãn cầu nhưng dẹp đi a phương tư lắc đầu quả nhiên không có đáp ứng gia nhập là sáng suốt đáng tiếc phương tư tỷ ngươi bỏ qua danh dương thế giới cơ hội trần thư không tiếp tục quên, phương tư đã là năm thứ tư đại học hoàn toàn chính xác có chuyện của mình muốn làm một đám người ngồi vây chung một chỗ hưởng dụng lên cái lẩu hoan thanh tiếu ngữ kéo dài không ngừng nhưng mà khoái hoạt thời gian đều là ngắn ngủi khoảng 9 giờ mọi người nhộn nhịp rời đi về tới chính mình trường học lần nữa bước lên mỗi người hành trình sáng sớm hôm sau chân bì rời giường hôm nay lớp muốn tập hợp a lương cùng vương tuyệt ăn mặc quần áo bệnh tâm thần đi tới phòng khách nhưng mà không có bất kỳ đáp lại ngủ đến nặng như vậy a lương nhúng mày đang tính gõ cửa lại bị vương tuyệt ngăn trở ta tới đi chỉ thấy hắn triệu hoán ra bản thân khế ước linh tiểu vương gọi ta làm cái gì hôm nay lại trộm ai quần cộc một cái dáng dấp tiện tiện màu xám chim nhỏ xuất hiện đứng tại phòng khách đèn treo bên trên vương tuyệt khỏe miệng giật một cái trộm cái rắm quần cộc hắn mở miệng nói ra đánh thức người ở bên trong chút chuyện nhỏ này đều để bản đại gia xuất mã màu xám chim nhỏ nhất miệng nói hai cái vô dụng đồ chơi ta mẹ nó a lương bạo tính tình trọn vẹn không thể nhịn lại bị một con chim cho nhìn khinh bỉ hắn trực tiếp móc ra một cái bồn cầu soát muốn đem đối phương nhét vào trong bồn cầu a lương ca đừng xúc động đừng xúc động vương tuyệt một trận khuyên can mới lắng lại a lương lửa giận bản sự không lớn tính tình không nhỏ người trẻ tuổi xem thật kỹ thật tốt học màu xám chim nhỏ háng giọng một cái bình tĩnh mở miệng nói ra có người tới trộn túi phân vừa dứt lời trong phòng lập tức liền chuyển đến thanh âm huyên áo hai phút đồng hồ trần thư quả nhiên đi tới phòng khách a à, cái này hai người lướt nhau không nghĩ tới cái này chim lại có, có chút tài năng ngươi cái này chim dám gặp ta sáng sớm liền để ta ăn thịt nướng trần thư vớt vớt nhập nhèm hai mắt một cỗ nhàn nhạt sát ý tràn ngập tiểu vương ta muốn trở về màu xám chim nhỏ run một cái hốt hoảng về tới ngự thú trong không gian vương tuyệt mở miệng nói ra trần bỉ hôm nay muốn giảng huấn luyện quân sự liên quan công việc nhanh thu thập Trần Thư ngáp một cái, không tiếp tục so đo. Nửa giờ sau, ba người đi tới một gian trong phòng học. "Các bạn học, ngày mai sẽ phải bắt đầu chúng ta đại học huấn luyện quân sự sinh hoạt." Trên mặt Tiểu Nguyệt có nụ cười nhàn nhạt, nhạt, mở miệng nói ra. "Thời gian sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 9, hy vọng các vị có thể thật tốt biểu hiện." Thấy mọi người có chút không hứng lắm, Tiểu Nguyệt mở miệng nói ra. "Mặt khác, huấn luyện quân sự biểu hiện tốt lành sẽ có học phần ban thưởng. Hơn nữa huấn luyện quân sự xong liền sẽ mở ra quốc khánh kỳ nghỉ." Trong ngay mắt, toàn lớp hoan hô lên, trên mặt đều có nụ cười để chúng ta hoan nghênh một thoáng huấn luyện viên của các ngươi hứa sơn ba 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 kèm theo tiếng vô tay một tên vóc dáng thẳng tắp nam tử đi đến ăn mặc đặc chế trấn linh quân phục các vị các bạn học tốt ta gọi hứa sơn nam tử đôi mắt sáng dự có thần quét mắt mỗi người ân ánh mắt của hắn khóa chặt trần thư ba người trong lòng dĩ nhiên nhịn không được nhảy một cái từ xa xưa tới nay dưỡng thành trực giác để hắn cảm thấy trần thư ba người không giống như là hiền lành ta là tới từ hoang thạch sơn lâm trấn linh quân đội trưởng hy vọng tiếp sau đó thời gian các vị có thể nghe theo sắp xếp của ta Hứa Sơn lời ít mà ý nhiều, không có nhiều lời, chỉ là cùng mọi người lăn lộn một cái quen mặt, theo sau liền rời đi phòng học. Tiêu Nguyệt cười lấy nói: "Hôm nay liền tự do hoạt động, có thể tìm đọc một thoáng Hoang Thạch Sơn Lâm tài liệu tương quan, không cần mang lên vật dụng hàng ngày, đến lúc đó trấn linh quân sẽ phát ra." Mọi người nhộn nhịp giải tán, rời phòng học bên trong. Trần Thư tới một thoáng. Tiêu Nguyệt cũng là một thoáng liền gọi lại Trần Thư. "Ta." Trần Thư có chút không rõ ràng cho lắm, cùng Tiêu Nguyệt đi tới trên hành lang. "Tiểu tỷ, thế nào?" "Cái kia." Tiêu Nguyệt háng giọng một cái, mở miệng nói ra, trần thư học đệ ngươi huấn luyện quân sự có thời gian không trần thư nao nao đó là cái ý tứ gì trong lớp có một cái danh ngạch, có thể để cho học sinh miễn huấn luyện quân sự hơn nữa sẽ không chụp học phần tiêu nguyệt mở miệng nói ra ta cảm thấy à dĩ nhiên trường học cho danh ngạch, vậy khẳng định là không thể lãng phí hơn nữa ngươi hẳn không có thời gian tham gia a à. trần thư có chút minh bạch tiêu nguyệt ý tứ dĩ nhiên muốn cho ta không tham gia huấn luyện quân sự hắn đang muốn trả lời trước mắt một thoáng liền xuất hiện tuyển hạng tuyển hạng một kiên định lựa chọn huấn luyện quân sự hoàn thành ban thưởng đại lượng ngự thú lực tuyển hạng hai lưu tại trường học thừa dịp những người còn lại rời đi trường học đem tân sinh ký túc xá cho nổ hoàn thành ban thưởng bạo tạc dược tề hai tuyển hạng ba cùng liêu phong giao lưu thành công dọa dẫm một ngàn học phần hoàn thành ban thưởng thu được xưng hào người không biết sợ đeo hiệu quả giảm thiểu đối tử vong sợ hãi trần thư khỏe miệng giật một cái liếc nhìn mặt khác hai cái tuyển hạng trực tiếp liền khóa chặt cái thứ nhất tuy là phía sau hai cái tuyển hạng có chút hấp dẫn người vấn đề là có sinh mệnh nguy cơ a à. học tỷ không cần ta nhưng quá có lúc ở giữa trần thư trực tiếp tự tuyển thật vất vả tiến về một chuyến dị không gian ngươi dĩ nhiên muốn cho ta rút khỏi kỳ thực huấn luyện quân sự không phải quá trọng yếu ta cảm thấy ngươi đã cực kỳ xuất sắc tiêu nguyệt kiên nhẫn khuyên nhủ nói nàng chủ yếu là lo lắng chấn linh quân cứ điểm cùng còn lại đồng học an toàn cấp nguy hiểm hoạt mục đầm lầy đều có thể bị trần thư làm lật trời cấp phổ thông hoang thạch sơn lâm thực tế chịu không được ca à. phương nổ lông triết lý cuộc sống lô sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn chương ba trăm bốn mươi chín chẳng lẽ vu dịch tuổi thọ không đủ 50 năm mươi năm tiêu tỷ không cần nói không có hung thú ta sống thế nào a à? trần thư thở dài mở miệng nói ra ta không thể không có bọn chúng Kiều nguyệt còn muốn khuyên một chút trần thư trực tiếp liền cắt ngang trừ phi ngươi có thế để cho liễu phong truyền thụ cho ta một ngàn học phần mắt của kiều nguyệt trừng lớn mở miệng nói ra vậy ngươi vẫn là huấn luyện quân sự a à? một ngàn học phần trừ phi là ngươi khai tiệc Liễu phong phần tử tiền khả năng sẽ theo nhiều như vậy thu được ban thưởng đại lượng ngự thú lực trong thân thể của trần thư bỗng nhiên hiện lên một đùi lớn ngự thú lực thậm chí đều tương đương với những người còn lại một học kỳ tiến độ tu luyện ba mẹ nó thật là thoải mái a à. trần thư nhịn không được nhắm chặt hai mắt một mặt thỏa mãn người người biến thái a à. tiêu nguyệt khỏe miệng giật một cái không rõ trần thư lại mắc bệnh gì Ngậy. kìm lòng không được trần thư lập tức liền quay người rời đi trong lòng vui vẻ vô cùng lại đến cái hai ba lần là hắn có thể trực tiếp trở thành hát thiết nhị tinh hiển nhiên hệ thống ban thưởng là theo tỷ lệ phần trăm đến cho tuy là đồng dạng là đại lượng ngự thú lực nhưng so trước đây lượng nhưng đại quá nhiều nếu như không sử dụng hát thiết cấp ngự thú chân châu hoa hạ học phủ phần lớn người chỉ có năm hai đại học thậm chí năm ba đại học mới có thể trở thành hát thiết nhị sao có thể thấy được khó khăn kia ba người về tới trong túc xá vương tuyệt mở miệng nói ra trần thư tiểu lao sư tìm ngươi làm gì để hai ngươi huấn luyện quân sự nghe ta chỉ huy chuẩn bị rất nhám túi nhặt tiền trần thư nằm ở trên ghế sofa khoe miệng có ý cười nghe ngươi chỉ huy nhặt tiền nhưng dẹp đi a à. hai người lắc đầu liền biết trần thư lại tại vô ích a à lương nhìn cái gì đấy trần thư nhích lại gần chỉ thấy á lương ngay tại loay hoay một đài vỗ lên máy tính hoang thạch sơn lâm tài liệu a lương mở miệng nói ra tuy là huấn luyện quân sự không có nguy hiểm nhưng hiểu rõ hơn một điểm không có sai dứt lời phía trước không gian liền trôi nổi một cái to lớn màn hình phía trên có hoang thạch sơn lâm đủ loại tin tức ba mẹ nó người máy vi tính này dốc lòng cầu học trường học đuổi trần thư qua lại đánh giá hắn nhớ đến phương tư ngự thú đoàn liền có một đài cái này máy tính ân hai mươi học phần bên trong bao hàm dị không gian tài liệu cực kỳ đầy đủ đều là học phủ nội bộ tin tức Á lương gật đầu nói ngươi cũng muốn đổi một cái ngươi không có sao chúng ta là một cái đoàn đội vừa vặn có thể tiết kiệm tới trần thư sờ lên cảm hắn hiện tại thế nhưng có năm trăm năm mươi học phần trong đó nhập học đại hôn chiến bắt lại hạng nhất đạt được ba trăm học phần liều phong lại cho hắn ba trăm học phần đáng tiếc bởi vì đốt ký túc xá bị khấu trừ năm mươi học phần ta buổi chiều muốn đi trường học khố phòng đổi ban thưởng các ngươi đi sao đi a vương tuyệt ngay tại trên bàn công ăn dưa hấu đưa cho hai người cùng nhau hắn đồng dạng có liêu phong cho năm mươi học phần có thể đổi một điểm ngự thú tư nguyên a lương lắc đầu nói hai người đi a à, ta đều đã đổi xong lúc xế chiều trần thư cùng vương tuyệt đi tới trường học khấu phòng một chỗ rộng rãi tầng năm lầu các đứng sừng xứng, xứng bên trong chỉ có tầm hai ba người cái nhân viên tới trước sử dụng học phần học sinh đồng dạng lắc đắc không có mấy người tốt ta muốn thấy xem xét đổi lấy danh sách trần thư đi tới một cái cửa chắn mở miệng nói ra cái gì loại khác dược liệu dược tề hung thú vật liệu vẫn là loại đặc thù trần thư nao nao nói ta nhìn một chút hung thú vật liệu loại khác a chỉ thấy đối phương đưa ra một cái màu xanh lá sách nhỏ phía trên ghi lại đủ loại tài nguyên cảm ơn trần thư đem tiếp nhận mở ra sổ ngự thú châu quyền cấp cơ sở ngự thú chân châu một năm học phần hắc tiết cấp ngự thú chân châu sáu học phần bạch ngân cấp ngự thú chân châu hai mươi học phần trần thư ngược lại không có bất ngờ cấp cơ sở ngự thú chân châu giá thị trường liền là 15 vạn tương đương với một năm học phần tuy là học phần giá trị càng cao nhưng bởi vì trường học bảo khố bởi vì là hàng có sẵn không cần tiêu phí thời gian tới thu mua tự nhiên lại sẽ đắt một điểm cả hai triệt tiêu phía dưới một học phần liền tương đương với mười vạn hoa hạ tệ trần thư không có mua ngự thú chân châu mà là nhìn phía lãnh chúa vật liệu quyền bạch ngân cấp lãnh chúa vật liệu quyền thiên hỏa sư lãnh chúa vật liệu có thể lĩnh nộ kỹ năng tử vong hỏa trụ kỹ năng hiệu quả phun ra một đạo cột lửa uy lực kinh người đầy đủ cường đại đẩy lùi hiệu quả giá bán một trăm năm mươi học phần hàn xương tam đầu ưng lãnh chúa vật liệu có thể lĩnh nộ kỹ năng băng phong tri cảnh kỹ năng hiệu quả phun ra một mảng lớn xương lạnh bao trùm bốn phía trăm mét phạm vi khả tạo thành giảm tốc độ hiệu quả Hàn băng kháng tính thấp sinh vật đem bị đóng băng. Giá bán: 200 học phần. Liệt thạch thiên thú lãnh chúa vật liệu, có thể lĩnh ngộ kỹ năng liệt địa nhất kích, kỹ năng hiệu quả, huy động lợi trào phóng xuất ra một đạo trào ảnh, đầy đủ cực mạnh phá giáp hiệu quả. Giá bán: 180 học phần. Trần Thư từng cái nhìn xuống tới, trong mắt tràn ngập vẻ tham lam. Trần Thư, ta xem về xem, có thể đừng lưu chảy nước miếng ư Vương Tuyệt khỏe miệng giật một cái, thần sắc quái dị vô cùng. Đây, Trần Thư hồi phục thần trí, không nghĩ tới trường học bảo khố lại có nhiều như vậy bạch ngân lãnh chúa vật liệu học tỷ có thể để ta nhìn một chút hàng có sẵn sao trong mắt của hắn mang theo thỉnh cầu muốn chính tay kiểm tra một chút học đệ trên sổ mặt đều có không cần thiết xem bên trong nhân viên mở miệng nói ra trong lòng nhịn không được nhảy một cái vừa mới trần thư thần tình quả thực tựa như là một đầu sói đói nàng sợ lãnh chúa vật liệu lấy ra tới liền bị cướp trần thư thành thành thật thật nhìn lên kỹ năng tới hắn chỉ có 500 năm học phần không thể tùy tiện sử dụng húng chi không phải một cái vật liệu liền có thể thành công lĩnh ngộ kỹ năng dựa theo bình thường xác suất năm cái vật liệu mới có thể thành công cuối cùng hắn quyết định một cái kỹ năng học tỷ cho ta đổi một cái hỏa sư lãnh chúa vật liệu a trần thư lấy ra học sinh của mình thẻ bên trong có hắn tổn chữ học phần hắn nguyên tố thú còn không có dùng cấp tông sư hỏa diễm dự tề có thể ngẫu nhiên tăng lên một cái hỏa diễm kỹ năng một cấp ba hỏa diễm oanh kích uy lực quá thấp khẳng định là muốn lĩnh ngộ một cái hỏa diễm cường đại kỹ năng nếu như có thể trực tiếp tăng lên cấp ba tử vong hỏa trụ vậy coi như kiếm một rồi được học tỷ tiếp nhận thẻ học sinh tại một cái tiểu trên máy móc soát một thoáng mười phút đồng hồ một tên nhân viên cầm lấy lãnh chúa vật liệu tới Hợp kỳ trần thư tiếp nhận lãnh chúa vật liệu trực tiếp triệu hoán ra hợp kỳ nguyên tố thú đại sảnh nhân viên nao nao trong mắt tràn ngập cảm thấy hứng thú thần sắc không nghĩ tới có thể gặp được như vậy kỳ hoa khế đức linh hiến tế vu dịch 50 năm mươi năm tuổi thọ nhất định phải một phát nhập hồn trần thư không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy phản phất lại về tới trước đây chơi trò chơi rút thẻ thời điểm nga ô hợp kỳ liếm môi một cái trực tiếp một cái đem thiên hỏa sư lãnh chúa vật liệu thôn vệ mọi người cùng nhau trông lại phản phất là tại xem người khác mở thường đồng dạng nửa này vẫn không có bất kỳ phản hồi chuyển đến nấc hất kỳ vừa y đánh một cái nấc qua lại nhảy nhót lấy lộ ra sức sống mười phần mẹ nó thất bại trần thư trái tim căng thẳng cảm thấy có chút ngầm không lên tức giận chẳng lẽ vu dịch tuổi thọ không đủ năm mươi năm phương nổ lông triết lý cuộc sống lột sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn chương ba trăm năm mươi ngươi đến cùng là làm cái gì học tỷ lại đến một cái trần thư thở dài lại là một trăm năm mươi học phần không có cho dù là nam giang tội phạm tố chất tâm lý đều có chút không chịu nổi nhân viên sớm đã có dữ liệu lại là lấy ra một cái thiên hỏa sư vật liệu trần thư nao nao có chút một bức ngươi có năm trăm năm mươi học phần có thể mua ba cái bình thường tới nói không có người có thể dừng lại nhân viên cười cười giải thích nói mỗi lần lĩnh nộ kỹ năng tựa như là một tràng tiền đặc cược muốn dừng lại chỉ có hai loại khả năng loại thứ nhất là thành công lĩnh nộ loại thứ hai thì là không có tiền ừ ngươi mang nhiều trần thư nhận lấy một cái vật liệu trực tiếp đút cho hờ kỳ nếu là thất bại nữa tối nay ta liền ăn thịt chó nga ô nga hất kỳ bất mãn kêu trên hai tiếng đem nuốt vào ta mẹ nó lại thất bại trần thư ngửa mặt lên trời thở dài chẳng lẽ ta thật muốn nuốt đến năm cái vật liệu trong mắt của hắn có khâm phục lại mua một cái vật liệu kín đáo đưa cho hất kỳ quả nhiên là dừng lại không được hắn chỉ còn lại có một trăm học phần đã không mua nổi trần thư khỏe miệng giật một cái nhịn không được nghỉ non sẽ không cần vô ích hao tổn bốn nghìn năm trăm vạn a hai phút đồng hồ đi qua đại sảnh nhân viên đều mang theo vẻ đồng tình bởi vì trần thư ác ngộng thành sự thật ba cái vật liệu toàn bộ thất bại 450 học phần trực tiếp cho không? Ta mẹ nó. Trần Thư thần sắc giận dữ, trực tiếp lấy ra một cái màu xám dược tệ. Thời gian này đã không vượt qua nổi. Vương Tuyệt Tâm thần chấn động, nháy mắt hoảng sợ nói, "Ca, ta thân ca, đừng xúc động." Tuy là hắn không rõ cái kia dược tệ tác dụng, nhưng bản năng cảm thấy không phải độ tốt. Ta cái này còn có 50 học phần, có thể lại thử một lần cuối cùng. Thật. Trần Thư tức giận thu lại, trên khỏe miệng có nụ cười, lại đem dược tệ thu về. Ân. Vương Tuyệt thế nào cảm thấy chính mình có chút bên trên đại bị làm. Lao Vương, ngươi thật đúng là hảo huynh đệ của ta chúng ta lại đến một lần cuối cùng hắn hiện tại có một trăm học phần tăng thêm vương tuyệt năm mươi vừa vặn có thể đổi lại một cái thiên hỏa sư vật liệu Chờ một chút nhân viên chỉ lấy ba cái vật liệu tới yêu cầu lên lầu lại lấy một cái chốc lát trong tay trần thư cầm lấy một cái đồ chứa bên trong lấy thiên hỏa sư trái tim đây đã là ta đời này cơ hội duy nhất nếu như thất bại nữa thứ này về sau phong tâm không còn thích trần thư nói nhỏ lấy đem đồ chứa mở ra trực tiếp nhét vào hờ kỳ trong miệng đồng thời trong tay của hắn xuất hiện một cái túi phân hung hắn nói lại lĩnh ngộ thất bại, kết quả ngươi minh bạch, ngao ngao, cực kỳ nằm sấp đầu, đều không còn dám nhìn thẳng Trần Thư. Chỉ chốc lát, hai tròng mắt của nó xuất hiện một đạo ánh lửa sáng ngời. Ân, lĩnh ngộ. Trần Thư thần sắc chấn động, hai mắt trừng lớn, trong lòng nháy mắt nối lỏng. Bình thường sát xuất là yêu cầu năm cái vật liệu, hắn chỉ dùng bốn cái vật liệu, kỳ thực đã so những người còn lại may mắn. Chỉ là ai cũng muốn một phát nhập hồn, thất bại đều sẽ có chút không thể nào tiếp thu được. Vương Tuyệt mở miệng nói ra, chúc mừng, tội phạm ca, cảm ơn huynh đệ. Trần Thư cho một cái ôm ấp, nói nếu như không phải ngươi đưa ta năm mươi học phần ta khả năng hôm nay đều lĩnh ngộ không được vương tuyệt thần sắc nháy mắt cứng đờ đem đời ra nói đưa đưa cái gì cái này gọi mượn đều không sai biệt lắm không muốn quá để ý tỉ mỉ trần thư vô vô bở vai của hắn lập tức lại từ trong túi sách lấy ra một bình màu đỏ dược tề chính là hắn đích thân phối trí cấp cơ sở hỏa diễm dược tề đầy đủ cấp tông sư ngoài định mức hiệu quả Gen sắc khi còn nóng phải muốn cho ta thành trần thư đem dược tề thổi cho hờ trong mắt tràn ngập vẻ chờ mong ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào nguyên tố thú bảng chỉ chốc lát trên mặt kỹ năng tử vong hỏa trụ lờ v một một thoáng biến thành tử vong hỏa trụ l vờ bốn ta dựa vào thật thành trần thư nhịn không được lên tiếng kinh hô dĩ nhiên tăng lên là kỹ năng mới mà lại là cao nhất cấp ba đều bù đắp lại trần thư hít thở sâu một thoáng trong mắt nháy mắt tràn ngập hưng phấn cảm giác sáu trăm học phần lĩnh nộ một cái cấp bốn bạch ngân lãnh chúa kỹ năng đã là lời lớn Ca, người cử chỉ điên rộ vương tuyệt bu lại nói nguyên nguyên tố thú sẽ không liền cơ sở thuốc nổ dược tề đều không có mãn tăng a Ngươi biết cái gì? Trần Thư không có làm qua giải thích nhiều, cấp tông sư hàm kim lượng những người còn lại căn bản là không rõ. Cái kia 50 học phần, trả lại ngươi, khẳng định là phải trả ngươi. Hơn nữa tính toán lợi tức. Trần Thư vô vô ngực, tâm tình vui vẻ vô cùng, quả thực liền là theo địa ngục đi tới thiên đường đồng dạng. Còn có lợi tức. Tội phạm ca quả nhiên hào sảng. Đến lúc đó trả lại ngươi 51 học phần. Trần Thư tâm tình vui vẻ, cùng Vương Tuyệt cùng nhau về tới trong túc xá. Trên đường đi, trên mặt Trần Thư nụ cười đều không có dừng qua. Từ vong hỏa chủ uy lực kinh người, hơn nữa đầy đủ đẩy lùi hiệu quả thuộc về cả công lẫn thủ kỹ năng không thể nghi ngờ cực kỳ thích hợp nguyên tố thú tăng thêm phân thân bổ trợ hai đạo cột lửa quả thực liền là thương tổn kéo căng hắn đã có thể tưởng tượng Husky đại phát thần uy tràn diện trở về a lương thư thư phục phục tắm một cái đi tới trong phòng khách hhh con hàng này thế nào cử chỉ điên rồ a lương thân thể chấn động nhịn không được chiến thuật tính lui về phía sau hai bước Chấn thư nụ cười thật sự là có chút làm người ta sợ hãi lĩnh ngộ một cái bạch ngân lãnh chúa kỹ năng chỉ dùng bốn cái vật liệu vui không ngậm miệng được cần thiết hay không cách cục như vậy tiểu a lương đĩu môi nói bình thường xác suất đều là năm cái vật liệu chẳng phải tiết kiệm một cái vật liệu sao hai người biết cái gì trần thư lắc đầu để hắn phấn khởi là kỹ năng mới trực tiếp tăng lên ba đẳng cấp không để ý đến hai cái ngu xuẩn phạm nhân hắn về tới trong gian phòng bắt đầu thu thập lại hành lý tuy là kiều nguyệt nói không cần mang vật dụng hàng ngày nhưng hắn tác chiến ba lô khẳng định là muốn mang bằng không không có cảm giác an toàn sáng sớm hôm sau một đoàn người đi tới số một thao trường năm thứ nhất đại học tổng cộng hai mươi lớp đã toàn bộ tập hợp chờ đợi chấn linh quân tới trước từ hôm nay trở đi quên các ngươi nguyên bản thân phận hiện tại các ngươi liền làm mới chấn linh quân sĩ quan huấn luyện hứa sơn đi tới phía trước nhìn phía ngự thú lớp 3, kiểm lại một chút nhân số toàn bộ đi theo ta hứa sơn mở miệng nói ra hướng về ra ngoài trường mà đi lúc này hoa hạ học phủ cửa trường học đã dừng 20 chiếc xe buýt xe đem dẫn dắt các bạn học tiến về hoàng thạch sơn lâm theo thứ tự lên xe hứa sơn đứng tại cửa xe bên ngoài nhìn phía những người còn lại mọi người một cái tiếp một cái lên xe trong mắt tràn ngập mới lạ cùng hưng phấn ai cho phép ngươi mang túi Hứa Sơn ngước mày ngăn cản đang muốn lên xe Trần Thư. Ê! Sĩ quan huấn luyện, ta có ưa sạch, trong túi sách đều là sát mình quần áo. Hứa Sơn thần sắc nghiêm lại, muốn cưỡng ép đem túi kéo xuống tới. Sĩ quan huấn luyện, liền để ta mang lên a. Trần Thư thần sắc bình thường, tay phải nắm lấy Hứa sơ tay. Hứa Sơn trong lòng giật mình, mơ hồ gia tăng lực độ, nhưng Y Nguyên không cách nào tránh thoát. Hát thiết cấp ngự thú sư. hắn vạn lần không ngờ sẽ có người mới vừa lên năm nhất đại học liền trở thành Hát thiết cấp ngự thủ sư. Tốt. Ngươi có đặc quyền. Hứa Sơn hai mắt nhắm lại, mở miệng nói ra ta yêu cầu kiểm tra một chút ba lô nếu như không có vật phẩm nguy hiểm có thể mang theo Ừm. trần thư những mày nhưng gặp mặt khác 19 cái sĩ quan huấn luyện đều nhìn sang cái có thể tạm lùi một bước hắn hào phóng đưa ra ba lô mặc cho hắn kiểm tra hứa sơn gật gật đầu mở ra trần thư tác chiến ba lô không đồng nhất thời gian ngắn hắn đã là khỏe mắt thẳng đánh nhận thức đã bị triệt để đánh vỡ đồ vật bên trong không gọi được cái gì vật phẩm nguy hiểm nhưng chính là có thể khiến người ta xúc mục kinh tâm nửa ngày hứa sơn hít sâu một hơi trong mắt tràn ngập đề phòng mở miệng hỏi Ngươi đến cùng là làm cái gì phương nổ lông triết lý cuộc sống lột sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn chương ba trăm năm mươi nếu có người khâm phục có thể tùy thời tìm ta khiêu chiến đường đường chính chính học sinh a trần thư nhún vai, đương nhiên mở miệng nói ra học sinh mang những vật này là ta lạc hậu sao hứa sơn lông mày đều nhanh vặn đến cùng nhau đầu góc mộng bức không đi nổi hứa sơn thế nào một tên thần sắc uy nghiêm trung niên nhân đi tới qua lại quan sát một chút trần thư a à. trần thư hơi nhũ lông mày một thoáng liền nhận ra đối phương chính là hoạt mục đầm lầy chấn linh quân đoàn trưởng vương trấn long lúc ấy liền là hắn trợ giúp phương tư đám người kéo lại truy sát mà đến các hung thú. nguyên bản hắn là chấn thủ hoạt mục đầm lầy quân đoàn trưởng nhưng bởi vì đi săn hát thụ vương thời điểm hai cái khế ước linh bản thân bị trọng thương thực lực của hắn hạ xuống một nửa tự nhiên không thể chấn thủ hoạt mục đầm lầy cái có thể tạm thời trở lại làm tinh tĩnh dưỡng lúc này vừa đúng có hoa hạ học phủ huấn luyện quân sự hắn vậy mới làm tổng huấn luyện viên có một cái hoàng kim cấp ngự thú sư tòa trấn không cần lo lắng học phủ thiên tài xuất hiện thương vong người biết ta vương trấn long chấp chấp lông mày lúc trước trần thư là mang theo mặt nạ chống độc tăng thêm vương tư đám người đều không tại tự nhiên là đối hắn không có quá nhiều ấn tượng trần thư lắc đầu phủ nhận không không biết ta thế nào cảm thấy ngươi có chút quen thuộc vương trấn long như mày qua lại đánh giá trần thư trong lòng luôn cảm giác không giống như là người tốt vương đoàn trưởng người học sinh này đồ vật hứa sơn đang muốn đem ba lô đưa cho vương trấn long trên xe vương tuyệt đi xuống trần thư sĩ quan huấn luyện không cho mang ngươi còn mang cái gì đây vương tuyệt trực tiếp đem ba lô tiếp nhận đưa cho chủ nhiệm lớp kiều nguyệt Tiểu lao sư, ngươi liền tạm thời cho Trần thư bảo lưu một thoáng. Không phải, Trần thư đều chưa kịp mở miệng, liền bị Vương Tuyệt kéo lấy lên xe. Tốt, chính thức xuất phát. Vương Trấn Long thấy thế, không tiếp tục truy đến cùng, chỉ là một cái ba lô mà thôi. Xe khởi động, mang theo sinh viên mới vào năm thứ nhất đi đến Hoang Thạch Sơn Lâm. Vương Tuyệt, ta mất đi không phải một cái ba lô, đó là mệnh của ta a. Trần thư ngồi liệt tại hàng sau trên vị trí, phản phất đã mất đi sinh mệnh ý nghĩa. Tiểu Trần, hết thể có đại gia đây. Một đạo ào âm thanh tại bên tai vang lên chỉ thấy ngoài cửa sổ xe bay tới một cái màu xám chim nhỏ chính là khế ước linh của vương tuyệt vương tuyệt mở miệng nói ra đều tại trong bụng của nó đây trần thư nao nao một thoáng liền nghĩ tới khế ước linh của vương tuyệt là hệ không gian có thể chứa đồ vật ba mẹ nó ta đều nhanh quên ngươi là ngự thú sư hoàng thạch sơn lâm ở vào kinh đô cái khác đại nguyên thành phố xuất hiện thời gian là tại hai trăm năm trước trong đó hung thú lấy một thuộc tính cùng thổ thuộc tính làm chủ độ nguy hiểm không lớn ngược lại thích hợp các học sinh huấn luyện quân sự lao vương ngươi thật một điểm sức chiến đấu đều hay không Trần Thư đem cái kia không gian chim nhỏ bắt tới, không ngừng tìm tòi lấy bụng của nó. Trong mắt của hắn tương đối hiếu kỳ, không rõ như vậy cái đồ chơi nhỏ thế nào như vậy có thể giả bộ. "Tiểu Trần, mời đình chỉ ngươi nhục nhã, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng." Màu xám chim nhỏ một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục dáng dấp, qua lại dây rồi lấy. Vương Tuyệt mở miệng nói ra, "Tạm thời không có, đến hắc thiết cấp khả năng liền có." "Vậy ngươi lúc trước còn muốn cùng ta đơn đấu?" Trong lòng Trần Thư có chút không tin, lúc ấy vì ký kết hợp đồng, Vương Tuyệt thế nhưng muốn cùng hắn tỉ thí. Ngày. Đây không phải phải đem khí thế lấy ra tới sao? vương tuyệt gãi gãi đầu nói ta mang ra hoa hạ học phụ thân phận đồng dạng học sinh đều không dám cùng ta đánh lúc xế chiều một đám người thành công đến đại nguyên thành phố hoang thạch trấn tiểu trấn tuy là quy mô không lớn nhưng lộ ra phồn hoa vô cùng có vô số tiến về mạo hiểm ngự thú sư đại nguyên thành phố là trong nước thành thị cấp một hắn trong thành thị dị không gian tự nhiên là đầy áp cả người xe tại cửa tiểu trấn dừng lại trong lúc nhất thời người qua đường nhộn nhịp trông lại nói chung đều là xe con tới trước ngồi xe buýt đều là đặc thù đám người các bạn học đều xuống xe tổng huấn luyện viên vương trấn long đi tới cửa tiểu trấn phía trước binh sĩ toàn bộ kính chào, trong mắt tràn ngập tôn kính. 20 danh giáo quan đồng dạng cùng nhau xuống xe, người mặc trấn linh quân trang, thần sắc tràn ngập nghiêm túc. Ngay sau đó 500 tên tân sinh đi tới cửa tiểu trấn, tuy là khuôn mặt non nớt, nhưng trong mắt cũng là tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Loại trừ số ít người khí chất không giống bình thường bên ngoài, phần lớn người đều được xưng tụng là nhân trung lão vượng, là trấn linh quân. Xem ra là tới trước huấn luyện quân sự học sinh, không phải là trọng điểm đại học người a. Mắt ngươi mù a, là hoa hạ học phủ người. Chỉ thấy trong đám người có người mặc chính là hoa hạ học phủ đồng phục, lộ ra cực kỳ trói sáng xem như toàn quốc học phủ cao nhất đồng phục dáng dấp đã đi sâu nhân tâm ba mẹ nó thật là hoa hạ học phủ người không nghĩ tới tới hoang thạch sơn lâm lịch luyện nếu là con của ta có thể thi đậu vậy coi như là mộ tổ bốc lên khói xanh lão lý nhưng dẹp đi a à, nhi tử ngươi lần trước thi cuối kỳ tổng điểm không đến một trăm muốn thi bên trên hoa hạ học phủ mộ tổ giấy lên tới đều vô dụng coi thường người qua đường nghị luận các giáo quan dẫn dắt học sinh trực tiếp đi đến tiểu trấn chỗ sâu trên đường đi người qua đường nhộn nhịp ngừng chân quan sát trong lòng tràn ngập thèm ớn Trước mắt non nớt tân sinh liền là tương lai đại nhân vật, địa vị cũng không phải bọn hắn có thể so sánh. Một khắc đồng hồ thời gian, mọi người đi thẳng tới tiểu trấn trong sương ngủ, không gian thông đạo ngay tại phía trước. Đều nhận lấy tốt mỗi người vật tư. Phía trước trên mặt đất đã thả vài trăm cái chế tạo ba lô, bên trong lấy trấn linh quân phục cùng đủ loại đồ dùng hàng ngày. 500 tên tân sinh nhận lấy ba lô, theo thứ tự bước vào không gian thông đạo. Trần thư tầm nhìn thoáng qua, một đạo không khí trong lành phả vào mặt, làm người tâm thần thanh thản. Hắn mở hai mắt ra, chỉ thấy mọi người đang đứng ở một cái đỉnh núi, bốn phía xây dựng thô sơ nhà đá xung quanh có chấn linh quân người không ngừng tuần tra ân đây chính là hoang thạch sơn lâm sao trần thư nao nao thị lực của hắn kinh người có thể tùy tiện trông thấy bên cạnh đỉnh núi mặc dù là núi rừng nhưng cây cối lại lộ ra thưa thớt mặt đất lộ ra trơ trụi hiện đầy đủ loại núi đá thỉnh thoảng có âm thanh thú gào chuyển đến toàn bộ xếp hàng tập hợp hứa sơn đi tới ngự thú lớp ba phía trước trên mặt lộ ra nghiêm túc vô cùng ngự thú lớp ba người thần sắc hoàng hốt lập tức sắp xếp thành đội ngũ tuy là có chút hỗn loạn nhưng ít ra là hoàn thành còn lại lớp người đồng dạng đạt được mệnh lệnh sắp xếp thành đôi chờ đợi mệnh lệnh phảng phất đã đưa vào nhân vật tới trước mạo hiểm ngự thú sư rất hứng thú quan sát từ đằng xa lấy không ngừng quan sát hoa hạ học phủ thiên tài một người trung niên đi tới đội ngũ phía trước mở miệng nói ra từ giờ trở đi các người huấn luyện quân sự sinh hoạt lại bắt đầu các người bây giờ không còn là hoa hạ học phủ thiên tài mà là hoang thạch sơn lâm trấn linh quân các vị phải phục tùng mệnh lệnh trung niên nhân thần sắc nghiêm khắc quét mắt mọi người một chút nói nhớ kỹ là phục tùng vô điều kiện nếu có người không phục có thể tùy thời tìm ta khiêu chiến nói xong chỉ thấy một cái màu đen cự hùng xuất hiện, hắc thiết tam tính đáng sợ khí thế bỗng nhiên bạo phát, làm người nhịn không được trong lòng run lên. Hống a, à. cự hùng đang muốn gào thét, một thoáng liền phá âm. Chỉ thấy một đạo vô cùng to lớn thân ảnh màu vàng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp gắt gao đem gấu đen ngăn chặn. Một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 352, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình cực kỳ hài hước? Hống. Cự hùng không ngừng giãy rủa, nhưng không có một chút tránh thoát dấu hiệu ngăn chặn nó sinh vật thực tế quá lớn không khí nháy mắt liền đọc lại trung niên nhân khỏe miệng thẳng đánh cái này mẹ nó không có người nói với hắn có hát thiết cấp học sinh a à. ai khế ước linh hắn hít sâu một hơi tận lực bảo trì bình tĩnh đánh mặt tới quá nhanh tựa như gió lốc Trung quanh người qua đường đồng dạng mở to hai mắt không nghĩ tới có như vậy dữ dội học sinh nhưng phía giới học sinh đều là nhịn không được nén cười lập tức quay đầu nhìn tới cả khối ánh mắt đều khóa chặt trần thư chỉ có khế ước linh của hắn mới lớn như vậy ai cũng chịu không được ây trần thư hai tay mở ra vô tội nói sĩ quan huấn luyện, không phải ngươi nói nếu có người không phục, có thể khiêu chiến ư. tốt. trung niên nhân gật đầu một cái, nói, ngươi thắng, xem như ban thưởng, tối nay ngươi không cần ăn cơm. mắt của trần thư trường một cái, cái này mẹ nói như thế nào là kết quả này. ánh mắt của hắn nhìn phía mọi người, mở miệng nói ra, còn có ai muốn khiêu chiến? mọi người toàn bộ yên lặng, cái này ai dám khiêu chiến a? tốt. không có người khiêu chiến tốt nhất. trung niên nhân gật đầu một cái, nói, các giáo quan an bài ký túc xá a. hai mươi danh giáo quan gật đầu một cái, đem lớp người đưa đến chúng quanh trong nhà đá một cái trong nhà đá trưng bày bốn tấm giường đá phía trên hiện lên một tầng tông đệm hoàn cảnh nhìn lên cực kỳ đơn sơ trấn linh quân cũng không phải tới hưởng thụ tương đương với tại thủ vệ làm tinh an toàn không được có nửa điểm sơ sẩy đều chỉnh lý tốt mỗi người giường chiếu mang vào trấn linh quân phục sáu giờ tối lại tập hợp sĩ quan huấn luyện hứa sơn nhìn thật sâu trần thư một chút rời đi trong nhà đá trần thư ba người đều tại một chỗ một người khác thì là tạo phong ngữ bốn người đều biết ngược lại không có mới lạ cảm giác sẽ không cần chúng ta một mực chờ tại cứ điểm a trần thư sờ lên cảm nói nếu như vậy vậy ta tới dị không gian làm gì a à, lương ngay tại cửa hàng giường của mình đơn quay đầu nói tựa như là dạng này chúng ta chủ yếu là làm trấn linh quân công việc trần thư con ngươi chuyển động muốn tìm một cơ hội liền chạy ra hắn mở miệng nói ra lão vương trước tiên đem túi cho ta vương tuyệt quay đầu triệu hoán ra khế ước linh của mình chỉ thấy màu xám chim nhỏ trong mắt có một vòng quang mang lập lòe một cái quý danh hành quân ba lô nháy mắt xuất hiện trần thư tới gần cẩn thận ngửi ngửi ba lô a à, mùi vị quen thuộc quen thuộc phối phương người biến thái a à. ba người cùng nhau trông lại không cần đoán đều biết trần thư ba lô là vị gì thật là không hiểu thưởng thức trần thư nhất miệng đem ba lô thả tới nhà đá chỗ bí mật sửa sang lại giường của mình mười phút đồng hồ mọi người thu thập xong vương tuyệt nhịn không được thở dài trần bì đừng nói ngươi mang vào trấn linh quân trang thật là thích hợp trần thư thân hình cao lớn tăng thêm bản thân khí chất không tầm thường mang vào quân trang ngược lại thật sự có mô hình có dạng a lương lắc đầu nói tội phạm mặc trấn linh quân trang đây không phải chuột biến thành mèo cái gì gọi là chuột trần thư trừng mắt liếc nói ta là một cái ba tốt thị dân lên làm trấn linh quân là tuyệt đối hợp lý tốt ta chúng ta chỉnh điểm trần thư cười cười theo trong túi sách lại lấy ra lắp ráp vị nướng cùng đủ loại đồ gia vị mặc dù là dùng túi phân trang người mẹ nó mang chính là những cái này ba người khỏe miệng giật một cái trong lòng một thoáng đều có chút thèm buổi trưa mọi người chỉ ở trên xe ăn một chút áp xúc đồ ăn tự nhiên là thật sớm liền đói bụng làm đến làm đến a lương nết mép cười một tiếng trong mắt có vẻ hưng phấn một đám người tại trong nhà đã lắp ráp tốt đồ nướng giá sắp tháng tuổi đã là bắt đầu chuẩn bị nướng bữa tiệc lớn một khắc đồng hồ thời gian hết thảy đều đã làm tốt ba người ánh mắt trừng trừng nhìn phía trần thư các ngươi xem ta làm gì vương tuyệt liếm môi một cái nói thì đây trần thư nghi ngờ hỏi cái gì thịt ba người ánh mắt quái gì, ngươi mẹ nó mang theo đủ loại đồ vật liền là không cần thịt trần thư nhún vai nói ây ta chưa bao giờ mang đều là hiện giết hiện đấu chúng ta tại cứ điểm có cái dám hung thú bốn người thèm ăn đã bị câu đi ra bây giờ muốn nín trở về nói nghe thì dễ ngay sau đó ánh mắt của bọn hắn đồng loạt nhìn phía một bên màu xám chim nhỏ quả thực tựa như là sói đói ba mẹ nó tiểu vương ngươi mẹ nó ánh mắt gì chim nhỏ thần sắc chấn động chỉ cảm thấy đám người này đã muốn đem hắn nuốt sống các loại trong chốc lát cặp mắt của nó có kỹ năng quan huy trong phòng một thoáng liền xuất hiện đại lượng đồ ăn bao gồm thịt tươi rau quả trái cây cùng đồ uống trần thư đám người con mắt chừng lớn nhìn phía vương tuyệt ngươi nha có đồ ăn không nói sớm vương tuyệt gãi gãi đầu nói ây ta quên rất lâu chưa bao giờ dùng qua Mở làm bốn người trong mắt có vẻ hưng phấn trọn vẹn quên đi bọn hắn là tại huấn luyện quân sự nửa giờ sau trong nhà đã đã là mùi thịt bột phía bốn người ngồi vây chung một chỗ trong mắt có thỏa mãn vương tuyệt vỗ vỗ bụng nói chúng ta chờ một hồi còn tập hợp sao đã nhanh sáu giờ rồi tập hợp cái rắm nhiều như vậy thì không ăn lãng phí trần thư lắc đầu lại là cầm lên một cái xiên thịt bò ăn như gió cuốn lên không có sao chứ tạ phong ngữ vẫn luôn là trường học thiên tài tiếp xúc người đều là ưu tú học sinh lúc nào cùng cái này ba hàng lăn lộn qua tự nhiên là có điểm không thói quen trần thư cười lấy nói sẽ không tiểu cảm ơn xảy ra chuyện có ta tội phạm chịu trách nhiệm đến lúc đó liền nói là vu dịch chỉ điểm a à lương con ngươi đảo một vòng mở miệng nói ra tiểu cảm ơn bằng hưu của ngươi giang mặc không phải lớp chúng ta sao đến lúc đó để hắn trả lời cái đến là được có thể chứ loại kia ta một thoáng ta đi tìm hắn tạ phong ngữ gật đầu một cái cuối cùng không nhịn được thịt nướng dụ hoặc lựa chọn cùng ba người cùng nhau bày nát thời gian từng bước đi qua bốn người y nguyên hưởng dụng mỹ thực ngay tại lúc này một đạo vang dội huýt sáo vang lên trong vòng năm phút đồng hồ toàn bộ tập hợp các giáo quan âm thanh truyền đến không có đích thân tới trước thúc giục mà là tại bên ngoài tính theo thời gian hứa sơn đứng ở phía trước chờ đợi ngự thú lớp ba học sinh tập hợp không đến năm phút đồng hồ phần lớn người đều đã tập hợp hoàn tất giang mặc giờ phút này khỏe miệng giật một cái hắn tả hữu đều thiếu mất hai người chính là chưa tới trần thư bốn người cái này mẹ nó thế nào hỗ trợ đáp trả hứa sơn ngắm nhìn trong tay đồng hồ bấm dây năm phút đồng hồ thời gian trôi qua hiện tại bắt đầu đếm số một hai giang mặc luất huyết thái dương chỉ cảm thấy đầu có đau một chút nhưng đáp ứng tạo phong ngữ hắn lại không muốn lỡ hẹn rất nhanh liền đến phiên hắn giang mặc đi tới cái thứ nhất chỗ trống mở miệng nói ra mười sáu hắn một cái dập chân lại tới vị trí thứ hai cố ý đổi một loại âm thanh hô mười bảy ở vào trước sau xếp hàng học sinh khỏe miệng giật một cái ngươi nha chính là không phải quá bất hợp lý ngay tại giang mặc âm thầm đắc ý đi tới cái thứ năm vị trí thời điểm ẩm hắn một thoáng liền cùng một đạo thân ảnh đụng phải quay đầu nhìn lại chỉ thấy hứa sơn hai tay ôm ngực yên lặng nhìn chăm chú lên giang mặc giang mặc hít thở trì trệ âm thanh có chút phát run nói dạy sĩ si quan huấn luyện ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình cực kỳ hài hước hứa sơn thần sắc bình thường nói lớp đội ngũ chia làm năm xếp hàng ngươi hàng này mẹ nó liền ngươi một cái ngươi là coi ta là ngã ngốc à? những người còn lại âm thầm đối giang mặc dơ ngón tay cái lên là thật dũng cảm a trần thư bọn hắn người đây hứa sơn mở miệng hỏi liếc mắt liền nhìn ra là trần thư không có tới ẩm ngay tại lúc này một đạo nổ mạnh xuất hiện vô luận là sĩ si quan huấn luyện hoặc là học sinh toàn bộ quay đầu nhìn tới chỉ thấy một gian nhà đá nóc nhà trực tiếp liền bị nổ tung một đạo trói mắt vô cùng cột lửa phóng lên tận trời kèm theo thấu trời đá vụn cùng đủ loại thịt mùi thơm nồng nặc xuyên a à, cái này mọi người vẻ mặt ngốc trệ trọn vẹn không có dự liệu được cái này không hợp thói thường tràn diện một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước Minan nan phải làm sao để chương ba trăm năm mươi ba có lợi người nhất định phải là ta quá khỏe con a toàn bộ người đều là trợn mắt hốc mồm vậy mới huấn luyện quân sự ngày đầu tiên trực tiếp liền đem gian nhà cho nổ mẹ nó đây rốt cuộc là học sinh vẫn là phần tử khủng bố hứa sơn khỏe miệng giật một cái vốn cho rằng trần thư chỉ là đau đầu hiện tại xem ra hắn thực tế qua coi thường đối phương đám tiểu tử này tổng huấn luyện viên vương trấn long hít thở sâu một thoáng đưa tay phải ra vừa đúng nắm lấy rơi xuống tới một chua thịt bò mùi vị không tệ hắn lắc đầu vừa ăn xiên thịt bò vừa đi đến trước nhà đá lúc này cột lửa đã tiêu tán trong phòng đồng thời truyền đến tức hồn hệ âm thanh Chó chết người mẹ nó có phải điên rồi hay không ta để ngươi thêm lửa không để ngươi nổ nhà a à. ngạch xiên thì ta vương trấn long nao nao đi lên trước mở ra cửa đá chỉ thấy trong phòng có bốn cái khuôn mặt tối om người không ngừng bạo nói tụ, đồng thời đem một cái hợt kỳ gắt gao đẻ ở trên mặt đất nga ô kỳ không có phản kháng một bộ chấp nhận giá dấp ây sĩ quan huấn luyện trần thư hình như ý thức được cái gì ngẩng đầu liếc mắt liền nhìn thấy vương trấn long hắn dùng tay xoa xoa trên mặt than tuổi, kết quả càng rút lên càng đen bốn người như là tại hát châu đào tạo sâu một phen cái có thể lờ mờ nhìn ra bọn họ cùng chúng khác biệt khí chất ta hy vọng đạt được một cái giải thích hợp lý vương trấn long thần sắc bình thường nhưng trong lòng thì có chút chấn kinh người tuổi trẻ bây giờ đường đi đã như vậy ra sao sĩ quan huấn luyện tạ phong ngữ muốn biện giải kết quả một thoáng liền bị trần thư cắt ngang sĩ quan huấn luyện con chó này xem kỷ luật như không trọn vẹn không có tướng quân dạy bảo coi ra gì vậy mà tại trong phòng tiến hành nướng trần thư gắt gao ấn xuống đầu chó nghĩa chính nghiêm từ nói hiện tại hiểm nghi chó đã bị chúng ta chế phục hết thể nghe theo sĩ quan huấn luyện an bài bốn người cùng nhau trông lại ánh mắt quái dị vô cùng ngươi là thật có thể nói linh tính a à, dĩ nhiên nghĩ đến dùng chó tới gánh trách nga ô thật kỳ trong mắt đồng dạng chấn động vô cùng nó không phải người nhưng ngươi là thật chó a à. trần thư trọn vẹn không có để ý ánh mắt của bốn người mở miệng nói ra sĩ quan huấn luyện hết thể đều là chúng ta nên làm cũng không cần biểu dương nếu như ngài nhất định muốn kiên trì tới điểm vật chất ban thưởng cũng là có thể vương trấn long cuối cùng phản ứng lại trần thư một bộ thao tác cho hắn làm có chút ngậu tiểu tử ngươi tùy cơ ứng biến năng lực đủ có thể nói như vậy mọi chuyện đều là con chó này làm ra vương trấn long sờ lên cảm nói một cái chó đầu tiên là tại trong phòng làm nướng lại đem nóc nhà cho nổ, chọn vẹn chính xác, sĩ quan huấn luyện anh minh, Trần Thư chắc chắn gật đầu một cái, không có chút nào cảm thấy quá mức. tốt, Vương Trấn Long gật gật đầu, nói, vậy mà như thế, vậy liền đem con chó này làm thịt ta. tối nay ta mời mọi người ăn thịt chó. ê, Trần Thư khỏe miệng giật một cái, đây là khế ước linh của hắn, một khi chết, cuộc đời mình không phải cũng chơi xong sao? sĩ quan huấn luyện, nó chỉ là phạm mỗi cái hờ kỳ đều sẽ phạm sai, ta cảm thấy tội không đáng chết ta. Trần Thư trực tiếp đem hờ kỳ thu về, e sợ cho bị hố hắn mở miệng nói ra hơi chút trừng phạt một phen liền tốt ta sau đó sẽ tiến hành phê bình giáo dục ít nói linh tinh vương trấn long thần sắc nghiêm lại mở miệng nói ra các ngươi bốn người đi ra nửa ngày cả khối người đều chỉnh tề đứng đấy tư thế quân đội nghe lấy sĩ quan huấn luyện an bài mà tại cứ điểm xung quanh đang có năm bóng người không ngừng chạy nhanh tại bọn hắn chết không một cái màu vàng đại hồ đạp không mà đi chính giữa rất hứng thú nhìn chằm chằm năm người chúng ta đến chạy bao lâu a à? tạ phong Nữ mở miệng nói ra trong lòng đã là có chút hối hận đi theo tội phạm lăn lộn ba ngày đói chín bữa ăn a à. trần thư an ủi nhanh sĩ si quan huấn luyện nói hừng đông mười giờ liền có thể vấn đề là hiện tại mới 6 giờ a à. giang mặc không ngừng kêu rên trong mắt đã là có vẻ tuyệt vọng giang mặc ngươi thế nào cũng tới ngươi cứ nói đi sĩ si quan huấn luyện nói ta đem hắn làm ngu xuẩn năm người kêu thảm vây quanh cứ điểm từng vòng từng vòng chạy cái này có thể so sánh chạy thao trường muốn tra tấn nhiều vê anh ngay tại lúc này một mực giám thị bọn hắn màu vàng đại hổ hai mắt xuất hiện kỳ quang như là kích quang đồng dạng bắn mạnh mà ra trực tiếp đánh ra một cái hố nhỏ trong lòng vương tuyệt giật mình mở miệng nói ra ta dựa vào hổ ra đừng xúc động a năm người lập tức lại tăng nhanh tốc độ không dám có bất kỳ giảm bớt thời gian từng bước đi qua những học sinh mới đã giải tán trở lại trong nhà đá nghỉ ngơi nhưng mà trần thư năm người như cũ tại bán mạng chạy nhanh ta có chút không được tạ phong ngữ cùng giang mặc hai người thở không ra hơi khuôn mặt tái nhợt một bộ sắp chết bất đắc kỳ tử răng dấp hiển nhiên đã nhanh đến cực hạn vương tuyệt đồng dạng mệnh đến ngất ngư hai chân đều tại không ngừng đánh bố trí bây giờ có thể kiên trì chỉ có trần thư cùng a lương một cái là hắc thiết cấp thân thể một cái là trường kỳ tập luyện qua kiên trì một thoáng a lương thần sắc chấn động phảng phất nhớ ra cái gì đó mở miệng nói ra lao vương nhanh đem ta hộp bảo bối cho ta vương tuyệt nao nao triệu hoán ra màu xám chim nhỏ a lương tiếp nhận chim nhỏ phun ra giường một bên chạy nhanh một bên mở cái dương ra lấy ra đạp mạch giấy đưa cho tạ phong ngữ cái này cái gì đồ chơi a à? tạ phong ngữ có chút lên người tuy là nhận lấy văn bản tài liệu nhưng đã mệt đến có chút hoa mắt kết xù nhất độ bảo hiểm có lợi người là ta các ngươi ký một chữ là được rồi bốn người cùng nhau trông lại ngươi được làm a thời điểm then chốt dĩ nhiên như vậy chó a lương trần thư nhúng mày quát lớn mọi người đều là huynh đệ ngươi dĩ nhiên làm như vậy liền không sợ ta hàn tâm sao seka ca tạ phong ngữ cùng giang mặc trong mắt tràn ngập cảm kích không nghĩ tới thời điểm then chốt vẫn là nam giang tội phạm đáng tin trần thư vô vô bả vai của hai người quay đầu đối a lương nói có lợi người phải có ta hai người ngay tại chỗ thần sắc cứng đờ ngươi mẹ nó thật không phải là người a phương nổ lông triết lý cuộc sống lột sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càn quét đến đó cười mịn chương ba trăm năm mươi nướng có hại cho sức khỏe đều là bởi vì hai ngươi làm nướng và không chúng ta thế nào sẽ trầm luân như vậy vương tuyệt thần sắc bi phẫn hoàn toàn quên trước hắn ăn miệng đầy chảy mỡ rán dấp ta dựa vào lao vương ngươi làm cái gì a à, lương lên tiếng kinh hô chỉ thấy vương tuyệt một cái nhún nhảy trực tiếp cưới lên trên lưng của hắn không sai đều là bởi vì các ngươi tạ phong ngữ cùng giang mặc đồng dạng lướt nhau một cái nhún nhảy trực tiếp treo ở trên mình trần thư ta mẹ nó trần thư thân thể trầm xuống hai chân đều run dậy một thoáng nguyên bản thoải mái dáng dấp không còn sót lại chút gì chính mình chạy cùng mang theo hai người chạy nhưng trọn vẹn không phải một cái nhận thức vê anh ngay tại lúc này bên cạnh màu vàng đại hổ phát giác được tốc độ của bọn hắn chậm lại là một cái kỹ năng đánh tới ta không chịu được mau xuống đây trần thư hoảng sợ nói đã là sử dụng ra toàn thân sức mạnh như vậy chạy xuống đi hắn tuyệt đối sẽ mệt lạ không dưới chết đều không dưới tạ phong ngữ cùng giang mặc một thoáng liền cảm thấy đến vô cùng dễ dàng gắt gao nắm lấy trần thư không có một chút buông tay dấu hiệu một bên khác vương tuyệt giống như vậy gia tăng khí lực lao vương ngươi mẹ nó có thể hay không đừng ra ta cái cổ a lương đã là có chút thở không ra hơi Ê! vương tuyệt vậy mới buông lỏng tay ra nhưng cả người y nguyên treo ở a lương trên mình trần thư cùng a lương nháy mắt thành lao lực sau lưng ba người bắt đầu phụ trọng chạy đám tiểu từ này vương trấn long đi tới màu vàng đại hồ trên lưng trong mắt có không hiểu ý cười cùng hối ức dưới ánh trăng năm người bóng lưng để thần sắc của hắn trở nên hoảng hốt hình như về tới nhiều năm trước đáng tiếc hết thể đều trở về không được thật giống năm đó ta à vương trấn long sờ lên cằm, nói nhưng ta lúc ấy dường như không có chậm như vậy đến nhiều thêm một thoáng lực độ hắn một ánh mắt ra hiệu màu vàng cự hổ lại là một cái kích quang mắt bắn mạnh mà tới với anh ta mẹ nó tốc độ không chậm a à? trần thư thần sắc run lên hai chân đã là có chút đau nhức nhanh lên nữa quá chậm vương trấn long hai tay ôm ngực bình tĩnh mở miệng hắn hiện tại không còn là năm đó chạy bộ người nhân vật trao đổi cảm giác thật là quá sung sướng ta trần thư có nỗi khổ không nói được cái có thể lại lần nữa tăng nhanh tốc độ một bên a lương đồng dạng có chút không chịu nổi thân thể của hắn không có đi qua cường hóa sắc mặt từng bước trắng bệnh đại hoàng ngươi nhìn kỹ bọn hắn vương chấn long ngáp một cái rời đi nơi đây màu vàng đại hổ thì là tiếp tục giám thị lấy năm người thời gian từng bước đi qua bóng đêm đã sâu hơn chỉ có trên bầu trời ánh trăng y nguyên treo cao trần thư ta có chút không được muốn một cái biện pháp a a lương quay đầu trông lại toàn bộ thân hình đều tại không ngừng lay động trần thư đồng dạng thở hồng hộc trong mắt của hắn xoay một cái mở miệng nói ra lao vương cho ta một khối thịt tươi chốc lát trần thư tay trái cầm một khối thịt tươi tay phải cầm một cái bình để ngươi nha giám thị chúng ta cho ngươi chỉnh điểm đột nhiên trần thư mở ra bình cho thịt tươi bên trên đổ đại lượng màu đen thuốc bột kéo không chết ngươi tay phải hắn hất lên trực tiếp đem thịt tươi ném cho bầu trời màu vàng đại hổ. ân màu vàng đại hổ thần sắc bình tĩnh trực tiếp đem thịt tươi nuốt vào trong mắt có thỏa mãn thời gian từng bước đi qua nhưng màu vàng đại hổ vẫn không có tiêu chạy tình huống ta mẹ nó vô dụng sao nhìn tới quay đầu còn đến tinh luyện một thoáng Trần Thư khỏe miệng giật một cái, cho dù là gia tăng liều lượng, vẫn không có tác dụng. Tội phạm bài thuốc sổ có thể đối hoàng kim cấp ngự thú sư hữu dụng, nhưng đối hoàng kim cấp khế ước linh liền mất hiệu lực, cả hai tố chất thân thể không phải một cấp bậc. Hống! màu vàng đại hổ gầm thét một tiếng, trong mắt lại có ám chỉ ý. Ân. Trần Thư nao nao, hắn lại là ném ra một khối lớn hung thu thịt. Màu vàng đại hổ vừa ý gật đầu một cái. Trần Thư vốn cho rằng kế hoạch của mình thất bại, kết quả hiện tại xem ra, dường như vẫn là hữu dụng. Hắn cố tình hãm lại tốc độ, kết quả không có chịu đến đại hổ công kích nhưng ngay tại hắn muốn lúc dừng lại một đạo kỹ năng lại là hành tới ba mẹ nó người mẹ nó cho ăn không quân a trần thư khỏe miệng giật một cái cuối cùng cho ra một cái kết luận tuy là có thể thả chậm tốc độ nhưng không thể dừng lại hắn cùng a lương lẫn nhau bắt đầu chạy chậm lên hai ngươi mau xuống đây chạy một thoáng trần thư thở phì phò nói đã là có chút không chống nổi tạ phong ngữ cùng giang mặc khôi phục một chút thể lực lại bắt đầu chạy chậm lên cứ như vậy qua lại thay phiên năm người cuối cùng kiên trì tới mười hai giờ không chống nổi trần thư cùng a lương một cái lảo đảo trực tiếp té ngã trên đất. Hống. Màu vàng đại hổ đồng dạng không tiếp tục giám thị năm người, rời đi nơi đây. Mẹ ơi. Trần Thư nằm trên mặt đất, ngửa mặt nhìn lên bầu trời phồn tinh, không ngừng thở hổn hển. Mệt thanh chó. A à, Lương đồng dạng thân thể đau nhức, nhất, nhất là Lương Vương tuyệt thời điểm, quả thực liền là đối với hắn tra tấn. Trần Thư tiếp nhận một bình đồ uống, mở miệng nói ra, đừng ngượng hắc. Chó không có người mệt. Vương Tuyệt ba người đồng dạng sủi lơ dưới đất, hai mắt đều tại bước lên sao vàng. Giang Mặc hai mắt nhắm lại, nói nhỏ, ta cảm thấy chúng ta muốn hấp thụ giáo hấn. Tiểu Giang nói đúng. Trần Thư hít thở sâu một thoáng không khí mới mẻ, mở miệng nói ra. Theo trong chuyện này ta hiểu được một cái đạo lý. Bốn người quay đầu trông lại, mở miệng hỏi, đạo lý gì? Trần Thư bình thản nói, nướng có hại cho sức khỏe. Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn. Chương 355, bảo hiểm y tế thẻ đều cho người đánh thiếu phí. A Lương khỏe miệng giật một cái, nói, nhưng dẹp đi a. Cùng nướng có cái dám quan hệ. Tốt, trở về đi ngủ, ngày mai còn đến huấn luyện quân sự. Năm người chậm rãi đứng dậy, dắt dịu nhau đi đến nhà đá đã không có một cái nào đứng đến ổn trần thư bốn người đem giang mặc đưa về nhà đá quay người về tới ký túc xá của mình bên trong phong này đỉnh làm cái gì có chút lạnh a à. tạ phong ngữ dùng mình một cái mở miệng hỏi chuyện nhỏ trần thư tâm niệm vừa động trực tiếp triệu hoán ra ngay tại ngủ say sờ lạnh ờ mò tiểu hoàng lốc manh mắt to mở ra trực tiếp thả ra bạo lực tỏa sát chỉ thấy nó nhún người nhảy một cái đi tới trên nóc nhà lớn 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 trần thư khống chế tiểu hoàng hình thể vừa đúng bao trùm ở toàn bộ nhà đá trở thành mới nóc nhà Người xác định có thể a lương trong lòng có điểm kinh nghi cái này mẹ nó nếu như nhà đá bị áp sập bốn người tuyệt đối sẽ trở thành một đoàn gạch men không có việc gì tiểu hoàng cũng không phải cái kia ngu xuẩn chó trần thư khiến tiểu hoàng ban đêm không muốn đi ngủ đương nhiên sẽ không xuất hiện ngăn chặn tình huống của bọn hắn đi ngủ ta khốn không đi nổi trần thư ngáp một cái đời này đều không có mệt mỏi như vậy qua ba người khác đồng dạng mỏi mệt không chịu nổi nặng nề ngủ thiết đi vừa dạng sáng ngày thứ hai lại là một đạo tiếng huýt sáo truyền ra vang vọng tại toàn bộ cứ điểm bên trong ta mẹ nó Trần Thư dùng chăn mền che đầu, trực tiếp bảy nát. 5 phút đồng hồ tập hợp. 5 phút đồng hồ tập hợp. Vương Trấn Long tự mình đến đến Trần Thư đám người nhà đá, xa xa đã nhìn thấy nóc nhà ngốc manh sờ lạnh. Không nghĩ tới Trần Thư đám người ngược lại rất có ý nghĩ. Hắn mở miệng nói ra, lại không tập hợp, hôm nay chạy bộ lượng gấp đôi. Trong nháy mắt, bốn người chịu đựng đau nhức thân thể, mặc xong trấn linh quân trang. Huấn luyện quân sự sinh hoạt chính thức bắt đầu. Toàn bộ tân sinh nguyên bản trong lòng đều là có chờ mong. Nhưng thời gian một ngày đi qua, mỗi người đều là không ngừng tiêu khổ chuyện của bọn hắn chủ yếu liền là tư thế hành quân học tập kỹ xảo cận chiến cùng tuần tra cứ điểm hơn nữa quản lý cực kỳ nghiêm ngặt hơi chút xuất hiện sai lầm liền sẽ gặp phải trừng phạt thật nham chắn a à. lúc ban đêm trần thư nằm ở trong nhà đá hắn cũng không phải tới chịu tội ngay tại lúc này trước mắt của hắn xuất hiện tuyển hạng tuyển hạng một quả quyết nâng thùng chạy trốn thành công thoát đi nơi đây hoàn thành ban thưởng đại lượng ngự thú lực tuyển hạng hai thành thành thật thật huấn luyện quân sự tiếp nhận tra tấn hoàn thành ban thưởng kỹ năng phân thân thêm một tuyển hạng ba thời gian này bất quá trực tiếp tại cứ điểm ném ra bạo tạc dự tề hoàn thành ban thưởng đột phá làm bạch ngân cấp ngự thú sư Trần thư khỏe miệng giật một cái ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái thứ ba tuyển hạng bên hai của hắn phảng phất đã vang lên ác ma nói nhỏ đều nghỉ ngơi thật tốt ngay tại lúc này bên ngoài truyền đến tổng huấn luyện viên vương trấn long âm thanh Trần thư thần sắc chấn động lập tức liền khôi phục thanh tỉnh chỉ cần hắn dám ném bạo tạc dự tề vương trấn long liền dám đem hắn ngay tại chỗ chôn nhìn tới cái có thể lựa chọn cái thứ nhất cùng cái thứ hai hiển nhiên cái thứ hai ban thưởng càng tốt bởi vì là thần kỹ phân thân nhưng vấn đề là huấn luyện quân sự sinh hoạt thực tế quá khổ nửa ngày hắn làm ra quyết định nhìn phía ba người mở miệng nói ra ta buổi tối chuẩn bị chạy trốn các ngươi đây vương tuyệt tao mày nói đây không phải là làm đảo binh sao hơn nữa khẳng định sẽ là bị chụp học phần không còn được ta đã không chống nổi trần thư bình thường lười biếng quen rồi lúc nào bị loại này quân sự hóa quản lý chúng ta tiến về không gian chỗ sâu săn giết hung thú một dạng là tương đương với tại huấn luyện quân sự không có xử phạt trần thư mê hoặc lấy ba người ngữ khí phảng phất có một cô ma lực tạ phong ngữ nhúng mày mở miệng nói ra sẽ không xảy ra chuyện a xảy ra chuyện có ta tội phạm chịu trách nhiệm Trần Thư vô vô ngực, trong mắt có vẻ tự tin tại sao ta cảm giác dường như nghe qua những lời này Tạ Phong Ngữ gãi gãi đầu Trung quy cảm thấy có điểm gì là lạ, lạ nửa đêm 12 hai giờ bốn cái lén lén lút lút bóng người xuất hiện tại cứ điểm bên trong đi theo ta ta đã sớm tính toán tốt lộ tuyến hết thảy đều ở trong khống chế Trần Thư dùng tay ra hiệu ba người bắt kịp khỏe miệng của hắn có nụ cười tự tin quả nhiên trên đường đi đều không có bị Trấn Linh Quân phát hiện thuận lợi vô cùng đi tới cứ điểm bên ngoài bầu trời mặc chim bay biển rộng mặc cá bơi bãi bay người lặc Trần Thư quay người nhìn một cái cứ điểm khoe miệng có nụ cười ngay tại trong chốc lát một đạo tiếng oanh minh xuất hiện ba mẹ nó còn không tới chúc mừng thời điểm các ngươi đừng kích động a Trần Thư chừng mắt nhìn ba người mở miệng nói ra chúng ta ngày mai lại chúc mừng a lương ba người đều là con mắt chừng lớn một bộ choáng váng rắn dấp các ngươi thế nào Trần Thư mơ hồ ý thức được không thích hợp theo ánh mắt của bọn hắn hướng về trên không nhìn tới chỉ thấy một cái to lớn màu vàng cự hổ ngay tại nhìn xuống bọn hắn các ngươi bốn cái đêm hôm khuya khoát làm gì trên lưng hổ vương chấn long thần sắc bình tĩnh trong mắt có khơi hài nụ cười trần thư mở miệng nói ra tây ngồi cầu ngồi cầu vương chấn long gật đầu cười nói đêm hôm khuya khoát đem nóc nhà thu lại tiếp đó ra ngoài mặt ngồi cầu làm hành động nghệ thuật ta tây trần thư nao nao không nghĩ tới dĩ nhiên là bởi vì tiểu hoàng bại lộ tới vương chấn long theo trên lưng hổ nhảy xuống làm được một khối trên núi đá Trần thư bốn người thành thành thật thật đi tới bên cạnh nhìn xuống phía trước toàn bộ cứ điểm không chịu khổ nổi vương trấn long thần sắc bình thường hai tay quanh chống đỡ lấy cảm ánh mắt của hắn tràn ngập thâm thúy các ngươi chịu không được huấn luyện quân sự chỉ là trấn linh quân hàng ngày thôi ngữ khí của hắn trầm thấp mở miệng nói ra cuộc sống như vậy theo hai mươi tuổi bắt đầu ta liền trở thành một tên thực tập trấn linh quân cuộc sống như vậy ta đã qua hai mươi năm chín phẩy một năm ba trời sĩ quan huấn luyện ngươi Trần thư bốn người thần sắc chấn động trong mắt tràn ngập động dung vương trấn long quay đầu xem ra chính mình lời nói một thoáng liền chạm tới bốn người linh hồn sĩ quan huấn luyện ngài không học đại học ngài hiện tại đã bốn mươi tuổi ta thế nào cảm thấy như là sáu mươi tuổi vương trấn long khỏe miệng giật một cái cái này mẹ nó như thế nào cùng chính mình nghĩ không giống nhau không ngờ như thế chính mình là tại đàn gậy thai châu các ngươi buôn cái hiện tại bắt đầu cho láo tử chạy sau năm phút sáng rực dưới ánh trăng bốn người lại bắt đầu chạy bộ từ hôm nay trở đi các ngươi mỗi đêm đều muốn chạy đến trời vừa rạng sáng một câu để bốn người thần sắc nháy mắt một trắng Tạ Phong ngữ thần sắc cú hoán, cũng không dám lại tin tưởng Trần Thư, đã nói xong ngươi gánh trách nhiệm, kết quả vẫn là cùng nhau bị phạt. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Trần Thư đám người treo lên vành mắt đen, đi tới trong đội ngũ. Hai chân của hắn run rẩy, tối hôm qua cứ thế mà chạy đến trời vừa dạng sáng, mà lại là sau lưng Tạ Phong ngữ một chỗ chạy. Bốn người thần sắc mệt mỏi, nhưng chỉ có thể liều mạng đứng vững tư thế quân đội. Những ngày tiếp theo, Vương Trấn Long gia tăng đối Trần Thư bốn người giám thị. Trần Thư đã là nhận mệnh, không tiếp tục lựa chọn thoát đi, mà là thành thành thật thật quân huấn lên chỉ ít có thể cho nguyên tố thu phân thân kỹ năng thêm một ngay từ đầu bốn người tương đối gian nan chẳng những phải tiếp nhận ban ngày huấn luyện buổi tối càng là phải chạy đến trời vừa rạng sáng mỗi ngày đều là bị ép khô răng rớp nhưng thời gian chậm rãi qua đi bốn người dĩ nhiên đều có chút thích ứng không thể không nói quen thuộc là cực kỳ đáng sợ chỗ tốt duy nhất liền là có vương tuyệt không gian khế ước linh có thể buổi tối chạy bộ kết thúc ăn uống thả cửa không cần lo lắng dinh dưỡng vấn đề thời gian chỉ trước mắt liền đã đi tới tháng chín hạ tuần buổi sáng sáu giờ một trận tiếng huýt sáo vang lên trong vòng năm phút đồng hồ tập hợp Trần Thư đám người đã có thay đổi cực lớn, tiếng huyết sáo vừa vang lên, lập tức liền cùng nhau dùng chăn mền che đầu. 4 phút đi qua, bọn hắn lập tức ngay ngắn vô cùng rời giường, trong vòng 1 phút liền đã đi tới trong đội ngũ. Tuy là y nguyên lười đến một nhóm, nhưng ít ra hiệu suất làm việc đề cao, sẽ không xuất hiện đến trễ tình huống. 500 tên tân sinh làn da ngăm đen, trong mắt đã có vẻ kiên nghị, so với mới đi vào thời gian, nhiều một luồng khí chất đặc biệt. Đi qua 20 ngày huấn luyện, tiến bộ của mọi người ta đều nhìn ở trong mắt. Vương Trấn Long mở miệng nói ra, huấn luyện quân sự mục đích không phải tăng lên thực lực của bọn hắn, mà làm ải một mài tính tình của bọn hắn ta muốn điểm đồng hồ nổi tiếng dương một thoáng ngựa thú lớp 3 trần thư đồng học khoe miệng của hắn mang theo ý cười nói hắn của ban đầu có thể nói là kiệt ngạo bất tuần ngày đầu tiên liền nổ nhà đá nhưng các ngươi xem hắn hiện tại mọi người cùng nhau quay đầu muốn nhìn một chút an phận thủ thường trần thư lại nhìn thẻ bảo hiểm và y tế đều cho ngươi đánh thiếu phí phương nổ lông triết lý cuộc sống lột sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười chương ba xảy ra chuyện ta nam giang tội phạm chịu trách nhiệm những học sinh mới đều là thần sắc xứng sở ánh mắt cổ quái nhìn phía vương trấn long sĩ quan huấn luyện đây chính là ngài muốn điểm đồng hồ nổi tiếng dương người sao â vương trấn long khỏe miệng giật một cái ngươi nha là thật bản tính khó rời a à? hắn đang muốn dạy bảo trần thư hai câu nhưng chỉ gặp ánh mắt của đối phương cũng là nhìn chằm chằm một tên tới trước mạo hiểm ngự thú sư chẳng lẽ lời nói mới rồi không phải đối các bạn học nói vương trấn long mở miệng hỏi trần thư tình huống như thế nào báo cáo sĩ si quan huấn luyện thân phận của hắn có vấn đề trần thư trực tiếp mở miệng nói ra hắn vừa mới rõ ràng theo người qua đường kia ngự thú sư trong mắt phát giác được sắc ý kiểm tra một chút thân phận của hắn vương trấn long chấp chấp lông mày cuối cùng lựa chọn tin tưởng trần thư người kia thần sắc khẽ biến mở miệng nói ra các ngươi muốn làm gì hai tên trấn linh quân lên trước nói phiền toái phối hợp một chút chúng ta cuối cùng người kia hoàn toàn bất đắc dĩ cuối cùng chỉ có thể mặc cho hắn tra nghiệm thân phận nhưng kết quả ra ngoài ý định thân phận của đối phương hợp tình hợp lý chỉ là một cái phổ thông hát thiết cấp ngự thú sư người kia bị tra xét thân phận sau đó hình như có chút sợ hãi quay người liền rời đi dị không gian cảm giác của ta sai lầm sao? Trần Thư nhúng mày cái có thể lắc đầu. đáng tiếc hắn hiện tại chỗ tại cứ điểm bên trong, bằng không hắn liền trực tiếp xuất thủ trước đem quật ngã lại nói. Vương Trấn Long khỏe miệng giật một cái, hắn dĩ nhiên sẽ tin tưởng Trần Thư. thất sách. hắn hít thở sâu một thoáng, mở miệng nói ra. tốt, Trần Thư đồng học lời nói mới rồi là đối người kia nói, không có nhằm vào còn lại đồng học. đúng. Trần Thư lớn tiếng nói, nhưng động tác cũng là một mực tại lắc đầu. Vương Trấn Long lắc đầu, chỉ muốn phải nhanh một chút nhảy qua con hàng này bây giờ ngày quân huấn sắp kết thúc nhân vật của các ngươi thay đổi một thoáng ánh mắt của hắn nhìn phía mỗi một cái tân sinh cười lấy nói hiện tại các ngươi liền là cứ điểm trấn linh quân phụ trách hết thệ phòng thủ công việc chúng ta sẽ không tiếp tục tham gia cứ điểm liền là nhà của các ngươi chống cự hung thú trách nhiệm liền rơi xuống trên người của các ngươi tuy là trấn linh cục cứ điểm ở trong mắt hung thú tương đương với một cái cường đại sinh vật lãnh địa nhưng thủy trung có lăng đầu thanh sẽ đến làm đánh lén lúc trước đều có hung thú dám ở quân vương trên đầu đi bị đánh lén một thoáng trấn linh quân cứ điểm cũng không coi vào đâu Trần Thư thần sắc chấn động, hai mắt lập tức bước lên qua mang. Hắn sợ lên cảm, khoe miệng nhịn không được xuất hiện nụ cười. Cứ điểm là nhà của ta. Vương Trấn Long cũng là không có chú ý tới Trần Thư tội phạm dáng dấp, mở miệng nói ra. Mỗi cái ký túc xá làm một cái tuần tra tiểu đội, hiện tại mỗi lớp sĩ quan huấn luyện an bài tuần tra địa điểm cùng thời gian. Lúc xế chiều, Trần Thư bốn người ăn mặc quân trang, ngay tại cứ điểm xung quanh tuần tra. A Lương mở miệng hỏi, "Trần Thư, buổi sáng ngươi thế nào? Người kia có vấn đề?" Trần Thư gật gật đầu nói, "Người kia muốn giết ta." ba người trọn vẹn không có bất kỳ quá khích phản ứng phản phất là nghe được một kiện cực kỳ chuyện bình thường các ngươi không kinh ngạc trần thư nhúng mày mở miệng nói ra ta là một cái học sinh a có người sẽ muốn giết ta không ngoại hạng sao không phải rất bình thường sao a lương mở miệng nói ra nếu như là đối còn lại người có sắc ý khẳng định là không hợp thói thường cuối cùng mọi người đều là học sinh bình thường đều là phạm sai lầm nhỏ nhưng ngươi không giống nhau ngươi là tội phạm vương tuyệt cùng tạ phong nữ đều là gật đầu một cái biểu thị trọn vẹn tán thành trần thư chớ loạn tưởng không chừng người khác chỉ là thợ săn tiền thưởng đặc biệt săn giết tội phạm trần thư khỏe miệng giật một cái vốn cho rằng ba người sẽ kinh ngạc kết quả trọn vẹn liền không để ý hắn lắc đầu đồng dạng không suy nghĩ thêm nữa phía trước người kia chỉ là hát thiết cấp chỉ cần dám chọc hắn vậy liền có thể làm trật trôn tạ phong ngữ lúc này phát giác được không thích hợp mở miệng nói ra trần thư chúng ta tuần tra địa điểm không phải bên này a à, có phải hay không đi nhầm khẳng định đi nhầm a à. trần thư mở miệng nói ra chúng ta đây là tiến về Trấn linh cục khấu phòng ba người thần sắc nghi ngờ trông lại người nhà muốn làm gì buổi sáng sĩ quan huấn luyện không phải đã nói rồi sao cứ điểm là nhà ta ta lấy chút chính mình đồ vật không phạm pháp a à. người mẹ nó cũng là không có nói sai ba người con mắt trừng lớn không nghĩ tới trần thư tư duy như vậy đặc biệt ta cảm thấy không khuyết điểm a à, lương cái thứ nhất nhất tay tán thành trong mắt có kích động vương tuyệt đồng dạng gật đầu sờ lên trên bờ vai màu xám chín nhỏ nói ta có thể giả bộ để cho ta tới Tạ phong ngữ cũng là có chút không biết làm sao mở miệng nói ra chúng ta dạng này sẽ có hay không có điểm không tốt sĩ quan huấn luyện không phải ý tứ này a à trong lòng hắn có chút im lặng nhân ra là để chúng ta thủ vệ cứ điểm ba ngươi ngược lại tốt muốn trước tiên đem cứ điểm cho rời trống vậy chúng ta còn thủ cái giám a địch nhân vậy mà tại nội bộ đúng không tiểu tạ câu phú quý trong nguy hiểm xảy ra chuyện ta nam giang tội phạm chịu trách nhiệm tạ phong ngữ khẽ nhất miệng vừa nghe đến những lời này trong lòng lập tức liền luống cuống lên sau 10 phút bốn bóng người bay thẳng lên cuối cùng ngã ầm ầm ở trên mặt đất các ngươi có phải hay không nghèo đến điên rồi vương trấn long khỏe miệng giật một cái không nghĩ tới có người dưới ban ngày ban mặt sẽ đến cứ điểm cố phòng muốn lấy cái gì lấy cái gì thật đem cứ điểm làm các ngươi nhà sĩ quan huấn luyện trần thư vớt vớt ngực ủy khuất nói chúng ta chỉ là muốn tuần tra một điểm khố phòng có hay không có xảy ra chuyện xéo đi ta mẹ nó vẫn luôn chờ tại khố phòng vương trấn long mở miệng nói ra ta hiện tại cảm thấy cứ điểm địch nhân lớn nhất không phải hung thú mà là các ngươi buôn cái chỉ cần phòng bị tốt các ngươi cứ điểm liền sẽ không xảy ra chuyện trần thư đám người cuối cùng bất đắc dĩ rời đi một cái hoàng kim ngự thú sư trông coi bọn hắn là không có hy vọng bốn người về tới chính mình tuần tra địa bàn trần thư sờ lên cảm nói ta cảm thấy chúng ta buổi tối có thể động thủ thử một chút hắn cũng nên ngủ đi các ngươi cảm thấy thế nào ba người trực tiếp ngậm miệng yên lặng không có một chút đáp lại dục vọng ta cảm thấy bất khuất mới là chúng ta thời đại mới thanh niên muốn có được phẩm chất ưu tú xảy ra chuyện ta nam giang tội phạm chịu trách nhiệm xéo đi ba người ăn ý so với một cái quốc tế thủ thế nhất là tạo phong ngữ phỏng chừng những lời này hắn cả một đời cũng sẽ không lại tin tưởng chúng ta thật tốt huấn luyện quân sự a à, ta hiện tại không muốn làm sự tình a à lương lắc đầu hiện tại thân thể đều đau không được vương trấn long thế nhưng đem bốn người một hồi đánh cho tên người trần thư thân thể chịu nổi ba người khác lại không chống nổi tán thành lại làm sự tình ta thẻ bảo hiểm y tế thật thiếu mất một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước mi nan phải làm sao để chương ba trăm năm mươi bảy để báo tố tới mãnh liệt hơn chút y ta. bốn người thành thành thật thật tuần tra Thẳng đến lúc đêm khuya những học sinh mới mới trở lại mỗi người trong nhà đá trăng sáng sao thưa mười mấy tên trấn linh quân người ngay tại cứ điểm xung quanh phủ xuống đặc thù thuốc bột chỉ còn dư lại mấy ngày thời gian muốn để các học sinh cảm nhận được chấn linh quân chức trách cái tay thiện nghệ động dẫn tới hung thú sáng sớm hôm sau những học sinh mới lại bắt đầu chấp hành nhiệm vụ tuy là bọn hắn không cần ban đêm tuần tra nhưng ban ngày 12 hai giờ lượng công việc y nguyên rất lớn lại kiên trì mấy ngày liền có thể kết thúc quần huấn Trần thư thực tế không quen loại cuộc sống này bắt đầu hoài niệm trường học cẩn thận ngay tại lúc này một cái màu vàng đất báo săn theo núi thạch hậu xuất hiện cực tốc nhào cắn mà tới hống chỉ thấy a lương lôi viên hướng về phía trước đập mạnh trực tiếp vươn hai tay đem nắm được lực lượng lôi đình bạo phát khiến hắn toàn thân tê dại ngay sau đó liền là cực kỳ tàn ác hành hung tuy là song phương đều là cấp chín đẳng cấp nhưng một cái chỉ là phổ thông hung thú một cái là siêu cấp s khế ước linh tự nhiên khoảng cách cực lớn ngạc nhiên chắc ca vương tuyệt mở miệng nói ra đây đã là buổi sáng gặp được cái thứ ba hung thú bình thường không nhiều như vậy tự tìm cái chết đó a à? rất bình thường nếu là muốn chấp hành trấn linh quân công việc khẳng định sẽ là xuất hiện hung thú trần thư mở miệng nói ra bằng không chẳng phải là để chúng ta trên đường máng đi dạo a à, lương gật gật đầu không sai các giáo quan có lẽ áp dụng cái gì biện pháp có thể hấp dẫn hung thú tới trước bốn người đều là lộ ra buồn bực ngắn ngẩm thú giữ bình thường nhóm đối bọn hắn mà nói không có một chút nguy cơ thậm chí đều không cần trần thư xuất thủ thời gian trôi qua từng ngày vương chấn long đám người vẫn luôn đang chú ý những học sinh mới để phòng xuất hiện hung thú cường đại lần này học sinh thật là không tệ vương chấn long nói nhỏ vô luận là tiên phú hoặc là kinh nghiệm chiến đấu đều muốn so vãng giới học sinh mạnh hơn một cấp muốn hay không muốn làm điểm đột nhiên hắn là hoàng kim cấp ngự thú sư xuất hiện bất kỳ vấn đề đều có thể thoải mái ứng đối cho dù hát thiết cấp quân vương đều không phải là đối thủ của hắn các ngươi bảo vệ tốt cứ điểm ta đi một chuyến vương trấn long sờ lên cảm cưới màu vàng cự hổ liền rời đi nhưng y nguyên lưu lại một cái khế ước linh tại cứ điểm để phòng bất ngờ xuất hiện vương trấn long cưới cự hổ đi đến hoang thạch sơn lâm chỗ sâu hắn chuẩn bị bắt lãnh chúa hung thú con non đem các hung thú dẫn dụ tới không kiến tạo điểm nguy cơ một nhóm học sinh còn tưởng rằng trấn linh quân công việc rất nhẹ nhàng đây trấn linh quân công việc không độ khó a à, thật là thoải mái thêm vui sướng trần thư đám người thần sắc nhàn nhã một bên nói chuyện thiếm, một bên tuần tra một khi xuất hiện nguy cơ, bên cạnh khế ước linh trước tiên liền có thể giải quyết. muốn hay không muốn tìm một chút kích thích đây. Trần Thư sờ lên cảm, trong mắt có vẻ suy tư. ngay tại lúc này, trước mắt của Trần Thư xuất hiện tuyển hạng. tuyển hạng một, thành thành thật thật tuần tra, kết thúc mỹ mãn huấn luyện quân sự, hoàn thành ban thưởng, trung lượng ngự thú lực. tuyển hạng hai, bên trong cứ điểm sử dụng dẫn dụ dược rỡ, để báo tố tới mãnh liệt hơn chút ít. hoàn thành ban thưởng, nguyên tố thú hỏa thuộc tính thêm 10%, sợ làm hình thể thêm 10. tuyển hạng ba, Vương Trấn Long không tại cứ điểm, lại lần nữa thăm dò khấu phòng hoàn thành ban thưởng phân thân kỹ năng thêm một trần thư nao nao hai mắt lập tức bước lên quan mang hắn một thoáng liền tóm lấy trọng điểm vương trấn long không tại cứ điểm chẳng những có thể lấy được tài nguyên hơn nữa có thể để thần kỹ phân thân lại lần nữa thêm một đây chính là thiền kim không đổi ba vị chờ một chút trần thư khỏe miệng có ý cười mở miệng nói ra ta cảm thấy chúng ta có thể lại tìm một chút khố phòng người nhà điên rồi ba người con mắt trừng lớn chưa từng gặp qua như vậy không muốn mạng người ta nhận được tin tức mới nhất tổng huấn luyện viên tạm thời rời đi cứ điểm trần thư xoa xoa đôi bàn tay nói nên chúng ta đại triển thân thủ thời điểm ngươi xác thực định ba người cùng nhau lên tiếng trong mắt tràn ngập cực độ hoài nghi đồng thời bọn hắn đưa tay phải ra chỉ hướng khố phòng phương hướng trần thư nao nao quay đầu nhìn một chút ngay tại chỗ liền thân thể du lên chỉ thấy một cái to lớn màu xanh rùa đen phiêu phủ ở giữa không trùng thần sắc lười biếng tột cùng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn sang nó đạt được vương chấn long mệnh lệnh chuyện thứ nhất là phòng bị tốt trần thư bốn người chuyện thứ hai mới là chống cự hứng thú ta mẹ nó trần thư khỏe miệng giật một cái hệ thống dĩ nhiên muốn hô hắn cái này mẹ nó vương chấn long là không tại cứ điểm vấn đề là có một cái hoàng kim cấp khế ước linh a dẹp đi a trần thư lắc đầu tay phải khẽ nhúc ních một thoáng liền xuất hiện một bình màu xanh lam dược tề chính là phía trước tham gia ngự thú hội phỏng vấn đạt được một bình dẫn dụ dược thể hiển nhiên một thoáng liền có thể minh bạch nó hiệu quả chính là hấp dẫn quái vật tới trước nhưng cái này chân thực hiệu quả nha khả năng sẽ có một điểm mãnh hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm ý nghĩ của hắn cùng vương chấn long không như mà hợp đều là muốn làm điểm kích thích nhưng hai người xuất thủ lực độ cũng không phải một cái đẳng cấp tạm thời không muốn chọn phải hỏi hỏi một chút vương giáo quan trần thư ngược lại không có xúc động vạn nhất hung thú quá nhiều đối phương ứng phó không được vậy cái này cứ điểm chủ yếu liền không có những người còn lại huấn luyện quân sự kết thúc liền trở về trường hắn vừa kết thúc liền trở về ngục đây không phải nói linh tinh sao ngay tại lúc này một tên tướng mạo phổ thông trung niên nhân đi tới hoang thạch sơn lâm trong tay của hắn cầm lấy một cái đặc thù dụng cụ phía trên không ngừng lóng lánh đèn đỏ tựa hồ là tại chỉ dẫn lấy phương hướng trần thư tác chiến ba lô chỗ sâu đang có một cái usb đồng dạng xuất hiện cảm ứng chính là đến từ ám dạ tổ chức usb hắn một mực không để ý chỉ là tùy ý đem đặt ở trong hành trang tại bên trong cứ điểm sao trung niên nhân trong mắt tràn ngập hờ hững quay đầu nhìn về cái kia màu xanh cự quy trên mặt có kiên kỵ cuối cùng hắn tạm thời rời đi cứ điểm không có ngay tại chỗ động thủ lúc chạm vào tối vương chấn long cưới màu vàng cự hổ về tới cứ điểm trong tay của hắn nắm lấy mấy cái hung thú con non chuẩn bị đẹp mắt kìa. vương chấn long đem trọng thương con non ném vào một chỗ trong nhà đá ven đường lưu lại manh mối ngày mai chỉ sợ cũng sẽ có các hung thú đánh tới vương giáo quan ngay tại lúc này kết thúc công việc tuần tra trần thư bốn người tìm tới vương trấn long ân thế nào vương trấn long rời đi nhà đá nhìn phía ba người trần thư xoa xoa đôi bàn tay mở miệng nói ra liền là nói nếu có đại lượng hung thú tới ngài chịu nổi sao không phải hoài nghi thực lực của ngài chỉ là hung thú quá tàn bạo tiểu tử ngươi bẩn thỉu ai đây vương trấn long mở miệng nói ra ta một cái hoàng kim cấp ngự thú sư trình độ gì các hung thú chưa từng gặp qua hơn nữa ta cự quy là có thể tạo nên vòng bảo hộ phòng ngự ở toàn bộ cứ điểm ánh mắt của hắn cổ quái đám tiểu tử này sẽ không ý thức đến kế hoạch của mình đi bất quá bây giờ các ngươi là trấn linh quân xuất hiện bất kỳ hung thú cũng phải cần các ngươi tới đối mặt đây chính là trấn linh quân chức trách sĩ quan huấn luyện yên tâm đi trong lòng trần thư nhẹ nhàng thở ra xem ra là có thể sử dụng dẫn dụ dược tể hắn chỉ là vì thu được ban thưởng đồng thời cho các học sinh huấn luyện quân sự gia tăng kiểm nhận hoạch. thuận tiện thỏa mãn một thoáng mình muốn làm sự tình dục vọng bốn người quay người rời đi trần thư không có ngay tại chỗ sử dụng hiện tại đã là trạm vào tối ban ngày tái sử dụng là tốt nhất vương trấn long nói nhỏ đám tiểu tử này ngày mai các hung thú không được hù dọa lật các ngươi một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước nguy nan phải làm sao để chương ba trăm năm mươi tám hoang thạch sơn lâm bạo động vương trấn long sờ lên cảm trong mắt có không hiểu ý cười các hung thú phe tấn công hướng chính là trần thư bốn người tuần tra địa bàn hắn chuẩn bị trừng phạt một thoáng bốn người ai bảo đối phương lào ưa thích cho hắn làm ra sự t tới hôm sau trời vừa sáng những học sinh mới lại bắt đầu giống như ngày thường tuần tra trần thư trông về nơi xa một thoáng xa xa nói nhỏ một tiếng nên làm sự tỉnh ngay tại lúc này trong tay hắn màu xanh lam dược tề không chú ý liền quẳng xuống đất ta dựa vào đây là cái gì đồ vật a à, lương thần sắc chấn động trung quy cảm thấy trần thư lấy ra tới dược tề không giống như là đồ tốt trần thư mở miệng giải thích bản lam căn không chú ý mất bản lam căn ba người thần sắc quỷ dị người nhà mỗi ngày gánh người chạy bộ dĩ nhiên sẽ quan tâm trần thư không có nhiều lời trong mắt xuất hiện vẻ chờ mong ngay tại dẫn dụ dược tề bắn nổ nháy mắt một cỗ khí đặc thù mùi dung nhập không khí bên trong như là ôn dịch đồng dạng cực tốc truyền bá ra. Tất nhiên, người bình thường là không thấy được. Ngay tại lúc này, trấn linh cục cứ điểm bên cạnh đỉnh núi bên trong, một nhóm hôi nham thử nhún nhún lỗ mũi, phảng phất là người thấy cái gì. Trong chốc lát, con của bọn nó dính một vòng đỏ tươi, trừng trừng nhìn chằm chằm chấn linh quân cứ điểm, lộ ra quỷ dị vô cùng. Chi chi chi, gấp rút mà lại nóng nảy tê minh xuất hiện. Hôi nham thử toàn bộ biến đến điên cuồng lên, hướng về cứ điểm vị trí công kích mà đi. Không đơn thuần là bọn chúng, giờ khắc này không khí phảng phất xuất hiện vấn đề. Toàn bộ hung thú đều biến đến nóng nảy vô cùng, trực tiếp vứt bỏ lãnh địa hướng về trấn linh quân cứ điểm mà đi hống 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 đáng sợ gào thét cùng gầm thét tràn ngập hoang thạch sơn lâm triệt triệt để để bạo động Nói nó thế nào xui xẻo như vậy một cái ngự thú đoàn ngay tại bị hung thú ẩm truy sát thần sắc bối rối vô cùng không ngừng mắng thầm lão đại làm cái gì a à? các đội viên trong mắt tràn ngập sợ hãi hung thú ẩm tuyệt đối là dẫn đến ngự thú sư đoàn diệt nhân tố chủ yếu còn có thể làm sao có thể chạy một cái là một cái đang lúc bọn hắn liều chết băng băng thời điểm phía sau các hung thú đột nhiên dừng bước con của bọn nó nhiễm lên một vòng đỏ tươi ánh mắt trừng trừng nhìn phía xa xa hống tiếp theo một cái trước mắt các hung thú gào thét một tiếng hướng về xa xa chấn linh quân cứ điểm mà đi hô dường như được cứu ngự thú đoàn năm người sủi lơ dưới đất trong mắt có trở về từ coi chết vui mừng trước về cứ điểm đoàn trường đồng dạng thật sâu nhẹ nhàng thở ra nếu là không có bất ngờ đoàn bên trong chí ít đều muốn chết hai ba người nhưng ngay tại năm người tiến lên một đoạn khoảng cách lập tức liền phát giác được không thích hợp đường đi hung thú dĩ nhiên không có một cái để ý tới bọn hắn toàn bộ đều là điên rồi đồng dạng hướng về phía trước tập kích bất ngờ mà đi đoàn trưởng ta cảm thấy hung thú mục tiêu tựa như là trấn linh quân cứ điểm chúng ta đây không phải tinh khiết tự chui đầu vào lưới ư còn lại đỉnh núi giống như vậy vô số hung thú vứt bỏ sắp tới tay con mồi điên rồi đồng dạng hướng về cứ điểm vị trí mà đi trần thư triệu hoán ra sợ làm cùng hờ kỳ chuẩn bị nên đón hung thú đến ta thế nào trong lòng có chút sợ a à? a à, lương nhữ mày luôn có một loại dự cảm không tốt trần thư an ủi không có việc gì rất nhanh liền đi qua ngay tại lúc này cứ điểm trung tâm vương trấn long cưới màu vàng đại hổ trong mắt có vẻ trở mong một mực ngắm nhìn phương xa tới quả nhiên tới vương trấn long khỏe miệng có ý cười muốn nhìn một chút một nhóm tân binh đàn tử là như thế nào chống cự các hung thú vì phòng ngừa mọi người bồi dối hắn lấy ra một cái kèn chuyển khắp toàn bộ cứ điểm các bạn học sắp có các hung thú tới trước hy vọng các vị chuẩn bị sẵn sàng đây là trấn linh quân thường xuyên sẽ ứng đối tràn diện các ngươi cũng cần trải qua một thoáng 500 tên tân sinh chấn động trong lòng trong mắt không có sợ hãi mà là tràn ngập chiến ý hống hống trong chốc lát Trần Thư đám người phương hướng quả nhiên tới lít nha lít nhít hung thú. Vương Trấn Long thần sắc bình tĩnh, nhưng ngay tại sau một khắc, hắn ý thức được không thích hợp. Rầm rầm rầm. Ân, tình huống như thế nào? Thị lực của hắn kinh người, nhìn phía cứ điểm chung quanh mấy ngọn núi, chỉ thấy cây cối cùng núi đá nhộn nhịp sụp đổ, lan xuống đỉnh núi, thanh thế to lớn vô cùng. Vô số hung thú xuất hiện, hướng về cứ điểm ngựa mặt lên trời gào thét, hai mắt đều là dính một vòng màu đỏ tươi. Nhiều như vậy sao? Hai con mắt của hắn có vào, thô sơ giản lược đoán chừng một chút, chí ít đều có hơn ngàn cái hung thú mà tại càng xa xôi y nguyên có tiếng gầm gào giận dữ chuyển đến phản phất toàn bộ dị không gian đều bạo động lên ta mẹ nó tình huống như thế nào vương chấn long vẻ mặt nghiêm túc một màn trước mắt để hắn nhớ tới hoạt mục đầm lầy đồng dạng là toàn bộ dị không gian hung thú tụ tập mà tới ta chỉ là bắt được hai cái hát thiết cấp lãnh chúa con non cũng không phải nổ các ngươi mộ tổ mẹ nó cần phải như thế à chân hắn đạp màu vàng đại hổ trong lòng đã là có một điểm luôn cuống vốn chỉ là muốn dẫn một điểm hung thú tới kết quả tới ước điểm cái này ai chịu nổi những học sinh mới nguyên bản đều là tràn ngập chiến ý nhưng thần sắc đã biến đến mất tự nhiên. Cứ điểm bốn phía trên đỉnh núi, toàn bộ đều đứng đầy đủ loại hung thú. Giữ tận dáng dấp phối hợp con người đỏ tươi, làm người sợ hãi vô cùng. Tuy là đám hung thú không phải cùng một cái chủng tộc, nhưng giữa lẫn nhau lại không có chém giết, mà là cùng nhau nhìn phía cứ điểm, phảng phất có đồ vật gì hấp dẫn lấy bọn chúng. Những học sinh mới sắc mặt tái nhợt, chưa từng trải qua loại này cảnh tượng hoành tráng. Bọn hắn quay đầu nhìn về không trung vương trấn long, như không phải cố kỵ thực lực của đối phương cùng thân phận, chỉ sợ sớm đã chửi ầm lên. Đây chính là ngài nói trấn linh quân thường xuyên muốn ứng đối chẳng diện phương nổ lông triết lý cuộc sống lột sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn chương ba trăm năm mươi chín lớn ba cái đầu chó sờ lạnh. đoàn trưởng ta cảm thấy không cần thiết như vậy tra tấn các học sinh a hứa sơn đi tới vương trấn long bên cạnh trong mắt có lo lắng tra tấn cái rắm vương trấn long khỏe miệng giật một cái ngươi thật cho là ta muốn dẫn tới nhiều như vậy hung thủ a toàn bộ các ngươi xuất thủ phòng thủ ở cứ điểm vương trấn long làm ra quyết định may mắn thực lực của hắn cường đại cứ điểm sẽ không có sai sót thủ khả năng mấy trăm tên trấn linh quân gật đầu một cái triệu hoán ra khế ước linh của mình đi tới nguyên bản vị trí phòng thủ hống trên bầu trời màu xanh cự quy cùng màu vàng đại hồ giống giận tản ra hoàng kim cấp đáng sợ khí thế nếu là bình thường dựa vào tán phát khí tức cũng đủ để bức lui phổ thông hung thú nhưng bây giờ rõ ràng đã xuất hiện vấn đề toàn bộ hung thú ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm cứ điểm bên trong cái kia quán màu xanh làm dược dịch cuối cùng bọn chúng lại ngăn cản không nổi dụ hoặc hướng về cứ điểm công kích mà tới dầm dầm rầm, lấy ngàn mà tính hung thú bao vây toàn bộ cứ điểm mà ở phía xa không ngừng có hung thú xuất hiện phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng đây là ngươi dở trò quỷ a lương ba người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trần thư một thoáng liền khóa chặt người bị tình nghi ta không có a trần thư nhún vai mở miệng nói ra ta cái gì cũng không làm a a lương ba người không kịp truy vấn vài trăm mét bên ngoài đã xuất hiện một đoàn hung thú tìm lãnh chúa hung thú giết trần thư liếm môi một cái trong mắt có vẻ tham lam lúc này tiểu hoàng cùng hợp kỷ xuất hiện tại bên cạnh hắn đối sắp vọt tới hung thú không có một chút để ý vấn đề là an toàn của chúng ta làm cái gì a à? vương tuyệt khỏe miệng giật một cái trong mắt có sợ hãi hắn là tham tài nhưng càng tiết mệnh a à. nhiều như vậy các hung thú nếu như đem kỹ năng ngắm bọn hắn một thoáng liền có thể miễu sát nếu như hung thú số lượng ít khế ước linh còn có thể ngăn trở kỹ năng nhưng bây giờ đặt mình vào hung thú ẩm đủ loại kỹ năng tuyệt đối là phô thiên cái địa khế ước linh thế nào ngăn không có cách nào ngăn và miệng trần thư mở miệng nói ra trực tiếp một cái nhún nhảy đi tới tiểu hoàng miệng lớn bên trong những người còn lại nao nao đồng dạng minh bạch trần thư dụ ý có đạo lý a ba người thần sắc vui vẻ trốn đến trong miệng khẳng định không sợ công kích ngươi cái đồ chơi này không ăn thịt người a a lương sờ lên sợ làm thân thể cao lớn trong mắt có chút lo lắng ăn người nhưng không ăn cức trần thư dỗi tay ra đem ba người kéo đến sợ làm miệng lớn bên trong hất kỳ đồng dạng nhảy nhót lấy đi tới trong miệng sợ làm thân thể đột nhiên bành trướng một cái màu vàng quái vật khổng lồ xuất hiện tựa như một ngọn núi rất có lực trùng kích thị giác mà tại tiểu hoàng bên cạnh thì là a lương lôi viên cùng tạo phong ngự thiên tử lôi thú tuy là cả hai đều chỉ là cấp chín nhưng một cái là cấp s một cái là siêu cấp s đối mặt phổ thông hung thú có thể tùy tiện làm đến nghiên ép cùng ta công kích trần thư nằm ở sờ làm trong miệng chỉ lộ ra một cái đầu nếu như gặp phải nguy cơ hắn có thể trực tiếp rụt về lại tuy là bên trong có chút chân nhắn, nhưng ít ra an toàn có bảo hộ Ồ sơ lại mò mò một tiếng nhắm hai mắt lại thụy mộng sát dưới trạng thái nó lực phòng ngự tăng vọt trừ phi gặp được phá giáp hoặc là coi thường phòng ngự kỹ năng chủ yếu sẽ không chịu trọng thương loại trừ trần thư đưa đầu ra bên ngoài hai cái hờ kỳ đồng dạng vươn đầu chó không ngừng phóng thích ra đủ loại kỹ năng Dầm rầm dầm. Song phương nháy mắt và chạm nhau. Vừa đối mặt, Sơ Lam liền trực tiếp đụng nát mấy cái hung thú. Ngay sau đó, hai cái hợp kỳ thả ra đủ loại kỹ năng, bằng vào thực lực cường đại, phổ thông hung thú đụng phải liền là bị miểu sát kết quả. A Lương cùng Tạ Phong nữ hai cái khế ước linh đồng dạng thực lực đáng sợ, đối đầu đồng cấp hung thú liền là nghiền ép. Không đến 5 phút đồng hồ, mấy chục cái hung thú liền bị toàn bộ diệt sát. Bốn người trói sáng biểu hiện một chút liền chấn kinh tới trước trợ giúp chấn linh quân. Cái này mẹ nó không khỏi quá mạnh đi. Bọn hắn thật là học sinh. Ta cảm thấy chúng ta mới như tân binh cái kia sợ lại mới là đáng sợ miệng dĩ nhiên sinh ra ba cái đầu chó thực lực quá kinh khủng trần thư không nhịn được muốn quay đầu nhìn một chút mẹ nó cái gì gọi là ba cái đầu chó ly trong chốc lát lại là một trận nóng này tê minh xuất hiện hấp dẫn trần thư lực chú ý chỉ thấy chân trời xuất hiện mấy trăm con màu vàng phi cầm chính là hung thú đại địa điểu. bọn chúng hung tàn ánh mắt cũng là bỏ qua trần thư đám người trừng trừng nhìn phía bên trong cứ điểm dẫn dụ dự thể Dầm rầm dầm. ngay tại lúc này hai đạo đáng sợ vô cùng cột lửa nháy mắt đánh tới đem đại địa Điểu nhóm đội hình triệt để xáo trộn hát thiết cấp trở xuống hung thú vừa mới chạm đến cột lửa liền biến thành cho tàn không có một chút sức phản kháng cấp bốn bạch ngân lãnh chúa kỹ năng thương tổn quá cao cũng không phải phổ thông hung thú có thể chống cự Ly. một cái to lớn đại địa điệu tê minh một tiếng lập tức liền mệnh lệnh thủ hạ chuẩn bị phản kích nhưng mà kết quả lại là ra ngoài ý định mệnh lệnh của nó mất hiệu lực phổ thông hung thú toàn bộ con ngươi đỏ tươi coi thường thủ lĩnh mệnh lệnh chỉ là nhìn chằm chằm xa xa dẫn dụ dự tề bọn chúng treo lên tử vong hòa trụ hướng về cứ điểm bay tới đã là trọn vẹn không muốn mệnh nhóm hung thú này Trần Thư thần sắc nao nao, hai mắt có chấn kinh. Hắn hình như lại đánh giá thấp hệ thống dược tề tác dụng. Dẫn dụ dược tề chẳng những có thể hấp dẫn toàn bộ dị không gian hung thú, hơn nữa khiến phổ thông hung thú mất đi lý trí, nháy mắt biến đến không có một chút uy hiếp. Trong chốc lát, hung thú thủ lĩnh bên cạnh chỉ còn lại có hai cái cấp biến dị thủ hạ. Ô oh hô, oh. giết lãnh chúa, giết lãnh chúa. Trần Thư thần sắc kích động, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Trong chốc lát, mấy chục quả cự thạch đánh tới, trực tiếp nhắm ngay Trần Thư đầu. Ta dựa vào, Thần sắc hắn chấn động, trực tiếp liền rụt trở về. Phanh 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 cự thạch nện ở tiểu hoàng trên mình chỉ là đánh lui nó mấy mét thậm chí ngay cả phòng ngự đều không có loại bỏ hai cái hờn kỳ y nguyên đại triển thần uy tại trần thư thao túng phía dưới tử vong hỏa trụ nhắm ngay hắc thiết cấp lãnh chúa cấp 4 tử vong hỏa trụ kéo dài thời gian nhưng không ngắn thẳng đến lúc này đều không có kết thúc ly ba cái hung thú đang muốn thoát đi một đạo hung mãnh gào thét vang lên ồ ồ chấn nhiếp gào thét hiệu quả gây choáng phát động mặc dù chỉ là ngắn ngủi một sát nhưng đã đầy đủ với ba cái đại địa điểu bị tử vong hỏa trụ đánh trúng khủng bố nhiệt độ cao trực tiếp liền mang đi hai cái hát thiết nhất tinh biến dị hung thú còn lại lãnh chúa đồng dạng bị cường đại lực trùng kích đụng ngã trùng điệp té ngã trên đất sơ lam vọt tới trước đi tới tiền phương của nó miệng lộ ra một cái ngốc manh nụ cười ngao 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 hai cái hờ kỳ vươn đầu chó nhìn xuống trên đất đại địa điệu lãnh chúa tiếp xuống liền là cực kỳ tàn ác kỹ năng oanh tạc cuối cùng đem biến thành mở ra gạch men một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước minan phải làm sao để chương ba trăm sáu mươi con mắt của ngươi làm hay không Vương tuyệt màu xám chim nhỏ bay tới, tới gần lãnh chúa thi thể. Trong mắt của nó có kỹ năng quan huy, một thoáng liền đem hắn thu nhập trong bụng 300 vạn tới sổ. Trần Thư khỏe miệng có nụ cười, đã phổ thông hung thú không có lực chấn nhiếp, vậy hắn liền có thể đặc biệt săn giết lĩnh chủ. Oh my, Sơ làm gào thét một tiếng, không có lựa chọn phòng thủ, mà là chủ động đi sâu. Bây giờ cơ hội chân quý cũng không thể lãng phí, đừng xúc động. Sĩ quan huấn luyện Hứa Sơn cao giọng nói, không nghĩ tới Trần Thư đám người điên cùng như vậy, cứ điểm bên trong có vương Trấn long che chở, sẽ không xuất hiện bất ngờ nhưng nếu như đi sâu các hung thú nhưng chính là nguy cơ từ phía trần thư không để ý đến đi thẳng cứ điểm chỗ tồn tại đỉnh núi đám tiểu từ này vương trấn long chính giữa cưới màu vàng đại hồ giữ vững phía bắc phòng tuyến lông mày của hắn nhũ chặt nếu như bốn người thật xảy ra chuyện xem như tổng huấn luyện viên khẳng định là muốn gánh trách nhưng bây giờ khế ước linh của hắn đều cần phòng thủ cứ điểm không thể tự tiện rời đi bằng không cứ điểm có bị công phá khả năng bốn cái hoàng kim cấp khế ước linh mỗi người trấn thủ một cái phương hướng vì giữ vững cứ điểm hắn liền hai cái trọng thương khế ước linh đều kêu gọi ra cũng may tuy là dị không gian bạo động nhưng hoang thạch sơn lâm quân vương hung thú hình như chưa từng xuất hiện dầm rầm dầm màu vang khổng lồ sờ làm điên cuồng va đập vào bị đụng vào hung thú toàn bộ trọng thương thổ huyết thậm chí có bị nghiền thành một cục thịt bùn phổ thông hung thú cũng là không có bất kỳ sắc ý chỉ là mù quang hướng về cứ điểm phương hướng phóng đi một màn này để lãnh chúa hung thú kinh nộ vô cùng cái có thể một mình nên chiến kết quả hiển nhiên không có bất ngờ sơ lam cùng hất kỳ phối hợp vô cùng cường đại thoải mái liền có thể nghiền ép hắc thiết lãnh chúa vì tiết kiệm thời gian trần thư đặc biệt chọn hắc thiết nhất tinh cùng hắc thiết nhị sao lãnh chúa đi săn lãnh chúa trở ngại lớn nhất liền là bọn chúng hàng trăm hàng ngàn tiểu đệ nhưng bởi vì dẫn dụ dược tế nguyên nhân tiểu đệ trực tiếp làm phản lãnh chúa hung thú bản thân sức chiến đấu không quá đáng sợ thực lực liền tương đương với hoa hạ học phụ thiên tài đối mặt trần thư dạng này một cái yêu nghiệt tự nhiên là có tranh lệch thời gian từng bước đi qua trần thư đám người đã rời xa cứ điểm phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía toàn bộ đều là lít nha lít nhít hung thú a lương cùng khế ước linh của tạ phong ngữ đã sớm thu hồi ngự thú không gian đối mặt đen thể tiếp lãnh chúa tác dụng của bọn họ không lớn sơ làm cự đại hóa đã sử dụng nhiều lần mỗi khi kỹ năng làm lạnh thời điểm trần thư liền yên lặng ở lấy chỉ cần không chủ động tiến công lanh chúa hung thú đồng dạng sẽ không để ý tới bọn hắn đối ba nếu không đến a lương ba người nhàm chán bật cùng trên đầu mang theo đèn tin tại tiểu hoàng trong miệng đánh lên chơi đánh bài cuộc chiến đấu này bọn hắn trọn vẹn không có tham gia cảm giác thậm chí ngay cả bảng quan hưng thú đều không có trần bì lúc kết thúc cho chúng ta biết một thoáng trần thư không để ý đến ba người y nguyên đem đầu đưa tới bên ngoài chuyên chú chỉ huy hai cái khế ước linh chiến đấu ngao 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 hai cái hờsky lại là phụt lên ra tử vong hỏa trụ một mực gáp chế trên mặt đất một cái lanh chúa hung thú như là tại dê nướng nguyên con đồng dạng ân ngay tại lúc này mấy cái hung thú dĩ nhiên vừa quay đầu tới đối sở làm sử dụng kỹ năng trần thư nao nao không nghĩ tới có phổ thông hung thú không có chịu đến dẫn dụ dược tề ảnh hưởng không đúng dược hiệu sắp tới rồi sao hắn sợ lên cảm một thoáng liền ý thức được cái gì ngay tại lúc này hai đạo tử vong hỏa trụ kết thúc lãnh chúa hung thú đồng dạng hấp hối sợ làm lên trước nhấp nô một phen trực tiếp đem mang đi tiểu trần làm không tệ màu xám chim nhỏ phe phẩy cánh đem lãnh chúa thi thể nhận được trong bụng hồi trình trần thư không do dự một khi dẫn dụ dược tề hiệu quả kết thúc đến lúc đó chỉ sợ sẽ có nguy cơ tiểu hoàng bằng vào hình thể khổng lồ hướng về cứ điểm phương hướng tiến về các ngươi là đánh một ngày bài a trần thư về tới sợ làm miệng lớn bên trong tiếp xuống liền không cần hắn chỉ huy chiến đấu không phải chúng ta làm cái gì cho ngươi gọi cố lên a lương ngáp một cái lộ ra buồn bực ngắn ngẩm trần thư chớp chớp lông mày nói ta một đường theo sáng sớm giết tới trạm vào tối liền con mắt đều không nháy mắt một cái các ngươi dĩ nhiên không có chút nào quan tâm a à. a à lương gật đầu một cái quan tâm hỏi cái kia mắt của ngươi làm hay không trần thư một cái ngây người ngay sau đó nói ta nói ta giết thú không nháy mắt ngươi hỏi mắt của ta làm hay không vê anh ngay tại lúc này bốn người một trận lắc lư thậm chí quay cuồng hai vòng nháy mắt liền có chút đầu váng mắt hoa ta dựa vào trần thư lắc lắc đầu trong lòng xuất hiện bất an cảm giác sợ lành bị thương tổn cùng lúc đó trước mắt của hắn lại xuất hiện tuyển hạng tuyển hạng một tao nộ cương địch chính mình dùng tàng hình dược tề vứt xuống ba người chạy trốn hoàn thành ban thưởng nhún nhảy lực dược tề độ thuần thục tăng lên tới cấp tông sư tuyển hạng hai hiện ra nam giang tội phạm phong thái trực tiếp dập đầu cầu xin tha thứ hoàn thành ban thưởng đại lượng ngự thú lực tuyển hạng ba thành công phản sát an toàn trốn về cứ điểm hoàn thành ban thưởng kỹ năng cự đại hóa thêm một bây giờ nguy cơ phủ xuống trần thư không có thời gian tới xem tuyển hạng hắn cưỡng ép cân bằng lại thân thể khiến sơ lạnh mở ra miệng lớn nhìn phía bên ngoài chỉ thấy lúc này sơ lạnh đã toàn thân vỡ tan đại lượng không màu máu tươi giạt rào chạy xuống mặc dù là ở vào thụy mộng sát trạng thái nhưng nó thần sắc ý nguyên suy yếu vô cùng Người là ai trần thư tâm thần chấn động ánh mắt nhìn phía phía trước ngoài trăm thước chỉ thấy một tên khuôn mặt phổ thông trung niên nhân chính giữa đạp một cái màu xanh cự điểu, ánh mắt tràn ngập hờ hững suy 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 thanh điểu hai con ngươi xuất hiện kỹ năng hào quang lại là mấy đạo đáng sợ vô cùng phong nhận ngưng kết hiển nhiên sợ làm liền là bị phong nhận trọng thương bạch ngân cấp sao trần thư tâm không ngừng chìm xuống không nghĩ tới gặp được khổng lột như vậy nguy cơ ánh mắt của đối phương để hắn hiểu được tuyệt đối không phải đến cho hắn một bài học mà là muốn trực tiếp giết người diệt khẩu dám tập sát trấn linh quân ngươi minh bạch là tội gì sao trần thư cao giọng la lên tựa hồ là muốn bức lui đối phương để tổ chức như vậy thống hận người dĩ nhiên ngây thơ như vậy trung niên nhân cười lạnh một tiếng trọn vẹn không có cho bất kỳ cơ hội nào suy 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 trong chốc lát phong nhận ngưng kết hoàn tất như là lưỡi đao đánh tới tràn ngập đáng sợ lực cắt mộ tổ tiên nhà ngươi nổ trung niên nhân thần sắc giận dữ nhưng ngay tại trong chốc lát đột nhiên xảy ra dị biến phía dưới đột nhiên xuất hiện một đạo đáng sợ của lửa Trần Thư khỏe miệng mang theo nụ cười âm hiểm. Chỉ cần có thể chém giết bản thân, mặc cho khế ước linh của người cường đại tới đâu đều vô dụng. Cái gì? Trung niên nhân thần sắc kịch chấn, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Ly. Thời điểm then chốt, thanh điểu thân thể động lên một thoáng, chặn lại bộ phận cột lửa trùng kích. Cột lửa phóng lên tận trời, tràn ngập hừng hực nhiệt độ cao. A. À. Trung niên nhân nhịn đau không được hô ra tiếng, trong mắt tràn ngập ngập trời hàn ý. Từ vong hỏa trụ mặc dù không có đem giết sát, nhưng hắn tay phải đã biến mất không thấy gì nữa, thân thể càng là bắt đầu cháy rừng rực. Kịch liệt đau nhức để hắn cơ hồ mất đi lý trí. Ngay tại lúc này, một đạo màu xanh lam cự xà xuất hiện. T. Cự xà trong miệng phóng xuất ra xương lạnh, đem chủ nhân thân thể đồng kết bộ phận, vậy mới dập tắt hỏa diễm. Ta muốn ngươi chết. Trung nhiên nhân thần sắc thống khổ, vỡ tan thân thể đều biến đến một mảnh đen kịt. Tuy là xương lạnh tạm thời trấn trụ thương thế, nhưng hắn phải phải nhanh một chút trở lại làm tinh trị liệu. Ngay tại trong chốc lát, lại là mấy khỏa hỏa cầu từ phía dưới đánh tới. Phanh phanh phanh. Thanh điệu đã sớm có phòng bị, trực tiếp toàn bộ đón lấy một cái hát thiết cấp có thể lĩnh ngộ như vậy cao dài tàng hình kỹ năng trung niên nhân thần sắc khó coi vô cùng quả nhiên hết thể muốn lấy vật thật làm chuẩn trên tình báo tin tức trọn vẹn liền là tại nói linh tinh a một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước minan phải làm sao để chương ba trăm sáu mươi tại hạ nam giang tội phạm mời toàn bộ hung thú chịu chết trung niên nhân ánh mắt không ngừng nhìn phía mặt đất nhưng vẫn không có tìm kiếm đến một điểm dấu tích đê giai khê ước linh cái có thể lĩnh ngộ nghị thái ngụy trang sắc các loại sơ cấp tàng hình kỹ năng nhưng trên mặt đất khế ước linh tuyệt đối là sử dụng cao dài tàng hình kỹ năng Trần thư thầm nghĩ đáng tiếc vốn cho rằng dựa vào tàng hình dược tề có thể thuấn sát đối phương không nghĩ tới kế hoạch thất bại thôi đem ngươi làm thịt nhiệm vụ liền kết thúc trung niên nhân cuối cùng bông tha tìm kiếm ẩn thân khế ước linh đem ánh mắt nhìn phía trần thư chỉ cần có thể đem bản thân giải quyết khế ước linh tự nhiên sẽ biến mất ngươi là thật không đem ta nam giang tội phạm coi ra gì a à? trần thư thần sắc lạnh nhạt hắn tàng hình dược tề quá ít mang không đi a lương ba người cái có thể sử dụng còn lại dược tề ngươi cho rằng ngươi có thể sống Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, chỉ thấy màu xanh lam cự xà quay quanh lấy thanh điểu, đem bản thân hắn triệt để bảo vệ. Suy suy, lại là mấy đạo đáng sợ phong nhận ngưng kết mà ra. Bây giờ tiểu hoàng đã trọng thương, nếu là lại chúng vào hai ba lần kỹ năng, tuyệt đối là ngay tại chỗ chết. Mà Trần Thư đồng dạng không dám thu về, bằng không bị chém liền là bốn người. Mẹ nó, ta có phải hay không cho người mặt mũi? Trần Thư không do dự, trực tiếp móc ra một bình mới dược tề. Trong đó chạy xuôi theo màu đen dược dịch, làm người bản năng có bất an. Chính là phía trước nhập học kiểm tra lấy được tử vong dược tề cho ta chết hắn trực tiếp tay phải ném đi ném về đối diện ám khí làm vai hề đúng không trung niên nhân cười lạnh một tiếng đối phương chính xác thực tế quá kém dược tề bay thẳng hướng một phương hướng khác ân nhưng ngay tại trong chốc lát thân xác của hắn biến đổi chỉ thấy hắn hai cái khế ước linh một thoáng liền điên cuồng không nhìn thẳng sơ lạnh hướng về hát sắc dược tề phương hướng đi vội vã màu xanh lam cự xà càng nhanh một cấp ngoắc ra cái miệng rộng liền đem hắn dùng mà bên dưới trong chốc lát cự xà hai con ngươi chừng lớn phản phất muốn tuôn ra tới đồng dạng thân thể cao lớn không ngừng quần quần lấy đập nát bên cạnh núi đá cùng tây cối rầm 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 chốc lát cự xả vô lực sủi lơ dưới đất hai con ngươi y nguyên gắt gao trứng mắt nhưng đã không có một điểm khí tước chết chết rồi trung niên nhân thần sắc kỳ biến trong mắt tràn ngập kinh hãi hắn chưa từng có nghĩ đến một cái bạch ngân khế ước linh sẽ chết như vậy dứt khoát lao tử tin ngươi tả tổ chức thu thập cái gì cầu thí tình báo a à. trung niên nhân trong lòng thậm chí đã xuất hiện sợ hãi vốn cho rằng là một kiện đơn giản nhiệm vụ kết quả hắn dĩ nhiên hao tổn một cái khế ước linh lại cho ta chết trần thư trong mắt có ngân sắc lại lần nữa ném ra một bình hắc sắc dược tề. Muốn giết hắn, vậy liền yêu cầu trả giá cái giá tương ứng. Nếu là đem thả đi, thuốc của hắn sẽ bạo lộ, lần sau liền không có cơ hội tốt như vậy. Mẹ nó, lại tới. Trung niên nhân cường đại tố chất tâm lý không còn sót lại chút gì, tình cảnh quái dị như vậy đã đánh nát thế giới của hắn xem. Ly, thanh điệu lại lần nữa mất đi lý trí, hướng về hắc sắc dược tề bay đi. Trung niên nhân song quyền nắm chặt, trong mắt có hận ý cùng quả quyết. Ngay tại thanh điệu sắp nuốt vào dược tề nháy mắt, một cái khế ước linh đột nhiên xuất hiện, đem dược tề nuốt vào vì bảo trụ thanh điểu hắn trực tiếp triệu hoán ra chính mình cái thứ ba khế ước linh một cái cự sư nuốt vào dược tề thân thể không ngừng quần quần lấy chốc lát liền chết bất đắc kỳ từ nơi này rốt cuộc là thứ gì trung nhiên nhân mặt sám như cho tử vong tuyệt vọng cùng sợ hãi quấn quanh mặc cho hắn suy nghĩ nát óc cũng sẽ không minh bạch dạng gì dược tề có thể miệu sát bạch ngân cấp có chút thông minh a à. trần thư không nghĩ tới đối phương thời khắc nguy cơ có thể làm ra chính xác quyết sách nếu là có thể miệu sát thanh điểu đối phương tương lai đến trên mặt đất ẩn thân hờ kỳ tùy tiện liền có thể đem miệu sát nhưng bây giờ đối phương như cũ tại trên bầu trời thật kỳ không cách nào đưa đến tác dụng cái có thể sử dụng nó sao trần thư thần sắc yên lặng trong tay xuất hiện ba bình màu xám dược tề trong đó một bình dược tề cũng là có một vệ quỷ dị màu đen ánh mắt của hắn nhìn phía té xịu á lương ba người trong mắt có quyết định hai bình còn thiếu không nhiều lắm trần thư nhún mày ba bình uy lực quá lớn hắn sợ làm không hẳn chịu nổi một khi sợ làm chơi xong bốn người đồng dạng là không còn sau đó ta sẽ đích thân giết người trung nhiên nhân trên mình xương lạnh đã biến mất huyết dịch không ngừng nhỏ xuống kịch liệt đau nhức để hắn thanh tỉnh lại cuối cùng không tiếp tục hiếu chiến muốn đi trần thư thần sắc lạnh nhạt mở miệng nói ra hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống trung niên nhân khỏe miệng giật một cái không ngờ như thế dù sao ta cũng là một lần chết thôi hắn không để ý đến trực tiếp cười thanh điệu rời đi nơi đây ăn thêm chút nữa ta thuốc diệt chuột trần thư găng sức ném đi lại lần nữa ném ra hai bình màu xám dược tề nếu là trực tiếp bạo tạc cho dù là hai bình bạo tạc dược tề y nguyên không cách nào diệt sát bạch ngân khế ước linh chỉ có thể ở hắn thể nội bạo tạc trong đó một bình bạo tạc dược tề bên trong chạy xuôi theo một màn màu đen chính là phía trước tử vong dược tề kỹ năng có thể linh hoạt sử dụng dược tề đồng dạng có thể liều lượng nhỏ tử vong dược tề không có nhất định hiệu quả nhưng đối với mục tiêu y nguyên có trí mạng lực hấp dẫn quả nhiên thanh điểu lại lần nữa mất đi lý trí mở ra miệng lớn hướng về hai bình bạo tạc dược tề nuốt tới xong xong trung niên nhân thần sắc ngốc trệ đã không cách nào lại nghĩ ra sách lược hiện tại duy nhất cách làm liền là thu về thanh điệu nhưng sẽ lâm vào triệu hoán làm lạnh không có khế ước linh thủ hộ sợ lem liền có thể đem hắn ép thành thịt nát thanh điệu ngoắc ra cái miệng rộng hai bình dược tề sắp đến trong miệng của nó trong chốc lát năm quả hỏa cầu theo nhau mà tới Với anh hỏa cầu cùng dược tề cùng nhau chui vào thanh điệu trong miệng hy vọng người có việc trần thư nhét mép cười một tiếng làm một cái cầu nguyện động tác ò mò sợ thả ra công kích kỹ năng hướng về cứ điểm phương hướng mà đi tại trong mắt trần thư đối phương đã là một người chết đi rồi sao trung niên nhân nao nao không rõ tại sao lại thả hắn cho dù là khế ước linh đều đã chết Hắn Y nguyên có thể sống đem tình báo mang về, nhưng hắn thần sắc biến đổi, thanh điệu dĩ nhiên không có chết, mà là rơi đến trên mặt đất không ngừng quần cuộn lấy, thể nội truyền đến khủng bố oanh tạc âm thanh. Mẹ nó ném đi một cái đạn hạt nhân sao? Trung niên nhân thần sắc kỳ biến, một thoáng liền ý thức được vừa mới hai bình dược tể cùng lúc trước dược tể khác biệt. Ly. thanh điệu qua lại quay cuồng, thân thể không ngừng vỡ tan, tràn ra đại lượng máu tươi. Lúc trước hắc thiết quân vương bạch sư đồng dạng nuốt vào bạo tạc dược tể, cuối cùng bằng vào khôi phục kỹ năng mới miễn cưỡng chống đỡ, nhưng thanh điệu lực phòng ngự không bằng quân vương bạch sư đồng thời không có tự vệ kỹ năng mà bạo tạc dược tề lại là hai bình làm sao có thể ngăn cản Xong. trung niên nhân thần sắc cú ám thanh điệu trong bụng xuất hiện hào quang trói sáng phản phất có một vòng liệt nhật đầu dạng vô luận như thế nào ta muốn đem tình báo truyền về tổ chức hắn xong quyền nắm chặt chuẩn bị thu về thanh điệu cho dù là muốn nổ cũng chỉ có thể tại ngự thú không gian nổ không thể ảnh hưởng đến hắn nhưng ngay tại trong chốc lát hắn ánh mắt xéo qua cong lên chỉ thấy chỗ không xa một cái hờ kỳ thân thể từng bước hiện lộ ra ngao ngao hờ kỳ qua lại nhảy nhót lấy trong mắt hưng phấn vô cùng đối phương lưu lại một cái khế ớt linh trung niên nhân thần sắc khẽ giật mình nói nhỏ để bảo đảm tử vong của ta sao chỉ cần hắn dám thu về thanh điểu, hật kỳ đủ để đem hắn đánh nát thành cạn người tuổi trẻ bây giờ ác như vậy sao vì giết ta trực tiếp hy sinh một cái khế ớt linh ngang dọc nhiều năm bạch ngân cấp sát thủ dĩ nhiên sợ một cái học sinh chiến đấu từ vừa mới bắt đầu hắn liền bị toàn diện áp chế song phương thế nhưng trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới mà hắn không biết là trước mắt hờ kỳ chỉ là một cái phân thân thôi bản thể đã sớm cùng sờ lành cùng nhau bỏ trốn mất dạng trung niên nhân không còn dám thu về thanh điểu. nếu là thu về ngự thú không gian đối mặt hờ kỳ hắn tuyệt đối sẽ chết hiện tại hy vọng duy nhất liền là thanh điểu có thể vượt qua bạo tạc dẫn hắn rời đi hoang thạch sơn lâm cho dù là không kháng nổi hắn phải muốn để dư âm nổ mạnh lan tràn tác động đến đến trần thư đám người nga ô hờ kỳ phân thân qua lại khuấy động lấy mặt đất nó nhận được mệnh lệnh liền là đối phương thu hồi khế ước linh mới có thể tiến công bằng không ngay từ đầu đem trung niên nhân miễu sát thanh điệu sẽ trực tiếp biến mất bạo tạc dược tề uy lực cũng đem toàn diện phong thích sợ làm không hẳn có thể kháng trụ chỉ có đi qua thanh điệu thân thể suy yếu bạo tạc dược tề uy lực mới sẽ không quá lớn từ vừa mới bắt đầu trần thư liền đã tính toán tốt hết thảy cái gì xú cá nát tôm đều muốn giết ta nam giang tội phạm trần thư tuy là tổn thất bốn bình đặc thù dược tề nhưng ít ra có thể chạy thoát hơn nữa hệ thống ban thưởng là thần kỹ cự đại hóa thêm một hắn tuyệt đối là không thua thiệt bốn phía hung thú y nguyên trải rộng đem trấn linh quân cứ điểm bao bọc vây quanh mấy vạn mét trong phạm vi đều là hung thú hải dương mạo hiểm ngự thú sư trọn vẹn không dám tới gần cứ điểm ngay tại lúc này, thanh điệu cuối cùng không kiên trì nổi, thân thể trọn vẹn vỡ tan, bị liệt nhật thôn phệ. Chói mắt cường quang tràn ngập, Trần Thư cũng là vô cùng quen thuộc, khỏe miệng có hung tàn nụ cười. hắn nói nhỏ: tại Hạ Nam Giang tội phạm, mời toàn bộ hung thú chịu chết. Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn. Chương ba trăm sáu mươi hai, Trần Thư, sĩ quan huấn luyện, ta trọn vẹn không biết. Hết. Lúc trước quốc gia ngự long vệ đều không giết chết được ta, bây giờ lại thua ở một cái trong tay học sinh. Trung niên nhân khuôn mặt u ám, thân thể vỡ tan thậm chí liền đi đều thành vấn đề. Trong chốc lát, bên cạnh hắn xuất hiện chói lọi bạch quang, nhưng mang tới lại không phải cứu rỗi, mà là hủy diệt. Hưng hực nhiệt độ cao tràn ngập, nháy mắt liền đem thân thể máu thịt của hắn tan rã. Một tên bạch ngân cấp ngự thú sư chết nơi này. Ngay tại lúc này, dẫn dụ dược tề tác dụng biến mất, đám hung thú cuối cùng khôi phục lý trí. Mỗi cái hung thú đều là hai mắt mở mịt, trong lòng xuất hiện tính chất học vấn đề, ta ở đâu? Ta là ai? Ta muốn làm gì? Nhưng hung thú mới thanh tỉnh lại, nháy mắt đã nhìn thấy một vòng đáng sợ mặt trời trói trang màu trắng xuất hiện đồ vật gì hung thú thần sắc mê mang chỉ là ngốc lăng nhìn xem liệt nhật đánh tới vô số hung thú bị liệt nhật chiếm lấy hai cốt không còn thậm chí ngay cả kêu rên kêu thảm đều không có phát ra chỉ có hắc thiết cấp lãnh chúa có thể bằng vào cường đại lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực mạnh kháng bạo tạc dược tề uy năng nháy mắt tràn ngập đuổi kịp lãnh nạn trần thư đám người Ồ mọc sơ làm thi triển thụy mộng sát lực phòng ngự tăng vọt một đoạn dài mặc dù là hai bình bạo tạc dược tề nhưng bởi vì cái kia bạch ngân cấp khế ước linh dược tề uy lực cắt giảm không ít thậm chí cũng không bằng một bình bạo tạc dược tề uy lực hắc thiết cấp lãnh chúa đều có thể kháng sợ làm đồng dạng có thể làm đến mặt trời chói trang màu trắng của tới đem sợ làm chiếm lấy trần thư trốn ở tiểu hoàng trong miệng yên tĩnh chờ đợi bạo tạc dược tề uy năng tiêu tán trấn linh quân cứ điểm vương trấn long chính giữa cưới màu vàng đại hồ con ngươi của hắn có vào một thoáng đã nhìn thấy mấy vạn mét bên ngoài mặt trời chói trang màu trắng ta mẹ nó thứ quỷ gì thân xác của hắn kinh hãi có thể xuyên thấu qua hừng hực bạch quang nhìn thấy vô số hung thú bị tan rã vô số núi đá cây cối đồng dạng biến mất không thấy gì nữa thậm chí liền đỉnh núi đều xuất hiện sụp đổ vạn vật đều đang bị hủy diệt. Rầm rầm rầm. Đại địa không ngừng rung động, tiếng vang ầm ầm quét sạch thiên địa. Đáng sợ như vậy dị tượng để Vương Chấn Long sợ đến một nhóm. Cái này mẹ nó chính là đang nói đùa chứ? Hắn đột nhiên thanh tỉnh lại, lập tức làm ra ứng đối. Chỉ thấy một phương hướng khác màu xanh cự quy hai mắt xuất hiện kỹ năng hào quang. Ngay sau đó, một cái to lớn màu xanh vòng bảo hộ xuất hiện, bao phủ chỉnh tọa đỉnh núi, thủ hộ lấy trấn linh quân cứ điểm. Các người mang theo tân sinh rút lui trước. Vương Chấn Long vẻ mặt nghiêm túc, đã bị nổ tung khủng bố cảnh tượng hù đến hắc thiết cấp quân vương cũng không như vậy không hợp thói thường a thần sắc của hắn khó coi uy lực nổ tung tuy là không thể uy hiếp đến hắn nhưng có thể phóng xuất ra loại kỹ năng này hung thú sao lại đơn giản đáng sợ như vậy Phạm vi e rằng chỉ có vương cấp ngự thú sư mới có thể làm đến vì bảo đảm an toàn hắn cái có thể khiến cho người còn lại rút lui trước hứa sơn đám người gật đầu một cái lập tức ngay ngắn trật tự mang theo những học sinh mới rút lui nơi đây không phải là hắn a hạ viêm theo lấy các bạn học đi đến không gian thông đạo ánh mắt của hắn nhìn phía chân trời mặt trời màu trắng trong đầu không khỏi đến xuất hiện nam giang tội phạm dáng dấp, tất cả nhanh lên một chút. Chưa nghe nói qua huấn luyện quân sự khủng bố như vậy đó a. À. Hoang Thạch Sơn Lâm có phải hay không muốn không còn. Những học sinh mới thần sắc bối rối, may mắn bây giờ cứ điểm chỉ còn lại có trấn linh quân cùng một nhóm tân sinh. Đến mức còn lại tới trước mạo hiểm ngự thú sư căn bản cũng không dám trở về cứ điểm. Một đám người rút lui năng suất cực cao, mặt trời chói trang màu trắng chưa tới gần, bọn hắn liền đã mượn không gian thông đạo về tới Lam Tinh bên trên. Để ta nhìn một chút đến cùng là cái gì hung thú làm loạn. Vương Trấn Long nhẹ nhàng thở ra chỉ cần có thể đem hoa hạ học phụ thiên tài đưa tiễn hắn liền không có nỗi lo về sau chốc lát mặt trời trói trang màu trắng của tới suy 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 bạo tạc dược tề cùng cứ điểm màu xanh vòng bảo hộ tiếp xúc năng lượng kinh khủng đụng vào nhau phát ra kịch liệt oanh minh thật lớn phạm vi vương chấn long vẻ mặt nghiêm túc mặt trời trói trang màu trắng như cũ tại khuyết tán trong nháy mắt cứ điểm mấy vạn mét bên trong đều bị hừng hực bạch quang bao phủ đáng sợ như vậy một màn để không gian chỗ sâu ngự thú sư khuôn mặt tái nhợt không rõ đến cùng xuất hiện tình huống như thế nào cuối cùng là người không dám nhìn thẳng bạch quang ảm đạm xuống phản phất thế giới đều biến đến an tĩnh chỉ thấy vương chấn long thả ra màu xanh vòng bảo hộ đã xuất hiện vết nứt mặc dù là hoàng kim cấp khế ước linh kỹ năng nhưng bởi vì phạm vi bao phủ quá lớn dẫn đến lực phòng ngự bị cắt giảm may mắn bảo trụ cứ điểm không có hung thú xuất hiện sao vương chấn long vẻ mặt nghiêm túc không có một chút bung lỏng muốn tìm đến đầu sỏ gây ra hống dưới thân màu vàng đại hồ gầm thét đồng dạng nhìn phía bốn phía nhưng không thu hoạch được gì chạy sao vương chấn long nói nhỏ nói nó đừng để ta bắt được ngươi chỉ thấy trấn linh quân cứ điểm bốn phía đỉnh núi đã toàn bộ tiêu tán không thấy phóng tầm mắt nhìn tới một cỗ hoang vu nghiền nát khí tức đánh tới phảng phất tận thế đồng dạng trấn linh cục cứ điểm trở thành mấy vạn mét bên trong một tòa duy nhất núi có thể đổi thành hoang thạch bình nguyên vương chấn long nuốt vút đầu y nguyên nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là xuất hiện biến cố gì ngay tại lúc này thần sắc của hắn khẽ giật mình mơ hồ có một cái suy đoán đầu tiên là hung thú toàn bộ tụ tập lại là một chàng xưa nay chưa từng có độ lớn không phải là cố ý a à. nếu như là cường đại hung thú thả ra kỹ năng Liên vì diệt sắt còn lại hung thú, đồng thời phá hoại chính mình nơi ở, đây không phải tinh khiết có bệnh sao? Nếu là đem hung thủ tưởng tượng thành nhân loại, dường như hết thể không giữ quy tắc chỉnh lý lên. Nhưng mẹ nó ai là gan lớn như vậy, dám phóng xuất ra lớn như vậy phạm vi bạo tạc a. Sĩ quan huấn luyện. Ngay tại lúc này, một thanh âm vang lên. Chỉ thấy một cái màu vàng đại viên cầu quay cuồng mà tới, miệng lớn bên trong lộ ra một cái đầu chó. Ách. Đầu người. Các ngươi không có sao chứ? Vương Trấn Long thần sắc chấn động, vốn cho rằng toàn bộ tân sinh đều rút lui, kết quả đem con hàng này quên không có việc gì chịu nổi trong lòng trần thư đồng dạng nhẹ nhàng thở ra gánh đạn hạt nhân trùng kích thủy trung sẽ để người có chút bất an may mắn hết thảy đều bình yên vô sự tuy là phá hủy một điểm không gian địa hình nhưng ảnh hưởng cũng không lớn đối với trận này bạo tạc các ngươi có cái gì có thể cung cấp tin tức vương trấn long mở miệng hỏi bạo tạc khởi nguyên điểm liền là các hung thú bên trong đáng tiếc hắn một mực tại cứ điểm không cách nào tìm hiểu tình huống trần thư trịch địa hữu thanh nói sĩ quan huấn luyện ta trọn vẹn không biết thôi nhìn tới đến trở về thảo luận vương trấn long lắc đầu nói căn cứ suy đoán của ta trận này bạo tặc có thể là cố ý mà lại là trên quốc tế đỉnh tiêm tội phạm trần thư khẽ nhất miệng trong lòng nhịn không được chấn động hắn cười khan một tiếng nói sĩ quan huấn luyện có đạo lý vương trấn long hít một hơi thật sâu nhìn phía xung quanh nước ra đất này mở miệng nói ra có thể làm được loại việc này tội phạm e rằng đã đánh mất nhân tính quả thực không xứng đáng đối nhân xử thế trần thư thần sắc cứng đờ người mẹ nó không phải là cố tình thăm dò ta a à? một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước minan phải làm sao để chương ba trăm sáu mươi ba ta có hai cái bằng hữu trần thư đồng học ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý sao trần thư khỏe miệng giật một cái mở miệng nói ra khả năng chỉ là bị buộc bất đắc dĩ tỉ như có cường địch muốn giết hắn ngươi tại thay hắn giải vây vương trấn long hai mắt sắp bén trừng trừng nhìn chằm chằm trần thư phản phất là tại thẩm tra lấy cái gì không có a à? trong lòng trần thư căng thẳng mở miệng nói ra ta chỉ là cảm thấy không có khả năng có người vô duyên vô cớ biến thái như vậy a à? cũng có đạo lý vương trấn long gật đầu một cái qua lại đánh giá trần thư một thoáng nói ngươi nói có khả năng hay không người khác cảm thấy đi săn hung thú năng suất quá thấp muốn làm điểm đột nhiên liền dứt khoát một lần cho nổ trần thư cười khan một tiếng ngươi còn thiếu chỉ mặt gọi tên tôi ta sĩ quan huấn luyện đầu tiên ta không có năng lực này thứ yếu giết phổ thông hung thú một điểm lợi nhuận đều không có ta trần thư cũng sẽ không làm loại việc này đó là ta suy nghĩ nhiều vương trấn long gật đầu một cái căn cứ vào trần thư lá gan tới nói là có thể làm ra loại việc này nhưng không có gây án động cơ a ngay tại lúc này tiểu hoàng miệng một môi trực tiếp phun ra ba người a lương đám người té ngã trên đất thần xác hoảng hốt tỉnh lại chấn thương, không có sao chứ a lương trước hết nhất khôi phục lại hắn nhớ đến tiểu hoàng hình như bị đánh lén không có việc gì a à, tiểu hoàng liền là không chú ý đụng phải một khỏa trên núi đá núi đá ba người liếc nhau một cái người mẹ nó lớn như vậy hình thể có thể bị đá đụng đổ Tốt, các ngươi mau chóng về tới lang tinh nguy hiểm khả năng không có giải trừ vương trấn long mở miệng nói ra xảy ra chuyện lớn như vậy hoàng thạch sơn lâm có thể muốn phong tỏa một chút thời gian sĩ quan huấn luyện cáo tử trong lòng trần thư nhẹ nhàng thở ra lập tức thu hồi khế ước linh cùng á lương đám người rời đi dị không gian cái này mẹ nó gọi cái gì sự tỉnh vương trấn long một thân một mình tại cứ điểm bên trong lắc đầu thở dài hoang thạch sơn lâm hoang thạch không còn núi rừng cũng không còn hoang thạch trấn bên trên lúc này những học sinh mới vẫn là một bộ chưa tình hồn gián dấp vốn cho rằng chỉ là đơn giản một cái huấn luyện quân sự vậy mà đáng sợ như thế có phải hay không là hắn trong đám người hạ viêm nhìn phía trở về trần thư trong lòng suy tính muốn hay không muốn cho tố cáo ân ngươi nhìn cái gì trần thư nhìn phía hạ viêm tuy là ánh mắt bình thường nhưng có tội phạm vương quang Tây hạ viêm lập tức bản năng cúi đầu không tiếp tục muốn tố cáo sự tình bây giờ không có chứng cứ trần thư có thể hay không chơi song không nhất định nhưng hắn chỉ định là muốn không còn trần thư bốn người về tới trong đám người chuẩn bị trở về hoa hạ học phủ hai ngày sau hoang thạch trấn dân gian ngự thú sư nhộn nhịp rút lui nhưng chính thức ngự thú sư cũng là không ngừng chạy đến trên tiểu trấn biến đến yên lặng lên trên đường phố chủ yếu đều là qua lại binh lính tuần tra trong hoang thạch sơn lâm ngự thú sư đồng dạng trước tiên về tới lam tinh trận kia xưa nay chưa từng có nổ lớn đã để bọn hắn sợ vỡ mật hoa hạ học phủ những học sinh mới ngược lại không có rời đi xem như tự mình trải qua người yêu cầu cung cấp một chút tin tức trần thư bốn người đang chờ ở trong khách sạn phân thân cùng cự đại hóa đều thăng cấp một hai cái khế ước linh chủ yếu thuộc tính cũng tăng lên mười phần trăm tăng thêm hát tiết cấp lãnh chúa vật liệu thu hoạch rất tốt trần thư yên lặng tính toán ánh mắt của hắn nhìn phía bên cạnh vương tuyệt màu xám tiểu điểu. tiểu trần xem ta làm gì tiểu điều hoạt động cánh hình như có chút nghi hoặc trần thư mở miệng nói ra ngươi cứ nói đi đồ vật đều phun ra thôi đi chút tiền lẻ này đều nhớ kỹ chỉ thấy tiểu điệu sử dụng không gian kỹ năng hai cái lanh chúa vật liệu xuất hiện tại trên mặt đất trần thư lông mày nhữ lại nói không còn tiểu điệu bình tĩnh nói mất rồi vừa dứt lời một đạo hắc ảnh hướng thẳng đến nó bảo hộ tới tiểu trần ngươi chờ quá mức không gian điệu thần sắc kinh hoàng chỉ cảm thấy chính mình bị nhốt rồi hoàn toàn không cách nào tránh thoát hát ta nam giang tội phạm đồ vật ngươi là thật không sợ chết ta trần thư thần sắc bình tĩnh chính giữa tay phải mang theo một cái túi phân bên trong tiểu điệu không ngừng dãy rồi lấy ta sao lại làm loại việc này thật không có hắc ta mẹ nó theo sáng sớm giết tới trạm vào tối ngươi cho ta nói liền hai cái hắc thiết cấp vật liệu ngươi là làm sao dám đó a trần thư tay phải cầm chặt miệng túi trực tiếp vung lấy túi phân quăng lên màu xám tiểu điệu một trận trời đất quay cuồng bối rối nói tiểu vương nhanh đem ta thu về không gian a à. trần thư yên lặng nhìn vương tuyệt một chút vương tuyệt thần sắc chấn động lập tức che bụng nói xong ta đến tháo chạy nói xong hắn liền cũng không quay đầu lại chạy trốn tới trong nhà vệ sinh ta dĩ nhiên theo như vậy một cái chủ nhân quả thực liền là hưởng ta một thế anh danh màu xám tiểu điệu thần sắc phẫn nộ đồng thời trong miệng nói đại ca thả ta đừng quăng ta thật muốn choáng trần thư khỏe miệng có nụ cười nói hiện tại biết sai nam giang tội phạm thu thập một con chim không phải vô cùng đơn giản nói lấy hắn liền mở ra túi phân màu xám tiểu điệu lập tức hoạt động cánh uy hiếp nói tiểu trần ngươi mẹ nó lời còn chưa dứt lại là một đạo hắc ảnh đánh tới màu xám tiểu niên thân thể run lên nó muốn trốn lại trốn không thoát trần thư túi phân phẳng phất khóa chặt kỹ năng đồng dạng trực tiếp lần nữa đem bọc lại một con chim cũng dám phách lối như vậy trần thư thần sắc bình tĩnh lại là vung mạnh lên nửa giờ sau hai mươi bảy hai mươi tám trần thư gật đầu một cái phía trước tổng cộng có hai mươi tám cái hát thiết cấp lãnh chúa vật liệu phía trên tuy là nhuộm dần lấy máu tươi nhưng ở trong mắt hắn đây đều là hương hương hoa hạ tệ ha ha tiểu vương ta muốn phát tải đều là thỏi vàng màu xám tiểu điệu sủi lơ ở trên sofa cánh qua lại phe phẩy muốn nắm lấy gần trong gang tấc sao vàng bị sống sờ sờ xoay nửa giờ khế ước linh đều chịu không được a à tiểu điểu thật không còn trần thư nhìn phía màu xám tiểu điểu mở miệng hỏi còn có tiểu vương bảo vật tiểu điểu hai mắt xuất hiện kỹ năng quang huy trên mặt đất lại tăng thêm mấy chục cái cd phía trên vậy mà đều là từng cái ăn mặc hóng mát nữ sinh ân trần thư ba người thần sắc khẽ giật mình khẽ nhất miệng a à, cái này thông suốt vương tuyệt nghe phía bên ngoài không có động tĩnh xác nhận an toàn mới đi đến trong gian phòng các người ánh mắt gì vương tuyệt thân thể chấn động chỉ thấy ba người ánh mắt quỷ dị vô cùng quả thực giống như là muốn đem hắn ăn đồng dạng ta dựa vào ngươi cái này nghiệt xúc dĩ nhiên bạo lộ của cải nhà của ta ánh mắt của hắn cong lên một thoáng liền thấy trên mặt đất cd tại dưới mệnh lệnh của hắn màu xám tiểu điệu lại lần nữa thả ra không gian kỹ năng đem thu hồi trong bụng ba người chưa kịp làm ra phản ứng một mặt đáng tiếc ngay sau đó trần thư đi tới vương tuyệt bên cạnh xoa xoa đôi bàn tay nói lao vương à ta có một cái bằng hữu a lương đồng dạng cười hì hì nói ta cũng có một cái bằng hữu vương tuyệt khỏe miệng giật một cái nói hai ngươi không phải là một cái bằng hữu a à. ngay tại lúc này Tiên lặng Tạo phong ngữ mở miệng nói ra ta có hai cái bằng hữu trần thư cùng a lương cùng nhau trông lại cái gì gọi là ngươi có hai cái bằng hữu phương nổ lông triết lý cuộc sống lột sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càn quét đến đó cười mịn chương 364, nhanh đi theo ta lập tức mở phiên tòa ngay tại bốn người thảo luận ai là ai bằng hưu thời điểm một đạo thanh âm quen thuộc theo ngoài cửa chuyển đến các ngươi có cái dám bằng hữu a cửa phòng bị mở ra một tên đầu đình nam tử đi đến liêu lao sư trần thư thần sắc chấn động không nghĩ tới dĩ nhiên là liêu phong đích thân tới trước tiểu tử ngươi có thể a liêu phong vô vỗ bả vai của trần thư mở miệng nói ra hiện tại hoang thạch sơn lâm muốn phong tỏa một đoạn thời gian làm hắn nhận được tin tức thời điểm trong lòng trọn vẹn không có gợn sóng bởi vì trần thư tại bên trong huấn luyện quân sự nghe không hiểu lão sư nói trần thư một mặt vô tội trực tiếp hai tay mở ra liêu phong cười cười nói nhanh đi theo ta lập tức mở phiên tòa trần thư thân thể run lên hai con ngươi co vào cái gì gọi là mẹ nó nhanh mở phiên tòa lão sư chúng ta cái gì cũng không làm a à. vương tuyệt thần sắc giống vậy chấn kinh cái này mẹ nó thế nào vô duyên vô cớ liền muốn vào tù Trần Thư, có phải hay không ngươi? A à, Lương ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Trần Thư. Ba người lúc hôn mê đối phương tuyệt đối là làm cái gì? Ta sôi nổi một thoáng không khí. Liêu Phong gặp Trần Thư dáng vẻ, trong lòng đã có kết luận. Việc này tuyệt đối cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Bởi vì Hoang Thạch Sơn Lâm sự tình, không ít chuyên gia cường giả đều tới, cố ý mở ra một hội nghị. Liêu Phong mở miệng giải thích, Vương Trấn Long nói các ngươi bốn người lúc ấy tại các hung thú bên trong, khả năng có đầu mối gì, nguyên cớ để các ngươi bốn người cùng đi dự tính. Hả? Vậy là tốt rồi. Trần Thư thở dài nhẹ nhõm, hắn vừa mới tâm tình đều có chút không vững vàng nghe được mở phiên tòa hai chữ quả thực tựa như là gặp được tiên địch đồng dạng năm người rời đi khách sạn đi đến một cái hoang thạch chấn ngự thú sư hiệp hội nơi này có đặc biệt phòng họp lúc này phòng họp đã tụ tập đủ loại cường giả cùng chuyên gia mà vương chấn long chính giữa đứng ở phía trước liêu phong mang theo bốn người tới trong phòng họp lão liêu. người tới không ít người đều là cười lấy lên tiếng chào hỏi ân liêu phong gật đầu một cái cùng trần thư bốn người ngồi xuống một loạt tốt đã người đã đông đủ như vậy thì bắt đầu đi vương trấn long gật đầu một cái phía dưới tổng cộng ngồi 18 tám người loại trừ trần thư bốn người bên ngoài những người còn lại hoặc là đức cao vọng trọng chuyên gia hoặc là tên trấn một phương cường giả ta nói đơn giản một thoáng sự tình là tại ba ngày trước lúc ấy vương trấn long hướng mọi người tự thuật một phen cảnh tượng lúc đó nghe tôi phá hoại cường độ chỉ là hát thiết cấp thời điểm mọi người đều xem thường nhưng mà biết được hiệu phá hoại phạm vi bao phủ mấy vạn mét thời điểm mọi người thần sắc đều ngưng trọng lên trở lên liền là chuyện đã xảy ra vương trấn long mở miệng nói ra trừ đó ra còn có một cái chuyện quỷ dị lúc ấy hoang thạch sơn lâm toàn bộ hung thú đều đi tới cứ điểm phản phất là bị đồ vật gì hấp dẫn lời này vừa nói ra tất cả mọi người là nhúng mày trọn vẹn không thể tưởng được sự tình nguyên nhân ta cảm thấy khá giống nửa năm trước một tràng sự kiện một tên hoàng kim cấp ngự thú sư mở miệng nói ra phương nam hàn băng hạp cốc đồng dạng xuất hiện một tràng bạo tạc vương trấn long nao nao lập tức phái người điều tới tài liệu không lâu hàn băng hạp cốc tài liệu tương quan xuất hiện trên đó miêu tả cơ hồ cùng vương trấn long lời nói giống như lúc có thể tạo thành lớn như vậy phạm vi phá hoại chí ít đều là vương cấp thực lực A. Tên tiêu hoàng kim ngự thú sư đứng dậy nói, nhưng vô luận là vương cấp hung thú hoặc là vương cấp ngự thú sư, đều khó có khả năng xuất hiện tại Hoang Thạch Sơn Lâm bên trong. Hiển nhiên, đây là một trạng hiện tượng tự nhiên. Không ít người đều hơi hơi gật đầu, đã là có chút công nhận. Ta y nguyên hoài nghi là cố ý. Vương Chấn Long nhướng mày, mở miệng nói ra, bạo tạc có thể dùng hiện tượng tự nhiên để giải thích, nhưng hung thú bạo động đây. Hơn nữa ta đã khóa chặt một cái người bị tình nghi. Lời này vừa nói ra, Trần Thư thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng nhịn không được căng thẳng. Sẽ không bị phát hiện đi. Mọi người xem người này. Vương Chấn Long di động hình chiếu thiết bị, trên màn hình xuất hiện một người dáng dấp phổ thông trung nhân nhân. Ân, Trần Thư nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, một chút liền nhận ra chính là bị hắn phản sát ngự thú sư. Hắn là một cái bạch ngân cấp ngự thú sư. Vương Chấn Long chậm chậm nói, như vậy đẳng cấp cao ngự thú sư tới phổ thông dị không gian, đã có chút khả nghi. Hơn nữa thẳng đến hôm nay, người này vẫn không có đi ra, hiện tại xem ra, hoặc là chết, hoặc liền là trốn đi. Phía dưới lại một tên chuyên gia nói, có người này tài liệu tương quan sao? Vương Chấn Long thở dài, nói chỉ là một cái dân gian bạch ngân ngự thú sư không có bất kỳ chỗ không đúng con ngươi của trần thư chuyển động đã người kia đã chết lưng điểm hắc qua cũng đó không quan trọng hắn giơ tay đứng dậy nói sĩ quan huấn luyện giả tạo tài liệu không phải một kiện chuyện khó khăn lắm theo ta được biết một cái quốc tế phạm tội tổ chức là có thể làm được hắn mặc dù không có chỉ rõ là ám dạ tổ chức nhưng tại trận phần lớn người cũng là nháy mắt liền hiểu nếu như là cái tổ chức kia hoàn toàn chính xác khả năng làm đến vương trấn long gật gật đầu ngay sau đó nhướng mày nói nhưng không hề động cơ hội a à liên vì diện sát đại lượng hung thú Trần thư không tiếp tục mở miệng nếu như nói đối phương là vì giết hắn mà ném ra bom hiển nhiên là không hợp lý trận kia uy lực nổ tung không cách nào mà sát hát thiết cấp thiên tài ám dạ tổ chức từ trước đến giờ đều là bảo đảm không có sơ hở nào sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này hơn nữa hắn nói ra vậy liền chứng minh chính mình là cùng bạo tạc có liên hệ đến lúc đó lại yêu cầu hư cấu nói dối để che giấu hiện tại xem ra vẫn là hiện tượng tự nhiên a trong mắt mọi người có suy tư cuối cùng làm ra một cái có thể tiếp nhận kết luận nhưng lão hủ nghiên cứu dị không gian địa lý nhiều năm chưa từng nghe qua có loại này hiện tượng tự nhiên một lão giả mở miệng nói ra trực tiếp phủ định cái này một cái kết luận trần thư nao nao chỉ cảm thấy đến âm thanh có chút quen thuộc ồ lục minh giáo sư ngươi có cái gì kiến giải lão giả chính là hoa hạ học phụ giáo sư lục minh hắn nghiên cứu địa lý nhiều năm tự nhiên là bị mời tới các ngươi không để ý đến một người khoe miệng của hắn có nụ cười khó hiểu ánh mắt khóa chặt trần thư trần thư nhúng mày không nghĩ tới gặp được hắn lúc thi tốt nghiệp trung học lục minh liền muốn ngăn cản trần thư tiến vào học phủ sau đó hai người lại tại thiên hoa tập đoàn trong cửa hàng xuất hiện va chạm lúc ấy thế nhưng có tin tức ẩm nói là một cái tên là nam giang tội phạm người làm ra lục minh mở miệng nói ra nam giang tội phạm các ngươi khả năng không biết liền là hiện trường trần thư đồng học hai lần bạo tạc sự kiện đều có trần thư đồng học tồn tại có khả năng hay không liền là hắn làm đây này trần thư nhún mày đang muốn mở miệng liêu phong cũng là vượt lên trước một bước tin tức ẩm liêu phong sờ lên cảm cười lạnh nói bỏ qua sự thật không nói có khả năng hay không là lục minh giáo sư làm đây này mọi người khỏe miệng giật một cái ngươi được làm a à, trực tiếp bỏ qua sự thật ngươi lục minh nhúng mày trong mắt có tức giận hắn cùng liễu phong nguyên bản liền có khúc mắc lại thêm trần thư là học sinh của hắn có thể nói là mâu thuẫn sâu hơn liêu phong hai tay ôm ngực bình tĩnh nói một cái viện văn hóa giáo sư dĩ nhiên nghe tin tức ẩm vậy ta bỏ qua sự thật cũng là hợp tình hợp lý a à? phương nổ lông triết lý cuộc sống lột sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn chương ba trăm sáu mươi lăm liễu tiên sinh ngươi được làm a à. liễu mang tử ngươi không muốn hung hăng càng quấy lục minh thần sắc lạnh lẽo ngươi mẹ nó đều bỏ qua sự thật cái kia còn nói rắm tốt vậy chúng ta liền nói một chút đạo lý liêu phong cười một tiếng nói trần thư hai cái khế ước linh là sợ làm cùng thật kỳ làm sao có thể phóng xuất ra phạm vi lớn như vậy kỹ năng trên mặt của hắn có một vòng đua cận nếu như là lĩnh ngộ hung thú kỹ năng lại là cái gì hung thú truyền kỳ cấp quân vương lục minh nhấn mày ta không có nói là khế ước linh thả ra nếu như là khoa kỹ vũ khí đâu khoa kỹ vũ khí liêu phong nhịn không được cười ra tiếng nói ngươi là hoa hạ học phủ giáo sư cho ngươi thời gian 500 năm, có thể nghiên cứu ra được có thể tại dị không gian bạo tạc đạn hạt nhân sao?" Lục Minh yên lặng, ngay sau đó phản phất là nghĩ đến cái gì, nói: "Ngươi Liễu Man Tử cùng nghiên cứu vũ khí hiện đại giáo sư quan hệ nhưng không tệ. Nếu như là có tân tiến triển, cũng không phải không khả năng. Một cái to gan lớn mật tân sinh, tăng thêm một cái có thể cung cấp vũ khí đạo sư, làm ra loại chuyện này hết thể liền có thể giải thích." Lục Minh con ngươi chuyển động, càng cảm thấy có khả năng có thể. Cái kia Hàn Băng Hạp cốc sự kiện đây, Liêu Phong thần sắc bình tĩnh nói, khi đó ta cũng không nhận ra Trần Thư, cho hắn vô duyên vô cớ cung cấp vũ khí ngươi cho rằng mọi người đều giống như ngươi không cần đầu góc ngươi ngón tay lục minh phát run nói bên trong khả năng là có ẩn tình có lẽ các ngươi trước đây liền nhận thức đây hắn hơi vung tay ánh mắt nhìn phía trần thư tóm lại ta sẽ dốc lòng cầu học trên phụ truyền hết thể cứ giao cho hiệu trưởng tới định đoạn định đoạt cái giám a trần thư đồng dạng khỏe miệng giật một cái nói ngươi có phải hay không đầu góc đều bị cương thi ăn sạch lùi một vạn bước nói cho dù là ta làm ngươi nói ta phạm tội gì hoặc là phá hủy cái gì nội quy trường học lục minh yên lặng chốc lát mở miệng nói ra tổn hại quốc gia tài nguyên dẫn phát quần chúng khủng hoảng liêu phong cười một cái nói nếu như phá hủy dị không gian liền là phạm tội chẳng phải là toàn bộ cao giai ngự thú sư đều muốn vào tù ngươi lục minh sắc mặt khó coi trong lúc nhất thời muốn phản bác nhưng lập tức lại bị đối phương cắt ngang đồn trú cao cấp dị không gian chấn linh quân thường xuyên cùng hung thú chém giết mỗi một lần đều sẽ cho dị không gian tạo thành không cách nào nghịch chuyển phá hoại liêu phong hai con ngươi như lao mở miệng nói ra ta có thể hiểu thành ngươi là tại cấp chấn linh quân định tội sao lời này vừa nói ra lục minh thần sắc đại biến không nghĩ tới đối phương sẽ chụp lớn như vậy một cái dưới mũ tới trên mặt Liêu phong có hàn ý mở miệng nói ra nếu như dựa theo ngươi thuyết pháp vậy ta nước lớn nhất tội phạm liền là long nguyên láo ra từ a liêu ma tử im ngay ta không có ý tứ này lục minh thân thể run lên phải muốn ngừng lại đối phương cái này mẹ nó từng cái thiên đại mũ chụp xuống chính mình không thể ngay tại vào tủ. liêu phong cười lạnh một tiếng nói có hay không có ý tứ này mặt khác nói ta sẽ dốc lòng cầu học trên phụ truyền lão liễu qua mọi người chỉ là thương nghị mà thôi lục giáo sư hoàn toàn chính xác không có ý tứ này đúng vậy a à, nhanh ngồi xuống không đơn thuần là lục minh những người còn lại thần sắc giống vậy lại biến đây chỉ là một cái đơn giản hội nghị nếu như nhắc lên trấn linh quân cùng lao gia tử vậy coi như không phải chuyện nhỏ ta chỉ là dựa theo lục giáo sư suy luận tại nói lời nói mà thôi liêu phong thần sắc bình thường mở miệng nói ra đây là thảo luận biết không phải mở phiên tòa ngươi đặt cái này cho ai định tội đây lục minh yên lặng không lời không tiếp tục mở miệng nói chuyện trần thư nhịn không được giơ ngón tay cái lên không nghĩ tới liều phong dăm ba câu liền đem lục minh cho làm gục xuống tốt lần này xác thực chỉ là thảo luận bạo tạc nguyên nhân không phải tìm tội phạm vương trấn long mở miệng nói ra hiện tại xem ra thiên thai khả năng lớn hơn hắn kỳ thực cũng có chút hoài nghi Trần thư ai bảo tiểu tử này ngày đầu tiên liền nổ cứ điểm nhà đã đây nhưng bây giờ xem liều phong khẩu chiến quần nho sức chiến đấu hắn lập tức liền lựa chọn ngậm miệng không nói cuối cùng một đám người bàn bạc kết thúc ý nguyên đem quy về hiện tượng tự nhiên hội nghị kết thúc trần thư nhẹ nhàng thở ra cùng liêu phong cùng nhau về tới trong khách sạn lúc xế chiều hoa hạ học phủ tân sinh đã chuẩn bị rời đi tuy là huấn luyện quân sự xuất hiện chút ngoài ý muốn, nhưng tổng thể tới nói vẫn là miễn cưỡng viên mãn đều lên xe liêu phong chỉ huy ngự thú lớp ba người đã hắn tới sĩ quan huấn luyện hứa sơn tự nhiên là rời đi trần thư đám người ngồi lên xe buýt đã là chuẩn bị đường về đến mức hoang thạch sơn lâm y nguyên yêu cầu phong tỏa một đoạn thời gian lo lắng sẽ lần nữa có bạo tạc xuất hiện hoa quốc bên trong có mấy trăm cái phổ thông dị không gian ngược lại là không có xuất hiện ảnh hưởng cuối cùng thoát khỏi huấn luyện quân sự có thể qua quốc khánh trên xe tất cả mọi người là có ý cười suy tính quốc khánh nên làm gì vượt qua tiểu tử có thể liêu phong đi tới xe buýt hàng sau cùng trần thư bốn người ngồi xuống một chỗ trần thư hai mắt mở mịt nói cái gì ít cùng ta trang ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm được ta liêu phong cười cười hai mắt có cơ trí quan mang qua lại đánh giá trần thư trong lòng trần thư giật mình chẳng lẽ đều bị đoán được bạo tạc khẳng định là ngươi làm có phải hay không bởi vì hung thú quá nhiều ngươi lo lắng cứ điểm thủ không được trần thư khỏe miệng giật một cái yên lặng không lời hắn đến cùng nên nói liêu phong là đoán đúng vẫn là đoán không đúng đây liêu phong vô vô bờ vai của hắn nói ngươi không cần để ý đây thật ra là chuyện tốt không có thương tổn đến những người còn lại hơn nữa giải trừ hung thú ở nguy cơ Ừm. m thư gật đầu một cái trong lòng yên lặng nói bổ sung lao sư kỳ thực hung thú ẩm cũng là ta dẫn động trần thư thật là ngươi làm a lương nghe được đối thoại của hai người nhích lại gần trong mắt có vẻ khát vọng có thể hay không cho huynh đệ cũng chỉnh điểm a lương xoa xoa đôi bàn tay trong lòng không khỏi đến huyễn tưởng nói nếu như mình mang theo trong người đạn hạt nhân đây không phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó ta thật không có trần thư gặp a lương cùng vương tuyệt thần sắc nhất trí cái có thể hai tay mở ra hiện tại hắn chỉ có một điểm tàng hình dược tề cùng một bình bạo tạc dược tề đều là dùng tới bảo mệnh nếu như không có hệ thống đặc thù dược tề lần này hắn tuyệt đối là muốn chơi xong không có suy nghĩ a à. ba người đều là lắc đầu một bộ không hài lòng gián dấp Tốt. liêu phong thần sắc nghiêm lại quát lớn xem như ngự thú sư há có thể ỉ lại ngoại vật khế ước linh mới là các ngươi căn cơ sở tại thật là lẫn lộn đầu đôi xem như hoa hạ học phủ thiên tài không có một chút lâu dài ánh mắt a à, lương ba người nao nao ngay sau đó xấu hổ cúi đầu liêu phong giáo sư nói chính xác có đạo lý trần thư nhẹ nhàng thở ra cuối cùng thoát khỏi ba người dây dưa ngay tại ô tô lái ra hoang thạch trấn không lâu điện thoại của trần thư xuất hiện một đạo thanh âm nhắc nhở có một cái siêu tin tin tức chuyển đến liêu phong chuyên nghiệp khai hỏa trôn cất trận trần bì vừa mới người trên xe nhiều kỳ thực lao sư cũng muốn một cái đạn hạt nhân nghiên cứu một chút trần thư khỏe miệng giật một cái liêu tiên sinh ngươi được làm a phương nổ lông triết lý cuộc sống lột sạch nổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn chương ba trăm sáu mươi sáu thúi phân có độc lúc ban đêm xe buýt thành công đi tới hoa hạ học phủ cửa ra vào trải qua một tháng huấn luyện quân sự năm trăm tên tân sinh hoàn hảo không chút tổn hại về tới trong trường học tuy là thời gian ngắn ngủi nhưng lòng của mỗi người cảnh đều có tăng lên cuối cùng trở về trần thư đi tới học phủ cửa ra vào chỉ cảm thấy trong lòng hài lòng vô cùng trần thư đi theo ta một thoáng liêu phong gọi hắn lại đồng thời ám chỉ tính chấp chấp lông mày Trần Thư lắc đầu, người thường nghe thấy đạn hạt nhân đều là nghe tin đã sợ mất mật. Người bên cạnh mình làm sao lại nghĩ như vậy muốn? A à Lương, lão Vương, các ngươi trước về ký túc xá a. Lão sư, ta là thật không có a. Trần Thư cùng Liêu Phong cùng nhau đi tại học phủ trên đường nhỏ, gió đêm chậm chậm, làm người tâm thần yên tĩnh. Thật hay không? Liêu Phong nhướng mày, thật sự là hắn chỉ là muốn nghiên cứu một chút. Nếu như thật có thể đại quy mô sản xuất, ngược lại đầy đủ nhất định chiến lược tác dụng. Lão sư, ta Trần Thư phẩm đức giỏi nhiều mặt, làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Ít nói linh tinh liêu phong lắc đầu không tiếp tục đuổi theo mớn hắn mở miệng hỏi huấn luyện quân sự thu hoạch thế nào trần thư hai tay cắm túi thở dài nói vẫn được đáng tiếc một mực không có cơ hội tới gần cứ điểm cố phòng liêu phong khỏe miệng giật một cái người nhà nào mạch kín có thể hay không bình thường điểm ta mẹ nó hỏi là cái này sao hắn quay đầu trong mắt có vẻ không hiểu mở miệng hỏi ngươi thế nào xem trấn linh quân trần thư nao nao suy tư chốc lát nói ta thật bội phục nhân dân người thủ hộ liêu phong chưa mở miệng trần thư lại nói tiếp bất quá bội phục thì bội phục ta cũng không muốn trở thành trấn linh quân ồ vì cái gì ta nhớ đến có một đường khóa lao sư hỏi chúng ta lớn lên muốn làm cái gì trần thư trong mắt có hồi ức mở miệng nói ra có người nói muốn làm thầy thuốc làm dân chúng chữa bệnh có người muốn làm khoa học nhà làm dân chúng làm ra công hiến không tệ a à? liêu phong gật gật đầu ngược lại cực kỳ phù hợp các hải tử trả lời hắn mở miệng hỏi vậy ngươi muốn làm cái gì trần thư khỏe miệng có nụ cười nói dân chúng liêu phong hơi xứng sở ngay sau đó liền cười lên những người còn lại nói ra đáp án này khả năng sẽ để người kinh ngạc nhưng trần thư nói ra dường như liền đương nhiên hào hào gió muộn thổi tới chung quanh lá cây gì rào rung động trần thư rơi vào trầm mặc bên trong ý nghĩ của hắn hoàn toàn chính xác thay đổi một điểm trước đây hắn chỉ đem trấn linh quân xem như người qua đường hiện tại nhiều hơn một phần tôn kính trấn linh quân mấy chục năm như một ngày thủ vệ không gian thông đạo hoàn toàn chính xác có giá trị hắn tôn kính nhưng cái này không có nghĩa là trần thư liền muốn trở thành người như vậy trần thư con ngươi đảo một vòng mở miệng hỏi liêu lao sư nếu như là ngươi ngươi sẽ muốn trở thành người nào ta liêu phong trong mắt có nụ cười khó hiểu trầm giọng nói ta sẽ trở thành dân chúng lao sư đó không phải là lão sư sao trần thư nhung bay nói chúc mừng ngươi a à, mộng tưởng thành sự thật không còn không có trở thành sự thật liêu phong cười cười nhìn phía yên tĩnh tinh không ngược lại nói ngươi nói ngôi sao trên trời giống hay không một mực thủ hộ lấy chúng ta ngự thú sư lão sư không cần phải nói dạy trần thư mở miệng nói ta khẳng định là sẽ không trở thành trấn linh quân liêu phong yên lặng cười một tiếng nói ta không nghĩ như vậy chỉ là hy vọng ngươi có thể ít chọc điểm sự tình ta cũng không muốn bên trên lấy bên trên lấy khóa liền bị trấn linh cục mang đi trần thư gật đầu nói lão sư yên tâm ta sẽ không dễ dàng gây chuyện liêu phong dừng bước mở miệng nói ra vậy là tốt rồi trở về đi hai người đến đây tách ra trần thư hướng về ký túc xá lầu số một phương hướng mà đi a à, trần thư vừa tới đến lầu một một thoáng liền nghe lên trên lầu có động tĩnh xuất hiện tình huống hắn cẩn thận đi tới lầu hai nghe được trên lầu chuyển tới lời nói mấy ca thế nhưng đợi các ngươi gần một tháng trần thư tiểu tử kia đâu một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến hình như bao hàm lấy tức giận trước mắt của trần thư một thoáng liền xuất hiện tuyển hạng tuyển hạng một trực tiếp xuất thủ viện trợ a lương cùng vương tuyệt hoàn thành ban thưởng đại lượng ngự thú lực tuyển hạng hai lấy điện thoại ra yên lặng làm hai người đính chế mai táng một đầu rồng hoàn thành ban thưởng thu được xưng hào chó bên trong chó đeo hiệu quả thật kỳ độ phục tùng thêm một không tuyển hạng ba kêu gọi cứu binh đám người đủ cùng tiến lên hoàn thành ban thưởng sợ làm tốc độ thêm năm trần thư yên lặng mở ra tác chiến ba lô bản năng lấy ra điện thoại hắn hơi xứng sở vung xuống điện thoại lại lấy ra quen thuộc chuyên môn vũ khí đúng lúc này trên lầu lại truyền tới động tĩnh và nó đừng chờ ta trở thành hát thiết cấp bằng không đánh không chết các ngươi chỉ thấy ba trăm ba mươi ba bên ngoài túc xá bốn cái sinh viên năm thứ nhì liên thủ đã đem vương tuyệt cùng a lương chế phục chính là phía trước bị trần thư ở trong ngự thú quán một hồi đánh tơi bởi vu giang bốn người a lương cùng vương tuyệt bị chống ở trên tường trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát a lương tuy là có kỹ xảo cận chiến nhưng làm sao tố chất thân thể theo không kịp tự nhiên đánh không được bốn cái hắc thiết cấp cái có thể để đó ngăn thoại một nhóm tân sinh ngai con thật là gan to vu giang trong mắt có hận ý đã sớm muốn lấy lại danh dự kết quả gặp được những học sinh mới huấn luyện quân sự cái có thể một mực chờ đợi còn nghĩ đến trở thành hát thiết cấp liền các ngươi tiến bộ chúng ta không vào bước vương dương thần hai tay ôm ngực cười nhạo nói chỉ cần là chúng ta học đệ vậy cũng chỉ có thể một mực bị chúng ta đẻ ép biết hay không chân thương người đây chết tại dị không gian một người khác trong mắt có không kiên nhẫn vỗ một cái vương tuyệt đầu vu giang hai tay ôm ngực bá khí vô cùng nói dám chọc chúng ta một trăm linh ba người chúng ta liền muốn để các ngươi ẩm lời nói còn còn chưa nói hết chỉ thấy vu giang thân thể trực tiếp liền bay ra ngoài cuối cùng té ngã trên đất tới một cái ngã sấp ai vương dương thần lập tức liền phản ứng lại nhưng trong chốc lát trước mắt liền xuất hiện một đạo hát ảnh ba mẹ nó đồ vật gì hắn trực tiếp liền bị túi phân bao lấy toàn lực tránh thoát nhưng cũng tiếc không làm nên chuyện gì ẩm trần thư lại là một cước trực tiếp liền đem hắn cho đ bay cùng vu giang té thành một cục mặt khác hai người không có xúc động lập tức lui ra phía sau lựa chọn đỡ dậy vu giang cùng vương dương thần hai người Trần Thư, ngươi cuối cùng dám xuất hiện. Vũ Giang luốt vuốt bờ mông, mới nói dọa liền bị người một cước cho đá bay, thật sự là có chút mất thể diện. Trần Thư cười lạnh một tiếng, nói, cái gì gọi là dám? Thật cho là ta sợ các ngươi bốn cái xú cá nát tôm. Ta cũng muốn là ai cho ngươi dũng khí. Vũ Giang bốn người thần sắc phát lạnh, bốn đánh một đó không phải là tùy tiện nắm. Đến mức Vương Tuyệt cùng A Lương, đều chỉ là người thường tố chất thân thể, tác dụng không lớn. Các ngươi thật không chạy. Trần Thư khỏe miệng cười lạnh, tay trái lại xuất hiện một cái màu xanh lam túi phân bốn người thần sắc chấn động nhất là vương dương thần bản năng xuất hiện sợ hãi hắn mở miệng nhắc nhở cẩn thận một chút cái kia cái túi có độc trốn đều trốn không thoát phương nổ lông triết lý cuộc sống lột sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn chương ba trăm sáu mươi bảy học bá lẩu kinh hồn một đêm không có việc gì hắn một lần cái có thể bao lấy một người vũ giang an ủi bọn hắn có bốn người liền xem ai là kẻ xui xẻo nhưng ngay tại bốn người hơi chút chấn định thời điểm trần thư lại móc ra mới vũ khí ta mẹ nó bốn người hai con ngươi có vào chỉ thấy Trần Thư tay phải dĩ nhiên xuất hiện một cái đau mổ heo. Nhìn cái kia ám trầm vết máu, lưỡi đau sắc bén, bốn người trong lòng nhịn không được phát lệnh Mọi người chỉ là học sinh, không cần thiết làm như vậy a. À. Vu Giang khỏe miệng giật một cái, có một chút sợ hãi. Tuy là học bá người trong lầu đều là phần tử hiếu chiến, nhưng đứng bước liền là nhục thân vật lộn, không thấy ai dùng đau mổ heo a. À. Hắc hắc. Trần Thư tay trái giữ túi phần, tay phải cầm đau mổ heo, trên mặt càng là xuất hiện âm trầm nụ cười. Ngay tại lúc này, trắng bệnh ánh trăng chiếu vào, vừa đúng để Trần Thư gương mặt có thể thấy rõ ràng không bố như thế một màn để bốn người cứ thế mà dùng mình một cái ta cảm thấy hơi trễ không thể ảnh hưởng còn lại đồng học nghỉ ngơi nếu không chúng ta rút lui trước lùi a vũ giang chật vật nuốt ngủ nước bọn cảm thấy sự tình có chút vượt quá nắm trong tay không chờ ba người khác trả lời vũ giang lại mở miệng nói ta chọn vẹn đồng ý chúng ta rút lui trước dứt lời hắn liền một ngựa đi đầu hướng thẳng đến dưới lầu chạy tới ba người nao nao ngươi mẹ nó đặt cái này tự biên tự diễn đây an ta một đao trần thư thần sắc phát lạnh sách theo đao mổ heo bỏ chạy lên trước cứu mạng a ba người thân thể run lên lập tức liền theo sát lấy vu giang ngàn vạn chớ bị ta đuổi kịp bằng không ta muốn đem các ngươi từng cái băm yên tĩnh lầu số một không ngừng quanh quần trần thư âm ủ khủng bố tiếng cười nhưng trong lòng của hắn là có không nhịn được ý cười không nghĩ tới bốn người lá gan như vậy nhỏ nhanh mẹ nó chạy a à. vu giang bốn người thân thể lại lần nữa run lên trong lòng tràn ngập hối hận người mẹ nó chính là biến thái a à. tối nay yên tĩnh học bá lầu bị trần thư khủng bố tiếng cười bao phủ còn lại túc xá người đều là khóa chặt cửa phòng thậm chí đều không dám thăm dò nhìn một chút tình huống Học bá lầu người tuy là sức chiến đấu cường đại, nhưng không có người thấy loại chiến trận này a. À. Liêu Phong tâm tình vui vẻ đi tại học phủ con đường bên trên, nghĩ đến Trần Thư đáp ứng chính mình sẽ không dễ dàng gây chuyện, hắn cảm thấy thời gian một thoáng liền đẩy ra mây mù gặp trời xanh. Đinh đinh đinh. Ngay tại lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Ân. Số xa lạ. Liêu Phong nao nao, không để ý nhận nghe điện thoại, nhưng sau một khắc, thần sắc của hắn đại biến. Thứ độ gì? Trần Thư tại lầu ký túc xá đuổi theo người chém. Liêu Phong khỏe miệng giật một cái, mẹ nó không phải không tùy tiện gây chuyện sao? học bá lầu bên trong, trần thư y nguyên sách theo đao mổ heo, không ngừng đuổi theo vu giang bốn người, đã muốn đem hắn sợ mất mật, hắn cố tình không có đội kịp, chỉ là hưởng thụ lấy bốn người sợ hãi. a à, lương cùng vương tuyệt thì tại sao lương yên lặng đi theo, giơ trong tay điện thoại, đem một màn như thế quay phim, ta cảm thấy có thể ra điện ảnh, liền gọi ký túc xá kinh hồn, đồng ý. hai người thảo luận, không nghĩ tới vu giang bốn người lá gan như vậy nhỏ, trần thư trong mắt có không nhịn được ý cười, trong miệng cũng là nói, hahaha, vật nhỏ, ta muốn bắt đến các ngươi. ngay tại lúc này liêu phong thanh em bình tĩnh chuyển đến trần bì trần thư thân thể trì trệ nguyên bản nụ cười một thoáng liền cứng đờ sau một khắc hắn lập tức liền thu hồi túi phân cùng đau mổ heo ăn cơm liền đến tản bộ tiêu thực ta hiện tại cảm thấy một thoáng liền tốt trần thư nằm ở a lương cùng vương tuyệt tràn đầy cảm thán nói chúng ta giả nhìn tới phải nhiều hơn rèn luyện chính xác sau đó ăn cơm đều muốn vận động một chút a lương cùng vương tuyệt phụ họa nhưng trong lòng thì khẩn trương không được ba người thần sắc như thường đi tới chuẩn bị trở về ba trăm ba mươi ba ký túc xá dừng lại liêu phong khỏe miệng giật một cái nói mới huấn luyện quân sự kết thúc ba ngươi liền cho ta làm cái này ra trần thư cười khan một tiếng nói lão sư ta chỉ là cùng bọn hắn mở ra một trò đùa trong mắt của hắn xoay một cái mở miệng nói kỳ thực chuyện đã xảy ra là như vậy ngươi đừng nói chuyện liêu phong trực tiếp ngắt lời hắn xem con hàng này thân sắc liền minh bạch lại muốn bắt đầu biên cố sự vương tuyệt ngươi tới nói vương tuyệt tiên lặng đứng ra giải thích tiền căn hậu quả thật là dạng này liêu phong sờ lên cảm cũng là không tính là gì đại sự học bá lầu vốn là thường xuyên xuất hiện tranh đấu ba người đồng loạt gật đầu một cái liêu phong lắc đầu nói ba ngươi hoặc đánh hoặc liền bị đánh sách theo đao mổ heo là có ý gì hiện tại toàn bộ lầu đều cho là trường học trà trộn vào tới một cái biến thái sát nhân cuồng trần thư gãi gãi đầu nói ây ta sôi nổi sôi nổi không khí chủ yếu là vu giang bốn người thực tế quá phối hợp hắn một cái nhịn không được liền chơi tiếp sôi nổi cái dám không khí a lần sau không cho phép dạng này liêu phong khỏe miệng giật một cái nói nếu là chuyến đi sau đó ai dám ghi danh hóa hạ học phủ a trường học có thể tiếp nhận học bá lầu người lẫn nhau tranh đấu một điểm vết thương nhẹ đều không quan trọng mọi người đều là hát thiết cấp thân thể tăng thêm trong trường y liệu thiết bị một hai ngày liền có thể khỏi hẳn nhưng không có nghĩa là có thể sách theo đao mổ heo theo đuổi người a liêu phong quát lớn một câu lan trở về ký túc xá a ba người vậy mới về tới trong túc xá trọn vẹn liền không có tận hứng còn có so với các ngươi ba càng kỳ quái hơn sao liêu phong lắc đầu không nghĩ tới ba cái tân sinh đem bốn cái lao sinh hù dọa đến hồn phi phách tán hắn đi tới túc xá lầu một trực tiếp cưỡng ép mở ra một cái cửa túc xá ta nói Lão vương ký túc xá đều muốn nổ người cũng mặc kệ chỉ thấy phụ trách quản lý túc xá vương ra ngay tại nói nhỏ hắn so một cái thủ thế thở dài một tiếng tiếp đó đôi bên đầu điện thoại kia nói uy ta chỗ này có ba mươi hai cái người chết làm mai táng một đầu rồng ta có thể cầm bao nhiêu lần chụp a à? mắt của Liễu phong trừng một cái nguyên lai like thật sự có so trần thư ba người càng kỳ quái hơn mới như vậy điểm lòng dạ hiểm độc thương ra a à? túc quản vương ra nhún mày nói cái kêu ba mươi ba cái người chết đây cái gì ngươi hỏi ta vì cái gì lại tăng thêm một cái lại thêm ngươi chẳng phải ba mươi ba cái ngay sau đó bên đầu điện thoại kia chuyển đến một trận gào thét thật không tố chất vương gia lầm bầm một câu trực tiếp cúp điện thoại Lão liêu tìm ta có chuyện gì trường học để ngươi tới bảo vệ học sinh ngươi mẹ nó nghĩ đến làm mai táng phục vụ vương gia nhún vai nói muốn đúng cơm đều đi ta sắp về hưu không được kiếm chút tiền liêu phong mở miệng hỏi vậy trước kia học sinh muốn xảy ra chuyện ngươi vì cái gì lại muốn xem vào vương gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói trước đây đều là một người xảy ra chuyện ta có cái dám tiền hoa hồng liêu phong nao nao lại bị hận á khẩu không trả lời được nên nói không nói, tựa như là có chút đạo lý. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nan, phải làm sao để? Chương ba trăm sáu mươi tám, không phân rõ đến cùng ai là chó. A, à, bên ngoài không có động tĩnh. Túc quản vương gia khẽ ồ lên một tiếng, phát hiện hành lang không có trần thư khủng bố tiếng cười, nói nhảm, lại làm xuống dưới, còn lại học sinh e rằng đều có bóng mờ. Liêu Phong thở dài, nói, lão vương, ta thật phải nói một chút ngươi. Vương gia đánh miệng thuốc lá rời, nói, ta thế nào? vô luận là xem như trường học lao sư hoặc là bằng hưu ta đều muốn nghiêm túc nhắc nhở ngươi một thoáng liêu phong nhích lại gần nói ngươi về hưu chọn vẹn có thể cùng ta hùn vốn mở một nhà mai táng công ty đi vương gia nao nao lập tức liền hoảng sợ nói bà mẹ nó ta tại sao không có nghĩ đến hai cái cách đại phổ lão sư bắt đầu thảo luận lên khả thi sảng khoái trần thư lúc này nằm tại túc xá trên ghế sofa một bộ sảng khoái vô cùng ráng dấp người nhà mắc bệnh a à, lương ngáp một cái dọn dẹp hành lý của mình các ngươi không hiểu trần thư lại hoàn thành một cái tuyển hạng đạt được đại lượng ngự thú lực ban thưởng loại này nằm liền có thể mạnh lên vui vẻ cảm giác e rằng những người còn lại cả một đời đều thể nghiệm không tới hắn mở ra tv nhìn lên lâu không thấy hoạt họa chương trình a lương đồng dạng nằm tới mở miệng hỏi trần thư ngươi cầm lấy cái này usb làm cái gì không có gì trần thư lắc đầu trong tay cầm một cái tới từ ám dạ tổ chức usb lúc trước hắn liền hoài nghi có cái gì bại lộ hành tung của mình khi đó cứ điểm xung quanh toàn bộ đều là hung thú không có thủ đoạn đặc thù há có thể chính xác hóa chặt vị trí của hắn ẩm chỉ thấy một cái hờ kỳ xuất hiện chỉ thấy nó phun ra một cái hỏa cầu đem usb triệt để đốt cháy hầu như không còn nguyên bản trần thư muốn mượn cái này hãm hại những người còn lại nhưng lo lắng chính mình lại bị để mắt tới cái có thể đem hủy diệt ba mẹ nó hờ kỳ ngươi dám tổn hại ta giá trị trăm vạn usb trần thư thần sắc chấn động lập tức liền đem móc ra sách nhỏ nói nhỏ ta phải nhớ xuống hờ kỳ hai mắt nguyên bản tràn ngập trí tuệ nhưng bây giờ toàn bộ đều là nghi vấn sương mù nổi lên bốn phía nó dĩ nhiên không phân rõ đến cùng ai là chó ngay tại lúc này a lương nhích lại gần Xoa xoa đôi bàn tay, cười lấy nói: "Trần Thư, có thể hay không mượn ta ít tiền?" "A Lương a, vũ nhục người phương thức có rất nhiều loại, không cần thiết như vậy." Trần Thư vô vô bở vai của hắn, nói: "Mọi người đều là đồng dạng tuổi tác, ngươi cũng không có, ta có cái giam a." A Lương mở miệng nói ra: "Ngươi huấn luyện quân sự thu hoạch không phải có mấy ngàn vạn ư? Bởi vì hát thiết cấp lãnh chúa chủ yếu đều là Trần Thư giết." A Lương ba người một ngày đều tại chơi đánh bài, ngược lại không tốt ý tứ mở miệng muốn chia. "Xin lỗi, ta quên." Trần Thư nao nao, một thoáng liền muốn lên hắn vẻ mặt thành thật nói lúc ấy chính xác gặp được to lớn bạo tạc may mắn ta xuất thủ cứu các ngươi cái kêu bảo mệnh tiền là không phải đến kết toán một thoáng a lương cùng vương tuyệt cùng nhau khẽ giật mình tuy là bọn hắn ngượng ngùng nhưng trần thư liền trọn vẹn có ý tốt bạo tạc là người mẹ nó chế tạo bây giờ lại ngược lại phải cứu mệnh tiền a lương khỏe miệng giật một cái nói mới tài phú mật mã đúng không trần thư ho khan một tiếng bình tĩnh trả lời ây hố tiền nha không khó coi khó coi cực kỳ mẹ nó khó coi a lương lắc đầu nói nói thật mượn ta đi ẩm, ta chuẩn bị lập nghiệp Trần Thư trong mắt có nghi hoặc, mở miệng hỏi: Ngươi, lập nghiệp? A Lương khỏe miệng mang theo nụ cười tự tin, nói: Hiện tại ta có kế hoạch, ngươi có tài chính, chọn vẹn liền là ngọa long phượng sổ tổ hợp a. Hắn lấy ra một trương hoa quốc bản đồ, chỉ hướng tây bắc Thanh Tuyết Sơn, chính là trong nước độ cao so với mặt biển đỉnh núi cao nhất. Ta chuẩn bị tìm người đem Thanh Tuyết Sơn cho nổ. Trần Thư mở miệng nói ra, nhưng mà trực tiếp vào tủ. Làm sao có khả năng? Chờ ta trước tiên nói xong, kế hoạch này ta theo Cao Trung liền bắt đầu nêu đổ, đáng tiếc một mực không có tài chính. A Lương khoát tay áo nói đến lúc đó thanh tuyết sơn liền thành đất bằng chúng ta có thể làm bất động sản hạng mục lớn như vậy một mảnh đất không được trực tiếp kiếm lợi lận trần thư cùng vương tuyệt hai người đều bu lại muốn nghe một chút a à lương kế hoạch buôn bán không muốn sợ hai thán phục đây chỉ là bước đầu tiên a à, lương tinh thần phấn chấn lại chỉ hướng trên bản đồ một chỗ hải vực thanh tuyết sơn lăn xuống núi đá khẳng định là không thể lãng phí ta chuẩn bị dùng những đá này đem mảnh này biển cho nó điện đến lúc đó lại tiếp tục lái phát bất động sản tiền chẳng phải hào hào, hào tới người mẹ nó thật đúng là cái thương nghiệp quỷ tài Trần Thư cùng Vương Tuyệt cùng nhau so một cái quốc tế thủ thế, quả thực liền là hồ nháo. Không phải, ta còn có kế hoạch a. A Lương lập tức giải thích nói, lại thương lượng một chút ta, à, thực tế không được, Thanh Tuyết Sơn trang thang máy, Thủy Hoàng thành tiếp gạch men sứ đều là tài phú con đường a. Hai người cũng không quay đầu lại, về tới trong gian phòng. Ngày 30 tháng 9 buổi sáng, Trần Thư ngay tại ngủ say thời điểm, một cú điện thoại đánh tới. Ân. Ai vậy? Ta là Ngự thú hội Lục Yên. Trong vòng 5 phút đồng hồ, số 2 Ngự thú quán. Nếu như không được, tốt 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 trần thư ngáp một cái lại trực tiếp ngủ thiếp đi số 2 ngự thú quán phía trước một tên thân hình cao lớn nam sinh trong mắt tràn ngập tức giận có gan dám treo ta lục bên điện thoại vũ giang thận trọng hỏi lục ca chúng ta làm cái gì hắn muốn lấy lại danh dự nhưng tối hôm qua đã bị sợ vỡ mật cái có thể tìm đến ngự thú hội cường giả chờ hắn tan học lục bên hừ lạnh một tiếng nói bốn cái đồ vô dụng bị một cái tân sinh khi dễ vũ giang bốn người không đúng không dám phản bác không phải bọn hắn đánh không được mấu chốt là đối phương không theo sáo lộ ra bài a 9 giờ rưỡi sáng Trần Thư dối cái lưng mệt mỏi, bị ngoài cửa Vương Tuyệt Âm thanh kêu lên. Nguyên bản hôm nay là không khóa, nhưng yêu cầu mở một lớp biết, chủ yếu nói một thoáng kỳ nghỉ hạng mục chú ý. Thật là suối quẩy, buổi sáng bị chó đánh thức. Vương Tuyệt quay đầu trông lại, ngươi xác định không phải đang mắng ta. Lão Vương, đừng hiểu lầm, là một cú điện thoại, dường như gọi cái gì lục quên, ba ba ba, không biết rõ nói chút gì. Lục quên. Vương Tuyệt nguyên bản không để ý, nhưng vừa nghe đến cái tên này, lập tức liền thần sắc chấn động. Trần Thư mở miệng nói, thế nào, ngươi biết? Hắn là năm thứ tư đại học, mà lại là trước năm thiên tài dường như đã trở thành bạch ngân cấp bạch ngân cấp trần thư nhúng mày không nghĩ tới đụng phải một kẻ khó chơi vương tuyệt mở miệng nói ra hảo hán không ăn thiệt tỏi trước mắt chúng ta nếu không đạo một cái xin lỗi nói xin lỗi cái rắm a à, lương đi đến nói chúng ta tìm cơ hội trực tiếp cho hắn thức ăn ngoài bên trong thả thuốc sổ vương tuyệt khỏe miệng giật một cái tính toán một cái bạch ngân cấp mà thôi không đáng giá nhắc tới trần thư nhúng bay nói nam giang tội phạm không sợ bất luận kẻ nào nói xong hắn trong túi quần tay phải hơi động một chút yên lặng cho liều phong phát một cái tin tức một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước mi nan phải làm sao để chương 369, phòng cháy phòng trộm phòng trần thư đi lên lớp đi ba người kề vai sắt cánh đi đến trong phòng học các bạn cùng lớp đều là mang theo nụ cười bọn hắn sắp nên đón đại học đến nay cái thứ nhất nghỉ dài hạn nước ta khánh chuẩn bị du lịch một thoáng nghe nói lạnh thành phố đã xuất hiện tuyết lớn cảnh sát đẹp nổi lên ta muốn thành thành thật thật tu luyện vừa vận huấn luyện quân sự ban thưởng học phần có thể dùng một đoạn thời gian tu luyện thất năm nhất đại học nếu như không có trở thành hát thiết cấp phòng trừng cửa chính còn không thể nào vào được ta cũng đồng dạng chuẩn bị tu luyện huấn luyện quân sự ba mươi học phần phải thật tốt nắm chắc trên lớp cũng không thể để người khác độc chiếm danh tiếng nên ta đứng ra ngay tại lúc này trần thư ba người đi tới trong phòng học mọi người nghị luận một thoáng liền ngưng biến đến vô cùng an tĩnh tên kia muốn đứng ra nam sinh thần sắc cứng đờ lập tức túi đầu xuống không ngừng cầu nguyện thượng đế phù hộ hắn không nghe thấy hắn không nghe thấy ta nghe thấy được Trần Thư thần sắc bình tĩnh, khỏe miệng có ý cười. Nam sinh nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, một thoáng liền phát giác được cảm giác các bác. Trần Thư cúi đầu xuống, hai mắt điên lặng, nhưng có tội phạm khí thế phát ra. Hắn mở miệng, chậm chậm hỏi, "Huấn luyện quân sự có học phần sao?" "Ta thế nào không biết rõ." Nam sinh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, cho là chính mình muốn làm trận chịu đòn. Hắn thận trọng nói, "Mọi người hình như đều có, chỉ cần tham gia huấn luyện quân sự." Trần Thư lập tức quay đầu nhìn về A Lương cùng Vương Tuyệt. "Gà mái a." Hai người không hẹn mà cùng nhún vai, biểu thị giống như mình không có đạt được. "Tốt, Trần Thư, trở về trên vị trí đi, tiêu nguyệt đi đến, liếc thấy gặp trần thư ba người, cho là lại là tại bắt nạt đồng học, ba người đàng hoàng đi tới hàng sau vị trí. hôm nay quốc khánh kỳ nghỉ bắt đầu, trong vòng bảy ngày, hiện tại liền không có cái gì bài tập, hết thể yêu cầu chính mình cảm thấy, ta hy vọng các vị yên tâm lòng đồng thời, không nên quên tu luyện mỗi ngày, thời gian nhưng không chờ người, chân quý các ngươi tuổi thanh xuân. trần thư đám người ngáp một cái, đối suốt gà cho tâm hồn đã hoàn toàn miễn dịch. nửa giờ sau, tiêu nguyệt háng dọn một cái, nói, tốt, lớp sẽ liền đến, cái này kết thúc. ánh mắt của nàng nhìn phía trần thư mở miệng nói trường học yêu cầu quan tâm một thoáng mọi người kỳ nghỉ an toàn phiên thoái trần thư đồng học viết một thoáng ngươi lộ trình lộ tuyến trần thư nao nao đó là cái ý tứ gì không phải kỳ nghỉ an toàn sao chỉ viết ta một người lộ tuyến có cái gì dùng những người còn lại đều là thần sắc cổ quái nhìn trần thư một chút nhộn nhịp rời phòng học trường học sáng suốt a, vương tuyệt nhịn không được giơ ngón tay cái lên á lương đồng dạng gật đầu tán thành trần thư quay đầu trông lại ân tình huống như thế nào chỉ cần tránh đi ngươi cái kia mọi người liền đều là an toàn đó a trần thư khỏe miệng giật một cái Trường học làm nhầm vào đúng không? Hắn quay đầu nhìn về Tiêu Nguyệt, hỏi: tiểu tỷ, là ý tứ này sao? Không cần để ý những chi tiết này. Tiêu Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: Tới, thành thật lấp một thoáng lộ tuyến của ngươi, đến lúc đó sẽ ở trong nhóm công bố. Kỳ nghỉ ba quy tắc, phòng cháy phòng trộm phòng trần thư. Đúng rồi, Tiêu tỷ, chúng ta vì cái gì huấn luyện quân sự không có học phần a? Trần Thư nhớ ra cái gì đó, trọn vẹn ba mươi điểm học phần, cũng không thể lãng phí. Hắn hiện tại thế nhưng một điểm học phần đều không có, hơn nữa ngược lại thiếu Vương tuyệt năm mươi học phần các ngươi còn không biết xấu hổ hỏi tiêu nguyệt lắc đầu mở miệng nói ra các ngươi bốn cái lại là nổ nhà đá lại là muốn thoát đi cứ điểm hơn nữa ngày cuối cùng trực tiếp không nghe chỉ huy đi sâu các hung thú bên trong nàng trước đây liền minh bạch có trần thư địa phương chuẩn không có chuyện tốt quan trọng nhất chính là các ngươi bốn cái luôn muốn tiến về cứ điểm khố phòng làm cái gì tiêu nguyệt ánh mắt nhìn chằm chằm trần thư nói nhất là ngươi dĩ nhiên tổng cộng tới gần mười tám lần trần thư khỏe miệng giật một cái yên lặng túi đầu ba mẹ nó ngươi mẹ nó sau lưng chúng ta làm loại việc này vương tuyệt cùng a lương thần sắc chấn động huấn luyện quân sự tổng cộng liền hai mươi ngày tới trần thư có thể nói là mỗi ngày đều tại thử trần thư nhún bay ta nói qua nhà bất khuất là chúng ta yêu cầu có được phẩm chất tốt không có chụp các ngươi học phần liền đã không tệ tiêu nguyệt mở miệng nói ra trực tiếp rời phòng học trần thư trong hôm nay ngươi lộ trình báo cho ta ba người đi tại học phủ trên đường nhỏ lao vương a lương chúng ta kỳ nghỉ thế nào qua trần thư ôm lấy bả vai của hai người trên mặt có muốn làm sự tình nụ cười cái gì gọi là chúng ta a lương mở miệng nói ra ta đã có an bài kỳ nghỉ muốn phụ đạo kinh đô một cái học sinh cấp 3. người phụ đạo người khác trần thư chấp chấp lông mày nghi ngờ nói dạy làm chứng vẫn là dạy thông nhà vệ sinh xéo đi trần thư lại nhìn phía vương tuyệt hỏi lao vương ngươi đây vương tuyệt núi vai hồi đáp ta phải bồi một cái ngựa thú đoàn hỗ trợ trang trí đồ vật đều có việc trần thư nhúng mày nếu như mình một người qua kỳ nghỉ vạn nhất xảy ra chuyện chẳng phải là không có người đến giúp đỡ chia sẻ trách nhiệm tính toán trần thư thở dài nói bận điệu đều bận điệu bận điệu điểm tốt ngay tại hắn suy tư quốc khánh làm sao vượt qua thời điểm một đạo âm thanh lạnh giá chuyển đến ngươi chính là trần thư a trần thư nao nao quay đầu nhìn lại chỉ thấy có mười mấy người tràn ngập địch lý đi tới không phải a thần xác hắn bình tĩnh lắc đầu ngự thú hội lưu khánh núi mày nói ngươi dám nói không phải trần thư ánh mắt của hắn nhìn phía vu giang đám người chẳng lẽ là nhận lầm lưu ca liền là hắn hóa thành cho ta đều biết vũ giang lập tức đứng dậy, nói hôm nay ngươi phải muốn cho chúng ta một câu trả lời a chờ ta một chút trần thư thần sắc bình tĩnh mở ra tác chiến ba lô ném cho vu giang một vật ân đây là cái gì cho các ngươi băng dán lưu khánh hai tay ôm ngực nói tiểu tử ngươi là có chút dũng cảm a à. thực lực của hắn là hát thiết tam tinh là năm ba đại học niên cấp thiên tài tự nhiên không e ngại trần thư một cái tân sinh lưu khánh thần sắc bình tĩnh nói cho ngươi hai cái lựa chọn hoặc bị chúng ta đánh một hồi hoặc công bằng dùng khế ước linh tỷ thí một trận đừng nói nữa ta chọn cái thứ nhất trần thư tay phải hơi động một cái bao trùm lấy ám trầm vết máu đao mổ heo lại xuất hiện lưu khánh thần sắc cứng đờ nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Tuy là hắn là hắc thiết tam tinh, nhưng tố chất thân thể lại như cũ chịu không được đau mổ heo. Hừ. Lưu Khánh tận lực duy trì lấy im lặng, nói: Ta Lưu Khánh chưa từng cho người ta lựa chọn cơ hội, ngươi cái có thể tiếp nhận cái thứ hai tuyển hạng. Tuy hai người đều là khỏe miệng giật một cái, không nghĩ tới Lưu Khánh tùy cơ ứng biến năng lực mạnh như vậy. Trần Thư đang muốn nói chuyện, trước mắt dĩ nhiên xuất hiện mới tuyển hạng. Phương Nổ lông, triết lý cuộc sống, lô sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn. Chương 370, tựa như là bị tội phạm ép buộc. Tuyển hạng một đáp ứng đối phương dùng khế ước linh tỷ thí một phen giành được thắng lợi hoàn thành ban thưởng đại lượng ngự thú lực đại lực dược tề độ thuần thục tăng lên tới cấp tông sư Tuyển hạng hai cự tuyệt tỷ thí giơ cao đao mổ heo hồ cho dù là đối mặt cường địch ta cũng muốn chém ra một mảnh thế giới tươi sáng hoàn thành ban thưởng một cái hoàn toàn mới đao mổ heo Tuyển hạng ba đem đao mổ heo gác ở trên cổ của mình nếu như đối phương không thứ lỗi liền lấy chết tạ tội hoàn thành ban thưởng thu được xưng hào chân chính nguyên nhân đeo hiệu quả người qua đường sẽ lại càng dễ đối ngươi cảm thấy sợ hãi Trần Thư nao nao, nhìn không được miệng hà lớn. Cái thứ hai cùng cái thứ ba tuyển hạng không khỏi quá bất hợp lý đi. Cái này mẹ nó thật là một cái nghịch thiên hệ thống. Ta ngược lại có thể đòi hỏi của các ngươi tỷ thí. Trần Thư sờ lên cằm, nói, nhưng trước tiên ta hỏi một thoáng, ai cùng ta đánh? Lời này vừa nói ra, Lưu Khánh đám người liếc nhau một cái. Khánh ca, để ta lên đi. Trong mắt Vu Giang có hận ý, hắn đã bị Trần Thư âm nhiều lần, tức giận trong lòng phải muốn phóng xuất ra. Lưu Khánh nhướng mày, mở miệng nói ra, có năm chắc không? Vu Giang đi tới đối phương bên hai, nói nhỏ, một cái tân sinh mà thôi yên tâm bắt chẹt hắn đồng dạng là hát thiết nhất tinh nhưng đã đem chủ yếu dược tệ đều lúc đầy sức chiến đấu cũng không yếu có thể ở lại đến học bá lầu người kỳ thực đều không đơn giản tăng thêm hắn điều tra qua trần thư hai cái khế ước linh đều là cấp dê tự nhiên có lòng tin tất thắng lưu khánh gật đầu nói liền từ vu giang tới cùng người đánh liền hắn trần thư chớp chớp lông mày nói đơn thuần tỉ thí ta nhưng không đánh không bằng cược một ngàn học phần như thế nào một ngàn lưu khánh đám người thần sắc giật mình ngươi nha thực có can đảm mở miệng a một ngàn học phần liền tương đương với hơn trăm triệu cho dù là đang có nhiều như vậy cũng luyến tiếp toàn bộ áp lên lưu khánh nhướng mày mở miệng nói ra cái cược hai trăm học phần bọn hắn lại không phải người ngu trần thư đã dám cược vậy khẳng định ắt có niềm tin không được quá ít trần thư lắc đầu nói năm trăm học phần lưu khánh nói ba trăm ta mẹ nó nói năm trăm trần thư thần sắc phát lệnh trực tiếp lại lấy ra đao mổ heo mẹ nó đây rốt cuộc là ai tại uy hiếp ai vậy lưu khánh khỏe miệng giật một cái hắn không phải mang người tìm đến chàng từ sao thế nào cảm giác chính mình tựa như là bị tội phạm ép buộc ngay tại lúc này một thanh âm chuyển đến Liên cược một ngàn học phần một tên thân hình cao lớn nam tử từ đằng xa đi tới tuy là thần sắc bình thường nhưng có một loại khí thế tự nhiên tàn ra trong lòng trần thư giật mình một thoáng liền nghe ra thanh âm của đối phương chính là ngự thú hội bạch ngân cấp ngự thú sư lục yên trong mắt lục yên có chế nhạo nụ cười nói nếu như ngươi thua cho chúng ta một ngàn học phần chúng ta thua ngự thú hội từ nay về sau sẽ không tìm ngươi làm phiền ân có chút không công bằng a Trần Thư nắm chặt trong tay đao mổ heo, con ngươi không ngừng chuyển động, suy tư đối sách. Dựa vào đao mổ heo, khẳng định là không dọa được Bạch Ngân cấp ngự thú sư. Lục Uyên hai tay chắp sau lưng, trong mắt có thiên tài tự tin cùng kiêu ngạo. Chân phải của hắn dùng sức đạp mạnh, dĩ nhiên như là võ hiệp bên trong khinh công đồng dạng, đồng bề mà tới. Khoe miệng của hắn có nụ cười, nói: "Ta Lục Uyên từ trước đến giờ thở phụng thực lực." Ầm. Trong chốc lát, bên phải nháy mắt xuất hiện một đạo thân ảnh, trực tiếp một cái nặng đá công về phía Lục Uyên phía sau đầu gối. Ta mẹ nó. Hắn nguyên bản bình tĩnh thần sắc cũng biến, chỉ cảm thấy có một cỗ cự lực chuyển đến thúc ép hai chân của hắn uốn lượn đồng cấp ngự thú sư lúc này lục uyên không kịp làm ra bất kỳ động tác gì hai chân mềm lún trực tiếp liền quỳ dạp xuống đất suy 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 vọt tới trước lực lượng y nguyên tồn tại khiến hắn một đường quỳ trượt thậm chí chỗ đầu gối không ngừng xuất hiện tia lửa chói mắt a à, cái này khí kịch tính như vậy một màn khiến người qua đường nhộn nhịp trông lại ngay tại chỗ liền ngây ngẩn cả người đây có phải hay không là có chút quá bất hợp lý mấy giây sau đó lục uyên cuối cùng dựa vào lực ma sát dừng lại vọt tới trước thân thể lục hội trưởng người không sao chứ ngự thú hội những người còn lại đồng dạng trong mắt có ý cười nhưng tốt xấu trải qua huấn luyện chuyên nghiệp miễn cưỡng là nhịn được bọn hắn đem lục bên đỡ lên ánh mắt nhịn không được nhìn phía đầu gối của hắn chỉ thấy lục bên chỗ đầu gối quần đã phá suốt hai cái đại động trên đó đen như mực một mảnh nhìn lên khôi hài vô cùng nguyên lai là ngự thú hội hội trưởng trần thư khỏe miệng có nụ cười giơ ngón tay cái lên nói xuất hiện phương thức quả nhiên không phải bình thường tại hạ là phục ma sát khoảng cách xa như vậy dĩ nhiên không có một chút thương thế không hổ là bạch ngân cấp ngự thú sư lục hội trưởng lúc nào có thể ra dạy học video mọi người đều muốn học a lương cùng vương tuyệt đồng dạng nghị luận căn cứ đánh không được cũng muốn ác tâm chết đối phương tâm thái không ngừng khiêu khích lấy lục yên thần sắc phát lệnh chỉ là quét mắt ba người một chút lập tức liền quay đầu nhìn phía để chính mình xấu mặt đầu sọ gây ra phương tư người trở thành bạch ngân thế nào người lục yên đều là bạch ngân cấp ta trở thành bạch ngân không phải rất bình thường phương tư hai tay ôm ngực khoe miệng có một vòng cười nhạt lần này mặc kệ chuyện của người a lục yên thần sắc khó coi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương tư Trần Thư trực tiếp báo ra xa đoàn, mở miệng nói ra: "Ngươi dám đối phó chúng ta túi phân xã, chúng ta bộ trưởng sao lại khoanh tay đứng nhìn?" "Cái gì xã?" Lục Yên thần sắc sững sở, có chút nghe không hiểu. Trần Thư nói: "Túi phân xã, Phương Tư tỷ là chúng ta xã trưởng. Vừa vặn mượn một trận chiến này, để túi phân nhất chiến thành danh, sau đó liền có thể tuyển nhận càng nhiều thành viên. Lúc đó phí chẳng phải là liên tục không ngừng liền tới." Vương Tuyệt cùng A Lương đồng dạng lĩnh hội tới Trần Thư ý tứ, lập tức cao giọng la lên lên: "Phân Uje xã trưởng uy mãnh!" "Phân Uje xã trưởng uy mãnh!" phương tư thần sắc cứng đờ đây là mẹ nó cái gì gọi chợt nghe xong như là trâu ngựa gọi nhưng tỉ mỉ nghe xong kỳ thực còn không bằng chợt nghe xong phương tư bước chân chỉ trệ một giây sau trực tiếp tiêu sái quay người nói xin lỗi không mang máy trợ thính xem là người phương nổ lông triết lý cuộc sống lột sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn chương ba trăm bảy mươi đánh lén vi phạm sao không phải tỉ chị rồi ta trần thư khỏe miệng giật một cái lập tức liền lên phía trước kéo lại phương tư đồng thời chừng a lương hai người một chút hai người lập tức liền ý miệng phương tư cái này mới miễn cưỡng lưu lại tới trần thư vậy mới quay đầu nhìn lục quên mở miệng nói ra lục đại hội trưởng còn muốn đánh nữa hay không các ngươi thua đồng dạng cho ta một ngàn học phần là được cặp mắt của hắn bốc lên ánh sáng không nghĩ tới mới trở về trường liền có thu hoạch đánh lục Yên nhúng mày quay người nói vu giang ngươi có bao nhiêu học phần lục ca ta chỉ có hai trăm học phần vu giang nhỏ giọng nói chỉ là cái này hai trăm học phần đều là hắn gần một cái học kỳ tích xúc vậy chúng ta cược ba trăm học phần Lục Yên kiên quyết nói, hắn tuy là có một ngàn học phần, nhưng làm sao có khả năng đem thắng bại đẻ ở Vu Giang trên mình. Vạn nhất thua, chính hắn đều không chịu được nổi. Cuối cùng, Vu Giang một người ra hai trăm học phần, còn lại mỗi người đều ra một chút học phần, quyên góp đủ ba trăm học phần. Được thôi. Trần Thư lắc đầu, không nghĩ tới ngự thú hội người cẩn thận như vậy, không chịu phía dưới tập trung. Một khắc đồng hồ phía sau, mọi người đi tới số hai ngự thú quán bên trong, loại trừ hai cái xã đoàn người bên ngoài, đi ngang qua học sinh đồng dạng tới trước quán chiến. Tân sinh cùng lão sinh đỏ sức đều là khả năng hấp dẫn người nhãn cầu huống chi vu giang vẫn là trường học thứ nhất xã đoàn người các ngươi nói cái kia tân sinh có thể đánh thắng sao phòng trưng có chút treo tuy là đẳng cấp đồng dạng nhưng thực lực của hai người thế nhưng có khoảng cách đúng vậy à vu giang đã lên một năm đại học trải qua học phủ bồi dưỡng cái kia tân sinh mới đến một tháng có thể tăng lên cái gì mọi người nghị luận ở mỹ phần lớn người đều là nhìn kỳ vu giang vậy cũng không nhất định nhập học kiểm tra trần thư một người liền lật tung toàn bộ niên cấp thực lực tuyệt đối mạnh đến mức không còn gì để nói đúng vậy a à, trừ phi vu giang có thể lật tung đại học năm thứ hai có tân sinh lập tức làm trần thư bên vực kẻ yếu cùng là tân sinh tự nhiên không hy vọng đối phương thua các ngươi thật đúng là ngây thơ hắc thiết cấp đánh một nhóm cấp cơ sở trọn vẹn liền dễ như trở bàn tay tốt ta ngay tại một đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm hai người đã đi tới đài tỉ thí tác chiến vị trí hôm nay ta muốn để ngươi biết ngự thú sư thực lực vĩnh viễn là quyết định bởi tại khế đất linh vu giang hai mắt có vẻ tự tin phản phất sắp đạt được thắng lợi đồng dạng dứt lời hắn liền trực tiếp triệu hắn ra chính mình hai cái khế linh chỉ thấy một cái màu đỏ phi cầm nháy mắt xuất hiện thân thể xung quanh quanh quẩn lấy điểm điểm hường quang phản phất hỏa tinh đồng dạng chính là siêu cấp s phần vân tước xem như lầu học bá một thành viên vu giang tự nhiên là có thực lực mà một cái khác khế ước linh thì là cấp a ngân bối tích dịch thuộc về phòng ngự hệ khế ước linh một cái tiến công một cái phòng ngự đích thật là một cái không tệ phối hợp triệu hồi ra khế ước linh của người a vu giang hai tay ôm ngực đã là năm chắc phần thắng giang thiếu để vấn đáp phân đoạn trần thư khỏe miệng có nụ cười quỷ dị nói đánh lén mấu chốt là cái gì â phân tán lực chú ý vu giang cơ hồ là bản năng nói ra đáp án một giây sau thần xác sắc của hắn đại biến trong mắt tràn ngập cảnh giác không ngừng quan sát đến bốn phía chỉ cần trần thư nói ra những lời này nhưng là mang ý nghĩa muốn đánh lên hắn ngay tại vu giang quan sát bốn phía nháy mắt phần vân tức trên không vỡ tan một cái to lớn màu vàng bở mông bỗng nhiên xuất hiện ba phần vân tức hai con ngươi co vào nháy mắt phát giác được cực lớn cảm giác các áp bách hai cánh của nó chấn động tự chủ sử dụng kỹ năng chỉ thấy hai cánh của nó bên trên bao trùm lấy quang mang màu đỏ tốc độ tăng vọt một đoạn dài thành công tránh ra sở làm công kích có chút trí lực trần thư thần sắc bình thường xem như siêu cấp ép khế ước linh cho dù là không có chủ nhân thao túng vẫn là có bản năng chiến đấu ngay tại vu giang hơi buông lỏng khẩu khí thời điểm sơ làm miệng nâng lên trực tiếp thổi ra cùng phòng hạ xuống quỹ tích bị cưỡng ép thay đổi trong chốc lát trực tiếp mạnh mẽ rơi xuống vê anh ngân bối tích dịch con người đều muốn tuân ra tới tuyệt đối không ngờ rằng trần thư mục tiêu dĩ nhiên là nó mẹ nó vu giang thần sắc chấn động chiến đấu mới bắt đầu hắn một cái khế ước linh liền bị chế trụ ngay tại lúc này sơ làm nâng lên đầu nhìn chằm chằm về phía bầu trời phần vân tước sử dụng ra khống chế kỹ năng chấn nhiếp gào thét Ồ mò phần vân tước một thoáng liền hai mắt tan giã thậm chí có rơi xuống xu thế phía dưới lại là xuất hiện hai cái hờ kỳ trong mắt lóng lánh kỹ năng hào quang chỉ thấy bọn chúng qua lại nhảy nhót băng vào cực nhanh phóng thích tốc độ băng cầu hỏa cầu lôi điện các loại kỹ năng nháy mắt bánh tới là thật vô sỉ a à. bàng quan các học sinh đều là đại thụ chấn động không nghĩ tới trần thư trực tiếp một cái đánh lén lấy lôi đỉnh xu thế nghiền ép mà tới còn lại học sinh tỷ thí đều là thoải mái triệu hồi ra khế ước linh Quang Minh chính đại đánh nhau một trận, thế nào sẽ có người bắt đầu liền làm đánh lén. Hơn nữa dĩ nhiên như vậy tự nhiên mà thành, Phản phất đã diễn luyện vô số lần, uy lực lớn như vậy, mà lại là thật phân thân thần kỹ. Vu Giang thần sắc giống vậy chấn kinh, nói nhỏ lấy, chỉ thấy phần vân tức thân thể xuất hiện một cái hỏa diễm vòng bảo hộ, nhưng đã có vỡ tan xu thế. bằng vào chi tục mánh công, hệt kỳ kỹ năng là càng ngày càng đột nhiên. Nga Ngao, cuối cùng hai cái hệt kỳ hai mắt xuất hiện quang mang màu đỏ, miệng chó một trường hai đạo hừng hực vô cùng cột lửa trực tiếp đánh tới. Rầm 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 phần vân tức vòng bảo hộ nháy mắt vỡ tan bị hai đạo cột lửa đánh trúng đẳng cấp cao bạch ngân kỹ năng vu giang thần sắc một trắng một thoáng liền nhận ra tử vong hòa trụ hơn nữa đẳng cấp tuyệt đối không thấp không đến hai phút đồng hồ vu giang hai cái khế ước linh toàn bộ bị áp chế không có một chút thắng lợi khả năng như vậy mạnh sao lục yên nhúng mày may mắn chính mình không có phía dưới tập trung bằng không liền là một đợt thua lỗ hắn là bạch ngân cấp ánh mắt xảo quyệt tuy là trần thư có đánh lén hành động nhưng không thể phủ nhận cho dù là quang minh chính đại đánh vu giang đồng dạng không phải là đối thủ nguyên tố thu là cấp D, nhưng công kích đáng sợ như thế lực đã là siêu cấp s một cái khác sợ làm đồng dạng không phải hiền lành ít nhất là cấp s trong lòng lục yên không ngừng tính toán đối với trần thư thực lực tiến hành phán đoán cho dù là đặt ở năm hai đại học thực lực của đối phương e rằng đều là trước mười tại sao có thể như vậy vũ giang song quyền hơi nắm chính mình liền thua hắn đưa tay phải ra nhịn không được nói ta không phục người mẹ nó làm đánh lén ân đánh lén vi phạm sao đầu tiên ngự thú pháp quy định ta không thể đánh lén trần thư đối mặt mọi người thân sắc trọn vẹn không có một chút xấu hổ mà là mặt mũi tràn đầy tự hào bởi vì là người tranh tài lại không có chuyên nghiệp trọng tài hắn đánh lén trọn vẹn liền là hợp tình hợp lý ngay tại vu giang muốn nói điều gì thời điểm thần sắc của hắn hơi sững sờ chỉ thấy trần thư ngay tại chỗ móc ra đủ loại đồ gia vị ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đài tỉ thí bên trên ta dựa vào vu giang thần sắc chấn động chỉ thấy hợp kỳ hai đạo cột lửa như cũ tại kéo dài từng trận mùi thịt mùi tàn ra làm người nhịn không được nuốt ngủ nước bọt trong lòng của hắn chấn động vô cùng người nhà dĩ nhiên muốn ăn ta khế đất linh cái này mẹ nó rốt cuộc là ai a à? phương nổ lông triết lý cuộc sống Lột sạch nổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn chương ba trăm bảy mươi hai hắn chỉ là muốn kiếm tiền mà thôi vu giang trực tiếp thu hồi hai cái khế ước linh nếu là lại chậm nửa khác e rằng thật sẽ bị nấu nhận thua trong mắt trần thư có vẻ tiếc nuối cái kia phần vân tức thực tế quá thơm hừ vu giang sắc mặt khó coi vô cùng không nghĩ tới chẳng những bị hành hung còn thua hai trăm học phần giang thiếu kỳ thực ta có thể không muốn các ngươi học phần trần thư đồng dạng thu hồi hai cái khế ước linh đi tới ngự thú hội phía trước ân người muốn cái gì vũ giang hơi xứng sở đây chính là ba trăm học phần giá trị chí ít đều là ba ngàn vạn ta muốn ăn khế ước linh của ngươi trần thư liếm môi một cái trong mắt tràn ngập thêm ăn ngươi vũ giang chỉ cảm thấy đối phương là tại nhục nhà hắn ngón tay đều run dày lên ta nhất định sẽ trở về hắn cũng không quay đầu lại rời đi ngự thú quán không cách nào nhịn được ánh mắt của mọi người đáng tiếc trần thư lắc đầu nhìn phía lục uyên nói lục đại hội trưởng học phần chuyện cho ta đi ta có một vấn đề lục yên hai tay ôm ngực trong mắt đôi trần thư có một chút coi trọng trần thư thần sắc bình thản nói yêu lục yên khỏe miệng giật một cái ngươi mẹ nó chính là không phải có bệnh đặt cái này mù dự phán đúng không ta muốn hỏi ngươi tử vong hỏa trụ đến cùng là bao nhiêu cấp đây là để cho hắn cảm thấy kỳ quái địa phương nói chung hắc thiết cấp khế ước linh mới có thể lĩnh nộ bạch ngân kỹ năng nếu là vượt qua cấp quá lớn khế ước linh khả năng không cách nào tiêu hóa lanh chúa huyết đủ, dẫn đến không lĩnh ngộ được kỹ năng nhưng hờ kỳ chỉ là hát thiết nhất tinh lĩnh ngộ tử vong hỏa trụ đồng dạng chỉ có thể là cấp một nhưng mà vô luận là uy lực phạm vi hoặc là kéo dài thời gian đều cũng không phải cấp một kỹ năng có thể đạt tới trần thư nhung bay nói một vấn đề một ngàn học phần lục bên khỏe miệng giật một cái ngươi là kiếp trước chưa từng gặp qua tiền sao trần thư chấp chấp lông mày nói lục đại hội trưởng ngươi không phải là muốn quỵt nợ a à? hừ lục yên thần sắc lạnh lẽo trực tiếp chuyển cho đối phương ba trăm học phần quay người liền dẫn người rời đi lục hội trưởng ta cầu các ngươi một việc trần thư nhận được ba trăm học phần lập tức tâm tình vui thích hắn gọi lại đang muốn rời đi lục quên đám người lục quên mày mở miệng hỏi chuyện gì các ngươi mặc dù thua nhưng nhớ đến muốn tìm ta phiền phải a lục quên thần sắc phát lạnh nói ngươi là thật không sợ ngự thú hội trần thư nhún bay cười hì hì nói sợ không được nhưng mà ta thiếu học phần a liền trông chờ các ngươi ngươi lục quên đám người chừng trần thư một chút trong lòng tràn ngập tức giận ngươi nha thực tế khi người quá đáng phương tư bình thản mở miệng nói ra thế nào muốn lấy nhiều khi ít lục quên không bằng chúng ta tỉ thí một trận như thế nào cho học đại học mội nhìn một chút chúng ta năm bốn đại học thực lực liền cược hai ngàn học phân tốt lục yên nao nao thu lại tức giận hắn qua lại đánh giá phương tư nói nhìn tới ngươi thức tỉnh một cái không tệ khế ước linh a dựa vào hắn đối phương tư hiểu rõ đối phương tuyệt đối là chắc chắn giành được bằng không sẽ không đưa ra tỷ thí phương tư bình thản nói đến cùng có đánh hay không sau đó sẽ có cơ hội đấu lục yên nhìn thật sâu nàng một chút cuối cùng mang người rời đi ngự thú quán đáng tiếc phương tư lắc đầu vì đột phá nàng đã đem tiền cùng học phần đều tiêu hết trở thành bạch ngân cấp sau đó mỗi một lần tăng lên lại là yêu cầu lượng lớn tư nguyên trần thư bu lại mở miệng nói ra phương tư tỷ, người thiếu tiền a thiếu a phương tư thở dài gật đầu nói ta hiện tại đi máy atm lấy tiền đều muốn che kín sợ hai phần tử ngoài vòng luật pháp chê cười trần thư khỏe miệng giật một cái muốn hay không muốn như vậy không hợp thói thường học tỷ, thiếu tiền có thể cùng ta nói a a lương thần sắc chấn động phản phất đánh hơi được cơ hội buôn bán trực tiếp lấy ra một chương danh thiếp kết xù nhất độ mười ước mỗi tháng chỉ cần chín phần lợi ta dựa vào người không muốn bệnh Trần Thư lập tức liền chế a lương miệng. Người mẹ nó không muốn sống, dám thả Phương Tư vay nặng lãi. Quả nhiên, một giây sau, A Lương thân thể bay thẳng ra tỷ thị trường. Trần Thư cùng Vương Tuyệt túi đầu, yên lặng làm hắn so một cái thập tự. Ngay tại lúc này, ngoài cửa chuyển đến thanh âm quen thuộc. "A Lương, còn có người dám ở Hoa Hạ học phủ động tới ngươi. Ngươi đây đều có thể nhẫn. Nói với ta là ai? Ta dùng ta chim nhà hắn một mặt nước bọn. Ta cho hắn thêm yêu qua mang, để trong lòng hắn hốt hoảng. Chỉ thấy có ba người vịn A Lương về tới ngự thú quán bên trong. Không cần đâu, không có người đánh ta." a lương khỏe miệng giật một cái không ngừng khuyên nhủ ta chỉ là chính mình bay ra ngoài trương đại lực trượng nghĩa vô cùng nói bớt nói nhiều lời phải muốn đem chàng tử tìm trở về bất kể là ai hôm nay phải muốn chịu đòn mắt của trần thư thoáng nhìn chỉ thấy phương tư khỏe miệng có nụ cười nhàn nhạt, nhạt phương tư mở miệng nói đại lực người muốn đánh ta trương đại lực ba người ngẩng đầu một cái một thoáng đã nhìn thấy phương tư thần sắc của hắn nháy mắt liền cứng đờ hắn cùng từ tinh tinh tạ tố nam liếc nhau trực tiếp liền đẩy ra a lương ta liền nói ngươi a lương không phải một người tốt dĩ nhiên chọc phương tư tỷ không thể tha thứ ngay sau đó ba người trực tiếp vây đánh lên a lương mẹ nó a lương không ngừng tiêu thảm hắn chỉ là muốn kiếm tiền đến cùng đã làm sai điều gì một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước Minan phải làm sao để chương ba trăm bảy mươi ba ta cũng chính xác không có tu luyện qua Tốt. phương tư lắc đầu cười một tiếng đừng nhìn a lương gọi đến thảm trương đại lực ba người căn bản liền không có dùng lực trần thư đồng dạng khỏe miệng có nụ cười cùng ba người trùng điệp ôm một cái ba các ngươi sao lại tới đây Trương Đại Lực mở miệng nói ra, tới tìm ngươi a, à, Quốc Khánh có hay không có an bài? Liên chờ các ngươi đây, không hổ là hảo huynh đệ của ta. Trần Thư thần sắc chấn động, vốn cho rằng sẽ một người vượt qua Quốc Khánh, kết quả Trương Đại Lực đám người tới. Hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Cuối cùng có người một chỗ gánh trách nhiệm. Trương Đại Lực vỗ vỗ trên tay mình nổi sát, mở miệng nói ra. Vừa vặn, nước ta Khánh muốn đến Lam Hải thị tham gia một cái linh chủ tranh tài, cho ta làm đội cổ động viên. Trước mắt của Trần Thư lập tức xuất hiện tuyển hạng. Tuyển hạng một, đi cùng Trương Đại Lực tham gia trận đấu. Hoàn thành ban thưởng, mở khóa mới dược tề đồ giám linh mục dược tề tuyển hạng hai cùng a lương cùng nhau phụ đạo học sinh hoàn thành ban thưởng hai vạn đồng hoa hạ tệ tuyển hạng ba chờ tại học phủ tiềm lực tu luyện hoàn thành ban thưởng chút ít ngự thú lực trần thư nao nao hắn phụ đạo học sinh khẳng định là không thể nào đến mức ở trường học tiềm lực tu luyện chó đều không luyện tốt ta hắn trực tiếp liền đã xác định cái thứ nhất tuyển hạng gật đầu đáp ứng trương đại lực mở miệng nói ra phương tư tỷ một chỗ sao các người đi a à, ta có việc phải bận rộn phương tư lắc đầu tuy là trở thành bạch ngân cấp nhưng ý nguyên thoát không giá thân cuối cùng trần thư cùng trương đại lực tạ tố nam cùng từ tinh tinh ước định cẩn thận bốn người cùng nhau đến lam hải thị vượt qua vui sướng quốc khánh kỳ nghỉ một đoàn người đi đến hoa hạ học phủ phong ăn a lương ta nói ngươi làm sao dám đó a à? trần thư nắm ở a lương bả vai nói ngươi không phải không có tiền sao a lương thần sắc bình thản nói vay nặng lãi a à? trần thư một thoáng liền giật mình nói ngươi mẹ nó dùng vay nặng lãi tới mượn vay nặng lãi a lương một mặt vô tội mà hỏi có vấn đề sao trương đại lực đám người đồng dạng nhộn nhịp trông lại nhịn không được giơ ngón tay cái lên không nghĩ tới lại có như vậy không hợp thói thường kiếm tiền quỷ tài một đám người đi tới phòng ăn bây giờ kỳ nghỉ sắp tới học phủ đều biến đến vắng lạnh không ít phòng ăn cơm chưa chẳng những là miễn phí hơn nữa dinh dưỡng phong phú mọi người đánh cơm ngồi vây quanh tại một chỗ không khí hiển nhiên hài hòa vô cùng trần bì hoang thạch sơn lâm có phải hay không ngơi nổ tạ tố nam mới ngồi xuống trực tiếp liền đã hỏi tới vấn đề mấu chốt lời này vừa nói ra những người còn lại đều là trông lại muốn đạt được một đáp án phòng ăn cơm chưa là thật thơm a à, còn có đặc biệt hung thú thịt chân thư một mặt hưởng thụ chuyên chú cơm cô, tuy là hắn không có chính diện trả lời nhưng có đôi khi hỏi một đằng trả lời một mèo đã là đáp án may mắn chúng ta không có bên trên hoa hạ học phủ tạ tố nam vô vô ngực một mặt vui mừng từ tinh tinh thấm sâu trong người thấu hiểu rất do gật đầu một cái hoàn toàn có thể tưởng tượng lúc ấy hoang thạch sơn lâm tình cảnh đáng sợ sau đó ít dùng phương tư nghiêm túc mở miệng nói ra đạn hạt nhân phạm vi quá lớn ngươi nắm chắc không được tỷ để ngươi tới là a trần thư khỏe miệng giật một cái trực tiếp thay phương tư nói ra tiếp một câu nói đều để ngươi nói xong ta nói dám a phương tư tay phải hơi động trực tiếp đem trần thư trong chén hung thú thịt cho kẻ đi một đám người vui vẻ hòa thuận đã ăn xong cơm trưa lúc xế chiều trần thư đám người về tới trong túc xá trương đại lực ba người đồng dạng vô sự làm đi theo bọn hắn về tới ký túc xá chính các ngươi xem sẽ xe tv trần thư về tới trong gian phòng mở ra máy tính hắn đăng nhập ngự thú sư hiệp hội net chuẩn bị mua bán một chút đồ vật bây giờ hắn có hơn ba trăm triệu tài sản tuy là nhìn như rất nhiều nhưng kỳ thật không có chút nào trải qua dùng đầu tiên là dược tề phương diện hắn cùng phong dược tề mục linh dược tể các loại đều không có độ thuần thục yêu cầu mua sắm cấp cơ sở dược liệu tới soát độ thuần thục đồng thời còn yêu cầu mua sắm còn lại hắn không cách nào phối trí h thiết cấp dược tể muốn tăng thực lực lên dược tể khẳng định là nhanh nhất phương thức trừ đó ra liền là kỹ năng tiểu hoàng tạm thời không thiếu kỹ năng liền là hờsky kỹ năng khẳng hiếm nếu như có thể toàn bộ lĩnh mộ bạch ngân lanh chúa kỹ năng tạo thành một cái hoàn mỹ kỹ năng thu phát vọng liền tương đương với hờsky có thể bao giờ cũng phóng thích kỹ năng lại phối hợp tri tục manh công cùng phân thân thời điểm đó hờsky mới có thể được xưng pháp thuật súng máy hắn đã có thể tưởng tượng hai cái hợp kỳ hủy thiên diệt địa chẳng cảnh đáng tiếc là bạch ngân kỹ năng quá mắc nếu là dựa theo bình thường lĩnh ngộ sát xuất một cái khả năng liền là một trăm triệu hoa hạ tệ trước thu a trần thư lắc đầu đã sớm nghĩ kỹ hai cái kỹ năng theo thứ tự là bạch ngân cấp cự hình phong nhận cùng kịch độc một phượng hắn có thể phối trí phong thuộc tính cùng một thuộc tính dược tệ nếu như đem để thăng làm cấp tông sư chắc hẳn lại là một cái tăng lên không nhỏ hai cái kỹ năng tài liệu giá trị đều là mười tám triệu tả hữu trần thư vì tiết kiệm thời gian trực tiếp lấy hai vạn giá cả tới thu mua nhiều hơn nữa hắn cũng ra không nổi hy vọng trong một tháng có thể thu đủ trần thư nói nhỏ chuẩn bị dùng hai trăm triệu tới mua kỹ năng mà còn lại một trăm triệu liền toàn bộ dùng đến mua dược tể cùng dược liệu chẳng những là hiệp hội trên mạng tại thu mua hắn đồng thời cho thiên hoa tập đoàn gọi điện thoại hai cái con đường thu mua năng suất tự nhiên sẽ tăng cao không ít đến mức hoang thạch sơn lâm hai mươi tám cái lanh chúa vật liệu toàn bộ đều bán cho thiên hoa tập đoàn tổng giá trị là tám vạn thiên hoa tập đoàn khẳng định là kiếm lợi một điểm nhưng hắn cũng không so đo chỉ cầu một cái năng suất đồng thời trần thư cho a lương đám người tổng cộng chia làm một vạn vất vả phí ai bảo trần thư lúc ấy trực tiếp mang theo ba người rời đi cứ điểm hại đến bọn hắn không có học phần ban thưởng hẳn là sẽ là một cái tăng lên không nhỏ trần thư nói nhỏ bây giờ một trăm triệu tài chính tăng thêm phía trước tiêu phí tổng cộng là đại khái một trăm năm mươi triệu hai cái khế ước linh tại dược tề phương diện chủ yếu liền là hoàn mỹ nuôi dưỡng ngày một tháng 10, a lương lái xe đem trần thư bốn người mang đến kinh đô sân bay ta nói trần thư ngươi hai cái khế ước linh không thích hợp a, a lương mở miệng hỏi hiện tại hoa hạ học phủ đại bộ phận tân sinh đều cảm thấy trần thư là ỷ vào đẳng cấp áp chế một khi bọn hắn đều trở thành hát thiết cấp tất nhiên là có thể hành hung trần thư ai bảo hắn hai cái khế ước linh đều là cấp dê đây thực tế quá có mê hoặc tính nhưng ngày hôm qua một trận chiến á lương đã ý thức được không thích hợp vũ giang đồng dạng là hát thiết nhất tinh khế ước linh hơn nữa đi học một năm đại học e rằng khế ước linh đã nuốt chủ yếu dự tệ sức chiến đấu tuyệt đối không yếu nhưng là trọn vẹn bị treo lên đánh mạnh sao trần thư vẻ mặt thành thật thở dài nói các ngươi chỉ có thấy được ta đại sát tứ phương sức chiến đấu, nhưng ta mỗi ngày hưởng đông đều tại khắc khổ tu luyện, các ngươi lại không có nhìn thấy. Bốn người trên mặt đều viết đầy nghi vấn, lời này chính ngươi tin sao? Trần Thư lắc đầu, nói, "Tất nhiên, không trách các ngươi, bởi vì ta cũng chính xác không có tu luyện qua." Một ông chủ trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 374, ngươi mẹ nó báo tên của ta làm gì? Ngươi là thật tiện a? À. Bốn người cùng nhau so một cái quốc tế thủ thế trên thực tế bọn họ đích sắc không có nhìn thấy trần thư tu luyện qua cái này đã thành một cái thế giới tính câu đố chỉ chốc lát một đoàn người đến sân bay bước lên tiến về lam hải thị đường đi lúc xế chiều trần thư đám người thành công đến chỗ cần đến bọn hắn đi tới sân bay bên ngoài nhìn thành thị xe tới xe đi lập tức tràn ngập hưng phấn lam hải thị thuộc về một đường đại thành thị phồn hoa vô cùng cùng lúc đó nó có một cái đặc biệt xưng hảo thực thần chi đô nguyên nhân đầu tiên là liên tục tam giới thực thần quốc vô địch đều là tới từ lam hải thị cái này dẫn đến vô số linh chủ tranh nhau mà tới cái nguyên nhân thứ hai là hắn trong thành thị ba cái dị không gian đều là thuộc về hải vực địa hình tuy là so đồng cấp dị không gian nguy hiểm hơn nhưng biển loại hung thú chất thị tươi đẹp tự nhiên là linh chủ thứ nhất lựa chọn cái này cũng dẫn đến trong thành thị linh chủ so ngự thú sư đều muốn nhiều trong đó càng là không thiếu đủ loại đẳng cấp cao linh chủ tạ tố nam quay đầu trông lại đại lực ngươi có thể à lập tức liền muốn trở thành mới thực thần hiển nhiên hắn đồng dạng biết thực thần chi đô xưng hảo ngươi có phải hay không đốc trương đại lực quay đầu trông lại nói thực thần ly là toàn thế giới linh chủ tranh tài tuyển thủ chí ít đều là hoàng kim cấp linh chủ ta chỉ là một cái hát thiết cấp liền trợ thủ tư cách đều không có â tạ tố nam khỏe miệng giật một cái hắn cho là đối phương là tới tranh đoạt thực thần danh hiệu trương đại lực nhấc nhấc trong tay nồi sắt nói ta tham gia chính là cuộc tân tinh là năm cái thành thị liên hợp cử hành tranh tài cùng thực thần ly là hai chuyện khác nhau trần thư vô vô bở vai của hắn nói không có việc gì chúng ta tin tưởng ngươi không sớm thì muộn muốn trở thành thực thần nam nhân thực thần ngay tại lúc này một đạo tiếng chế nhạo chuyển đến ân Bốn người nao nao, chỉ thấy một tên mang theo mắt kính người trẻ tuổi đi tới. Thân xác của hắn bình tĩnh, qua lại đánh giá bốn người một phen, nói: "Ngươi chính là Trương Đại Lực a?" Trương Đại Lực mở miệng hỏi: "Ngươi biết ta? Ngươi là ai a?" À? "Ân, ngươi không biết ta." Người trẻ tuổi cười một phen, mở miệng nói ra, tại Hạ Lam Hải Linh chủ đại học sinh viên tài cao lục xong, Đỗ Thiếu cố ý để ta giao phó ngươi một thoáng, cũng tân tinh quán quân hắn quyết định được, ngươi có thể sớm một chút lăn ra Lam Hải thị." Trần thư nao nao, nói: "Lam nửa ngày, ngươi chính là một cái truyền lời." ta tưởng rằng đại nhân vật gì đây tạ tố nam đồng dạng miệng hơi cười nói không phải ngươi một tiểu nhân vật trang cái gì từ tinh tinh quan sát một chút đối phương có béo kính ngươi giả mạo sinh viên đúng không các ngươi là chơi với lửa trong lòng lục song giận dữ thậm chí thân thể đều tức giận đến run nhẹ nhẹ lên đây là tại lam hải thị các ngươi không muốn quá phép lối đắc tội đô gia đại giới các ngươi đảm đương không nổi trong mắt lục song mơ hồ có ý uy hiếp là lam hải thị đô gia trần thư thần sắc chấn động trong mắt hình như mang theo sợ hãi hiện tại biết sợ lục song chỉ cảm thấy trong lòng một trận hạ giận cuối cùng có người biết đô ra danh tiếng tại hạ bồi cái không phải ngươi tới một thoáng ta cho ngươi thêm một cái bà bối trần thư khỏe miệng mang theo nụ cười quỷ dị lập tức liền mở ra tác chiến ba lô ân lục song nao nao muốn hối lộ ta trong mắt của hắn xoay một cái bu lại lửa giận trong lòng hơi chút lắng lại ngươi ưa thích màu vàng vẫn là màu xanh lam cái gì coi như ngươi ưa thích màu vàng a vừa dứt lời trước mắt của lục song lập tức xuất hiện một cái hắc cá miệng túi bên trong hình như tràn ngập tội ác khí tức trong chốc lát trần thư cầm trong tay màu vàng túi phân chuẩn xác vô cùng bao lấy đối phương mẹ nó lục xong đầu bị trùm vào lâm vào trong bóng tối bắt đầu bản năng giấy rủa để ngươi nha trang bức ngươi cũng không hỏi thăm một chút thân phận của chúng ta dám dùng đô ra tới uy hiếp chúng ta trần thư một cước đặt tới mở miệng nói ra ta vô dịch lúc nào sợ qua từ tinh tinh đồng dạng hiểu ý một quyền đánh tới nói ta vương hằng ngay tại kinh đô chờ các ngươi đô ra tới Thử. Ừ. ta trần thư đồng dạng không sợ tạ tố nam một cái đại tất đùa đánh tới trong miệng để đó ngon thoại trần thư nao nao trong mắt tràn ngập nghi vấn mọi người đều là đặt cái này báo địch nhân giả danh người mẹ nó báo tên của ta làm gì Ách. quen thuộc tạ tố nam cười khan một tiếng bản năng liền nói ra trần thư danh tự trần thư chừng mắt liếc cái gì gọi là quen thuộc ta mẹ nó đến cùng đã có bao nhiêu hát qua trọn vẹn mười phút đồng hồ sân bay nhân viên mới chạy đến liếc mắt trông về phía trước một màn các ngươi làm cái gì trần thư cười cười lấy xuống túi phân nói đùa dỡn đùa dỡn là đùa dỡn sao nhân viên nhìn phía bị đánh tơi bời lục xong chỉ thấy trên mặt hắn xanh một miếng tím một miếng xương cả hai mắt lên lục song đang muốn nói cái gì ánh mắt nháy mắt nhìn phía trần thư tay phải cầm vũ khí dĩ nhiên là một cái đao mổ heo được chúng ta đều biết đùa giỡn lục song thân thể run lên xoa xoa máu mũi cười lấy nói người tuổi trẻ bây giờ tiêu chuẩn là thật lớn đều bị đánh thành dạng này còn đùa giỡn đây nhân viên lắc đầu ngay tại chỗ liền rời đi lục song khỏe miệng giật một cái người mẹ nó chính là thực có can đảm tin tưởng a trong lòng của hắn đã có hối hận vốn cho rằng đối phương chỉ là một cái phổ thông sinh viên ỉ vào đô ra thân phận tùy ý liền có thể bắt chẹn kết quả đối phương dĩ nhiên như vậy không hợp tói thường cái gì phổ thông sinh viên sẽ mang bên mình mang theo đau mổ heo trần thư yên lặng thu hồi đau mổ heo cười lấy nói thật thức thời a đại ca ta sai rồi lục xong túi đầu không dám nhìn thẳng bốn người nói ta chỉ là một cái truyền lời mà thôi trần thư mở miệng nói vậy ngươi mẹ nó còn như thế phép lối dựa theo lệ cũ không phải hai quân giao chiến không chém xứ sao ngươi có phải hay không đi học đi học trong váng ngươi tội phạm ca chưa từng theo lệ cũ làm việc xéo đi phương nổ lông triết lý cuộc sống lột sạch nổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn. chương ba trăm bảy mươi lăm vị này liền là đỗ tiểu thư a trần thư trực tiếp một cước liền đem lục song đá bay cùng trương đại lực ba người rời đi lam hải sân bay các ngươi chờ lấy lục song chậm rãi đứng lên che mặt gắt gao nhìn chằm chằm bốn người bóng lưng đại lực ngươi đáp tội với người bốn người ngồi lên một chiếc xe taxi đi đến dự định tốt khách sạn trương đại lực không để ý nói chuyện nhỏ đấu kỵ ta tướng mạo tiểu nhân thôi từ tinh tinh mở miệng nói ra tựa như là có chút thân phận đó a không có hiểu qua liền biết cha của hắn là thực thần thực thần tạ tố nam thần sắc chấn động nói lấy liền mở ra điện thoại thẩm tra ra đỗ thanh thân phận lam hải thị đỗ gia trần thư đồng dạng quay đầu nhìn sang giờ mới hiểu được đỗ gia thân phận hắn trong nhà đời đời kiếp kiếp đều là linh trù xuất thần mấy trăm năm nhiều lần lấy được thực thần ly quá quân gia tộc tại lam hải thị cắm dễ nhiều năm có thể nói là thế lực vô cùng to lớn đồng thời hắn khai sáng đô thị tập đoàn càng là dương danh toàn quốc ăn uống xí nghiệp trần thư mở miệng nói ra đại lực ngươi có thể a à, thế nào chọc tới đô gia Liên là đấu kỵ ta tướng mạo ít đến ba người một mặt khinh bỉ liền trương đại lực một bộ ngu ngơ gián dấp sẽ có người đấu kỵ tốt ta là đạo sư của ta cùng cha hắn có va chạm năm đó thực thần ly tựa như là có cái gì ẩn tình trương đại lực núi vai, nói ta làm lao sư môn sinh đắc ý tự nhiên là cùng đô thanh có mâu thuẫn từ tinh tinh mở miệng nhắc nhở lam hải thị thế nhưng đỗ ra đại bản doanh a cái này có cái gì tranh tài chủ yếu là xem thực lực ta sẽ không thua hắn trương đại lực mở miệng nói ra trong mắt có sự tự tin mạnh mẽ liền như là Trần Thư đối mặt đồng cấp ngự thú sư đồng dạng. Một đoàn người đi tới đặt trước tốt trong khách sạn, đem hành lý đặt tốt. Trần Thư mở miệng nói ra, giữa trưa liền điểm thức ăn ngoài à, buổi chiều chúng ta ra ngoài dạo chơi. Cục Tân Tinh Linh chủ tranh tài là bắt đầu ngày mốt, bọn hắn có thời gian ngắm cảnh một thoáng Lam Hải thị. Được. Bốn người thu thập một phen, tuy tiện điểm một phần mì thịt bò. Chỉ chốc lát, thức ăn ngoài thành viên liền đưa đến. Để ta nhìn một chút thực thần chi đô tay nghề. Trần Thư đã sớm bụng đói kêu vang, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Ân. Thân sắc của hắn một thoáng liền ngây ngẩn cả người, thịt bò đây, chỉ thấy phía trước hắn trưng bày ba lượng đồ hộp đừng nói thịt một điểm dầu mùi đều không có ta cũng không có ba người khác đồng dạng chỉ có một chén đồ hộp không có nhìn thấy trong truyền thuyết thịt bò ta dường như nhìn thấy trần thư qua lại tìm kiếm cuối cùng dĩ nhiên tìm tới một cái mì ăn liền thức ăn túi ta mẹ nó bốn người lướt nhau quả nhiên đều chỉ có một cái thức ăn túi bên trong tựa như là có một điểm viên thịt bò đây chính là thực thần chi đô mỹ thực ư bốn người khỏe miệng giật một cái không nghĩ tới ngày đầu tiên liền gặp được như vậy không hợp thói thường sự tình phải muốn cho một cái xoa bình từ Tinh Tinh lắc đầu, chuẩn bị chụp ảnh đánh một cái xoa bình. Trần Thư khuyên đủ nói, không cần thiết, mọi người đi ra cũng không dễ dàng, thương gia khẳng định là có chỗ khó. Bốn người cùng nhau chống lại, đây là ngươi một cái tội phạm lời nên nói sao? Trần Bỉ, ngươi sẽ không cần đem nhân ra tiệm mì cho nổ đi. Nói cái gì đây? Trần Thư theo trong ba lô móc ra một túi thịt bò kho tường, đem cắt thành mảnh, toàn bộ chùm lên đồ hộp bên trên, một thoáng liền nhìn lên dễ chịu. Hiện tại có thể chụp hình. Trần Thư khỏe miệng có nụ cười, đem chân chính mì thịt bò chụp xuống tới, cho thương ra một cái khen ngợi, đồng thời phối văn cảm ơn lão bản thịt bò quá nhiều trọn vẹn ăn không hết trương đại lực đám người khỏe miệng giật một cái ngươi được lắm a nâng sát dưới trần nhà lại a chỉ chốc lát thương gia liền trực tiếp gọi điện thoại tới trần thư đem cho kéo đen loại này thương gia khẳng định là muốn dùng thủ đoạn đặc biệt tới thu thập trần Bì, cho chúng ta một điểm thịt bò kho tương a tạ tố nam khuấy động lấy trong chén trước mặt trọn vẹn không có một chút cảm giác không có vấn đề một túi chỉ cần mười sáu vạn ba người cùng nhau trông lại nói ngươi mẹ nó tại sao không đi cướp trần thư ngửi một cái thịt bò mặt mũi tràn đầy hưởng thụ nói vậy ta bây giờ tại làm gì cuối cùng ba người liên thủ cưỡng ép đem thịt bò đợt lại lúc xế chiều bốn người tới trên đường phố xem như thực thần chi đô trong đó mấy cái mỹ thực đường phố đều là nổi tiếng toàn quốc đến trưa thời gian bốn người đều là tại vừa ăn vừa đi dạo thưởng thức bản xứ đặc hữu mỹ thực thưởng thức phong thổ nhân tình đúng rồi nghe nói lam hải thị là có thể xem biển chúng ta đi nhìn một chút sao các loại tranh tài kết thúc ca trương đại lực mở miệng nói ra bây giờ đối với hắn mà nói mấu chốt nhất liền là tranh tài trần thư ba người là tới chơi hắn nhưng là phải cầm đến cục tân tinh quán quân sáng sớm hôm sau trương đại lực liền đánh thức ba người khác mặc dù là ngày mai mới tranh tài nhưng hôm nay muốn sớm báo cáo cần nguyên liệu nấu ăn vì bảo đảm nguyên liệu nấu ăn mới mẹ cùng tranh tài thuận lợi tiến hành nguyên liệu nấu ăn đều là từ tranh tài phương đích thân chuẩn bị một đoàn người đi tới trung tâm lam hải thị thịnh thiên quảng trường cái này cũng chính là linh chủ tranh tài sân bãi lúc này thịnh thiên quảng trường đã xây dựng tốt sáu cái đầu bếp này trên đó phân phối mỗi cái phương tiện ngày mai sẽ là cuộc tân tinh trận chung kết sẽ có sáu tên tuyển thủ cùng tham gia tranh đoạt duy nhất tranh tài quán quân trương đại lực ngươi là thật dám đến a ngay tại sáu người vừa tới tranh tài hiện trường thời điểm một đạo thanh âm đạm mạc chuyển đến đỗ thanh trương đại lực nao nao quay đầu nhìn sang chỉ thấy một tên khuôn mặt trắng nón nam sinh đi tới tuy là hắn ngũ quan tuấn lãng nhưng bởi vì làn da quá mức trắng nón có một chút âm lưu khí chất dám đến lam hải thị nhìn tới lao sư ngươi rất thiên tâm ngươi đỗ thanh thần sắc bình thường nhưng trong mắt cũng là có hàn ý nói chính mình tốt nhất cẩn thận một chút trương đại lực không có lên tiếng chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương không nghĩ tới vừa thấy mặt ngay tại uy hiếp hắn ai nha nha vị này liền là đỗ tiểu thư a kính đã lâu kính đã lâu trần thư mặt mũi tràn đầy nhiệt tình cười lên trong mắt mang theo kính ngưỡng một câu liền để mọi người ở đây mạnh mẽ biến sắc con hàng này thực tế quá độc ác vừa đến liền là yên lặng thêm phá phỏng dù ai đều có chút chịu không được một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước minan phải làm sao để chương ba cấp xử thi món ăn tội phạm thuốc sổ quả nhiên đỗ thanh thần sắc giận dữ bị chọc vào điểm đau trong mắt của hắn thậm chí xuất hiện không che giấu chút nào sắc ý. Ân. Đỗ Thanh ánh mắt âm hàn, qua lại đánh giá Trần Thư một lần, nói, ngươi là ai? Trần Thư hào phóng thừa nhận nói, đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Bác Nguyên thị tại nhà Vu Dịch. Đỗ Thanh khỏe miệng có âm tàn nụ cười, nói, Vu Dịch, ta ghi nhớ ngươi. Cảm ơn. Trần Thư gật đầu một cái, thần sắc bình thường vô cùng. Không ít người ánh mắt đều là nhìn phía Trần Thư, không nghĩ tới lại có người dám trêu chọc Lam Hải thị thái tử ra. Mời sáu vị tuyển thủ dự thi báo cáo cần nguyên liệu nấu ăn. Ngay tại lúc này, trên đài một tên ăn mặc tây trang nam tử mở miệng nói ra trương đại lực đám người nhộn nhịp lên trước tuy là hôm nay không phải trận đấu chính thức nhưng ý nguyên có không ít người vây xem cục tân tinh là đầy đủ nhất định hàm kim lượng chỉ có năm cái thành thị linh chủ tham gia nhưng đều là năm cái thành thị cấp một chủ yếu liền đại biểu phương bắc thế hệ tuổi trẻ linh chủ trình độ một lượng trúc thanh diệp nửa tiền tinh hương phấn mạt ba lượng linh tiên cô trương đại lực thần sắc bình tĩnh hướng phía tổ chức nói chính mình cần nguyên liệu nấu ăn đối với linh chủ mà nói đều là thường thường không có gì lạ nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị làm canh loại đồ ăn sao Đỗ Thanh quay đầu trông lại, trong mắt có vẻ suy tư. Lúc này Trương Đại Lực y nguyên phong dong vô cùng, cuối cùng nói ra chính mình nguyên liệu chủ yếu. Phiên toái cho ta chuẩn bị một cái ấu niên thanh giáp uy. Lời này vừa nói ra, mọi người toàn bộ thần sắc chấn động. Mặc dù là ấu niên thanh giáp uy, nhưng vẫn là bạch ngân cấp. Cái này cũng mang ý nghĩa Trương Đại Lực đem thử nghiệm bạch ngân cấp món ăn. Trên đài trọng tài nhướng mày, mở miệng nói ra, ngươi muốn làm bạch ngân cấp? Không phải ta thế nào thắng đây? Trương Đại Lực khẽ miệng mang theo nụ cười, tổng cộng 6 cái tuyển thủ đều là thuộc về hắc thiết cấp linh chủ chỉ có làm ra bạch ngân cấp món ăn mới có thể lực gáp mọi người tiến bộ nhanh như vậy sao đỗ thanh nhúng mày chẳng trách trương đại lực dám đến tham gia nguyên bản đã sớm có năm chắc tất thắng tranh tài nhân viên thực sự ghi xuống hết thể đều là tuyển thủ lựa chọn của mình tuy là bạch ngân cấp món ăn làm được sẽ có thêm điểm nhưng nếu như thất bại nhưng chính là chủ yếu cáo biệt quán quân hơn nữa nếu như làm ra thành phẩm chỉ là miễn cưỡng hợp cách vậy không bằng làm một cái hoàn mỹ hát thiết cấp món ăn trương đại lực lựa chọn thật là cực kỳ lớn gan mặt khác năm cái tuyển thủ đồng dạng báo lên chính mình cần nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều là hắc thiết cấp nguyên liệu nấu ăn chúc ngươi nhiều may mắn đỗ thanh ních lại gần khoe miệng có nụ cười quỷ dị hừ trương đại lực hừ lạnh một tiếng không để ý đến trực tiếp đi xuống này Vũ dịch ngươi thế nào chỉ thấy trần thư ngay tại ngây người tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì há không có gì trần thư lắc đầu trước mắt cũng là đã xuất hiện tuyển hạng đỗ thanh đem dựa vào quan hệ phá hoại trương đại lực nguyên liệu nấu ăn lúc này ngươi chuẩn bị tuyển hạng một gậy ông đập lưng ông lúc ban đêm cho đỗ thanh nguyên liệu nấu ăn làm phá hoại hoàn thành ban thưởng Tăng hình dược tề một phi hành dược tề một tuyển hạng hai trực tiếp công khai tố cáo để đỗ thanh thân bại danh liệt hoàn thành ban thưởng đại lượng ngự thú lực chú thích xác suất thành công không cao tuyển hạng ba thuyết phục trương đại lực rút khỏi tranh tài hoàn thành ban thưởng một phần bạch ngân cấp thực đơn tuyển hạng bốn trực tiếp đem so với thi đấu tổn chữ nguyên liệu nấu ăn thương khố cho nổ hoàn thành ban thưởng bạo tạc dược tề hai trần thư qua lại đánh giá bốn cái tuyển hạng một thoáng liền hiệu đỗ thanh dự định quả nhiên là âm hiểm tiểu nhân đáng tiếc là đụng phải hắn cái thứ hai tuyển hạng cùng cái thứ ba tuyển hạng khẳng định là trực tiếp pass đến mức cái thứ tư tuyển hạng tuy là có chút hấp dẫn người nhưng ban thưởng không được, hơn nữa nguy hiểm quá lớn. để ngươi nha dở trò xấu. trần thư nhớ tới tác chiến trong ba lô tội phạm bài thuốc sổ, nhịn không được lộ ra nụ cười tà ác. uy, ngươi có thể hay không đừng cười đến biến thái như vậy. từ tinh tinh đụng đụng hắn, chỉ cảm thấy trần thư nụ cười làm người ta sợ hãi vô cùng. ê, trần thư vẫy vẫy đầu, thanh tỉnh lại. hắn nhìn thật sâu đỗ thanh một chút, cuối cùng cùng trương đại lực đám người rời đi sân thi đấu. trương đại lực mở miệng nói ra trần bì ngươi hôm nay là đem đỗ thanh triệt để đắc tội đắc tội thì đắc tội chúng ta hoa hạ học phủ người sợ cái rắm trần thư nhún vai chọn vẹn liền không để ý nói chỉ là một cái linh chủ gia tộc tôi cùng hoa hạ học phủ so ra chọn vẹn liền không tại một cái cấp độ tạ tố nam mở miệng nói ra ta nói ngươi cũng là thật hung ác tục ngữ nói mắng người không vạch khuyết điểm đánh người không đánh mặt ngươi nha toàn bộ chiếm trần thư câu kia đỗ tiểu thư hoàn toàn chính xác ngay tại chỗ liền để đỗ thanh cho phá phòng thôi đi đó là cho người có tư cách nói ta không giống nhau ta không tố chết Trần Thư mặt mũi tràn đầy tự hào, chọn vẹn liền không để ý. Hắn thấy, đối mặt địch nhân, liền là coi trọng một cái nguyên tắc, ổn chuẩn hung ác. Trần Thư mở miệng nói ra, ta không chỉnh điểm hung ác, người ngoài cho là ta tại cùng hắn tán tình đây. Ba người cùng nhau im lặng, đều là không nói thêm gì nữa. Đúng rồi đại lực, cái kia nguyên liệu nấu ăn ngươi có thể chính mình chuẩn bị sao? Trần Thư mở miệng nói ra, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối phá hoại đồ thanh nguyên liệu nấu ăn. Thời gian không đủ, một cái bạch ngân cấp nguyên liệu nấu ăn nửa ngày nhưng không lấy được. Trương Đại Lực mở miệng nói ra, hơn nữa Lam Hải thị là đô gia địa bàn, khẳng định sẽ phải chịu cản trở. Tốt ta. Trần Thư lắc đầu, hắn hiện tại chỉ lo lắng Đỗ Thanh cùng Trương Đại Lực đều không có lấy đến quán quân, ngược lại thì để bốn người khác chiếm tiện nghi. Lúc ban đêm, một đoàn người về tới trong khách sạn, thật sớm rồi nghỉ ngơi. Nên hành động. Trần Thư một thoáng liền mở hai mắt ra, mang tới tác chiến ba lô. Trần Bì. Ngay tại lúc này, Thứ Tinh Tinh một thoáng liền lên tiếng hô. Ân. Trần Thư nao nao, nói, ngươi không ngủ a? À? Ta liền biết ngươi tối nay có hành động. Từ Tinh Tinh trong mắt có nụ cười, nói, có phải hay không chuẩn bị đem Đỗ ra cho nổ? ta cho ngươi quay phim ghi chép lại nói lấy hắn lấy ra một cái camera trong mắt tràn ngập hào hứng trần thư khỏe miệng giật một cái ngươi nha không hợp thói thường a chỉ cần hắn dám nổ tối nay liền sẽ bị bắt bớ liền lam hải thị đều chạy không ra được ngủ ngươi giác nộ mang không được ngươi trần thư trực tiếp một mình rời khỏi phòng hắn đã nghe được tranh tài cất giữ nguyên liệu nấu ăn địa điểm chỉ cần mượn tảng hình dược tề tiềm nhập tự nhiên là có thể muốn làm gì thì làm nửa giờ sau trần thư đi tới thịnh thiên quảng trường cách đó không xa một cái ướp lạnh thương khố lúc này đã là hừng đông mười giờ cho dù là trung tâm thành phố cũng lộ ra vắng vẻ vô cùng loại trừ đường phố máng bên ngoài ai đêm hôm khuya khoác còn tại đi lung tung không có người thủ sao trần thư nao nao không nghĩ tới như vậy qua loa ân nhưng hắn ánh mắt rời một cái thần sắc hơi đổi chỉ thấy thương khố phía trước đang có một cái màu xanh lam tiểu điệu cặp mắt của nó đóng chặt phảng phất đã là ngủ thiếp đi đồng dạng một cái loại hình trinh sát khế ớt linh hơn nữa đẳng cấp ít nhất là bạch ngân cấp trong lòng trần thư hiểu rõ chẳng trách không cần bất luận kẻ nào tới thủ chỉ là có con chim này là đủ rồi cho dù là hoàng kim cấp ngự thú sư đều chưa hẳn có thể tiềm nhập đến mức vương cấp ngự thú sư trừ phi là nhàn nhức cả trứng bằng không làm sao lại tới làm phá hoại trần thư lấy ra còn lại một điểm tàng hình dược tề đem toàn bộ dùng mà bên dưới trong chốc lát thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa quần áo cùng tác chiến ba lô đồng dạng không thấy chỉ cần không phải vật sống chủ yếu tiếp xúc vật phẩm đều có thể cùng nhau biến mất cả ca tới trần thư khỏe miệng có nụ cười tạ ác nhanh chân như sao băng đi đến thương khố quả nhiên cái kêu màu xanh lam tiểu điệu không có bất kỳ phát giác trần thư đi tới trong kho hàng trong đó để đó mấy cái tủ lạnh đồng thời đánh dấu mỗi cái tuyển thủ danh tự trương đại lực vương vô cực trần thư lẩm bẩm cuối cùng nhìn thấy đỗ thanh danh tự hắn lặng yên không tiếng động lấy ra món chính tài là một cái đặt ở bên trong dung khí màu đỏ thỏ trần thư móc ra một bình lớn thuốc sổ hướng về thỏ bị xé ra phần bụng toàn bộ đổ đi vào ca ca cho ngươi làm một cái hung ác trên mặt trần thư có hắc hắc nụ cười chỉ chốc lát thỏ trong bụng liền tràn ngập đại lượng màu đen thuốc bột hắn đem thận trọng thả tới nguyên bản trong thùng bên trong dung khí bộ là có hương liệu chất lỏng tản ra nồng đậm hương vị tựa hồ là tại tiến hành ướp mới hẳn là cực kỳ ngon miệng trần thư cười cười màu đen thuốc bột nhanh chóng dung nhập vào trong thịt thỏ trọn vẹn nhìn không ra khác thường Trên tài đạo thứ nhất chấm điểm trình tự chính là do trí năng dụng cụ tới kiểm nghiệm món ăn thành phần cùng dinh dưỡng chắc hẳn hiện trường sẽ tương đối kinh bạo trần thư nói nhỏ dựa vào độ thiếu trình độ chắc hẳn có thể đem thuốc sổ nấu nướng đến mỹ vị một điểm đạo thứ nhất cấp sử thi món ăn tội phạm thuốc sổ sắp xuất hiện phương nổ lông triết lý cuộc sống lột sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn chương ba trăm bảy mươi bảy đỗ thanh lịch thiên món ăn sáng sớm hôm sau lam hải thị thịnh thiên quảng trường đã là bu đầy người không ít cao cấp linh chủ đều sẽ tới trước xem tranh tài tuy là cụm tân tinh không thể so cụm thực thần nhưng ý nguyên bốc lựa dị thường húng chi trong đó tuyển thủ càng là có thực thần con trai đỗ thanh nhiều người như vậy trần thư đám người đi tới thịnh thiên quảng trường trương đại lực xem như tuyển thủ đã sớm đi đến tranh tài từ tinh tinh thấy phía trước đám người hỗn loạn trong lúc nhất thời có chút nhức đầu cái này mẹ nó căn bản là nhìn không tới a à. muốn dùng đầu góc trần thư hai tay ôm ngực thần xác bình tĩnh la lên có người tại chạy trần chuồng mau nhìn a lời này vừa nói ra vô số người thần sắc chấn động nhộn nhịp hướng phía sau nhìn lại thậm chí đã có người lấy ra điện thoại trần thư ba người thừa dịp đám người bối rối một đường chen đến thành công đi tới phía trước nhất trần bì ngươi được a tạ tố nam mở miệng nói ra không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền chiếm cứ tốt nhất xem vị trí mọi người đều là đối chạy trần chuồn hứng thú trần thư nhún vai, có thể nói là đem còn lại người bắt chẹt đến xích sao thao không có người chạy trần chuồn a bị lừa và nó ta còn thực sự cho là có người giữa ban ngày chạy trần chuồn đây loại việc này khẳng định là đêm hôm khuya khoác mới làm đó a à. lời này vừa nói ra một đám người ánh mắt quỷ dị nhìn phía nói chuyện người kia ý của ta là nam tử thần sắc cứng đờ trực tiếp lẻn đến trong đám người biến mất không thấy gì nữa cuối cùng mọi người lần nữa vây quanh thịnh thiên quảng trường chuẩn bị xem hôm nay linh chủ tranh tài các vị khán giả hôm nay liền là cuộc tân tinh trận chung kết hiện trường chắc hẳn các vị đều giống như ta chờ mong ai chính là niên cấp một đời người đứng đầu đầu tiên giới thiệu một chút chúng ta năm vị ban giám khảo vị thứ nhất liền là tới từ lam hải linh chủ đại học giáo sư hoàng kim cấp linh chủ lưu tùng tham gia qua lần trước cục thực thần tuy là không thể vào vây lời nói vừa mới bắt đầu liền có khán giả một mặt khó chịu nhanh lên một chút bắt đầu a à. đúng vậy a à, ngươi đặt cái này chơi liều cái gì đây chúng ta là tới xem tuyển thủ ban giám khảo cùng chúng ta có cái giám quan hệ a à. người chủ trì khỏe miệng giật một cái cuối cùng chỉ là đơn giản giới thiệu phía dưới ban giám khảo ngay sau đó liền nói nhìn tới mọi người đã là chờ không nổi hiện tại ta tuyên bố tranh tài chính thức bắt đầu rất nhanh liền có đặc biệt nhân viên đem tuyển thủ nguyên liệu nấu ăn chuyển đến thả tới tương ứng vị trí Trần Thư liếc mắt liền nhìn thấy Đỗ Thanh Nguyên liệu nấu ăn, phản phất có thể nhìn thấy bên trong chạy xuôi theo tội ác vật chất. Hắn trực tiếp đem phía trước phối trí một bình lớn thuốc sổ đều thả vào. Đừng nói là hoàng kim cấp ngự thú sư, phòng trường vương cấp ngự thú sư đều có chút chịu không được. Thời gian, 2 giờ, bắt đầu đến ngược. Vừa dứt lời, 6 tên tuyển thủ nhộn nhịp xuất thủ, bắt đầu xử lý bên cạnh nguyên liệu nấu ăn. Trương Đại Lực tuy là bình thường dáng rất u ngơ, lộ ra có chút không nghiêm chỉnh, nhưng làm hắn làm đồ ăn thời điểm, phản phất biến thành người khác, hết sức chăm chú, coi thường ngoại giới hết thảy quấy nhiễu ta đau mổ heo là thật như bức a tạ tố nam khỏe miệng có nụ cười chỉ thấy trương đại lực ngay tại cực tốc xử lý đủ loại nguyên liệu nấu ăn đau mổ heo vô cùng sắc bén thậm chí ngay cả đặc biệt xử lý hung thú đau cũng không sánh nổi đầu tiên giới thiệu một chút chúng ta vị thứ nhất tuyển thủ tới từ đô gia đô thanh đồng thời là thực thần duy nhất truyền thừa người ngay tại lúc này có phóng viên gánh camera giới thiệu mỗi cái tuyển thủ thân phận cùng chủ nghệ nhất là trọng điểm tuyên truyền lấy đô thanh thực lực hiển nhiên lại là đúng nát bét tiền cuối cùng dài đến nửa giờ dài đằng đang tuyên truyền kết thúc phóng viên bắt đầu giới thiệu còn lại tuyển thủ nhưng đơn độc không có phản ứng trương đại lực phản phát hiện trường chỉ có năm cái tuyển thủ đồng dạng trương đại lực đồng dạng không có để ý hắn hiện tại đã triệt để quên mình nhìn sáu người phân khích thủ pháp người qua đường nhộn nhịp có cảm thán lần này cục tân tinh mạnh a à? đúng vậy à ngươi xem cái kia đô ra đỗ thanh thủ pháp thận trọng cơ hồ là chưa từng xuất hiện một điểm sai lầm có năm đó phụ thân hắn phong phạm vậy đến từ kinh đô linh chủ đại học trương đại lực đồng dạng không đơn giản hắn làm thế nhưng bạch ngân cấp món ăn tuy là có chút mới lạ nhưng ta có dự cảm chỉ sợ hắn thật có thể làm được làm được cũng chưa chắc có thể thủ thắng trừ phi là có thể làm ra trung phẩm bạch ngân món ăn ngay tại lúc này con ngươi của trần thư xoay một cái mở miệng nói ra cái kia đỗ thanh không được a à. xem xét liền hai tay vô lực hơn nữa run đến không được a à. trước đây là tại phòng ăn cho người ta mua cơm a à. tạ tố nam mở miệng nói ra thuần người qua đường ta cũng như vậy cảm thấy người này có thể nấu ăn nói linh tinh đây từ tinh tinh la lên lăn xuống tới đề nghị của ta là lăn xuống tới ba người một trận lẫn nhau nghị luận trực tiếp tới khiến ồn ào hiện trường im bặt mà dừng đỗ thanh thần sắc phát lệnh quay đầu trông lại tay đều bị tức giận đến có chút run rẩy. Cái này ba hàng làm nhân tâm thái có một tay. Phiên toái hiện trường khán giả kiềm chế một thoáng, tận lực cho tuyển thủ cung cấp một cái tốt hoàn cảnh. Tuy là ở nào hoàn cảnh làm đồ ăn là linh chủ bắt buộc khóa, nhưng vấn đề là Trần Thư ba người lời nói thực tế quá độc ác, mặc cho ai đều có chút nghe không vô. Thời gian 2 tiếng từng bước đi qua. 6 cái tuyển thủ thành công làm ra mỗi người món ăn. Trương Đại Lực thần sắc bình thường, hắn mặc dù là nấu thanh giáp quy canh, nhưng không có sử dụng bất kỳ nồi, mà là dùng mai rùa tới làm làm nồi hầm cách thủy. Đã có thể bảo trì tươi đẹp hương vị, lại có thể bảo đảm dinh dưỡng không trôi đi được rồi hắn mở ra mai rùa bên trên chất gỗ nắp nổi một hồi xương ngủ tản ra kèm theo cực kỳ tươi đẹp hương vị làm người thèm ăn đại động ân trong chốc lát trương đại lực thần sắc giật mình một thoáng liền phát giác được không thích hợp không có khả năng dinh dưỡng vô duyên vô cớ trôi mất hắn nhún nhún lỗ mũi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tươi đẹp thì rùa một thoáng liền ý thức đến bị người tình kế nguyên bản hắn muốn làm một đạo bạch ngân trung phẩm món ăn hiện tại liền hoàn mỹ hát thiết món ăn cũng không sánh nổi nhìn tới có người chủ nghệ không tính a à dĩ nhiên hỏa hầu đều nắm giữ không tốt đỗ thanh quay đầu nhìn sang trong mắt có nụ cười quỷ dị hiển nhiên sớm đã có dự liệu là ngươi dở trò quỷ a trương đại lực song quyền hơi nắm trong mắt có không cam lòng, mở miệng nói ra bằng tâm tính của ngươi đời này đều khó có khả năng cầm tới cục thực thần quán quân đỗ thanh khỏe miệng có nụ cười nói vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi a hiện tại bắt đầu kiểm nghiệm món ăn người chủ trì tuyên bố đi tới cái thứ nhất chấm điểm phân đoạn loại trừ ban giám khảo chấm điểm bên ngoài vòng thứ nhất máy móc chấm điểm đồng dạng cực kỳ trọng yếu hơn nữa không có bất kỳ nội tình trương đại lực thở dài tuy là trong lòng có điểm thất vọng nhưng không có ảnh hưởng đến tâm tình của hắn đã đỗ thanh sau đó hát thủ kỳ thực liền chứng minh đối phương sợ cảm thấy không thắng được hắn tay hắn giữ cách nhiệt giấy đem tự mình làm tốt món ăn thả tới phía trước một cái trên bàn phía trên có đủ loại dụng cụ tinh vi có thể giám sát trong đó thành phần thanh giáp quy canh thành phần thanh giáp quy thịt linh tiên cô dinh dưỡng bảo tồn tỷ lệ hai mươi bình xét cấp bậc hát thiết thực phẩm trương đại lực thần sắc hơi hơi trắng lên nguyên bản bạch ngân trung phẩm món ăn cuối cùng chỉ lấy được một cái hắc thiết thượng phẩm đánh giá. Đáng tiếc, một cái thất bại bạch ngân món ăn sao? Người qua đường nhộn nhịp thở dài, không có người sẽ nghĩ tới là nguyên liệu nấu ăn xảy ra vấn đề, chỉ tưởng rằng trương đại lực trình độ không đủ. Quả nhiên, cưỡng ép nấu nướng bạch ngân món ăn ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Một tên cầm máy quay phim phóng viên lên trước, tựa hồ là hiện trường trực tiếp, nói: "Hy vọng còn lại linh chủ không muốn giống như hắn, tranh tài lấy ra chính mình am hiểu nhất món ăn mới là vương đạo." Còn lại tuyển thủ nhộn nhịp lên trước, lấy ra chính mình món ăn, trong đó ba cái là hắc thiết thượng phẩm, một cái là hắc thiết trung phẩm chỉ có dinh dưỡng bảo tồn tỷ lệ đạt tới chín mươi trở lên mới có thể được xưng hoàn mỹ hát thiết tuyển thủ bên trong e rằng chỉ có trương đại lực cùng đỗ thanh mới có thể làm đến đáng tiếc hình như không ai là hát thiết hoàn mỹ món ăn phóng viên khỏe miệng mang theo nụ cười đi tới đỗ thanh bên cạnh để chúng ta đưa mắt nhìn sang vạn chúng chú mục đỗ thanh thực thần người thừa kế duy nhất đỗ thanh thần sắc bình thường lộ ra nho nhã lễ độ trong tay của hắn bưng lấy một đĩa lớn kho thịt thỏ thả tới phía trên trên bàn tích 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 đủ loại dụng cụ quét hình mà tới có lục quang lập lòe mọi người ở đây tràn đầy mong đợi thời điểm dụng cụ đột nhiên xuất hiện một trận xì 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 âm thanh tích 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 ngay sau đó liền là gấp rút vô cùng nhắc nhở âm thanh như là thở khỏ khẽ phạm đồng dạng kho hỏa diễm thỏ thành phần không biết. không biết không biết không biết dinh dưỡng dinh dưỡng bình xét cấp bậc thất bại người không muốn thả vô dụng rắt rưởi bản dụng cụ không chịu trách nhiệm giám định một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước minan phải làm sao để chương ba trăm bảy mươi tám phun ra chiến vương lưu tùng trong mắt đỗ thanh viết đầy nghi vấn đã phát giác được không thích hợp đây là mẹ nó tình huống như thế nào còn lại người qua đường đồng dạng mở to hai mắt nhìn người lấy rất thơm kết quả liền linh trù món ăn cũng không tính sao không hổ là thực thần duy nhất người thừa kế dĩ nhiên liền máy móc đều phân biệt không ra trần thư khỏe miệng mang theo nụ cười khó hiểu nhân ra đều là nấu ăn ngươi nha đặt cái này nấu nướng tốt sổ có thể có bình xét cấp bậc mới là thật ra quỷ ta nguyên liệu nấu ăn bị người đọc lên đỗ thanh thần sắc khó coi ánh mắt nhìn phía trần thư đám người nhưng y nguyên không thể tin được hắn là dựa vào quan hệ nguyên liệu nấu ăn mới mua sắm tới tay thời điểm liền làm chút thủ đoạn đối phương lại là làm được bằng cách nào thật có vương cấp ngự thú sư lộ ra đau dạ dày đây ngay tại ghi chép phóng viên đồng dạng có chút một bức một thoáng liền bị làm không biết hắn trong dự liệu đỗ thanh món ăn sẽ là không giống bình thường nhưng sẽ không như vậy không hợp thói thường a à. xin lỗi chúng ta dụng cụ dường như xảy ra chút vấn đề người chủ trì nhúng mày lập tức lại khiến người ta đổi lại một cái cao cấp hơn dụng cụ mọi người chờ một chút rất nhanh liền có người đặt lên một cái tinh vi hơn dụng cụ có thể tốt hơn đưa ra bình xét cấp bậc vừa mới chỉ là bất ngờ hiện tại để chúng ta lần nữa rửa mắt mà đợi tin tưởng tuyển thủ đỗ thanh là sẽ không để chúng ta thất vọng vừa dứt lời dụng cụ lại là xuất hiện một trận dồn dập thanh âm nhắc nhở Xì 3 tại mọi người chố mắt ngoác mồm phía dưới dụng cụ trực tiếp tràn ra một đám có trắng ngay sau đó liền bốc lên một trận bị khét kèm theo phanh phanh âm hưởng ngay tại chỗ liền bị làm báo hỏng a à, cái này vô luận là người chủ trì khán giả hoặc là tuyển thủ bản thân đều đã là choáng quả nhiên đỗ thiếu tại khiến người ta thất vọng phương diện này chưa từng sẽ khiến người ta thất vọng trần thư nết miệng lên hắn tội phạm bài thuốc sổ liền hoàng kim cấp ngự thú sư đều đến hóa thân phun ra chiến sĩ nếu như dễ dàng như vậy dám định ra thành phần sớm đã có công ty có thể phối trí đi ra người mẹ nó âm ta đỗ thanh ánh mắt chuyển tới trong mắt tràn ngập âm hàn cùng lạnh giá trần thư chớp chớp lông mày nói thế nào đỗ tiểu thư thua không nổi người cẩn thận một chút đỗ thanh hít sâu một hơi cưỡng ép đẻ xuống lửa giận của mình tốt ta tới nói lời công đạo khả năng là dụng cụ xảy ra chút vấn đề phía trước một tên ban giám khảo nhúng mày nói hiện tại bắt đầu cái thứ hai chấm điểm phân đoạn lại là một cái bị thu mua từ tinh tinh nói nhỏ liếc mắt liền nhìn ra ban giám khảo thân phận người chủ trì gật đầu một cái đem 6 tên tuyển thủ món ăn thả tới 5 tên ban giám khảo phía trước năm người đều là hoàng kim cấp linh chủ đối với đẳng cấp thấp món ăn có thể tùy tiện phân biệt đưa ra bên trong dinh dưỡng bảo tồn tỷ lệ quyết định món ăn đẳng cấp nhân tố chủ yếu liền là dinh dưỡng bảo tồn tỷ lệ trương đại lực cho trần thư khế ước linh nấu nướng ẩm thực đều là thuộc về hát thiết hạ phẩm dùng đẳng cấp cao món ăn tự nhiên hiệu quả sẽ càng tốt thí dụ như nói cho ăn một năm hạ phẩm món ăn khả năng cùng chín tháng hắc thiết trung phẩm tương đối nhưng bởi vì là thuộc về thông thường ẩm thực không có khả năng tới tỉ mỉ nấu nướng thời gian hao phí quá dài bây giờ là tranh tài tự nhiên mỗi cái tuyển thủ đều sẽ hết sức nấu nướng đến từ mình cao nhất tiêu chuẩn món ăn các loại ta phản đối trần thư lập tức nhắc tay hô to tuy là năm người là hoàng kim cấp linh chủ nhưng tố chất thân thể không mạnh kém xa tít tắp hoàng kim cấp ngự thú sư cái này mẹ nó không thể ngay tại đem hồn đều cho kéo ra tới đỗ thanh tuyển thủ tác phẩm đều không gọi đồ ăn căn bản cũng không phải là cho người ta ăn ta đề nghị trực tiếp đào thải mẹ nó đỗ thanh thần sắc giận dữ cái gì gọi là không phải cho người ta ăn đây là đối một cái linh chủ lớn nhất vũ nhục ta nói sai liền máy móc đều cho làm báo hỏng chứng minh có thể là độc dược các ngươi không sợ chết lời này vừa nói ra năm tên ban giám khảo ngược lại rơi vào trầm mặc bên trong bởi vì là nấu nướng nguyên liệu nấu ăn là hung thú hắn huyết nhục vốn là có đủ loại thành phần khả năng một sai lầm nấu nướng sẽ xuất hiện đại lượng độc tố như đồng hóa học dược phẩm đồng dạng hạ độc chết người linh chủ món ăn không phải không có xuất hiện qua ừ ngươi một cái người thường hầu ngôn loạn ngữ làm gì tên kia tới từ lam hải linh chủ đại học giáo sư hừ lạnh một tiếng mở miệng nói ra đỗ ra đời đời kiếp kiếp đều am hiểu đầu nướng sao lại phạm phải loại này sai lầm đã các vị sợ lao phu liền cái thứ nhất nhấm nháp lưu tùng nuốt ngụm nước bọn cầm lấy đua tay phải đều tại run nhẹ nhẹ hắn kỳ thực cũng có chút sợ hãi nhưng vấn đề là hắn cùng đô ra quan hệ mật thiết lần này càng là thu không ít tiền trả nước liều lưu tùng thần sắc kiên định chỉ cần nếm một cái lại trực tiếp đưa ra cao nhất phân liền có thể hắn yên lặng nuốt một cái thì tỏ. ân hương vị phương diện ta cho mát điểm lưu tùng nao nao trọn vẹn cùng hắn theo dự liệu khác biệt vậy mà như thế mỹ vị bất quá dinh dưỡng dường như trọn vẹn bị mất trong lòng của hắn khẽ giật mình nhưng thần sắc như thường mở miệng nói ra quả nhiên là thiên tài thiếu niên đỗ thanh món ăn ta trọn vẹn có thể cho một cái cô 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 một trận dạ dày quay cuồng âm thanh nháy mắt chuyển ra mặt khác bốn tên ban giám khảo thần sắc quỷ dị trông lại ba mẹ nó thật có độc lưu tùng che bụng nháy mắt phát giác được kịch liệt đau nhức ta cảm thấy có thể cho một cái hát thiết cô 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 bốn trong chốc lát trong bụng âm thanh như sấm nổ truyền ra hiện trường khán giả đều đã nghe được ta dường như nghe được cái gì hỏa lực âm thanh không hiểu liền hỏi là có chỗ nào đang chiến tranh sao những người đi đường nghị luận ở mỹ, từ tinh tinh cùng tạ tố nam đồng dạng hai mặt nhìn nhau ánh mắt của bọn hắn nhìn phía đầu sỏ gây ra Trần thư nhưng khi nhìn thấy bộ dáng của hắn nháy mắt thân hổ chấn động ba mẹ nó trần bỉ ngươi mang mặt nạ phòng độc làm gì chỉ thấy trần thư đã sớm móc ra mặt nạ trong lòng không ngừng cảm thán lưu tùng dũng cảm cái này một cái món ăn liền phun ra lão binh diệp thanh đều không dám thử nghiệm a ta có chút dự cảm không tốt ta cũng cảm thấy ngay tại lúc này trên đài lưu tùng ngũ quan đều muốn vặn đến một khối chán của hắn không ngừng nhỏ xuống lấy mồ hôi lạnh trong bụng tiếng sấm chấn động kịch liệt lấy ta cho một cái hát thiết hoàn mỹ bên cạnh bốn cái ban giám khảo đều là khỏe miệng giật một cái đều tình huống này còn muốn cho điểm cao ngươi mẹ nó quá liều a à. Đô ra đến cùng là cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước minan phải làm sao để chương ba trăm bảy mươi chín Ta hy vọng người có thể tăng lớn cường độ. Không được. Mẹ nó. Lưu Tùng nháy mắt đứng dậy, trong bụng không ngừng xuất hiện đồ ngủ cùng ngục nổ mạnh. Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh. Hắn cũng không còn cách nào nhẫn lại, vọt thẳng ra sân thi đấu, đi đến khoảng cách gần nhất nhà vệ sinh công cộng. Nhưng ngay tại hắn vọt tới một nửa thời điểm, một trận lốp bốp phóng thích âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Hiện trường mấy ngàn tên khán giả toàn bộ biến sắc, trong lòng đã biết trước đến một cái đáng sợ kết quả. Không thể nào. Mọi người trố mắt ngất mồm. người nhà thế nhưng Lam Hải Linh chủ đại học giáo sư a. A lưu tùng thần sắc sảng khoái phản phất tiến vào cảnh giới vong ngã nguyên vẹn quên chính mình ngay tại trên đường cái ta mẹ nó có phải hay không khí độc tiết lộ chạy mau a à, đã có chút không thở được hiện trường khán giả hỗn loạn lung tung toàn bộ đều là thần sắc hoảng sợ cho lưu tùng trở lại một mảng lớn vị trí bán mặt nạ phòng độc số lượng có hạn tới trước trước đến trần thư con ngươi chuyển động lập tức liền bắt đầu chính mình kiếm tiền đại kế người huynh đệ bao nhiêu tiền một cái cho ta tới một cái ta cũng muốn nhanh a à. đám người nhộn nhịp vây tới phảng phất tìm tới cứu tinh đồng dạng, Trần Thư cười nói, già trẻ không đạn một cái chỉ cần ba mươi vạn. Ba mẹ nó, ngươi mẹ nó hô cha a, có người qua đường càng là đưa ra nghi vấn, sẽ không đều là ngươi làm đến a. Liên Vi Điểm bán mặt nạ phòng độc, ân. Trần Thư ánh mắt ngưng lại, quay đầu trông lại, ngươi mẹ nó biết quá nhiều đi. Hắn lắc đầu nói, người huynh đệ, vật hiếm tỷ quý, tựa như là sa mạc bên trong một chén nước, đó chính là giá trị Liên Thành a. Thân xác của hắn bình tĩnh, trao hàng lấy sản phẩm của mình. Một đám người đều là nhộn nhịp rời đi, đã là chuẩn bị thoát thân ba mươi vạn một cái dứt khoát trực tiếp cấp tốt các vị không cần bối rối sẽ có chuyên gia tới xử lý người chủ trì che lỗ mũi mở miệng nói ra lúc này đã có người cầm lấy không khí tịnh hóa bình không ngừng xử lý tràn ngập trong không khí khí độc xem như độc nguyên lưu tùng thần sắc tái nhuận không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên không có đình chỉ hai mắt của hắn vô thần ngửa đầu nhìn lên trời bụng như cũ tại không ngừng quần quần, quần lấy tản ra từng trận khí độc giờ khắc này hắn hiểu được chính mình e rằng thật phải nổi danh nguyên bản chết lặng hắn dĩ nhiên như là điên rồi đồng dạng cười lên ta thật vất vả bị hối lộ một lần, ngươi lại để ta thua như vậy chỉ để ha ha ha. người qua đường nhộn nhịp trông lại, nói, xong, người đều phun đến thần trí không rõ. rất nhanh, hiện trường xử lý hoàn tất. đang lúc dọn dẹp thành viên nhẹ nhàng thở ra thời điểm, lưu tùng lại bắt đầu phóng thích khí độc. cuối cùng, trung tâm lam hải thị bệnh viện trước xe cứu thương tới, trực tiếp đem cho lôi đi. nằm tại trên càng cứu thương hắn y nguyên không ngừng phun ra, trang diện chi trắng xem, e rằng không ít khán giả đều sẽ lưu lại ám ảnh. đây mới là thật phun ra chiến sĩ a. trần thư khẽ thở dài một câu không nghĩ tới thật sự có người dám nhấm nháp đỗ thanh món ăn người chủ trì trên mặt mang theo tính nghề nghiệp giả cười mở miệng nói ra tốt tuy là chúng ta tranh tài xảy ra chút tiểu tình huống nhưng tổng thể mà nói vẫn là rộng lấy thân mẹ nó rộng lấy các khán giả đều là thần sắc ngốc trệ cái này mẹ nó đã không phải là cố sự mà là sự cố cục tân tinh tranh tài lại có tuyển thủ có thể làm ra khủng bố như vậy món ăn tuyệt đối là trong lịch sử lần đầu tiên hiện tại tiếp tục tranh tài cho mời chúng ta ban giám khảo chấm điểm bốn tên ban giám khảo trực tiếp đẩy ra đỗ thanh món ăn phản phất là nhìn thấy đạn hạt nhân đồng dạng, làm người sợ hãi vô cùng. Kỳ trước điều kỳ quái nhất tuyển thủ đều chỉ là món ăn bên trong có chút độc tố. Người mẹ nó chính là tại độc tố bên trong tăng thêm gọi món ăn a. Tố chất tâm lý thật tốt, cái này cũng còn có thể nuốt trôi còn lại món ăn. Trần Thư không khỏi đến cảm thán, hiện tại đầu năm nay ban giám khảo cũng khó thực hiện a. Cuối cùng, một đám người đưa ra mỗi người chấm điểm. Loại trừ Trương Đại Lực là hắc thiết thượng phẩm bên ngoài, có chút khác ba người cũng là hắc thiết thượng phẩm. Đến mức Đỗ Thanh, chọn vẹn liền là không có một chút phân, nếu có phần phụ đếm được lời nói hắn tuyệt đối có thể lấy được trực tiếp đem ban giám khảo cho làm vào bệnh viện phổ thông linh chủ có thể làm không đến điểm này cuối cùng bốn tên ban giám khảo nhất trí quyết định đem quán quân cho trương đại lực bởi vì hắn là bạch ngân cấp món ăn dẫn đến có ngoài định mức thêm điểm quán quân chỉ có hai cái ban thưởng nhưng đều là cực kỳ trọng yếu cái thứ nhất liền là lam hải nguyên liệu nấu ăn công ty chín mươi giảm giá thẻ mua sắm bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn đều có thể trực tiếp đánh chín mươi giảm giá cái thứ hai liền là cục thực thần đấu vòng loại danh lệch trương đại lực tương lai đem không cần tham gia cục thực thần hải tuyển thi đấu mà là có thể trực tiếp tham gia đấu vòng loại. Trương Đại Lực, Đỗ Thanh Thần sắc như thường, không có mất lý trí, mà là đem lửa giận cùng sát ý giấu tại trong lòng. Hắn nhìn phía lên đài lĩnh thưởng Trương Đại Lực, lại sâu sắc nhìn một chút Trần Thư đám người, cuối cùng yên lặng rời đi hiện trường. Người này có chút nguy hiểm a. À? Trần Thư sờ lên cảm, suy tư muốn hay không muốn trực tiếp đem đố ra cho nổ. Không giống với hắn thấy qua học sinh, Đỗ Thanh không chỉ một lần xuất hiện sát ý, học sinh bình thường sao lại động một chút lại giết người? Lúc xế chiều, Trần Thư, có phải hay không ngươi dở trò quỷ? Một đoàn người đi tại trên đường phố, trương đại lực khỏe miệng có không cầm được nụ cười vốn cho rằng sơn trọng thủy phục nghi vô lộ kết quả có hy vọng lại một thôn gà mái a trần thư nhung bay nói ta cảm thấy khả năng là đỗ thanh âm mưu ân âm mưu gì ta hoài nghi đỗ thanh muốn đem năm cái ban giám khảo hại chết để đặt thành hắn không thể cho ai biết mục đích ba người khỏe miệng giật một cái người nha chính là thật cảm tưởng a dùng thuốc sổ giết người không chừng hắn tâm lý biến thái muốn xem người phun ra dẫn đến tử vong đỗ thiếu có chút tâm oan thủ là ta nói thật trần thư trương đại lực mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng nói ra ta cảm thấy chính mình là có thể đạt được quán quân ngươi làm như vậy kỳ thực có chút vũ nhục ta đại lực ta trần thư quay đầu trông lại không nghĩ tới hảo hữu của mình như vậy có khí tiết không cần nói nhiều trương đại lực thở dài nói nếu có lần sau ta hy vọng ngươi có thể tăng lớn cường độ phương nổ lông triết lý cuộc sống lột sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn chương ba trăm tám mươi ngươi mẹ nó tìm đoạt xá đối tượng a không hổ là hảo huynh đệ của ta trần thư niết mép cười một tiếng vỗ vỗ bả vai của trương đại lực trương đại lực mở miệng nói ra ai bảo đỗ thanh hèn như vậy cũng dám dở thủ đoạn bây giờ tranh tài kết thúc được quan tâm nhất không phải xem như quán quân trương đại lực mà là độc chủ đỗ thanh cùng phun ra chiến vương lưu tùng đi thôi chúc mừng một phen ta mời khách trần thư vô vô ngực nói đại lực tới trả tiền trương đại lực khỏe miệng giật một cái móc không chết người nhà một đoàn người trên mặt mang theo người thắng nụ cười đi đến lam hải thị mỹ thực trên đường tiên sinh các người mấy vị a à? có đặt trước sau một nhà hàng cửa ra vào phục vụ viên mỉm cười hỏi trương đại lực buồn bực hỏi làm sao ngươi biết ta là cục tân tinh tranh tài quán quân phục vụ viên khẽ nhất miệng ta biết cái giám a là trương đại lực tiên sinh sao cái kia phục vụ viên cũng là một thoáng liền nhận ra trương đại lực cục tân tinh tranh tài hiện trường tuy là chỉ có hơn nghìn người nhưng là toàn trường trực tiếp vô số người đều tại thông qua internet xem tranh tài mời tới bên này mời tới bên này phục vụ viên thần sắc đại hỷ đem bốn người cung kính nên đón đến một gian trong bao xương có thể a đại lực sâu được ta chân truyền Trần Thư tán thưởng gật đầu một cái, chơi không là để bọn hắn bắt chẹt đến sít sao. Chúc mừng Trương đại lực tiên sinh giành được cục tân tinh quán quân, hôm nay cơm chưa toàn bộ miễn phí, cũng coi là bổn điểm một điểm tâm ý. Phục vụ viên trong mắt mang theo ý cười, mở miệng nói ra: "Các vị muốn ăn cái gì, cứ việc gọi." "Vậy làm sao có ý tốt đây?" Trần Thư khoát tay áo, lộ ra có chút thịnh tình không thể chối từ, ngay sau đó nói: "Phiền vái cho nhiều hai cái thực đơn." Phục vụ viên nao nao, cho mỗi người đều đưa lên một tờ thực đơn. Trần Thư bốn người không có khách khí, điểm đủ loại bảng hiệu đồ ăn đi theo quán quân ăn cơm liền là thoải mái a à. trần thư huýt sáo thần sắc vui sướng vô cùng từ tinh tinh gãi gãi đầu nói chúng ta điểm đồ ăn có phải hay không có chút đắt ngươi thật coi nhà hàng là nhà từ thiện a đến lúc đó mượn đại lực lăng xê một phen hồi báo một chút liền lật gấp mấy trăm lần trần thư mở miệng nói ra an tâm chúng ta cái này gọi bằng thực lực chơi không sau buổi cơm trưa mọi người lại làm một trận đi dạo thương nghị ngày mai cùng nhau đi tới bãi biển xem biển ngày hôm sau lúc xế chiều trần thư đám người ăn mặc quần đùi đi đến lam hải thị trang sáng bãi biển bởi vì lúc ban đêm có thể nhìn thấy trên biển sinh trăng sáng cảnh tượng bởi vậy gọi tên làm trăng sáng bãi biển một trận mang theo tanh mặn gió biển đánh tới bốn người người mặc quân bãi biển mang theo kính dâm như là đường phố máng đồng dạng đi dạo lên lao tạ ngươi để bao nhiêu đầu người đỉnh lục quang trần thư hai tay sát đầu ánh mắt nhìn phía xanh thảm đại hải tâm tình không khỏi đến vui vẻ lên lời này vừa nói ra bên cạnh người qua đường đều là cùng nhau trông lại trong mắt mang theo vẻ khinh bỉ tạ tố nam quay đầu trông lại nói ngươi nha có thể hay không nói chuyện cẩn thận đều là trùng điệp làm tốt ta Cùng ta tạ tố nam không có một chút quan hệ hắn nói năng hùng hồn đầy lý lại nói hơn nữa gọi là tung ra yêu quan mang tung ra hiểu không ta không quan tâm có phải hay không tung ra trần thư mở miệng nói ra ta mẹ nó chỉ muốn hỏi ngươi đến cùng để ta có bao nhiêu lần hát qua ta hiện tại đã không dám đi người trường học phía trước tạ tố nam bản năng liền báo ra tên của hắn để trần thư một thoáng liền ý thức được cảm giác nguy cơ tạ tố nam cười khan một tiếng nói kỳ thực không có nhiều lần tên tuổi của ngươi lớn một điểm có lực chấn nhất đi nam giang tội phạm làm nhiều việc ác cùng hắn tạ tố nam có quan hệ gì bốn người dọc theo bờ biển dạo bước thưởng thụ lấy kỳ nghỉ khoái hoạt thời gian rất nhanh thời gian đi tới trạm vào tối bờ biển người đến người đi trong đó không ít đều là tình lữ tới trước tàn bộ bốn người y nguyên như là nằm thi đồng dạng đánh giá đã qua đám người đồng thời chờ đợi trăng sáng dâng lên tạ tố nam nâng lên kính dâm nhìn xa xa một đôi tình lữ nói các ngươi nói là cái gì để bọn hắn cùng đi tới chỉ thấy một tên vóc dáng cường tráng thanh niên chính giữa cùng một tên chừng bốn mươi tuổi nữ nhân sánh vai mà đi cử chỉ có chút thân mật trương đại lực khỏe miệng giật một cái quay đầu trông lại nói ngươi cảm thấy thế nào trần thư vẻ mặt thành thật nói ta cảm thấy là duyên ân ba người khẽ nhất miệng qua lại đánh giá trần thư trần thư cười cười nói nhưng cụ thể là bao nhiêu duyên ta liền không biết rõ ba người khỏe miệng giật một cái không hổ là ngươi nói thật học viện chúng ta có nói rõ tưởng các ngươi muốn tìm bạn gái có thể nói với ta tạ tố nam xoa xoa đôi bàn tay tham lam nói nếu như có thể thành cho ta một điểm hồng bao là được trần thư đang muốn mở miệng trực tiếp liền bị tạ tố nam cắt đứt trần bì ngươi cũng không cần nói ngươi hiện tại tương đương với chúng ta trường học tội phạm truy nã mắt của trần thư chừng một cái mở miệng nói ra ta mẹ nó ngươi mẹ nó đem thanh danh của ta đưa hết cho hủy tạ tố nam quay đầu nhìn về từ tinh tinh cùng trương đại lực nói các ngươi có hay không có ý tưởng từ tinh tinh nhữ mày nói thật có thể chứ tất nhiên chúng ta trường học nữ sinh chất lượng tiêu chuẩn tạ tố nam không khỏi đến nói khoác nói chỉ cần ngươi đưa ra điều kiện cùng yêu cầu nhất định có thể tìm tới thích hợp từ tinh tinh nghiêm trang nói ta hy vọng thân cao là một trăm sáu mươi trở lên thể trọng năm mươi kg tả hữu cái này đơn giản tạ tố nam trực tiếp ghi xuống trong lòng đã trải qua bắt đầu nhớ kỹ hương bao mặt khác ta còn có một chút yêu cầu nhỏ từ tinh tinh cười cười theo trong túi móc ra một cái sách nhỏ ân ba người cùng nhau trông lại trong lòng mơ hồ cảm thấy có điểm gì là lạ quả nhiên từ tinh tinh mở miệng thì thầm ta hy vọng lòng của nàng tỷ lệ là sáu mươi tám mươi phân bình thường huyết áp giá trị là lượng hô hấp là hồng cầu trị số chờ một chút chờ một chút tạ tố nam lông mày đều nhanh muốn vặn đến một khối cuối cùng thở dài nói ta nhìn ra ngươi là tại tìm đối tượng nhưng mẹ nó là tại tìm đoạt xá đối tượng a từ tinh tinh mở miệng nói ra người trong nhà yêu cầu cao không có cách nào xéo đi tạ tố nam trực tiếp nhìn khinh bị một phen ngươi nhà đùa ta chơi đây đại lực ngươi là duy nhất người bình thường cùng ca nói một chút có muốn hay không tìm đối tượng ta không muốn trương đại lực gãi gãi đầu nói ta cảm thấy ta học tỷ cũng không tệ ân có tình huống a đến cùng là ai ba người cùng nhau trông lại trong mắt tràn ngập tò mò trương đại lực có chút ấp a ấp cùng nói chính là cùng ta một cái đạo sư học tỷ dừng vi vi trần Bì, ngươi biết đến a dường như có chút ấn tượng trần thư sờ lên cảm lúc trước kinh đô đại học tổng hợp trung vĩ sao muốn tìm trương đại lực phiền thoái liền là bởi vì rừng vi vi kết quả bị trần thư cùng phương tư một hồi đánh tơi bời nhưng ta có chút không dám thổ lộ trương đại lực mở miệng nói ra trần Bì, ngươi nói thế nào đại lực ngươi sợ cái gì tuy là ngươi rất kém cỏi trần thư vô vô bờ vai của hắn nói nhưng nàng đã bị ngươi chú ý vậy đã nói rõ nàng chúng mục tiêu có cái này một kiếp trương đại lực thần sắc quái dị nói ngươi là đang khích lệ ta sao thế nào luôn cảm giác là lạ mặt trăng xuất hiện ngay tại lúc này đám người một trận ồn ào vô số người nhộn nhịp nhìn phía bờ biển thật là vui sướng kỳ nghỉ a à? trần thư hai tay dựa vào đầu nhìn trên biển trăng sáng nghe lấy đám người ồn ào lại có lòng trung thành phản phất hắn vốn là thuộc về một phương thế giới này đúng vậy a à? tạ tố nam không khỏi đến cảm thán nói cùng nam giang tội phạm chờ một chỗ dĩ nhiên không có sinh mệnh nguy cơ xuất hiện hiếm thấy a à? chính xác trương đại lực cùng từ tinh tinh đều là gật đầu tán thành các ngươi nói là người lời nói sao trần thư lắc đầu nhìn phía đại dương chân trời ân trần thư hai con ngươi co rụt lại trong mắt xuất hiện mấy phần vẻ kinh nghi một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước mi nan, phải làm sao để chương 381, trăm tám trung Bi cảm thấy có điểm gì là lạ chỉ thấy xa xa đại dương dĩ nhiên xuất hiện trọng trọng điệp điệp bóng đen phản phất có đại lượng sinh vật vào tới thế nào tạ tố nam nhứ mày bản năng phát giác được không ổn ta mẹ nó miệng quạ đen a sẽ không thật có nguy hiểm xuất hiện a có tình huống trần thư mở miệng nói ra đứng dậy ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm xa xa mặt biển nhưng những người còn lại cũng là không có bất kỳ phản ứng đại bộ phận đều là người thường một phần nhỏ thì là cấp cơ sở ngự thú sư tự nhiên không nhìn thấy xuất hiện nguy cơ theo lấy khoảng cách tới gần trần thư cuối cùng nhìn thấy xa xa bóng đen dĩ nhiên là từng cái tướng mạo dữ tận vô cùng trên biển hung thú không có khả năng a à. trần thư vẻ mặt nghiêm túc lam tinh bên trên làm sao lại xuất hiện đại lượng hung thú nếu như là dị không gian bị công phá chính thức sớm đã có cảnh báo trừ phi là có mới dị không gian sinh ra nhưng cũng không thể không có một chút dấu hiệu liền xuất hiện đại lượng hung thú hắn lắc đầu không tiếp tục suy nghĩ nguyên nhân ngay tại lúc này chỉ thấy một đoàn bóng đen bỗng nhiên trồi lên mặt biển hiện lộ ra no chân thực rán dấp một cái sinh ra vậy giáp màu đen tựa như khổng lồ hải xà đồng dạng sinh vật loại bỏ mặt biển nó mấy chục mét thân thể đứng sừng sững hung lệ ánh mắt nhìn trên bãi biển đám người không phải thú giữ bình thường trong lòng trần thư phát lệnh đại khái kiểm lại một chút bóng đen số lượng chí ít đều có hơn ngàn chân bị, đến cùng tình huống như thế nào trương đại lực ba người nhộn nhịp đứng dậy ánh mắt nhìn phía trần thư dựa vào thị lực của bọn hắn không cách nào bắt đến hung thú bây giờ bóng đêm tràn ngập người thường nhưng tầm nhìn quá thấp trần thư nuốt ngụm nước bọn nói chỉ sợ là bạch ngân cấp lãnh chúa bạch ngân ba người thân thể run lên trong mắt xuất hiện hoảng sợ tạ tố nam mở miệng nói ra chúng ta đi sao ánh mắt của hắn nhìn phía đám người chung quanh chí ít đều có mấy ngàn người một nhóm người thường đối mặt bạch ngân lãnh chúa kết quả đã không cần nói cũng biết tuyệt đối là sẽ thương vong thảm trọng lúc này đi đã không đổi chuyến trần thư hít sâu một hơi trong mắt có dứt khoát nói chúng ta phải dùng chạy từ tinh tinh trong mắt có chút không đành lòng nói cái khác người thường làm cái gì không thể bỏ xuống bọn hắn a trần thư vẻ mặt nghiêm túc ngay sau đó mở ra cổ hạ quát mọi người chạy mau a có hung thu tới nhưng mà đám người không có bất kỳ bối rối người chung quanh đều là thần sắc cổ quái trông lại người huynh đệ ngươi đây là cười lạnh sao hiện tại cũng niên đại gì lam tinh bên trên thế nào sẽ có hung thú a không ít người đều là lắc đầu chỉ coi là trần thư làm trò đùa quái đản hoặc là đem xem như cái gì làm quái sở trệ à mẹ hung thu xâm lấn chuyện này khoảng cách hiện đại quá xa mọi người đã sớm quên đi trần thư nhúng mày ngay tại lúc này trước mắt của hắn xuất hiện mới tuyển hạng tuyển hạng một trực tiếp bỏ xuống đám người trốn hướng lam hải thị nội thành hoàn thành ban thưởng đại lượng ngự thú lực công kích kỹ năng thêm một tuyển hạng hai mở ra điện thoại mở ra hiện trường trực tiếp hoàn thành ban thưởng hắc thiết cấp hỏa diễm dược tế năm tuyển hạng ba đối nhân xử thế nhóm tranh thủ kéo dài thời gian bảo đảm sinh tồn tỷ lệ tại chín mươi trở lên hoàn thành ban thưởng thu được một lần trực tiếp đột phá đẳng cấp cơ hội giới hạn tại đột phá hoàng kim cấp trở xuống ta mẹ nó phần thường này trần thư hai mắt một thoáng liền đỏ chưa từng có xuất hiện qua kiểu khen thường này trực tiếp đột phá một cái cấp bậc là khái niệm gì mà nó lao tử liều hắn hít thở sâu một thoáng tận lực duy trì yên lặng mở miệng nói ra tiểu tinh triệu hồi ra ngươi lôi điểu. lao tạ ngươi đánh trấn linh cục điện thoại để bọn hắn thông chi lam hải thị ngự long vệ đúng rồi liền nói ngươi là hoa hạ học phủ học sinh người thường muốn để trấn linh cục ý thức đến nguy cơ không dễ dàng nhưng nếu như là hoa hạ học phủ người lại khác biệt trong chốc lát một cái dáng dấp anh tuấn lôi điệu xuất hiện trên thân thể tràn ngập bóng ánh lôi quang cực kỳ đoạt người nhãn cầu tạ tố nam thì móc ra điện thoại trực tiếp đem tình huống cáo chi trấn linh cục ta chuẩn bị đến phía trước đánh lén hung thú các ngươi đây hắn mở miệng hỏi không thể vì hoàn thành hệ thống tuyển hạng mà đem ba người đạt hiểm cảnh từ tinh tinh nao nao không nghĩ tới trần thư dĩ nhiên sẽ nói ra loại lời này hắn cười nói tất nhiên chiếm đi ta chim nhanh không được không có vấn đề ngươi đều muốn đi ta khẳng định cũng muốn đi Tạ Tố Nam cùng Trương Đại Lực đều là gật đầu đáp ứng. Loại trừ Trần Thư bên ngoài, bọn hắn kỳ thực đều là có giác ngộ, thời điểm tất yếu có thể vì người thường hy sinh. Trần Thư mở miệng nói ra, hai người vô dụng, phụ trách sơ tán đám người liền có thể. Tạ Tố Nam cùng Trương Đại Lực đều là khỏe miệng giật một cái, lại bị nhìn kinh bỉ. Tốt ta. À? Hai người cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, một cái là người thường, một cái chỉ có thể tung ra yêu quan mang, chính xác tác dụng không lớn. Tốt. Vậy liền làm. Trần Thư ánh mắt kiên định, cùng Tiểu Tinh cùng nhau bước lên lôi điểu. Ngay tại lúc này, đám người nhìn phía bầu trời lôi điểu đồng dạng ý thức được không thích hợp trong thành thị ngự thú sư là sẽ không dễ dàng triệu hoán khế ước linh trừ phi là gặp được tình huống đặc biệt ta lặp lại lần nữa có hung thú tới nếu không chạy liền chờ chết ta trần thư nhìn xuống đám người phía dưới lớn tiếng hô lên hắn phải phải bảo đảm đám người sinh tồn tỷ lệ chỉ có thể trước hết để cho hắn rút lui bằng không có hung thú lên mở trọn vẹn liền là một trường giết chóc dứt lời biến dị lôi điểu hai cánh chấn động hướng về phía trước cực tốc mà đi hắn có thể làm điều làm nếu như vẫn là không ai tin vậy liền không có cách nào lao tạ cùng trương đại lực thì là lưu tại trên bờ nghĩ biện pháp để đám người rời đi bãi biển hy vọng không có khống chế kỹ năng trần thư yên lặng cầu nguyện tiểu tinh biến dị lôi điệu tốc độ cực nhanh thậm chí có thể so phổ thông bạch ngân lên chúa nhưng nếu như bị cào đến chủ yếu liền là không còn tiểu tinh cái này cầm lấy trần thư mở miệng nói ra xoay tay phải lại lấy ra hai bình dược tể. trong đó một bình là không màu tàng hình dược tể, mặt khác một bình thì là màu ngả phi hành dược thể chính là hắn cho đỗ thanh nguyên liệu nấu ăn hạ dược lấy được hai bình tân dược nắm nếu như lôi điệu bị khống chế lại tiểu tinh cũng chỉ có thể thu về khế ước linh hai người lại nuốt vào dược tề chạy trốn tàng hình thêm phi hành hẳn là có thể bảo mệnh trần thư sờ lên cảm đáng tiếc không biết rõ tốc độ phi hành nhanh không vui nếu như tốc độ quá chậm hai người rất có thể sẽ bị hung thú trong lúc vô tình ép đến thân thể của bọn hắn nhưng gánh không được hát thiết thậm chí bạch ngân hung thú công kích trần thư mở miệng nói ra nếu như xuất hiện nguy cơ trực tiếp đều uống vào tiếp đó chạy tuyệt đối không nên quay đầu chụp ảnh hắn san ra bộ phận tàng hình dược tề cùng phi hành dược tề người thứ này từ tinh tinh thần sắc cổ quái trừng trừng nhìn chằm chằm màu ngà phi hành dược tề trung quy cảm thấy có điểm gì là lạ, lạ một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước nguy nan phải làm sao để chương 382, ta mẹ nó nước ra a đều mẹ nó lúc nào có thể hay không muốn điểm chính năng lượng sự tình trần thư khỏe miệng giật một cái nói bất quá có sao nói vậy quả thật có chút không thích hợp ngay tại lúc này lôi điểu đã đi tới các hung thú vài trăm mét bên ngoài mẹ ơi từ tinh tinh thân thể chấn động vậy mới nhìn rõ ràng nguy cơ hơn ngàn chỉ hung thú thành quần kết đội lộ ra giữ tận đầu trong mắt tràn ngập hung lệ cùng một vòng tử quang nhàn nhạt, nhạt, suy đoán của ta quả nhiên không sai là bạch ngân cấp lãnh chúa trần thư vẻ mặt nghiêm túc nắm chặt trong tay dược tề chỉ thấy phía trước nhất cái kia màu đen cự xà thần sắc lạnh nhạt tán phát cảm giác gáp bách cực mạnh cũng không phải hát thiết cấp có thể làm được trong chốc lát màu đen cự xà hai mắt xuất hiện một vòng kỹ năng quang huy Và anh chỉ thấy biến dị lôi điểu phía dưới đại dương quần quận một đạo mấy thước đáng sợ thủy mâu đánh tới tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi lôi điệu hai cánh chấn động trên đuôi xuất hiện lưu quang như là đuôi khói đồng dạng tốc độ của nó tăng vọt thuận lợi tránh ra đánh tới thủy mâu thủy thuộc tính hung thú trần thư hít sâu một hơi đối phương vốn là cao hơn một cái đại đẳng cấp lại thêm hoàn cảnh ưu thế chỉ có thể tận lực chỉ hoãn chỉ có thể hy vọng không có khống chế kỹ năng trần thư hít thở sâu một thoáng không có lựa chọn chạy trốn hệ thống ban thưởng quá mê người nếu như hắn hiện tại sử dụng đem trực tiếp trở thành hát thiết nhị sao có thể tiết kiệm thời gian dài lúc này bên cạnh trần thư hờ kỳ trong mắt xuất hiện kỹ năng hào quang dùng ra phân thân kỹ năng Ngao ô ngào ô trong sáng trăng sáng phía dưới hai cái husky ngửa mặt lên trời gào thét lộ ra khí thế mười phần đừng đặt cái này trăng lang trần thư khỏe miệng giật một cái trực tiếp khiến husky sử dụng kỹ năng trong chốc lát hỏa cầu băng cầu phong nhận lôi đỉnh đủ loại kỹ năng đổ xuống mà ra đánh vỡ bóng đêm đen kịt lộ ra chói lọi vô cùng màu đen cự xà thân thể lại chìm về mặt biển chỉ lộ ra một cái giữ tận đầu đủ loại nguyên tố kỹ năng quanh tới nhưng nó thậm chí đều không có né tránh trực tiếp dựa vào thân thể mạnh mẽ đỡ lấy dầm 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 đủ loại kỹ năng nổ tung nhưng không có thương tổn được nó một chút trên lệnh quá xa ư ừ. trần thư nhúng mày nếu như hắn đem hết toàn lực là có thể chống đỡ phổ thông bạch ngân cấp hung thú nhưng lãnh chúa cùng cấp phổ thông hung thú trọn vẹn cũng không phải là một cấp bậc hống phía dưới truyền đến rít lên một tiếng các hung thú dĩ nhiên coi thường bọn hắn hướng về bãi biển mà đi mẹ nó trần thư nhúng mày hắn tuyển hạng là muốn người bảo lãnh nhóm sinh tồn tỷ lệ một khi hung thú lên bờ chủ yếu liền có thể tuyên bố thất bại nhưng ngay tại màu đen cự xà đi tới lôi điệu phía dưới thời điểm thân xác của nó nao nao nhìn rõ ràng trần thư khuôn mặt sau một khắc trong mắt của nó bản năng xuất hiện sát ý lại một lần nữa phát động thế công ân nhận thức ta sao trần thư chấp chấp lông mày nháy mắt phát giác được không thích hợp biến dị lôi điệu tránh ra cự xà công kích hai người nhìn xuống phía dưới các hung thú chỉ thấy màu đen cự xà thân thể trồi lên mặt biển ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trần thư trong mắt sát ý từng bước nồng đậm nó tê minh một tiếng còn lại hung thú không có lưu lại trừng trừng hướng về bãi biển mà đi hiển nhiên trên bãi biển người nó muốn giết trần thư đồng dạng cũng muốn giết trần bì ngươi có phải hay không thật nổ nó mộ tổ từ tinh tinh nuốt ngụm nước bọt, bị bạch ngân lanh chúa tiếp cận sau lưng nhịn không được xuất hiện mồ hôi lạnh không có chứ trần thư ánh mắt đồng dạng kinh nghi bất định hắn cũng không nổ bao nhiêu dị không gian không đến mức có cửu ra tới lam tinh trả thù a ngay tại trong chốc lát màu đen cự xả lại lần nữa thả ra thế công rầm 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 sóng biển mãnh liệt phóng lên tận trời từng đạo đáng sợ cột nước vũ lực đánh tới nhấc lên cực kỳ khủng bố vì thế ly biến dị lôi điệu thân thể xuất hiện một tầng lôi đỉnh toàn bộ kỹ năng phóng thích mà ra tốc độ tăng vọt đến một cái cực hạ nó hai cánh chấn động không ngừng tránh né lấy thế công song phương tranh lệch đẳng cấp quá lớn nếu là bên trong một cái kỹ năng đều sẽ để nó trọng thương thậm chí là vất lạc Trần bì vô dụng a à. còn lại hung thú nhanh lên mở oanh minh tiếng nước chạy vang vọng đinh hai nhức góc từ tinh tinh lớn tiếng gào lên trần thư đồng dạng lớn tiếng nói ta mẹ nó biết tâm niệm của hắn hơi động bên cạnh không gian vỡ tan một đạo thân ảnh màu vàng xuất hiện sợ làm thân thể xung quanh có gió lớn ảo hạn, à, mượn phong tức cùng ngự phong chi lực tạm thời trôi lơ lưng ở không trung phải xem ngươi rồi trần thư móc ra phi hành dược thể thổi cho tiểu hoàng nửa bình sợ làm bản thân chế độ máy bay thời gian quá ngắn hơn nữa tốc độ không đủ không có khả năng ngăn lại hơn ngàn chỉ hung thú chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại hệ thống phi hành dược tề ò tiểu hoàng đem phi hành dược tên nuốt vào ngốc manh con mắt nhìn trần thư phản phất không có bất kỳ phản ứng với vâng. anh trong chốc lát một cột nước đánh tới mắt thấy là phải trùng kích đến tiểu hoàng trên mình tuy là nó là lệnh phòng ngự hệ hắc thiết khế ước linh nhưng y nguyên ngăn không được bạch ngân cấp lãnh chúa màu tránh a mẹ nó mất khống chế trần thư thần sắc kinh hãi hắn cũng sớm đã khiến tiểu hoàng tránh ra nhưng mà cột nước đánh tới cũng là trực tiếp xuyên qua tiểu hoàng thân thể không có bất kỳ máu tươi xuất hiện sau một khắc tiểu hoàng thân thể lờ mờ biến mất dĩ nhiên là một đạo tàn ảnh lưu lại ta dựa vào hai con ngươi trần thư co rụt lại trong mắt tràn ngập sợ hãi cái này mẹ nó hệ thống dược tề không khỏi quá nghịch thiên đi ờm ờm tiểu hoàng đã sớm đi tới vài trăm mét bên ngoài ngốc manh hai mắt có một chút một bức phản phất không rõ vì sao chính mình có thể nhanh như vậy bảo đảm sinh mệnh an toàn dưới tình huống ngăn lại còn lại hung thú trần thư trực tiếp ra lệnh hắn yêu cầu tại màu đen cự xà công kích đến giữ được tính mạng không thể toàn chỉnh chỉ huy sứ lai mẫu Ồ mọ. tiểu hoàng lay động một cái đầu to thân thể bỗng nhiên tăng vọt gấp mười lần sáu mươi mét đáng sợ hình thể để nó trói sáng vô cùng phản phất một tòa nổi lơ lửng đại sơn huấn luyện quân sự kết thúc trần thư phân thân cùng cự đại hóa đều thăng cấp một phân thân thăng cấp hiệu quả chỉ là tăng lên kéo dài thời gian mà cấp năm cự đại hóa tăng phúc đội số thì là đi tới khủng bố gấp mười lần rầm 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 bởi vì hình thể quá lớn tăng thêm phi hành dược tề mang tới cực tốc hiệu quả sợ làm thân thể xung quanh xuất hiện kịch liệt của phòng, làm người tâm thần run rẩy ru ru lúc này một cái hắc thiết cấp hung thú đã mơ hồ nhìn thấy trên bãi biển đám người trong mắt của nó xuất hiện khát máu sắc ý cái kia vớt lên màu tím phảng phất lại nồng nặc mấy phần Hứng! hình dạng của nó dữ tợn khoe miệng dĩ nhiên xuất hiện một vòng nhân tính hóa nụ cười ẩm nhưng mà một giây sau một đạo màu vàng thân thể nháy mắt qua trực tiếp đem nó đầu đục lệnh cuộc sống đều nháy mắt vỡ tan nó thống khổ kêu lên một tiếng ta mẹ nó nứt ra a à. mà đây chỉ là trong đó một cái các hung thú ác ngộng chính thức bắt đầu sợ làm hai mắt ngốc manh vô cùng không có thi triển thụy mộng sát không có trần thư thao túng nó nhưng không nhìn thấy vị trí của địch nhân chỉ thấy thân thể của nó to lớn tốc độ càng là tăng lên tới cực hạn một thoáng liền có mấy chục con hung thú gặp nạn mặc dù không có bị miễu sát nhưng ít ra thân thể thụ thương thương tổn tiến hành tốc độ một thoáng liền nhận lấy cực lớn ảnh hưởng hung thú nguyên bản ngay ngắn trật tự trận hình bị triệt để đánh vỡ bọn chúng triệt để mở bước đến cùng là thứ độ gì phương nổ lông triết lý cuộc sống lột sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn chương ba trăm tám mươi ba ảnh đế chân thư lại lần nữa đăng tràng các hung thú cùng nhau ngầm đầu nhìn phía trên bầu trời ngọn núi lớn màu vàng bọn chúng toàn bộ đôi mắt ngốc trệ miệng há mở không ngừng có nước bọt chảy xuống như là nhược trí đồng dạng nhưng rất nhanh đám hung thú phản ứng lại nháy mắt ngưng tụ ra kỹ năng muốn đem miểu sát thấu trời kỹ năng đánh tới đại bộ phận đều là thủy thuộc tính nhưng mà chỉ là đánh một cái tình mịch tiểu hoàng tốc độ quá nhanh rầm 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 kịch liệt tiếng gió thổi xuất hiện lại làm mấy chục cái hung thú đầu bị đục lệnh tiêu thảm chìm đến đại dương bên dưới hống trong đó phảng phất có lãnh tụ đồng dạng một đạo gào thét xuất hiện các hung thú dĩ nhiên chủ động chìm đến dưới mặt biển không thể không nói hung thú trí thông minh hoàn toàn chính xác không thấp muốn mượn đại dương tới tránh đi sở làm công kích nhưng mà bọn chúng đánh giá quá thấp hệ thống dược tề mức độ biến thái Ồ mò tiểu hoàng không quan tâm đồng dạng nhún người nhảy một cái chìm đến trong nước biển nó cực tốc trạng thái y nguyên duy trì cho dù là đại dương lực cản đáng sợ nhưng là không có ảnh hưởng mảy may rầm 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 lượng lớn đại dương cuồn cuộn nhấc lên từng đợt thao thiên cự lãng phản phất có tiền sử cự thú làm loạn đồng dạng vô số hung thú kêu rên xuất hiện xanh thảm đại dương nhiễm lên một tia huyết sắc thật có hung thú xâm lấn mọi người chạy mau a à. trên bãi biển đám người nháy mắt bối rối vô cùng bọn hắn không nhìn thấy hung thú nhưng đều bị tiểu hoàng đưa tới động tĩnh hủ đến không cần loạn cũng không cần loạn là nhân loại khế ước linh tại trận đánh hung thú trương đại lực không biết từ chỗ nào lấy được một cái kèn cố gắng sơ tán lấy đám người mấy ngàn người nếu như đều nóng lòng thoát thân không cẩn thận sẽ xuất hiện giống đạp sự kiện đến lúc đó lại là không thể coi thường thương vong quả nhiên vừa nghe đến là nhân loại khế ước linh mọi người nhộn nhịp nhẹ nhàng thở ra ngự thú sư đối với người thường mà nói liền là một đạo không thể phá vỡ ô dù mọi người cũng không cần sợ có thứ tự rút lui hung thú không nổi lên được sóng gió có dân gian ngự thú sư đồng dạng phát giác được nguy cơ tuy là không cách nào đánh lén hung thú nhưng ít ra tố chất tâm lý không tệ có thể đứng ra tới sơ tán đám người đám người từng bước rời đi bãi biển mà phía trước đại dương thì là có hai nơi quyết liệt vô cùng chiến trường đáng tiếc phần lớn người đều không thể trông thấy tiểu hoàng tại nhấc lên sóng lớn ngập trời đồng thời màu đen cự xà đồng dạng uy thế khủng bố đại lượng khổng lồ cột nước phóng lên tận trời biến dị lôi điệu như là sóng lớn bên trong một chiếc thuyền nhỏ hơi không cẩn thận liền là đắm chìm kết quả một khi nó kỹ năng kết thúc liền là tử vong thời khắc từ tinh tinh thần sắc vô cùng thần trương thân thể đều tại kịch liệt run dậy hai tay đều nhanh muốn đem bình thuốc nghiền nát trần thư đồng dạng hết sức chăm chú nhưng trong lòng thì mơ hồ có vẻ hưng phấn ta nói tiểu tinh ngươi bị kinh phong phạc a à. trần thư khỏe miệng giật một cái từ tinh tinh dáng dấp còn thiếu miệng sùi bọt mép ngươi nhìn một chút chim của ngươi tố chất tâm lý mới là thật vậy mạnh ta chỉ thấy màu xanh lam lôi điệu không ngừng né tránh lấy công kích càng là thỉnh thoảng lung lay một thoáng bờ ngông, khiêu khích lấy phía dưới bạch ngân lên chúa nó hơi chút sai lầm một thoáng nhưng chính là tử vong kết quả đây mới thật sự là không biết sợ người lam hải thị một chỗ cao ốc bên trong một tên nam sinh đứng ở cửa sổ sắt đất phía trước ngắm nhìn xa xa bờ biển lâu bên ngoài đèn đường quang mang chiếu dọi mà tới hắn màu da trắng nõn khỏe miệng xuất hiện một vòng âm tàn nụ cười hung thu đã tại làm loạn đi lao tử không tin các ngươi có thể sống độ thanh thần sắc lạnh giá làm người nhịn không được run sợ giết trần thư cùng trương đại lực chỉ là các hung thú nhân tiện mục đích ai bảo bốn người vừa đúng đi tới bờ biển đây ngay tại lúc này bầu trời xuất hiện một đạo nặng nề tiếng sấm đỗ thanh ngẩng đầu nhìn lên trời chỉ thấy một cái màu xanh cự ngưu đạp không mà đi kèm theo từng trận lôi minh uy thế cực kỳ đáng sợ hắn nói nhỏ một tiếng "Lang hải ngự long vệ ngươi kịp sao lúc này trên bãi biển đám người đã rút lui đại bộ phận tuy là trên mặt của mỗi người đều có sợ hãi nhưng ít ra không có mất khống chế mà tại khoảng cách bãi biển bất quá 500 trăm mét mặt biển vẫn là sóng lớn ngập trời Phản phất có cự thú ngay tại rời sông lấp biển. Ồ mọ. mọ, Tiểu Hoàng Y nguyên hai mắt lấp manh, dựa vào sức một mình cưỡng ép kìm chân hơn ngàn chỉ hung thú. Hững. Ngay tại lúc này, một cái bạch ngân cấp hung thú phá vỡ mặt biển, cuối cùng phủ xuống đến trên bờ cát. Nó ngẩng đầu nhìn trên bầu trời ánh trăng, dĩ nhiên tràn ngập phiền muộn. Cuối cùng lên bờ. Lúc này nó lân giáp vỡ vụn, mặc dù không có trọng thường, nhưng y nguyên vô cùng chật vật. Một cái hắc thiết cấp khế ước linh, phối hợp có thể so hoàng kim cấp tốc độ. Đối với bạch ngân cấp nó mà nói quả thực liền là một chàng tra tấn chạy mau a à. hùng thú lên bờ a à. còn lại đám người vừa quay đầu lại kém chút bắp chân đều bị hù dọa mềm người thường không có tư cách tiến về dị không gian dẫn đến bọn hắn phần lớn người đều chỉ có thể thông qua tv hoặc internet tới trông thấy hùng thú khoảng cách gần nhìn thấy chân thực hùng thú loại kia cảm giác sợ hãi giống như là thủy triều đem bọn hắn chiếm lấy thậm chí có người chỉ là ngốc lăng tại chỗ hống hùng thú mở ra miệng lớn bốn cái thô chắc màu đen chân đập mạnh dĩ nhiên xuất hiện nụ cười dữ tợn bắt đầu săn giết nó ngửa mặt lên trời gào thét đang muốn hành động nháy mắt một đạo thiên lôi bỗng nhiên phủ xuống vâng anh hùng thú thân thể vỡ vụn ánh mắt ngốc trệ sinh mệnh khí tức nháy mắt tiêu tán chỉ có thể nói đi cực kỳ bình thản ta là lam hải thị ngự long vệ toàn bộ yên tâm rút lui hết thể có ta một người trung niên nam tử chân đạp màu xanh cự nhưu thân sắc bình thường vô cùng thanh âm của hắn truyền khắp toàn trường là người nhịn không được trong lòng có yên lặng đám người ngẩng đầu nhìn lên trời tuy là không nhìn thấy nam tử khuôn mặt nhưng hắn trên cánh tay phải màu vàng băng tay cũng là trong đêm tối dạng dỡ phát quang là ngự long vệ chúng ta an toàn đám người một thoáng liền nhẹ nhàng thở ra chỉ cảm thấy bất kỳ hung thú đều muốn không cách nào đặt chân một bước bờ biển thế nào sẽ xuất hiện các hung thú trong mắt dương xa xuất hiện một vòng nghi hoặc nhưng dưới thân thanh lưu cũng là không có lưu lại trực tiếp đi đến chỗ thứ nhất chiến trường ngay tại mới đến máy mắt một toa ngọn núi lớn màu vàng nháy mắt đánh tới cùng bạo vô cùng ta mẹ nó thứ độ gì dương xa khỏe miệng giật một cái màu xanh cự như bốn vó sinh sấm khó khăn lắm tránh đi cái này một cái quái vật khổng lồ ngự thú sư khế đất linh thân xác của hắn khẽ giật mình sau một khắc liền tràn ngập trấn kinh con mẹ nó tựa như là hát thiết cấp ò oh, oh. tiểu hoàng ngốc manh mắt to vậy mới nhìn thấy cự ngưu bên trên nhân loại trước nó đã là giết điên rồi nhìn thấy hung thú liền đụng may mắn không có chịu đến phản kích xử lý một chút dương xa vô vô dưới thân thanh ngưu Ồ, oh. chỉ thấy thanh ngưu gào thét một tiếng trên mặt biển không dĩ nhiên xuất hiện một mảng lớn đen kịt mây đen mà tại mây chỗ sâu lại có lốp bốp tiếng sấm tiếp theo một cái trước mắt trong mây đen xuất hiện từng đạo lôi đỉnh trực tiếp bổ về phía phía dưới các hung thú cái này một cái kỹ năng phạm vi cực lớn khuyết điểm liền là uy lực không đủ nhưng đối phó với một nhóm hắc thiết hung thú cũng là thừa sức quả nhiên có vấn đề dương sa ánh mắt nhìn thấy hung thú trong mắt tử quang nhàn nhạt, nhạt nếu như chỉ có một cái hung thú có cũng là bình thường nhưng mỗi một cái liền có rõ ràng liền là chuyện lớn cố ý thao túng sao trong mắt dương sa xuất hiện một vòng lửa giận cùng sắc ý ánh mắt của hắn nhìn phía xa xa một chỗ khác chiến trường chỉ thấy một cái màu đen cự xà trồi lên mặt biển phóng thích ra đủ loại kỹ năng muốn đem lên chống không một cái lôi điệu diệt sát, tự tìm cái chết xúc sinh dương sa lại là triệu hoán ra một cái khế ước linh xử lý còn sót lại hung thú hắn thì là cơi thanh nhu hướng phía trước mà đi đám người có lẽ không sai biệt lắm tản đi đi trần thư ước lượng lấy thời gian tuy là chỉ chặn đánh không đến mười phút đồng hồ nhưng đã sắp không kiên trì được nữa ngay tại màu đen cự xà đang muốn lại lần nữa công kích thời điểm thần sắc dĩ nhiên xuất hiện một vòng hoảng sợ nó đột nhiên quay người nên đón mà đến cũng là một đạo màu xanh lam sấm trụ uy thế đáng sợ vô cùng rầm 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 cự xà trực tiếp bị vanh bên trong lân giáp vỡ vụn máu tươi bắn ra chết dương xa thần sắc lạnh nhạt triệu hoán ra mặt khác hai cái khế ớt linh trọn vẹn ba cái hoàng kim cấp khế ước linh đối màu đen cự xà tiến hành cực kỳ tàn ác nghiên ép rốt cuộc đã đến sao trong lòng trần thư nhẹ nhàng thở ra một thoáng đã nhìn thấy thanh nhu trên lưng dương xa hắn yên lặng mở ra tác chiến ba lô hướng trong miệng nhét vào cái gì ảnh đế trần thư lại lần nữa đăng tràng mặt khác hôm qua để mọi người không cần tặng quà kết quả một đoàn huynh đệ đều đưa cho ta làm không biết ta thật không phải lạt mềm buộc chặt bởi vì có đôi khi ít cảng lại nhìn thấy các ngươi tặng lễ vật liền rất áy náy các vị không cần đưa tiền thù lao kỳ thực đã đủ dùng hơn nữa trong lòng ta có thể ít chút ấy náy cảm giác quyển sách này mới người đọc vẫn luôn rất ít cơ bản đều dựa vào mọi người theo đuổi đi học tại đây cảm ơn mọi người không ảnh hưởng chính văn số chữ một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước Minan nan phải làm sao để chương ba trăm tám mươi nam giang tội phạm không nói đại nghĩa chỉ làm sinh ý lúc này phía dưới màu đen cự xà sinh mệnh khí tức mỏng manh đã ở vào sắp chết bất đắc kỳ từ trạng thái tiểu huynh đệ các ngươi không có sao chứ dương xa cưới thanh nhu mà tới trong mắt có một vòng tình ý. Lần này tập kích quá đột ngột, hắn không có khả năng chú đáo, chỉ có thể tận lực trong khoảng thời gian ngắn chạy đến. May mắn có người đứng dậy, bằng không đám người đem tổn thất nặng nề. Ân, cấp phổ thông. Dương Trần thần sắc chấn động, thân thể run lên, hắn một thoáng liền nhận ra lôi điệu đẳng cấp, trong lòng nhấc lên sóng lớn. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Vừa mới một cái hắc thiết cấp có hoàng kim cấp tốc độ, hắn đã có chút thế giới quan vỡ vụn. Hiện tại lại là một cái cấp chín khế ước linh tại cùng Bạch Ngân lãnh chúa của nhau. Thời đại thật biến. Người rốt cuộc đã đến. Trần Thư sắc mặt tái nhận, trong chốc lát khỏe miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Người không sao chứ? Trong lòng Dương Sa giật mình, không tiếp tục rầu rĩ khế ước linh sự tình. Từ Tinh Tinh nháy mắt quay đầu trông lại, khỏe miệng giật một cái. Người mẹ nó tình huống như thế nào? Vừa mới không cũng còn tốt tốt sao? Không có việc gì, ta chịu nổi. Trần Thư khỏe miệng không ngừng đổ máu, suy yếu vô cùng nói. Trên bãi biển người thường không có sao chứ? Không có việc gì, đều vô sự, hung thú không có lên bờ. Dương Sa trong mắt có vẻ kính nể một cái hấp thiết ngự thú sư cùng một cái phổ thông ngự thú sư dĩ nhiên ngăn cản hơn ngàn chỉ hùng thú hơn nữa thẳng đến lúc này đều ý nguyên nhớ mong lấy người thường phần này ý chí và lòng can đảm thực tế để hắn đều có chút xấu hổ chỉ cần bọn hắn không có việc gì ta chết đi cũng không đáng kể trần thư ho khan một tiếng lại là một miệng lớn máu tươi phun ra dương sa thần sắc chấn động người tuổi trẻ bây giờ giác nộ không khỏi quá cao a cho hắn đều có chút làm không biết thanh lưu dậm chân lên trước hắn chuẩn bị trước đem hai người đưa đến trung tâm thành phố bệnh viện ân ngay tại lúc này Dương Sa hơi hơi nhún nhún lỗ mũi. Miệng của hắn khẽ nhếch, thần sắc cổ quái vô cùng, qua lại đánh giá Trần Thư. Không có việc gì liền tốt. Trần Thư thở dài, thân thể đột nhiên mềm nhũn, trực tiếp đổ vào lôi điệu trên lưng. Hắn nhìn bên cạnh Từ Tinh Tinh một chút, ngươi nha chính là thật không có nhãn lực a. À. Từ Tinh Tinh vậy mới phản ứng lại, lập tức đem Trần Thư vịt. Chỉ cần có thể bảo đảm người thường an nguy, ta Trần Thư đáng chết không nề hạ. Trần Thư lại là một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc suy yếu vô cùng, phản phất sắp cười hạc đi tây phương đồng dạng. Ừ. Dương Sa khẽ miệng mang theo không hiểu ý cười, hai tay ôm ngực bình tĩnh gật đầu một cái không nghĩ tới a à, không nghĩ tới a à. trần thư phảng phất đã có chút trầm ngâm trọn vẹn không có chú ý tới đối phương thần sắc hắn một mặt than thở nói ta vốn định dùng thân thể máu thịt ngăn trở hung thú kỹ năng kết quả từ tinh tinh khỏe mắt thẳng đánh thần sắc tràn ngập mất tự nhiên người mẹ nó quá sốc nổi đi nói xong đầu trần thư có lại trực tiếp nhắm hai mắt lại từ tinh tinh giờ phút này lúng túng vô cùng cảm thấy nói cái gì đều không thích hợp ngón chân đều nhanh chụp ra đại công trình ngay tại lúc này trần thư thân thể lại là một cái run dày phản phất hồi quang phản chiếu đồng dạng. Hắn ngữ khí nhanh chóng nói, "Đúng rồi, Ngự Long vệ đại thúc, thẻ ngân hàng của ta mã số là 3069." Dương Sa mở to hai mắt nhìn, thần sắc chấn động vô cùng. Cuối cùng chân tướng phơi bày đúng không? Liên Vi một hồi giấm, cố ý túi sủi cảo. Dương Sa hai tay ôm ngực, nói, "Liền có hay không có một loại khả năng, ngươi đặt cái này đang diễn cho đây." Trần Thư đôi mắt trừng lớn, phản phất bị thiên đại hiểu lầm đồng dạng. Dương Sa thần sắc bình thản nói, "Ta là hoàng kim cấp ngự thú sư, khiếu giác không hề tầm thường." Hơn nữa ta thiên sinh đối mùi mẫn cảm vô cùng trong chốc lát không khí trên biển một thoáng liền yên tĩnh trở lại ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không tiếp tục nói một câu ách đầu trần thư co lại trực tiếp liền lần nữa lại đã ngủ mê man một giây sau hắn vô vô quần áo trên người bình tĩnh vô cùng đứng dậy ta vừa mới đầu góc đau không có làm chuyện gì a dương sa thần sắc ngốc trệ cái này mẹ nó đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện nhân tài từ tinh tinh đồng dạng hít sâu trở lại yên tĩnh một thoáng tâm tình mỗi khi hắn cho là chính mình tiếp nhận trần thư đủ loại thao tác thời điểm đối phương dù sao vẫn có thể lại lần nữa đánh vỡ hắn nhận thức trở về đi dương sa lắc đầu nói yên tâm đi ngự long vệ sẽ dành cho ban thưởng khẳng định không thể để cho các ngươi một lòng lúc này thanh lưu lại là một tiết chớp trực tiếp đem phía dưới cự xà diệt sát dương sa đi tới cự xà phía dưới lấy ra một khoảng ngự thú chân châu cùng lãnh chúa vật liệu đưa cho trần thư liền coi là ta cá nhân đưa tặng ban thưởng thu cất đi vậy làm sao có ý tốt trên mặt trần thư có từ chối tay cũng là bản năng đồng dạng trực tiếp đem thả tới tác chiến trong hành trang kỳ thực ban thưởng không ban thưởng thật không sao cả chủ yếu chính là vì bảo vệ người thường đi Trần Thư trong mắt có không giấu được ý cười, chính khí lăng nhiên nói, hình như lo lắng đối phương thật không cho, hắn lại bổ sung, tất nhiên, nên cho ban thưởng vẫn là muốn cho. Bằng không ngự long vệ liền không có uy tín. Dương Sa cười một tiếng, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không hợp tói thường người. Ba người đi tới thanh nhu trên lưng, chuẩn bị trở về Lam Hải thị bên trong. Trần Thư mở miệng hỏi, đúng rồi, ngự long vệ lại thúc, trong biển thế nào sẽ xuất hiện hung thú? Lại có mới gì không gian muốn xuất hiện. Ta gọi Dương Sa, gọi ta Dương Thúc liền có thể. A à, a, à, ngài gọi ta Trần Thúc liền có thể dương sa khẽ nhếch miệng thần sắc cổ quái trông lại đây ta là Quyển sách sách danh tự trọn vẹn cùng bản thân ngươi là hai chuyện khác nhau a à? ngay tại lúc này một cái ngọn núi lớn màu vàng đánh tới tốc độ đã sụt giảm hiển nhiên là dược tể thời gian kết thúc nhờ có ngươi trần thư sờ lên tiểu hoàng thân thể hắn đã được đến hệ thống ban thưởng có thể trực tiếp tăng lên một cái tiểu đẳng cấp đây là khế ước linh của ngươi dương sa qua lại quan sát một chút trong mắt có không thể tưởng tượng nổi trần thư bình tĩnh gật đầu một cái đem tiểu hoàng thu hồi ngự thú trong không gian đây thật là hát thiết cấp dương sa thực tế có chút không thể tin được hát thiết cấp có thể lớn như vậy có thể nhanh như vậy trần thư hơi chút giải thích một phen ân nó có thần kỹ gia trì chẳng trách dương sa gật đầu một cái trong lòng hơi chút buông được một chút trần thư nói đúng rồi dương thúc ngươi còn không có nói hung thú lai lịch đây dương sa trong mắt có vẻ suy tư mở miệng nói ra khẳng định không phải mới dị không gian bằng không ta đã sớm có thể nhận được tin tức tuyệt đối sẽ phong tỏa vùng này phái người tuần tra hắn sờ lên cảm ánh mắt nhìn phía chân trời trong mắt có một vòng sắc ý đám hung thú kia không phải hoang dại mà là toàn bộ đều bị khống chế chí ít đều là vương cấp ngự thú sư xuất thủ dương sa hiền lành khuôn mặt có một vòng lệ khí hờ hưng nói lại là theo biển sâu mà tới sát xuất lớn là ngoại cảnh thế lực có phải hay không là bản thổ cường giả trần thư mở miệng nói ra hắn nhưng không biết nước ngoài người thế nhưng chỉ màu đen cự xà rõ ràng là muốn giết hắn hắn mục tiêu thứ nhất liền khóa chặt lam hải thị đỗ ra ai bảo bọn hắn mới đắc tội đỗ thanh đây đối phương lại là lam hải thị thâm căn cố đế đại gia tộc đến mức mục tiêu thứ hai thì là cảnh ngoại ám dạ tổ chức chủ yếu không có khả năng liên vì làm phá hoại mà bạo lộ chính mình trừ phi là có bệnh dương sa lắc đầu quay đầu nói húng chi hiện tại là cái gì kinh nghỉ chắc hẳn các ngươi rõ ràng một nhóm làm người buồn nôn chó chết cặp mắt của hắn nhắm lại mang theo hai người về tới trăng sáng bãi biển trần thư hơi xứng sở ngay sau đó gật đầu một cái tuy là nhân loại một mực đang liên hiệp chống lại dị không gian hung thú nhưng luôn có người ước gì thế giới loạn lên trần bì tiểu tinh các ngươi không có sao chứ bây giờ trên bãi biển không có mưa hay trương đại lực cùng tạ tố nam cũng là vẫn luôn trở lấy trần thư nói không có việc gì chịu nổi khoe miệng của ngươi trương đại lực chỉ chỉ bên miệng của trần thư vết máu chương trình hiệu quả thôi dương thúc chúng ta đi trước trần thư mở miệng nói ra một đoàn người chuẩn bị rời đi dương sa gật gật đầu nói ta cho các ngươi một cái phương thức liên lạc sau đó có bất cứ chuyện gì có thể trực tiếp thông chi ta bản thân bốn người lập tức vội vàng gật đầu đều lưu lại số điện thoại của dương sa tạ tố nam gãi gãi đầu nói dương thúc ngài phương thức liên lạc ta có thể bán không dương sa khỏe miệng giật một cái nói các ngươi thật đúng là bằng hữu a hắn bây giờ mới biết cái gì là ngưu tầm ngưu mã tầm mã hắn lắc đầu nói ta không muốn có quá nhiều người làm phiền ta a à, tạ tố nam gật đầu một cái bốn người kề vai sát cánh rời đi dương sa trong mắt có nụ cười vui mừng nói ta đại biểu ngự long vệ cảm ơn các ngươi trần thư đưa lưng về phía phất phất tay nói chỉ cần tiền đúng chỗ long nguyên ta không sớm thì muộn đều có thể làm nát nam giang tội phạm không nói lại nghĩa chỉ làm sinh ý một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước minan phải làm sao để chương ba trăm tám mươi lăm lần này ta thế nhưng chính diện nhân vật trần bì ngươi là trực tiếp liền không giả a trương đại lực quay đầu trông lại trong mắt có nghi ngờ nói dựa theo ngày trước thói quen ngươi khẳng định phải đem chính mình tạo thành một cái chính nghĩa sứ giả tiếp đó liền muốn hô tiền ngươi là thật hiểu hắn từ tinh tinh giơ ngón tay cái lên nói đại lực ngươi cảm thấy bên miệng của hắn máu là làm cái gì trương đại lực qua lại đánh giá chân thư nói không phải là bị phơi bày trần thư nói năng hùng hồn đầy lý lẽ ngụy biện nói cái gì gọi là vật trần bi sát ta đây là chân tình bộc lộ nhưng dẹp đi a à. ba người cùng nhau lên tiếng quăng tới ánh mắt khinh bỉ sau một tiếng bốn người đã về tới cư trú khách sạn từ tinh tinh nói chúng ta ngày mai nói thế nào còn chơi sao trần thư mở miệng nói ra chơi cái rắm ngày mai liền trở về kinh đô thế nào trương đại lực có chút không hiểu mở miệng hỏi ta hoài nghi hôm nay tập kích cùng đỗ gia có quan hệ không thể lại ở lâu trần thư giải thích nói cho dù không phải đỗ gia hắn ý nguyên có chút nguy hiểm dương sa nói các hung thú là bị một tên vương cấp ngự thú sư thao túng vậy liền chứng minh đối phương là đối với hắn có sát ý bị một cái vương cấp ngự thú sư để mắt tới đó cũng không phải là một chuyện nhỏ lam hải thị khẳng định là không an toàn chỉ có chờ tại hoa hạ học phủ mới có thể an tâm từ tinh tinh gật đầu một cái nói được vậy liền rời đi a hắn đồng dạng phát giác được đầu kia bạch ngân lãnh chúa khác thường nếu như không phải đối trần thư có sát ý tuyệt không có khả năng nửa đường dừng lại lúc đêm khuya dương sa thẳng tắp ngồi tại trước bàn làm việc mà tại phía trước không chúng có tám đạo giá thuyết giới diện treo hắn về tới làm việc điểm liền cùng lam hải thị còn lại ngự long vệ tổ chức video hội nghị xem như một đường đại thành thị khẳng định là không chỉ một ngự long vệ bất quá loại trừ dương xa bên ngoài còn lại tám người đều chỉ là bạch ngân cấp một người mở miệng hỏi dương đội ngũ tình huống của hôm nay thật có như vậy nguy cơ ân hoàn toàn chính xác nguy hiểm dương xa gật đầu một cái nói nếu như thật để cho hung thú lên bờ tuyệt đối là tử thương thảm trọng nếu để cho các hung thú vọt tới nội thành bên trong tạo thành tổn thất càng là không cách nào ước lượng một cái người trẻ tuổi nhẹ giọng hỏi dương đội ngũ có đầu mối gì sao dương sa trong mắt có một tên hàn ý nói hoài nghi là ngoại cảnh thế lực ngày mai ta sẽ tiến về tổng bộ để vương cấp ngự thú sư tới điều tra không chỉ có ngoại cảnh thế lực lại một người trung niên ngự long vệ mở miệng cặp mắt của hắn sáng rực có vẻ suy tư nói hơn ngàn chỉ hung thú dễ dàng như vậy liền đi tới lam hải thị phụ cận khả năng có người tại tiếp ứng ân ta sẽ điều tra dương sa gật đầu một cái gõ bàn một cái kết thúc video hội nghị vừa dạng sáng ngày thứ hai bốn người liền rời đi lam hải thị mỗi người về tới trong trường học nhìn tới còn lại kỳ nghỉ chỉ có thể chờ ở trong trường học trần thư đi tới trường học biêu kiện điểm xách theo đủ loại bao lớn bao nhỏ về tới trong túc xá chính là trước hắn mua đủ loại dược liệu cùng dược tề trọn vẹn mấy ngàn vạn giá trị lâu học bá y nguyên vắng vẻ vô cùng loại trừ cửa ra và phơi nắng vương ra bên ngoài không thấy còn lại học sinh mổ heo phạm trở về vương ra hai mắt hơi hơi mở ra nhìn phía trần thư trần thư thần sắc khẽ giật mình cái gì gọi là mổ heo phạm hơn nữa mổ heo phạm cái dám phát a ngươi nói ngươi tới thì tới còn mang đồ vật gì vương ra hai mắt sáng lên nhìn phía trần thư sách theo đủ loại dược liệu hắn nhún nhún lỗ mũi nói ta ngửi thấy kim tiền hương vị trần thư thân hổ chấn động sẽ không cần bị cướp đi hắn mở miệng nói ra đều là không đáng tiền đồ chơi nhỏ ngài khẳng định là trứng mắt vương gia lắc đầu nói thôi đi thật là hẹp hỏi trần thư nhẹ nhàng thở ra về tới lầu học bá bên trong hắn vừa mở ra cửa túc xá liền nghe thấy mặc cạ và cạ âm thanh chỉ thấy a lương đang nằm ở trên sofa một bộ sinh không thể yêu dáng dấp phảng phất một cỗ thi thể a a lương ngươi không dạy học sinh a Trần Thư mở miệng nói ra, đồng thời đem đủ loại dược liệu thả tới trong gian phòng. A Lương hữu khí vô lực nói, dậy. Lại hình như không dậy. Người lời nói này, cùng nói lời nói đồng dạng. Trần Thư lắc đầu, đi tới trên ghế sofa, nói, "Đến cùng tình huống như thế nào? Ta liền ngày đầu tiên rời đi thời điểm, cho hắn ba mẹ đưa tấm danh thiếp." A Lương mở miệng nói ra, thuận tiện giới thiệu một chút về mình nghiệp vụ, kết quả là không có kết quả. Trần Thư khỏe miệng giật một cái, người nhà danh thiếp căn bản là không giống một cái gia sư dạy kèm, bị mở ra cũng thuộc về bình thường. Vậy ngươi mấy ngày nay thế nào qua? xem phim hoạt hình đào dã tình thao trần thư khỏe miệng giật một cái ngươi là thật nhàm chắn a a lương nói tuy là có chút vô vị nhưng ít ra là có thu hoạch học được cái gì ngủ ngon con mẹ nó a lương ngáp một cái lấy ra hai thùng mì tôm đưa cho trần thư một thùng ngươi thế nào cũng bay về rồi ta các loại ta đoán một thoáng a lương con ngươi đảo một vòng phảng phất một thoáng liền có tinh thần có phải hay không bị người đuổi giết chỉ có thể chạy về tới trần thư nao nao ngươi mẹ nó dĩ nhiên đoán đúng ba mẹ nó sẽ không thật là a a lương qua lại đánh giá nói ngươi là thật làm a trần thư ho khan một tiếng nói tuy là cùng ngươi nghĩ không sai biệt lắm nhưng lần này ta thế nhưng chính diện nhân vật một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước mi nan phải làm sao để chương 386, trăm ngươi nha đặt cái này biểu diễn tấu đơn đây nhưng dẹp đi a a lương một bộ trọn vẹn không tin dáng dấp ngươi nha chính là chính diện nhân vật trừ phi là heo mẹ lên câu trần thư lắc đầu không còn làm ra giải thích hắn ngâm tốt mì ăn liền về tới trong gian phòng đồng thời cho cửa ra vào dán một chừng giấy phía trên viết đến bản nhân đã chết có việc hóa và mã trần thư đóng lại cửa phòng chuẩn bị bắt đầu phối trí dự tề đi qua hắn giá cao thu mua dược liệu chủ yếu là đủ chỉ cần chậm rãi phối trí là được rồi hệ thống tăng lên cơ hội phải thật tốt lợi dụng trần thư sờ lên cảm trong mắt có vẻ suy tư hắn hoàn thành hệ thống tuyển hạng ban thưởng có thể trực tiếp tăng lên một cái đẳng cấp hiện tại khẳng định là không thể sử dụng hắn sắp trở thành hát thiết nhị sao trọn vẹn liền là lãng phí húng chi hát thiết nhất tinh đến nhị tinh độ khó không lớn hiện tại chỉ có hai lựa chọn một cái là theo hát thiết tam Tinh tăng lên tới bạch ngân nhất tình một cái là theo bạch ngân nhị Tinh tăng lên tới tam Tinh. nhìn lên cơ hội a à? trần thư suy nghĩ một chút đem cơ hội giữ lên hắn thu thập một phen hành lý bắt đầu chuyên chú phối trí lên dự tề thời gian từng bước đi qua kỳ nghỉ ngày cuối cùng vương tuyệt đồng dạng về tới trong túc xá xem hắn thần sắc hiện nhiên là thu hoạch không ít trần thư đây trên mặt vương tuyệt mang theo nụ cười nhìn phía trên ghế sofa a lương a lương mở miệng nói ra phòng chừng ở trong phòng nằm thi ta cho các ngươi mang theo lễ vật vương tuyệt cười lấy nói vỗ vỗ trên bờ vai màu xám tiểu điệu trong chốc lát chỉ thấy hai cái hung thú thi thể nháy mắt xuất hiện tại trong phòng khách không thể a à, lao vương a à, lương nuốt ngụm nước bọn ăn bảy ngày mì ăn liền đã là có chút không chịu nổi ngay tại hai người xử lý hung thú thịt thời điểm trong tay trần thư cầm lấy một bình đại lực dược tề mặc dù chỉ là bình thường nhất hạ phẩm nhưng y nguyên đầy đủ tông sư đặc hiệu lần trước hắn cùng vu giang chiến đấu hoàn thành hệ thống tuyển hạng liền là đại lực dược tể cấp tông sư cấp tông sư ngoài định mức hiệu quả cường hóa một cái cận chiến kỹ năng khiến cho phóng thích trong quá trình bản thân có tuyệt đối bá thể hiệu quả một cái khế ước linh chỉ có thể dùng một bình trần thư sờ lên cảm ngược lại một cái cực kỳ tốt hiệu quả nói ngắn gọn liền là tương đương với một cái kỹ năng sẽ không bị cắt đứt thí dụ như nói công kích quá trình hết thể tiêu cực hiệu quả đều muốn bị miễn dịch bên cạnh không gian vỡ tan một đôi ngốc manh mắt to lộ ra trần thư đem bình dược tề ném ra trong mắt có vẻ chờ mong không hề nghi ngờ cường hóa công kích là tốt nhất bởi vì nó kỹ năng đẳng cấp cao dẫn đến kéo dài thời gian dài dược tê dùng mà xuống tiểu hoàng bảng tin tức xuất hiện biến hóa bạo lực tọa sát lở vờ năm đã cường hóa bạo lực tọa sát sao trần thư lắc đầu ít nhất là một cái không tệ kỹ năng hắn vô vô trên mình quần áo chỉ thấy phía trước trưng bày đủ loại phối trí dược tề dụng cụ bởi vì hát thiết cấp dược tề độ khó tăng vọt phải dùng đến chuyên nghiệp thiết bị nếu như là bạch ngân cấp dược tề hắn e rằng chỉ có thể tiến về trường học đặc biệt phối dược nhà còn có nhiều như vậy dược liệu phòng chứng muốn một đoạn thời gian mới có thể phối trí hoàn tất trần thư đi tới trong phòng khách cùng hai người cùng nhau xử lý lên hung thu thịt lúc ban đêm ba người đi tới trên ban công trưng bày một cái quý danh vị nướng hung thú thịt hương vị phiêu tán làm người thèm ăn đại trấn vương tuyệt mở miệng hỏi trần bì nghe nói kỳ nghỉ ngươi lại phạm tội trần thư chính giữa cầm lấy một cái hung thú chân ăn như gió cuốn, nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc a à, lương thở dài khuyên nhủ thực tế chịu không được ta liền trực tiếp tự thu a à, kéo lấy cũng không phải cái biện pháp tự thu cái rắm ngự long vệ đích thân cho ta ban thưởng biết hay không hàm kim lượng trần thư nhất miệng thật coi người huynh đệ chỉ sẽ phạm pháp a à. hắn nửa nằm thân thể một bên trông về nơi xa thành thị phồn hoa vừa ăn mỹ vị thì nướng vương tuyệt thần sắc giống vậy nhàn nhã mở miệng nói ra kỳ nghỉ lập tức liền muốn đi qua không có bài tập thời gian thật sự sảng khoai a à. đúng vậy a à. a à lương tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái nói nhất là cao trung bài tập quả thực cũng không phải là người có thể làm kiến thức hải dương để ta đều không thể hít thở cần thiết hay không trần thư nhung bay nói cao trung có bài tập sao hai người đồng loạt trông lại ngay từ đầu có chút chấn kinh nhưng rất nhanh liền bung được tội phạm huấn luyện doanh trại hoàn toàn chính xác không có văn bản bài tập đều là coi trọng thực chiến sáng sớm hôm sau ngự thú lớp ba theo thường lệ mở ra một lớp sẽ tiêu nguyệt ánh mắt nhìn phía hàng sau mở miệng hỏi trần thư trong lớp không có người kỳ nghỉ cùng ngươi đồng hành a trần thư nói không có a thế nào vậy là tốt rồi chứng minh mọi người đều bình an trở về ta không cần điểm danh trần thư khỏe miệng giật một cái kỳ nghỉ thời điểm tiêu nguyệt thật công bố hắn lộ trình mà lại là tại niên cấp trong nhóm giả vờ học tỷ đến mức khoa trương như vậy sao còn lại đồng học đồng dạng quay đầu trông lại cảm thấy kiều nguyệt đích thật là có chút quá đi qua một tháng tiếp xúc Trần Thư khả năng có chút không hợp tói thường, nhưng hình như không phải quá hung tàn. Ngay tại lúc này, một cái tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ chuyển đến. Phiên Toái tìm xuống Trần Thư đồng học, chỉ thấy một tên vóc dáng thẳng tắp nam tử tóc đỏ đi tới ngoài cửa, thần sắc bình tĩnh, làm người không thấy rõ hắn hỉ nộ. Cái kia một đầu chói sáng tóc đỏ lập tức liền hấp dẫn lớp đồng học chú ý. Lăng Trần, không phải là trong truyền thuyết Lăng Trần học trưởng a? Ta gặp qua hình của hắn, dường như thật là hắn. Hoa Hạ học phủ yêu người ta, năm hai đại học liền đã có thể treo lên đánh năm bốn đại học học trưởng. Tiêu Nguyệt còn không có mở miệng, các bạn cùng lớp liền đã hưng phấn vô cùng nhộn nhịp nghị luận những người còn lại đều chỉ là thiên tài nhưng lăng trần cũng là yêu nghiệt năm hai đại học liền có thể trở thành bạch nâng cấp hoàn toàn chính xác không phải những người còn lại có thể so sánh được chỉ ít năm gần đây lăng trần là đệ nhất thiên tài trần thư nhún mày lại có người so hắn đều muốn trói sáng chỉ thấy hắn đầu tựa vào trên bàn lớn tiếng nói ta cảm thấy không được đơn thuần thiên phú còn đến xem lớp chúng ta trần thư đúng vậy à trần thư đồng học mới thật sự là yêu nghiệt ta ai cũng không phục liền phục nam giang tội phạm trần thư trong nháy mắt toàn lớp đều biến đến yên lặng vô cùng lặng lặng xem hắn biểu diễn trần thư cũng là không có ý thức đến ý nguyên vùi đầu tự mình nói lấy tội phạm đồng học đối nhân xử thế hòa nhã lấy giúp người làm niềm vui đây mới là chúng ta có lẽ kính nể thời đại tấm gương trần bỉ đừng nói nữa a lương khỏe miệng giật một cái đụng đụng bả vai của trần thư ngươi nha đặt cái này biểu diễn tấu đơn đây lăng trần có chút một bức đồng dạng bị đối phương thao tác cho làm không biết hắn mở miệng hỏi Tiêu nguyện vị bạn học này là hắn liền là trần thư Tiêu nguyện một mặt im lặng nói đồng dạng không nghĩ tới trang bức phạm sẽ tìm tới trần thư sẽ không thật vi phạm đi lăng trần là đặc biệt tới bắt bớ hắn lúc trước phương tư thế nhưng nói một cái là binh một cái là phỉ không nghĩ tới nhanh như vậy liền có cùng liên hệ một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước minan phải làm sao để chương ba trăm tám mươi bảy thanh danh của ta còn có giảm xuống không gian ư lăng trần nao nao không nghĩ tới có không biết xấu hổ như vậy người hắn trầm giọng nói trần thư đồng học phiền thoái đi theo ta một thoáng trần thư vậy mới ngẩng đầu lên qua lại đánh giá lăng trần một thoáng cùng cùng nhau rời phòng học hai người tới xa xa trên hành lang đây là dương đội ngũ nâng ta đưa cho ngươi phần thưởng lăng trần cười cười đưa cho hắn một cái thẻ màu vàng có thể định chế một cái hoàng kim cấp trở xuống kỹ năng ngươi thu được qua cấp tỉnh ngự thú tranh tài quán quân chắc hẳn đã sẽ dùng trần thư nao nao không nghĩ tới dĩ nhiên là cái này ban thưởng cảm ơn trần thư trong tay giơ lên thẻ nếu như thả tới chợ đen bán ra chí ít đều là giá trị hơn trăm triệu tuổi trẻ tài cao không tệ lăng trần đánh giá trần thư trong mắt có vớt lên nụ cười khó hiểu nói thiếu niên cố gắng đuổi theo bước chân của ta a ta tại phía trước chờ ngươi dứt lời hắn liền cất bước rời đi không có một chút lưu lại chẳng trách gọi trang bức phạm trần thư sờ lên cảm luôn có một loại dùng túi phân bộ lăng trần xúc động năm hai đại học cuối kỳ mới trở thành bạch nâng cấp không gì hơn cái này đi hắn lắc đầu chỉ cần có thể trở thành hát thiết tam tinh hắn lập tức liền có thể sử dụng hệ thống đột phá cơ hội trở thành bạch nâng cấp quản ngươi cái gì yêu nghiệt bên ngoài mỹ sợi phía trước hoàn toàn chính xác có chút không đáng chú ý Trần Thư về tới trong phòng học, mọi người ánh mắt lập tức biến đến cổ quái, thậm chí có chút sợ hãi. Thế nào? Các ngươi nào đánh? Các bạn học khỏe miệng giật một cái, ngươi nha chính là ngoài miệng bôi hạc đỉnh hương a, như vậy biết nói chuyện. lúc này chỉ thấy trên bảng đen màn hình máy tính ngay tại lặp lại phát hình tin tức sự kiện ngày mùng ngày 4 tháng 10 Lam Hải thị trang sáng bãi biển xuất hiện một chỗ hung thu tập kích sự kiện nhưng cũng may không có nhân viên thương vong người bị tình nghi như cũ tại không ngừng trong điều tra dân chúng không cần lo lắng Trần Thư nao nao dường như minh bạch mọi người ánh mắt tin tức sự kiện cùng hắn lộ trình lộ tuyến trùng khít tăng thêm ngự Long vệ làng Trần vừa tới tìm hắn Tiêu Nguyệt vẻ mặt thành thật nói Trần Thư các hung thú có phải hay không người dẫn tới đây cũng không phải là một chuyện nhỏ làm không tốt liền làm mở lại kết quả nghĩ gì thế Trần Thư nhún vai, nói, nếu thật là ta, cái kia tóc đỏ trang bức phạm sớm bắt ta. Trang bức phạm? Mọi người nao nao, vậy mới phản ứng lại đối phương nói là lăng Trần. Liền có hay không có một loại khả năng, phía sau tiến hành cái gì bẩn thỉu giao dịch. Một thanh âm lẩm bẩm lấy, tuy là nhỏ giọng, nhưng rõ ràng có thể nghe. Ân. Trần Thư trừng mắt liếc, một thoáng liền khóa chặt ta lương, ngươi mẹ nó mới giao dịch đây. Hắn lắc đầu, về tới chỗ ngồi, không tiếp tục để ý tới mọi người cách nhìn. Trong lòng Tiêu Nguyệt đồng dạng nhẹ nhàng thở ra. Giấy chứng nhận Lăng Trần tính nết, nếu như Trần Thư là tội phạm, đã sớm cho bắt lớp sẽ kết thúc trần thư đám người về tới trong túc xá tuy là ngự thú lớp ba người đều miễn cưỡng chấn định lại nhưng còn lại lớp lại hoàn toàn khác biệt bọn hắn đem lam hải thị tin tức cùng trần thư liên hệ hoa hạ học phủ trên diễn đàn lời đồn một thoáng liền nổi lên một phía nghe nói không trăng sáng bãi biển các hung thú là lớp ba trần thư đặc biệt dẫn tới thật hay giả a à? nói nhảm cậu ta tỷ tỷ phương xa biểu cứu nhi tử bạn qua thư tử là lam hải thị chính thức thành viên đã được đến tin tức xác thực người nhà nói linh tính a à, như vậy không hợp thói thường quan hệ đều có thể nói ra ta cho mọi người nói một chuyện lam hải thị các hung thú là trần thư từ nhỏ nuôi lớn chỉ là mang ra toàn bộ kết quả bị người tiêu diệt không thể nào một người có thể nuôi tới ngàn cái hung thú ngươi đặt cái này chăn heo đây khẳng định là thật ta tuyệt đối không nên nói ra ba mẹ nó tin tức nặng ký năm nhất đại học trần thư bản thể là một cái hung thú một mực tiềm phục tại trong nhân loại chính là vì đạt thành không thể cho ai biết mục đích chẳng trách hung tàn như vậy cũng không cần nói ra ngoài khiêm tốn một chút trần thư cũng là đã lâm vào bế quan bên trong thậm chí ngay cả khóa đều không có bên trên hắn toàn bộ thời gian đều là chờ ở trong ký túc xá phối trí dược tề thời gian một tháng thoáng một cái đã qua nhiệt độ không khí từng bước trở nên lạnh người đi đường nhộn nhịp mặc vào giữ ấm quần áo đã chuẩn bị tốt nên đón mùa đông đến cuối cùng đem dược tề đều phối tốt giờ khác này trong túc xá trần thư dỗi cái lưng mệt mỏi trên mặt cũng là có nụ cười hưng phấn chẳng những đem hai cái khế ước linh dược tề dùng đến hoàn mỹ mức độ hơn nữa bản thân luyện tập đến toàn bộ dược tề đều đạt tới cấp đại thành thí dụ như cuốn phong dược tề hậu thổ dược tề cùng lúc đó hất kỳ thành công luyện tập đến ba cái mới bạch ngân kỹ năng cự hình phong nhận kịch độc mộ phượng cùng cùng xa bay đá trong đó phía trước hai cái kỹ năng hao phí hai trăm triệu của cải khổng lồ cái thứ ba kỹ năng thì là ngự long vệ cho ban thưởng bây giờ hất kỳ bảng như sau tên gọi nguyên tố thú tính cách hoạt bát thông minh thuộc tính toàn diện hình sinh linh chủng tộc yêu thú loại thiên phú nguyên tố tinh thông bất luận cái gì nguyên tố tính kỹ năng thương tổn ngoài định mức bổ trợ ba kỹ năng hỏa cầu oanh kích lở vở 4 chỉ tục mãnh công lở vở 3 băng cầu phun ra lở vở 2 phong nhận lở vở 2 xét đánh lở vở 3 phân thân lở vở 2 tử vong hỏa trụ lở vở 4 cự hình phong nhận lở vở 1 kịch độc mục phược lở vở 1 cuồng sa bay đá lở vở 1. Tiềm lực bình xét cấp bậc D. Trọn vẹn 10 cái kỹ năng, hơn nữa đại bộ phận kỹ năng đều là thăng qua cấp. Điều kỳ quái nhất chính là, như vậy xa hoa bảng, dĩ nhiên thuộc về một cái cấp D khế ước linh. Ta xuất quan. Trần Thư mở cửa phòng ra, chỉ cảm thấy đến chính mình toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Ba mẹ nó, cái gì dã nhân? a lương hai người thần sắc chấn động chỉ thấy trần thư dáng dấp lôi thôi quả thực tựa như là theo hát châu chạy nạn tới người nhà mới ra dạ nhân đây ta là các ngươi tội phạm ca trần thư 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 phục phục rửa một cái tắm nước nóng hắn hiện tại đã đi tới hát thiết nhất tinh đỉnh phong nghĩ đến những người còn lại đều không có trở thành hát thiết cấp hắn cũng đã lập tức đột phá đến hát thiết nhị tinh loại này nhanh người một bước cảm giác thoải mái đến không được trần thư đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ mở miệng hỏi vừa sáng có khóa sao có a liếu lao sư thực chiến đại khóa vừa vặn một chỗ từ hôm nay trở đi ta muốn chính thức lên lớp ba người kết bạn mà đi đi đến thực chiến khóa ngự thú quán bên trong ta nói a lương cùng lao vương hai người thần sắc thế nào quái dị như vậy a à? trần thư trung quy cảm thấy có điểm gì là lạ mở miệng dò hỏi ây trần thư hiện tại ngươi đã triệt để nổi danh thần sắc của hắn có chút buồn bực nói ta một mực rất có tên a ngươi xem một chút ta a lương mở ra học phủ diễn đàn phía trên đang có một cái đưa đình thiệp nam giang tội phạm không thể không nói bí mật ta mẹ nó trần thư khỏe miệng giật một cái chỉ thấy phía trên đủ loại xà đạm lời đồn đại quả thực không thua kém một tráng khoa huyễn đại tác phẩm đám người này không đi viết tiểu thuyết thật là khuất tài hắn lắc đầu đưa điện thoại di động còn cho a lương vương tuyệt mở miệng hỏi ngươi không để ý thanh danh của mình đám người này đã là có chút chơi ác vốn cho rằng tội phạm sẽ giận tí mặt giận chọn hoa hạ học phủ toàn bộ người có cái gì hảo tại ý trần thư nhún vai nói thanh danh của ta còn có giảm xuống không gian sao hai người khỏe miệng giật một cái ngươi ngược lại rất có tự mình biết mình ba người đi tới ngự thú quán bên trong liêu phong đồng dạng liếc mắt liền nhìn thấy trong đám người trần thư có người thì kèm theo quan hoàn có thể nói là dễ thấy vô cùng tất nhiên hắn không phải cái gọi là nhân vật chính quan hoàn mà là tội ác quan hoàn dường như thật mạnh lên a liêu phong sờ lên cằm, hắn một thoáng liền nhìn ra trần thư tựa như là có chút không giống với lúc trước chẳng trách muốn hướng hắn đặc biệt xin phép nghỉ một tháng hắn tới hắn tới không ít đồng học nhìn thấy trần thư đều là nhịn không được xì xào bàn tán mọi người thần sắc cổ quái nhưng chỉ có một người cũng là trong mắt tràn ngập chiến ý ân trần thư hơi hơi quay đầu liếc mắt liền nhìn thấy vu dịch hát thiết Hắn gặp một lần trong mắt đối phương tự tin, liền tựa hồ minh bạch cái gì. Tốt, các bạn học, lên lớp. Liêu Phong đi tới phía trước, đang muốn bắt đầu chuyển thụ chương trình học hôm nay, nhưng một người cũng là giơ tay lên. Vu Dịch lúc này tinh thần phân chấn, tràn đầy tự tin nói: Lão sư, ta cùng Trần Thư đánh cược có thể bắt đầu. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi: Nếu như Hoàng Đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 388, lòng tự tin bạo dạn Vu Dịch. Người đây cũng là hướng đạn hạt nhân trên miệng đụng a. Trần Thư nao nao, hắn đều không có chủ động nói vu dịch dĩ nhiên trước một bước sách ra hiện tại đầu thai nghiệp vụ bận quá đều muốn va tới hừ ta sẽ để ngươi minh bạch cái gì là thiên tài cùng người thường khoảng cách vu dịch thần sắc bình thường phản phất đã là năm chắc phần thắng ngươi lại gần đủ một ngàn học phần trần thư xoa xoa đôi bàn tay không nghĩ tới mới đem tiền sử dụng hết liền có người đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi lời này vừa nói ra vu dịch một thoáng liền có chút nhăn nhó nhìn bộ dáng của hắn trần thư nháy mắt liền hiểu ngươi mẹ nó không có học phần cùng ta so cái giám a vu dịch hít thở sâu một thoáng mở miệng nói ra ta chỉ có 500 học phần. 500 học phần ngươi không mua được thua thiệt, không mua được mắc lửa, ngươi cái gì cũng không mua được, ngươi cái nhà bước. Trần Thư mở miệng nói ra, trước lại gần đủ 1000 học phần nói sau đi. Ngươi. Vũ Dịch xong quyền một nắm, không nghĩ tới đối phương như vậy vũ nhục hắn. Vì một mực sử dụng trường học đỉnh tiêm tu luyện thất, mau chóng đột phá làm hát thiết, hắn đã mua đại lượng học phần. Bây giờ 1000 học phần chí ít lại yêu cầu 150 triệu hoa hạ tệ đến mua. Làm hắn cùng người trong nhà nói muốn dùng 1000 học phần tới đánh cược thời điểm. Trong nhà đều nói hắn đầu góc có vấn đề tại nhà có tiền nữa cũng không thể như vậy hát cuối cùng nói hết lời hắn chỉ mua đến 500 học phần ta có thể đánh một cái phiếu nợ vu dịch mở miệng nói ra thật vất vả đột phá làm hát thiết cấp hắn phải muốn hách diện đoạt lại niên cấp thứ nhất xưng hảo phiếu nợ nhân phẩm của người đáng tin sao vạn nhất là lão lại vậy ta không phải toi công bận rộn trần thư qua lại đánh giá vu dịch trong mắt tràn ngập nghi vấn người mẹ nó còn nghi vấn nhân phẩm của ta trong lòng vu dịch bị đè nén vô cùng chỉ cảm thấy có chút muốn thổ huyết ngay tại hai người rằng co thời điểm liễu phong mở miệng có thể ký kết một vụ cá cược chỉ cần hắn trong thẻ có học phần trường học sẽ tự động chuyển cho ngươi trong mắt liêu phong đồng dạng có chờ mong bây giờ không có đẳng cấp ưu thế hắn muốn nhìn một chút trần thư đến cùng có thể đánh bại hay không vô dịch dạng này nha vậy liền đánh trần thư gật đầu một cái có trường học xem như đảm bảo ngược lại không cần lo lắng đối phương dở trò lừa bịp nói lâu như vậy ngươi có một ngàn học phần sao vô dịch tựa hồ là nghĩ đến cái gì lập tức mở miệng hỏi ân trần thư nao nao hắn ngược lại một mực không có nghĩ qua vấn đề này bởi vì hắn cảm thấy chính mình căn bản liền sẽ không thua cùng lắm thì ta cũng lập xuống cá cược là được rồi tốt vậy liền đánh vũ dịch gật gật đầu đem ánh mắt nhìn phía liêu phong nói mong rằng liễu lao sư cho chúng ta làm một cái trọng tài nhưng ngay sau đó hắn liền nghĩ tới cái gì nói ta cho ta đạo sư đánh một cú điện thoại liêu phong khỏe miệng giật một cái tiểu tử ngươi là không tin ta à vũ dịch cúi đầu không dám nhìn thẳng liêu phong ai bảo ngươi là trần thư đạo sư đây sau năm phút một tên hoàng kim cấp giáo sư đi tới ngự thú quán bên trong lão liễu nghe nói hai ta học sinh muốn đánh nhau giáo sư chu hàn khỏe miệng mang theo như có như không nụ cười liêu phong bình thản nói người nhà học sinh dĩ nhiên không tin ta tiểu dịch làm đến mức hoàn toàn không có vấn đề chu hàn dựng lên một cái ngon cái trong mắt có ý cười xéo đi liêu phong khỏe miệng giật một cái cười mắng quan hệ của hai người hiển nhiên không tệ không có bởi vì trần thư cùng Vu dịch mà có cái gì va chạm hai người tiểu tử bắt đầu đi chu hàn đi tới phía trước đồng thời mở ra đài tỉ thí bên trên thiết bị chỉ thấy một đạo không màu khoa ký hộ thuẫn xuất hiện bao lại rộng rãi đài tỷ thí. Bây giờ hai người đều là hát thiết cấp, kỹ năng dư vi khả năng sẽ thương tổn đến dưới đài còn lại học sinh, tự nhiên muốn chính quy một điểm. Cùng lúc đó, đài tỷ thí phía trước kéo dài ra hai đạo thật dài cầu thang, thẳng tới ngự thú quán không trùng, tràn ngập khoa kỹ cảm giác. Bắt đầu đi. Trong mắt Vu Dịch có chiến ý, chủ động bước lên cầu thang, trên không mới là ngự thú sư tác chiến vị trí. Hắn theo cầu thang, đi tới cao mấy chục thước. Bằng vào hát thiết cấp thị lực, có thể bao quát toàn bộ đài tỷ thí, sẽ không xuất hiện tầm mắt điểm mù. Trần Thư cũng là nao nao, bởi vì trước mắt của hắn xuất hiện tuyển hạng tuyển hạng một tiến về tác chiến vị trí cùng vô dịch tiến hành tỷ thí hoàn thành ban thưởng đại lượng ngự thú lực tuyển hạng hai trực tiếp quả quyết tiến hành đầu hàng hoàn thành ban thưởng hai cái khế ước linh tính cách biến thành nhu nhược tuyển hạng ba mở miệng nói ra ta xin tiến hành nhục thân vật lộn hoàn thành ban thưởng bản thân lực lượng thêm năm trần thư trực tiếp liền loại bỏ cái thứ hai cùng cái thứ ba cái thứ ba tuyển hạng mặc dù là tăng lên bản thân lực lượng nhưng tác dụng không lớn nhân loại cường tráng đến đâu đều đánh không được thông thú húng chi vô dịch cũng không phải ngu ngốc tội phạm sức chiến đấu cũng không phải là chương cho đẹp trần thư thần sắc bình thường bước lên cầu thang đi đến ngự thú quán không trung bởi vì là cho hát thiết cấp học sinh tỷ thí dùng ngự thú quán độ cao chỉ có trăm mét nhưng thật ra là có chút hạn chế tiểu hoàng phát huy nhưng tổng thể mà nói ảnh hưởng không lớn một trận chiến này hắn chủ muốn kiểm tra một chút hợp kỳ sức chiến đấu đang lúc trần thư đi tới chỉ định vị trí thời điểm vu dịch khỏe miệng mang theo một vòng nụ cười không kịp chờ đợi liền triệu hoán ra khế ước linh của mình và anh khi thế đáng sợ băng tuyết lân thú nháy mắt rơi xuống đất bởi vì huyết mạch lại lần nữa tiến hóa hình dạng của nó cùng trong thần thoại kỳ lân nhiều hai điểm tương tự hống lân thú ngửa mặt lên trời gào thét thân thể tản ra rét lạnh băng xương có ss tiềm lực bình xét cấp bậc đã đủ để ngạo thị người đồng lửa thật mạnh a trọn vẹn cùng lúc trước là khác nhau một trời một vực cấp chín ngự thú sư cùng hát thiết cấp khoảng cách thật là quá lớn chẳng trách trần thư lúc trước có thể lật tung chúng ta cả khối phía dưới còn lại học sinh nhộn nhịp nghị luận trong mắt tràn ngập thèm lớn đối với hát thiết cấp càng hướng tới ngươi lấy cái gì cùng ta đánh vu dịch thần sắc bình thường nhưng trong mắt cũng là tràn ngập bệ nghệ thiên hạ tự tin ngay sau đó không gian vỡ tan lại là một cái khế ước linh phụ xuống Hứng! chỉ thấy một cái toàn thân kim quang dạng rỡ sói nhảy một cái mà ra đi tới đài tỉ thí bên trên hắn hai mắt tràn ngập chiến ý siêu cấp s liệt địa kim lang sao vận khí không tệ liêu phong hai mắt nhắm lại một thoáng liền nhận ra phía trước màu vàng cự lang tuy là cùng băng tuyết lân thú có khoảng cách nhưng tương tự là cực kỳ hiếm thấy khế ước linh nói cho ta ngươi lấy cái gì cùng ta đánh vũ dịch thần sắc tự tin lại lần nữa hỏi ra thanh âm lộ ra tùy tiện vô cùng. Một cái S cùng một cái S, đối mặt hai cái cấp D khế ước linh, hoàn toàn chính xác có thể treo lên đánh. Để Trần Thư lại cuồng, cũng liền có thể ỉ vào đẳng cấp phách lối một chút. Đúng vậy a, à, chỉ cần chúng ta đẳng cấp đuổi theo, tùy tiện liền có thể vượt qua hắn. Đẳng cấp đều chỉ là sợ, chỉ có tiềm lực bình xét cấp bậc mới là vĩnh viễn thần. Phía dưới các học sinh đều là có nụ cười, chỉ cảm thấy trong lòng hãnh diện. Bọn hắn tuy là đánh không được Trần Thư, nhưng trong lòng liền là khâm phục. liền giống với trước đây đi học, toàn lớp đều bị Lưu Ban Sinh đè ép, nhưng chỉ cần học tập tiến độ đuổi theo, tùy tiện liền có thể vượt qua lưu ban sinh tuyển hạng hoàn thành thu được ban thưởng đại lượng ngự thú lực trần thư đi tới tác chiến vị trí đã coi là tỉ thí bắt đầu hệ thống tự nhiên phán định làm hoàn thành khoe miệng của hắn có một vòng nụ cười nói không hổ là dịch thiếu ngưu bơ ca hừ muốn nhận thua vu dịch thần sắc bình thường nhưng khoe miệng cũng là có một vệ không cầm được nụ cười trần thư thản nhiên nói ngươi chờ chút chốc lát ta cần một quãng thời gian một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước mi nan phải làm sao để chương ba trăm tám mươi chín bên cạnh lắm điều phấn bên cạnh đột phá chơi liền là không hợp tối thường ân cái gì vũ dịch đứng mày có chút không phản ứng lại trần thư không có nhiều lời yên lặng mở ra tác chiến ba lô móc ra một túi loa si phấn chỉ chốc lát hắn trực tiếp ngồi xếp bằng lắm điều lên phần tới đây là tình huống như thế nào minh bạch chính mình đánh không được muốn kéo dài đang yên đang lành làm sao lại ăn được a à? ta quần đều thoát ngươi cho ta xem cái này phía dưới các học sinh đều làm mộng bức vô cùng lại không hiểu rõ trần thư cợt nhà thao tác chân bì tiểu tử ngươi tình huống như thế nào liêu phong đồng dạng khỏe miệng giật một cái không có người có thể theo kịp trần thư não mạch kín lập tức liền muốn bắt đầu ngươi cho mọi người làm cái này ra ân không thích hợp bên cạnh chu hàn thần sắc khe giật mình lập tức liền phát giác được cái gì lão liêu, trong cơ thể của hắn liêu phong đồng dạng trứng mắt lập tức cùng chu hàn liếc nhau một cái có đại lượng linh lực ba động hai người cùng nhau lên tiếng trong mắt có vớt lên kinh hãi còn lại học sinh đều là hơi hơi sửng sốt nghe xong lời này nháy mắt nhìn chằm chằm trần thư quả nhiên trong cơ thể của hắn dĩ nhiên xuất hiện nguyên mông linh lực hấp dẫn lực chú ý của toàn trường ta mẹ nó hắn tại đột phá không cần chơi như vậy a à. thật sự đột phá làm ăn cơm uống nước lắm điều phấn có thể đột phá đây là cái gì trâu ngựa thao tác chúng ta đều mới cấp chín liền muốn sinh ra một cái hát thiết nhị tinh mọi người toàn bộ há hốc miệng ra phòng chừng đều có thể nhét vào một quả đạn hạt nhân vu dịch đồng dạng trừng trừng nhìn chằm chằm chân thư nhịn không được song quyền nắm chặt hắn danh tiếng lại bị cướp hắn lúc này dĩ nhiên sinh ra một loại ký sinh du hà sinh lượng Trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng, bi ai. Ho ho ho, thoải mái. Chân thư một mặt thỏa mãn, không đến mười phút đồng hồ liền đã ăn xong loa xi si phấn. Tốt, có thể bắt đầu. Vừa dứt lời, trên người hắn rõ ràng xuất hiện một loại không giống bình thường khí tức. Thật đột phá. Liêu Phong khỏe miệng thẳng đánh, chưa từng thấy như vậy không hợp thói thường đột phá phương thức. Bên cạnh lắm điều phấn bên cạnh đột phá, ngươi đặt cái này quay phim khoa học viễn tưởng a. Uống nước ngọt bài loa xi si phấn, mùi vị nồng đậm, tuyệt đối thuần khiết, để ngươi tùy thời có thể thể nghiệm đặt mình vào nhà vệ sinh công cộng cảm giác hôm nay giới hạn thời gian ưu đãi ba mươi đồng một túi một trăm đồng ba túi muốn mua nhanh chóng trên mặt trần thư mang theo lễ phép mỉm cười toàn bộ phương vị biểu hiện ra loa si phân đóng gói phía dưới mọi người cùng nhau im lặng người mẹ nó đặt cái này đánh lên quảng cáo hơn nữa cái này mẹ nó là cái gì trâu ngửa quảng cáo tử ngược tuyên truyền đúng không đủ rồi Liễu phong hít thở sâu một thoáng chỉ cảm thấy một hơi kem chút liền không kịp thở mình rốt cuộc thu một cái cái gì học sinh a à? trần thư vậy mới vẫn chưa thỏa mãn thu hồi loa si phân đóng gói lại là một bút tiền quảng cáo không có cách nào tội phạm cũng muốn đúng cơm đến đi dịch thiếu có thể đánh trần thư bây giờ đã trở thành hát thiết cấp nhị tinh lại dẫn trước vu dịch một bước đột phá cũng không dùng vu dịch tận lực để chính mình yên lặng không ngừng an ủi chính mình hát thiết nhất tinh cùng nhị tinh khoảng cách không phải quá lớn chí ít cùng cấp chín cùng hát thiết cấp khoảng cách không phải một cái cấp độ trần thư khỏe miệng mang theo nụ cười nói vậy liền thử một chút ta không giống với ngày trước đột phá theo hát thiết cấp bắt đầu mỗi cái đẳng cấp đột phá đều nhất định có thể để một cái khế ước linh thăng cấp một cái kỹ năng hoặc là lĩnh nộ kỹ năng mới vận khí của hắn không tệ hai cái khế ước linh kỹ năng đẳng cấp đều chiếm được tăng lên tiểu hoàng công kích cùng kỳ cự hình phong nhận đều thành công thăng cấp một nói xong hình thể chừng sáu m hai tiểu hoàng rơi xuống cho dù là không có sử dụng cự đại hóa ý nguyên tràn ngập đáng sợ cảm giác các bách nga ô trên đỉnh đầu nó xuất hiện một cái kỳ, qua lại nhảy nhót lấy lộ ra sôi nổi vô cùng muốn bắt đầu phía dưới mọi người hết sức chăm chú chờ mong lấy trận này thiên kiêu chi chiến vu dịch tiềm lực bình xét cấp bậc là có thể treo lên đánh trần thư nhưng hắn đẳng cấp lại thấp một cấp song phương tựa hồ là thế lực ngang nhau mức độ bốn cái hát thiết cấp khế ước linh rằng có lấy đai tỷ thí bên trên tràn ngập lăng nhiên chiến ý hống băng tuyết lân thú cùng liệt địa kim lang cùng nhau gào thét phóng thích ra bản thân uy áp khế ước linh tiềm lực bình xét cấp bậc liền tương đương với hung thú huyết mạch là đầy đủ nhất định lực áp chế hắn muốn trước cho một hạ mã uy nhưng mà thật kỷ cùng sợ làm thần sắc nhàn nhã trọn vẹn liền không có một điểm sợ hãi hình như không rõ đối phương đang gào khan cái gì đặt cái này luyện giọng dĩ nhiên không sợ ta vô dịch tán thành khế ước linh của ngươi không phải ngươi đến cùng tại trang cái gì a à? Trần Thư khỏe miệng giật một cái, không muốn lãng phí thời gian. Ngao. Hợp kỳ nháy mắt thả ra phân thân kỹ năng, hai cái hợp kỳ chu lên, làm người tâm phiền ý loạn. 100 cái cũng không dùng. Chịu chết. Vũ dịch thần sắc bình thường, trực tiếp khiến băng tuyết lân thú thả ra thế công. Chỉ thấy một mảng lớn băng xương ngưng kết mà ra, hướng về hai cái hợp kỳ rơi xuống mà tới. Đại tỷ thí nhiệt độ chợt hạ, may mắn có khoa ký hộ thuần bao phủ, sẽ không ảnh hưởng đến những người còn lại. Ngao. Hai cái hợp kỳ cùng nhau phóng xuất ra hỏa cầu kích, vẹn 10 quả hỏa cầu thật lớn đánh tới. Rầm 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 hỏa cầu cùng băng xương đụng chạm hai bên nháy mắt xuất hiện tiếng oanh minh hỏa cầu nhanh chóng dập tắt nhưng băng xương đồng dạng nổ bể ra tới thật mạnh hỏa thuộc tính a phía dưới mọi người nhộn nhịp xứng sở trong lòng không khỏi đến cảm nhận được kinh ngạc đây là cung ss khế ước linh tiến hành kỹ năng đối với anh kỳ dĩ nhiên không có hạ số gió song phương tiềm lực bình xét cấp bậc thế nhưng kém trọn vẹn tám cái đẳng cấp Trần thư cũng là thần sắc bình thường không có bất kỳ bất ngờ một đám người nhưng không biết vừa mới hờ kỳ hỏa cầu là sinh ra kèm theo kỹ năng không phải quá cường lực hệ thống đối hờ kỳ thuộc tính tăng phúc Tăng thêm hắc thiết cấp dược tề tăng phúc, lại thêm bạch sư chân bảo, lại lại thêm hắn là hát thiết nhị sao. Đủ loại ưu thế trồng chất lên, dựa vào cái gì không thể vượt qua tiềm lực bình xét cấp bậc mà chiến. Một ông trùm trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền nan, phải làm sao để? Chương 390, người nhân sinh đạo sư Trần Thư đã lai. Thật sự có tài. vu Dịch giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc, điều khiển liệt địa kim lang đánh tới chấp đoán. Nó trên lợi kim quang tràn ngập, tràn ngập đáng sợ sắc bén khí tức. Tốc độ thật nhanh mọi người nhịn không được sợ hãi tháng phục khống chế hệ băng tuyết lân thú phối hợp công kích hệ liệt địa kim lang đích thật là một cái hoàn mỹ tổ hợp Ồ sợ làm chỉ là dùng ngốc manh con mắt nhìn vàng sói không có bất kỳ động tác phòng ngự toàn bộ đều giao cho trên đầu hờ kỳ hống liệt địa kim lang một cái nhún nhảy nháy mắt bật lên mấy mét cao nhưng trong chốc lát không gian nước ra dĩ nhiên xuất hiện một cái thô chắc màu đen cây mây đem vàng sói gắt gao trói buộc lại chính là kỹ năng mới kịch độc một phượng bạch ngân kỹ năng vu dịch nhướng mày trong lòng cảm thấy lần này tỉ thí có chút xúc động đối phương hai cái khế ước linh e rằng đều tiến hành bồi dưỡng chính mình chỉ là vừa đột phá làm hát thiết cấp không có cái gì căn cơ cùng nội tình ngay tại lúc này màu đen cây mây bên trên nháy mắt xuất hiện vô số gai nhọn trên đó có một vòng ánh sáng màu tím hiển nhiên là dính độc tố vu dịch phản ứng đồng dạng nhanh chóng chỉ thấy kim lang gào thét một tiếng bản thân bị một tầng màu vàng hộ thuẫn bao phủ xì xì cây mây gai nhọn cùng hộ thuẫn qua lại ma sát làm người tê cả da đầu thật cho là ta liệt địa kim lang là thuần túy công kích khế ước linh vu dịch khỏe miệng có một vệ nụ cười trong lòng nhẹ nhàng thở ra nhìn tới đối phương kỹ năng tạm thời không phá được phòng cái kia xem ngươi có thể chịu nổi bao nhiêu kỹ năng trần thư mở miệng nói ra kịch độc một phược là thiên về khống chế kỹ năng thương tổn năng lực vốn là không đủ lúc này hai cái hợp kỳ trí tuệ hai con ngươi tập trung vào bị trói buộc liệt địa kim lang ngay sau đó liền là đủ mọi màu sắc kỹ năng quang huy lập lòe chỉ thấy đầu tiên là băng cầu đánh tới tiếp đó liền là phong nhận xét đánh đánh tới ẩm kim lang phòng ngự kỹ năng vỡ tan lại vô cùng cái gì sức chống cự nhưng mà hật kỳ tiến công vẫn không có kết thúc hai đạo trừng năm mét cự hình phong nhận đánh tới không khí đều xuất hiện suy suy âm hưởng ta mẹ nó Vũ dịch thần sắc chấn động không nghĩ tới dĩ nhiên lại là bạch ngân kỹ năng người mẹ nó một cái cấp dê khế ước linh phối cao cấp như vậy kỹ năng bộ phân viền vàng đúng không cự hình phong nhận tốc độ quá nhanh kim lang lại bị cây mây trói buộc chặt không cách nào tránh thoát ẩm ẩm hai đạo phong nhận chém tới nháy mắt liền để kim lang ra chóc thịt bong máu tươi chảy ngang quả nhiên đủ cứng không biết do còn có thể hay không chịu nổi trần thư giơ ngón tay cái lên chỉ thấy hai cái hợp kỳ hai con ngươi lại là xuất hiện ánh sáng màu vàng trong chốc lát không trung xuất hiện tầm mười khỏa đất đá mỗi khỏa đều có gần một mét lớn nhỏ a à, cái này phía dưới những người còn lại đã sớm bị hợp kỳ đủ loại kỹ năng kinh hãi đây là mẹ nó pháp thuật gạt linh a nhất là phối hợp thần kỹ phân thân thật không phải bình thường khế ước linh gánh vác được lại là bạch ngân kỹ năng ngươi mẹ nó phú nhị đại đúng không vu dịch nhìn không trung cự thạch nhịn không được lưu lại mồ hôi lạnh ngay tại cự thạch sắp rơi xuống thời điểm hắn sớm một bước liền đem trọng thương kim lang thu hồi ngự thú không gian lại kháng một thoáng hắn mới thức tỉnh khế ước linh tuyệt đối là mất rồi ân trần thư nao nao đem ánh mắt lại nhìn phía trên trận băng tuyết lân thú rầm 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 trong chốc lát tầm mười khỏa cự thạch đập tới tràn ngập đáng sợ uy thế hống lân thú gầm gào một tiếng phía trước xuất hiện một đạo màu xanh lam băng cứng rầm 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 cự thạch cùng băng cứng đối với anh, không ngừng buộc phát ra đình thai nhức góc nổ mạnh cuối cùng băng cứng kém hơn một chút triệt để nghiền nát ra hai khỏa cự thạch đập tới khiến băng tuyết lân thú nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi thân thể bị đụng vào dưới đất nga Ngao ô hất ký lại là gầm thét một tiếng hai mắt lại lần nữa xuất hiện ánh sáng màu đỏ con mẹ nó có kỹ năng mọi người thần sắc chấn động trơ mắt nhìn xem hai đạo đỏ bừng cột lửa xuất hiện không ngừng đốt cháy băng tuyết lần thú chốc lát một trận mùi thịt mùi tràn ngập quả thực tựa như là tại dê nướng nguyên con Vũ dịch thần sắc tái nhận lại không phía trước tự tin cùng trương dương hắn nột nột nhìn phía dưới băng tuyết lần thú dĩ nhiên lâm vào đờ đẫn trạng thái bên trong tiểu dịch nhận thua đi đạo sư chu hàn mở miệng nói ra yên lặng nuốt ngụm nước bọt có sao nói vậy chính mình khế ước linh của học sinh chính xác rất thơm lúc này vũ dịch mới thanh tỉnh lại bản năng thu hồi khế ước linh hắn thất hồn lạc phách đi tới trên mặt đất một bộ nhận sâu đả kích dán dấp hai cái cao như thế tiềm lực khế ước linh bại bởi một cái hợp kỳ đích thật là có chút làm nhân tâm thái ta thua vũ dịch túi đầu không ngừng lặp lại lấy nói ta dĩ nhiên thua ta dĩ nhiên thua không hắn ngửa mặt lên trời thét dài trong mắt tràn ngập không cam lòng dịch thiếu tốt trên mặt trần thư có nụ cười hiền hòa an ủi nói bị ta ngược qua quá nhiều người ngươi không phải cái thứ nhất sau đó sẽ từ từ thói quen những người còn lại đều là quay đầu trông lại ngươi nha nói là người lời nói sao quả nhiên vu dịch tâm tình biến đến xa suốt vô cùng chỉ cảm thấy trái tim đều có chút còn đau tiểu dịch không nên gấp công cận lợi chậm rãi trưởng thành đạo sư chu hàn đi tới bên thai của hắn nói ngươi vừa mới trở thành hắc thiết cấp trước bồi dưỡng tốt tương lai là có thể một trận chiến kỳ thực trong lòng của hắn đồng dạng mộng bức vô cùng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy không hợp thói thường cấp dê khế ước linh lao liễu ngươi là thu một cái yêu người ta chu hàn lắc đầu chỉ có thể tạm thời rời đi ngự thú quán quay đầu lại mở dẫn một thoáng học sinh của mình điệu thấp điệu thấp liêu phong sờ lên cằm trong mắt có không giấu được ý cười hắn đồng dạng không nghĩ tới trần thư trưởng thành nhanh như vậy xem ra sau này tài nguyên lại muốn chút xuống một thoáng chính mình thu còn lại học sinh quả thực tựa như là tới góp đủ số đồng dạng nghĩ tới đây hắn nhìn một cái vương tuyệt cùng a lương không khỏi đến lắc đầu thở dài a lương ta thế nào cảm thấy liễu lao sư ánh mắt như là tại xem đại tiện vương tuyệt gãi gãi đầu chính mình tựa như là bị ghét bỏ a a à, lương nghĩa chính nghiêm từ cải chính không phải như tốt vũ dịch trần thư các ngươi trở về trong đội ngũ tỉ thí kết thúc liêu phong mở miệng nói ra chuẩn bị lấy hai người tỷ thí làm tài liệu giáo sư một thoáng thực chiến khóa vì cái gì hắn chỉ là một tiểu nhân vật dựa vào cái gì có thể so với ta vũ dịch đi nguyên túi đầu không ngừng lặp lại lấy đã là có chút cử chỉ điên rồ liêu phong nhúng mày đang muốn mở miệng lại bị trần thư ngăn trở lão sư ta tới đi ta học qua tâm lý học kiêm chức liền là nhân sinh đạo sư am hiểu nhất giúp người đi ra mù mịt Trần Thư cười lấy nói, không nghĩ tới Vu Dịch dĩ nhiên sẽ không chịu nổi lần này đả kích. Ngươi, tâm lý học, nhân sinh đạo sư. Liêu Phong khỏe miệng giật một cái, Trung quy cảm thấy có chút không tin. Trên mặt của Trần Thư mang theo bình hòa nụ cười, nhìn lên Dương Quang vô cùng, làm người nhịn không được thân thiện. Ân, chẳng lẽ thật học qua? Liêu Phong không khỏi đến tin hai điểm, muốn nhìn một chút Trần Thư là như thế nào trợ giúp đối phương. Cho dù là Trần Thư tới gần, Vu Dịch vẫn không có ngẩng đầu, chỉ là không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy. Trần Thư yên lặng đi tới phía sau của hắn, phản phất một cái nhà bên đại ca ca, trên mặt Y Nguyên có nụ cười ấm áp. vương lỏng, vương lỏng, rất nhanh. Hắn nhẹ giọng an ủi, càng là vỗ vỗ bả vai của Vu Dịch. Ngay sau đó, tay phải của hắn hơi động, một cái màu xanh lam túi phân xuất hiện. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 391, ngươi cười lên thật là dễ nhìn. A à, cái này. Sau lưng những người còn lại cùng nhau lên tiếng kinh hô, không nghĩ tới Trần Thư sẽ đến một chiêu này. Liêu Phong đồng dạng nao nao, nhưng đã tới không kịp ngăn trở. Trần Thư hai tay cầm lấy miệng túi, trực tiếp dùng túi phân vũ lực bao lấy vũ dịch mẹ nó đồ vật gì Vũ dịch nguyên bản cử chỉ điên rồi trạng thái một thoáng liền đánh thức quen thuộc phân lũ dê mùi để hắn phản phất đặt mình vào thâm nguyên nháy mắt liền theo phía trước đả kích bên trong khôi phục lại tưởng muốn giúp người thoát khỏi ác ngộng chỉ cần cho hắn một cái càng kinh khủng ác ngộng là được dịch thiếu hiện tại cảm giác thế nào trần thư khỏe miệng có nụ cười ấm áp hai tay gắt gao nắm lấy túi phân miệng trời đánh trần thư Vũ dịch kêu thảm tuy là đồng dạng là hát thiết cấp ngự thú sư nhưng thân thể tố chất của hắn y nguyên không bằng trần thư không cách nào tránh thoát tội ác túi phân mọi người cùng nhau im lặng nhìn qua lại dãy rùa vô dịch phảng phất là nhìn thấy ăn tết đợi làm thịt theo nhà Tốt. liêu phong khỏe miệng giật một cái hắn dĩ nhiên sẽ tin tưởng trần thư nói vậy ngươi xác định đây là nhân sinh đạo sư lao sư còn cần chút thời gian ta muốn giúp hắn triệt để thoát khỏi ẻm mò trần thư khỏe miệng có một vòng nụ cười tạ ác hai tay gia tăng lực độ gắt gao bao lấy vô dịch mấy phút trôi qua trần thư mới thản nhiên lấy xuống túi phân trong mắt có vớt lên đáng tiếc mẹ nó vô dịch quay người trong mắt tràn ngập tức giận quả nhiên không thấy phía trước cử chỉ điên rồ bộ dáng ân cái gì trần thư chừng mắt liếc đồng thời lung lay trong tay túi phân vu dịch dùng mình một cái bởi vì sợ hãi mà nuốt ngụm nước bọt trên mặt của hắn gạt ra một vòng cứng rắn nụ cười nói mẹ ngươi là a di của ta cái này còn tạm được lan đến trong đội ngũ đi trần thư gật đầu một cái đem túi phân thu hồi tác chiến ba lô vu dịch trong mắt tràn ngập không phục nhưng bất đắc dĩ tài nghệ không bằng người chỉ có thể ủ rũ túi đầu về tới nguyên bản vị trí liêu lao sư ngươi xem một thoáng liền chưa khỏi Trần Thư nhếch mép cười một tiếng, không khỏi đến cảm thán y thuật của mình tinh xảo, quả thật huyền hồ tề thế danh tiếng chữa. Đúng rồi, các bạn học, mọi người nếu có bất kỳ tâm lý vấn đề, cứ tới tìm ta. Trên mặt của Trần Thư có nụ cười hiền hòa, nói: "Ta có thể so sánh trường học bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp nhiều. Tin tưởng ta, không sai." Nhìn nụ cười của hắn, phía dưới mọi người cùng nhau dùng mình một cái. Cổ có điện liệu trị nghiện nét, hiện có túi phân trị ẻ mò đúng không? "Tốt, nhanh trở về trên vị trí đi." Liêu Phong lắc đầu, tại chính mình dạy qua học sinh bên trong, trần thư thiên phú cùng thực lực khẳng định là mạnh nhất đáng tiếc liền là người có chút không bình thường hôm nay thực chiến đại khóa chính thức bắt đầu chúng ta liền lấy vừa mới hai vị đồng học tỷ thí làm án lệ vừa dứt lời vũ dịch dung mạo một rũ một thoáng lại có chút tiêu trầm. lần thứ hai thương tổn tới nhanh như vậy sao liêu phong cũng là không có để ý mà là nghiêm túc mở miệng nói ra vũ dịch vừa mới ngươi liệt địa kim lang bị hờsky đánh thời điểm ngươi lân thú vì cái gì một điểm không có động tác đây vũ dịch thần sắc ngạc nhiên nột nột mở miệng nói ra ta suy nghĩ kim lang dùng kỹ năng gì có thể thoát khỏi trói buộc người xem như hát thiết cấp ngự thú sư muốn học được thao túng hai cái khế ước linh liêu phong mở miệng nói ra vu dịch hiển nhiên là mới đột phá trọn vẹn liền không có một chút kinh nghiệm quen thuộc chỉ dùng một cái khế ước linh tới tác chiến mặt khác kinh nghiệm chiến đấu của ngươi hơi ít ngay sau đó 10 phút đồng hồ liêu phong chỉ ra vu dịch đủ loại sai lầm quả thực liền là điển hình mặt trái tài liệu giảng dạy vu dịch ngay từ đầu có chút không thích hướng, nhưng hắn càng nghe càng cảm thấy có đạo lý một bộ khiêm tốn cầu học dáng dấp ân ừ, có thể nghe vào cũng không tệ Liêu Phong gật đầu một cái, vui mừng nói, chỉ cần có thể cải chính sai lầm, lực chiến đấu của ngươi khẳng định là có thể lại đề cao. Cảm ơn lão sư hướng dẫn. Vũ Dịch từng bước nhặt lên tự tin, không nghĩ tới Liêu Phong dĩ nhiên như vậy ôn hòa, trọn vẹn cùng theo như đồn đại không giống nhau. Nhưng mà, Liêu Phong một câu để hắn ngáy mắt phá phòng. Tất nhiên, ngươi khẳng định vẫn là đánh không được Trần Thư. Ta. Vũ Dịch chỉ cảm thấy trong lòng có điểm nín, một hơi đều vận lên không được. Chúng ta muốn học được nhận rõ hiện thực. Liêu Phong mở miệng nói ra, tuy là ta thưởng thức cố gắng người, nhưng thiên phú khoảng cách là không thể bù đắp vũ dịch cúi đầu qua nhiều năm như vậy từ trước đến giờ đều là người khác khen hắn thiên phú bây giờ lại nhân vật người chuyển không muốn lấy siêu việt người khác có thể siêu việt chính mình là lớn nhất thành công liêu phong nói chỉ là lời nói thật đến mức vu dịch có nghe được hay không vậy liền coi là chuyện khác giờ này khác này liêu phong có thể trăm phần trăm xác định trần thư thiên phú có vấn đề cái này mẹ nó mới trở thành hát thiết cấp bao lâu liền lại đột phá làm hát thiết nhị tinh hơn nữa hai cái khế ước linh đồng dạng cách đại phổ ai có thể tin tưởng là cấp dê khế ước linh còn lại học sinh chỉ cho rằng trần thư mạnh hơn vu dịch một cấp thậm chí có người cảm thấy trần thư là dựa vào đẳng cấp ưu thế mới giành được nhưng hắn xem như hoàng kim cấp ngự thú sư ánh mắt xảo quyệt vô cùng vừa mới tỉ thí chọn vẹn liền là hờ xuất thủ sợ làm thế nhưng một cái kỹ năng đều không có thả ra xem như trần thư cái thứ nhất khế ước linh sức chiến đấu sao lại đơn giản hơn nữa trần thư không có hiện ra bất kỳ chiến đấu nào kỹ xảo liền là đơn thuần dựa vào kỹ năng nghiên ép vu dịch thực lực là chín mươi trần thư điểm số liền là một trăm điểm mọi người đều cho là chỉ kém 10 phân, nhưng kỳ thật là bởi vì mát điểm chỉ có 100 điểm. Trên lệch quá xa. Liêu Phong lắc đầu, lời nói mới rồi kỳ thực đã nói rất nhẹ, không nghĩ tới nặng đả kích vô dịch. Chẳng phải là tiền đi. Quay đầu ta liền dùng ra ra ta hưu bổng của mua kỹ năng. Vũ Dịch xong quyền nắm chặt, nói nhỏ lấy, vẫn là mặt mũi tràn đầy không phục. Người chung quanh thần sắc quái dị, nhịn không được khỏe miệng giật một cái, ngươi được làm a. À. Vũ Dịch hừ lạnh một tiếng, nói, đều nhìn ta làm gì? Không. Không. Ngươi cười lên thật là dễ nhìn mời mọi người theo chân nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương 392, đặt hủ cho cốt không cần địa chỉ sao vu dịch cho là trần thư là dựa vào bạch ngân kỹ năng cường đại mới có thể thủ thắng nhưng không để ý đến hờ kỳ chỉ tục manh công cùng phân thân một cái là không xuất bản nữa kỹ năng một cái là thần kỹ cũng không phải dùng tiền có thể mua được hai cái vừa phối tính cực cao kỹ năng lại thêm hờ kỳ trời sinh cực nhanh kỹ năng phóng thích tốc độ vậy mới giống như cái này đáng sợ sức chiến đấu a à. liêu phong lắc đầu vu dịch a Ngươi liêu thúc ngươi là một câu đều không nghe lọt ai a à. tốt chương trình học hôm nay chính là như vậy các vị trở về thật tốt tiêu hóa một thoáng thực chiến đại khóa kết thúc mọi người nhộn nhịp rời đi trần thư ba người các người chờ một chút liêu phong gọi lại trần thư đáng người hiển nhiên là có chuyện gì muốn bàn giao hoa hạ học phủ tiến về phòng ngăn con đường bên trên thầy cho bốn người chính giữa nhàn nhã dạo bước đi tới liêu lao sư cảm ơn ngươi trần thư mặt mũi tràn đầy thành khẩn trong mắt có vẻ tôn kính càng là hướng về liêu phong thật sâu bái một cái liêu phong một cái chiến thuật tính ngựa ra sau có chút ngộng bức trần thư thao tác người nhà thế nào cùng vũ dịch đồng dạng cử chỉ điên rồ ta minh bạch thực lực của mình đã chinh phục ngài ngài khẳng định là muốn muốn cho ta ban thưởng trần thư lấy ra một trang giấy mở miệng nói ra lao sư ta đã sớm chuẩn bị xong ký một chữ là được rồi liêu phong có chút ngộng bản năng tiếp nhận giấy liếc mắt liền nhìn thấy phía trên nhất chữ lớn di trúc liêu phong quay đầu trông lại ánh mắt thâm thúy tuy là không nói gì nhưng một cỗ hơi lạnh thấu xương đánh tới vương tuyệt cùng a lương liếc nhau trong lòng đều có cảm giác không ổn trần Bỉ ngươi mẹ nó là thật không lo không sợ a à? a lương mở miệng hỏi lão vương ngươi cảm thấy thân thể có hay không có không thoải mái vương tuyệt bản năng trả lời không có a à? không có sao lúc này hẳn là sẽ không thoải mái a à? a lương nháy mắt điên cuồng ám chỉ đối phương tựa như là có chút không thoải mái chúng ta đi một chuyến phòng y tế không có vấn đề hai người khe gật đầu lập tức liền chuẩn bị trước một bước rời đi dừng lại liêu phong thần sắc bình thường mở miệng nói ra cùng ta tới một chuyến hậu sơn vừa vặn ta muốn cho trần thư chị chị hai ngươi thuận tiện lão sư hai người một mặt khổ tương bọn hắn cái gì cũng không làm a à. lão sư ta cảm thấy thân thể ta trọn vẹn không có vấn đề ngài cấp hai người bọn họ nhìn một chút là được trần thư đồng dạng có chút luôn cuống chỉ là để ngươi ký một chữ đến mức lớn như vậy hỏa khí ư thân thể của ngươi không có vấn đề tư tưởng xảy ra vấn đề lớn cần phải trị liêu phong lại nhìn mắt trong tay giấy bình tĩnh nói ngươi nha chính là làm tội phạm làm quen thuộc đây là tại hoa hạ học phủ muốn hố liền hố ai ngươi cho rằng ngươi là hiệu trưởng a tân hiệu trưởng trần thư ánh mắt hơi động một thoáng liền nhìn phía liêu phong phía sau liêu phong thần sắc cứng đờ sẽ không trùng hợp như vậy chứ khu khu liêu lao sư tần thiên vừa lúc ở phía sau trong mắt có không hiểu ý vị ngươi mẹ nó liền lại như vậy chửi bới thanh danh của ta liêu phong cười khan một tiếng tần tần ca buổi chiều thông chi ngự thú viện lao sư mở hội nghị nhìn tới học phụ thầy trò tố chất đều muốn làm một chút trần thư ba người nhịn không được che mặt cười trộm không nghĩ tới tần thiên sẽ xuất hiện đến trùng hợp như vậy sau năm phút thầy trò bốn người vẫn là đi tại trên đường nhưng không có phía trước nhàn nhã nhiều hơn một loại quỷ dị không khí nhất là Liêu phong trong mắt một thoáng liền không có ánh sáng trần thư mở miệng nói ra lão sư ta sai rồi ta không muốn ngươi di sản xéo đi liêu phong trực tiếp cho trần thư một cái bạo lật Như không phải bởi vì trần thư sao lại bị tần thiên cho ngay tại chỗ bắt được buổi chiều mở hội nghị chỉ sợ hắn lại sẽ thành mặt trái tài liệu giảng dạy trần thư che lấy đầu dùng an ủi ngữ khi nói lão sư không cần để ý kỳ thực thanh danh của ngươi cũng không có cái gì hạ xuống không gian liêu phong khỏe miệng giật một cái nhưng tỉ mỉ nghĩ lại dường như có chút đạo lý dù sao hắn cũng không phải lần đầu tiên bị đương chúng phê bình. Tiểu tử ngươi, ngày mai đi trường học nhiệm vụ lầu, có nhiệm vụ của ngươi. Ta, Trần Thư có chút một bức nhiệm vụ lầu cũng đều là công cộng nhiệm vụ sao, mọi người đều có thể tiếp à? Nhưng bây giờ liếu Phong ngay tại nổi nóng, không có làm qua giải thích nhiều. Ánh mắt của hắn nhìn phía Vương Tuyệt hai người, nói: Mặt khác, hai người nếu là năm nay không có trở thành hát thiết cấp, cuối năm liền đem gia đình địa chỉ cho ta. Hai người có chút buồn bực mực mở miệng hỏi: Vì cái gì? Đặt hủ cho cốt không cần địa chỉ sao? Hai người cùng nhau dùng mình một cái hóa ra là ý tứ này bọn hắn không phải tới đi học sao thế nào còn có sinh mệnh nguy hiểm dứt lời liêu phong liền trực tiếp rời đi suy tính buổi chiều mở hội nghị như thế nào dựa vào lý lẽ biện luận đem sai lầm toàn bộ đẩy lên trần thư trên mình vương tuyệt cùng a lương rủ xuống đầu đi tới trường học phong an tuất vui vẻ điểm trần thư mở miệng an ủi chỉ ít các ngươi có kết cục a hai người cùng nhau quay đầu trông lại ngay sau đó dôi tay ra đem trần thư cái cổ bắp lấy không ngừng đong đưa lấy vương tuyệt thần sắc bi thường nói đều là bởi vì ngươi cái đáng giết ngàn đao Mơ heo làm tâm trí mê muội muốn kế thừa liêu phong di sản đúng vậy a à. đều là bởi vì ngươi a lương đồng dạng bóp lấy trần thư cái cổ nói người thừa kế dĩ nhiên không có viết ta nhìn không được vương tuyệt quay đầu nhìn về a lương thần sắc quỷ dị ngươi nha vì cái gì mỗi lần góc độ đều như vậy xảo của ta Tốt. trần thư đều bị hai người dung có chút chóng đầu lại làm xuống dưới hắn chỉ có thể móc ra túi phân tự vệ a à. hai người buông lỏng tay ra tâm tình ý nguyên có chút xa suốt ta là không nghĩ minh bạch liêu phong lão sư ba mươi bảy độ người sao có thể nói ra như vậy lời lạnh như băng tốt chỉ cần cố gắng tu luyện không phải được trần thư mở miệng nói ra chỉ cần hướng ta học tập không sớm thì muộn cũng có thể trở thành hát thiết cấp ngươi cố gắng vương tuyệt quay đầu trông lại ha ha nói nếu như sách phấn đều gọi cố gắng vậy ta ngồi cầu thời điểm đều tại cố gắng trần thư khỏe miệng giật một cái ngươi nha ngồi cầu thời điểm cũng có thể sách phấn a a lương đồng dạng ngửa mặt lên trời thở dài nói lao thiên không mắt ta trần thư vẫn an ủi lấy hai người hiện tại cũng nhanh thành đoán phụ chúng ta chính năng lượng một điểm có được hay không Mời mọi người theo chân Nguyễn toàn Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi: Nếu như Hoàng Đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 393 Liễu Phong biến thái nhiệm vụ Ba người đi tới mua cơm cửa chắn, cái kia cơm khô vẫn là đến cơm khô. Ngươi xem, phòng ăn A Di hôm nay cho chúng ta đánh nhiều như vậy đồ ăn. Trần Thư Niết mép cười một tiếng, vốn cho rằng hôm nay tới muộn đều không cơm, kết quả có ngoại ý muốn niềm vui. Ân, dường như quả thật có chút nhiều. Trong lòng hai người cuối cùng là có một chút an ủi nói, cảm ơn A Di. A Di cười cười, giải thích nói trường học cơm thừa cũng sẽ không lại ăn ngược lại cái nào không phải ngược lại ta hai người chỉ cảm thấy ngực khó chịu lên chảy máu nào đều kém chút bị làm ra tới ngày hôm sau lao vương a lương rời giường trần thư vặn eo bẻ cổ đi tới phòng khách đây là hắn khai giảng đến nay lần đầu tiên so hai người trước lên quả thực liền là ngàn năm khó gặp ta muốn đi nhận chức vụ lầu nhìn một chút các ngươi nói thế nào thế giới hủy diệt phía trước không nên gọi chúng ta a lương trong gian phòng truyền đến một đạo suy yếu âm thanh thật là người trẻ tuổi một điểm đả kích đều chịu không được Trần Thư lắc đầu, thu thập một phen liền rời đi ký túc xá. Nửa giờ sau, hắn đi tới Hoa Hạ học phủ nhiệm vụ lầu. Trong đó chỉ có mấy chục cái học sinh đang đi tới đi lui, hoặc là giao tiếp nhiệm vụ, hoặc là thảo luận nhiệm vụ tình báo. Mặc dù là gọi là nhiệm vụ lầu, nhưng kỳ thật chỉ có một tầng, như là đại lễ đường đồng dạng, phía trên treo một cái to lớn màn hình, lộ ra được đủ loại nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên gọi: Đi săn cấp lãnh chúa hung thú. Nhiệm vụ độ khó: Cấp phổ thông. Nhiệm vụ nội dung: Tiến về tùy ý dị không gian đi săn ba cái hắc thiết nhất tinh lãnh chúa. Cần toàn trình quay phim ghi chép nhiệm vụ ban thưởng 100 học phần, nhiệm vụ tên gọi thu thập hắc thiết cấp dược liệu, nhiệm vụ độ khó cấp phổ thông, nhiệm vụ nội dung tiến về tùy ý dị không gian thu thập 10 gốc hắc thiết cấp dược liệu, cần toàn trình quay phim ghi chép, nhiệm vụ ban thưởng 30 học phần, nhiệm vụ tên gọi hiệp trợ ngự long vệ, nhiệm vụ độ khó cấp phổ thông, nhiệm vụ nội dung gần đây đến nay loại trừ lam hải thị bên ngoài còn lại thành thị đều xuất hiện hung thu xâm lấn sự kiện hiệp trợ ngự long vệ giải quyết nguy cơ, nhiệm vụ thời gian một tháng, nhiệm vụ ban thưởng 200 học phần. Trần Thư ánh mắt không ngừng quét mắt đủ loại nhiệm vụ. Đáng nhắc tới chính là, vô luận là đi săn lanh chúa hoặc là thu thập dữ liệu, đều không cần nộp lên cho học phủ, mà là có thể chính mình bảo lưu. Học phủ tuyên bố nhiệm vụ mục đích chủ yếu liền là bồi dưỡng học sinh, không cần bất kỳ báo cáo. Đây cũng là vì sao đại học tốt để người bon chen nguyên nhân. Đến mức nhiệm vụ gian lận, thí dụ như nói đến phía trước mua xong dược liệu chờ phương thức. Một khi tra ra, sẽ trực tiếp bị khai trừ, hơn nữa lấy lừa dối tính chất giao cho trấn linh cục điều tra. Từng ấy năm tới nay như vậy, chủ yếu không có học sinh lợi dụng sơ hở, bởi vì đại giới không có người có thể gánh vắt lên trần thư lúc này nghĩ đến hôm qua liếu phong hắn đi tới nhân viên phục vụ phía trước học tỷ chúng ta lão sư nói có nhiệm vụ của ta tiểu tỷ tỷ hơi sững sờ mở miệng nói ra đạo sư ban bố trần thư gật đầu một cái thầm nghĩ trong lòng thật là có phiền thoái đem thẻ học sinh cho ta một thoáng ta thẩm tra một thoáng nói lấy liền dùng trần thư thẻ soát một thoáng quả nhiên xuất hiện ba cái nhiệm vụ tiểu tỷ tỷ thân sắc nháy mắt biến đổi tràn ngập trần kinh nói đạo sư của ngươi là Liễu phong giáo sư sao ừ. Trần Thư gật đầu một cái. Đồng học, ngươi có phải hay không đắc tội hắn? Tình huống như thế nào? Trần Thư nao nao, sẽ không hôm nay muốn nên đón thẩm phán a. Chính ngươi xem một chút đi. Tiểu tỷ tỷ lắc đầu, thao túng một thoáng màn hình, chỉ thấy không trùng xuất hiện một cái giới diện. Ta mẹ nó! Trần Thư nháy mắt thân thể chấn động, chừng chừng nhìn chằm chằm phía trên ba cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên gọi, giành được kinh đô đấu linh trường hấp thiết tổ hàng năm quán quân. Nhiệm vụ độ khó, thứ tinh. Nhiệm vụ nội dung, bây giờ gần sát cuối năm, kinh đô đấu linh trường sắp mở ra hàng năm tranh bá thi đấu, thành công giành được quán quân. Chú thích: Cần lấy trước đến tháng 11 phần quan quân, xem như tranh bá thi đấu tư cách dự thi. Nhiệm vụ ban thưởng, năm trăm học phần. Nhiệm vụ tên gọi: Đi săn hắc thiết cấp quân vương. Nhiệm vụ độ khó: Ngũ tinh. Nhiệm vụ nội dung: Yêu cầu xem như ngự thú đoàn đoàn trưởng, đi săn một cái hát thiết cấp quân vương. Chú thích: Ngự thú đoàn nhân số không được vượt qua 6 người, không thể có bạch ngân cấp thành viên. Nhiệm vụ ban thưởng, 2.000 học phần. Nhiệm vụ tên gọi: Hủy diệt 8 dạ tổ chức cứ điểm. Nhiệm vụ độ khó: Ngũ tinh. Nhiệm vụ nội dung: là nửa năm lâu dài ám dạ tổ chức hình như lại có động tĩnh đem thành công phá hủy nhiệm vụ ban thưởng ba ngàn đến một vạn học phần căn cứ tự thân cống hiến cấp cho chân thư là thật bị làm trầm mặc đây thật là cho người ta ban bố nhiệm vụ thân sắc của hắn ngốc trệ đã là có chút chỉ hoan không tới tiểu tỷ tỷ nhún vai đồng dạng cảm thấy cái này ba cái nhiệm vụ có chút không phải người ư xem như giáo sư hàng năm là có tư cách cho học sinh của mình thiết lập chuyên môn nhiệm vụ nhưng không thể xuất hiện nhiệm vụ ban thưởng cùng nhiệm vụ độ khó không phối hợp tình huống bằng không liền là tuấn không hiển nhiên liễu phong là cực kỳ coi trọng trần thư kém nhất nhiệm vụ đều là ban thưởng một năm trăm học phần nếu như đem bán ra chỉ ít liền là giá trị hai trăm triệu nhưng vấn đề là nhiệm vụ thực tế có chút quá khó khăn trần thư vớt vớt đầu tiến lặng suy tính khả thi nhiệm vụ thứ nhất độ khó thấp nhất chỉ có tứ tinh là cùng ngự thú sư giao thủ nhìn lên hình như không khó nhưng hắn chỉ là hát thiết nhị sao yêu cầu chiến thắng vô số hát thiết tăng tinh cuối cùng cầm tới quán quân nếu như là còn lại thành thị tranh bá thi đấu khả năng sẽ không rất khó khăn nhưng tại kinh đô đấu linh trường đây tuyệt đối là đỉnh tiêm độ khó trong đó nhưng bao gồm kinh đô mỗi đại cao giáo thiên tài cùng trên xã hội uy tín lâu năm ngự thú sư lao liếu là tại cấp ta thiết lập khảo nghiệm a trần thư sờ lên cảm hắn hiện tại chỉ là hát thiết nhị sao yêu cầu vượt cấp mà chiến trở thành hắc thiết cấp đệ nhất nhân cũng không phải người thường có thể làm được cái thứ hai nhiệm vụ càng là nói linh tinh đi săn quân vương liền tương đương với toàn bộ dị không gian làm địch đến mức cái thứ ba trọn vẹn cũng không cần nói nam thương thị ám dạ tổ chức cứ điểm thế nhưng có hoàng kim cấp ngự thú sư tác chiến một cái hát thiết cấp dựa vào cái gì có thể tiêu diệt hắn đỉnh phá thiên liền là cung cấp một chút điểm tình báo, nhưng hệ thống không phát động, trời mới biết tám dạ tổ chức cứ điểm vị trí. Giúp ta tiếp một chút cái thứ nhất ta. Trần Thư mở miệng nói ra, quyết định thử nghiệm một phen. Trước mắt nhìn tới, nhiệm vụ thứ nhất là có hy vọng nhất hoàn thành. Ngươi xác định ngươi muốn tiếp? Tiểu tỷ tỷ khe nhất miệng, không nghĩ tới lao sư không hợp thói thưởng, học sinh càng kỳ quái hơn. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như Hoàng Đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 394, không có thực lực không cho phép. Trần Thư không có nhiều lời, tiếp vào nhiệm vụ liền rời đi. Yêu cầu lấy trước đến tháng 11 hàng tháng quán quân. Sau một tiếng, Trần Thư đi tới kinh đô Thanh Vân khu, đây đã là thuộc về vùng ngoại thành, so ra mà nói không tính phồn vinh. Đây chính là kinh đô đấu linh trường sao? Trần Thư ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy phía trước đứng sừng sững lấy một cái khổng lồ hình tròn kiến trúc, trong đó mơ hồ chuyển đến đám người tiếng hò hét. Phiên toái đưa ra một thoáng vé vào cửa. Cửa ra vào bảo an mở miệng nói ra, cho là Trần Thư là tới xem tranh tài. Ta là tới báo danh tham gia. Trần Thư mở miệng nói ra, đồng thời lấy ra học sinh của mình thẻ trên đó hoa hạ học phủ bốn chữ để bảo an thân thể chấn động qua lại đánh giá trần thư cuối cùng đem cho qua thật là dùng tốt trần thư đem thẻ học sinh thu về đang muốn tiến về đấu linh trường một thanh âm chuyển đến trần bì ân trần thư hơi hơi quay đầu chỉ thấy một tên người mặc màu trắng áo lông nữ hải chạy chậm mà tới trong mắt có nhảy nhót tiểu vũ hắn đồng dạng không nghĩ tới gặp được chính mình cao trung đồng học hứa tiểu vũ sao ngươi lại tới đây ta trường học liền tại phụ cận a ta có đôi khi sẽ đến nhìn đấu linh trường tranh tài học tập một thoáng hai người sánh vai mà đi đi đến đấu linh trường hứa tiểu vũ mở miệng hỏi ngươi không phải là tới đấu nhau a à? ân không phải cuối tháng có một cái tranh bá thi đấu sao ta tiếp một trường học nhiệm vụ yêu cầu cầm tới quán quân lời này vừa nói ra hứa tiểu vũ thần sắc chấn động qua lại đánh giá trần thư nàng còn không có mở miệng bên cạnh liền có một đạo tiếng chế nhạo chuyển đến thật là không biết mùi vị đi ngang qua hai tên nam tử miệng hơi cười trần thư dáng dấp non nớt bọn hắn chỉ coi hắn là chưa từng va chạm xã hội dừng lại trần thư hai mắt nhíu lại cái này mẹ nó là đang cười nhạo ta nam giang tội phạm sao? Thân xác của hắn bình thường, bước chân đạp mạnh đi tới trước mặt hai người, trừng trừng nhìn chằm chằm. "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" Hai người khuôn mặt biến đổi, dĩ nhiên cảm giác được một cỗ không hiểu cảm giác áp bách. "Hai người đang cười cái gì?" "Hừ, không thèm để ý ngươi." Một người hừ lạnh một tiếng, trong lòng có điểm sợ hãi, nhưng trên mặt tận lực duy trì lấy yên lặng. Hắn muốn vượt qua Trần Thư, kết quả bả vai một thoáng liền bị một tay đẩy lại, lại không cách nào động đậy mảy may. "Thật lớn lực lượng a." Người kia trong lòng giật mình, hắn đồng dạng là hát thiết cấp tuy là thân thể trải qua cường hóa nhưng y nguyên đánh không được cao lớn thô cạnh trần thư mỗi lần đại đẳng cấp mang tới cường hóa thân thể đều là lấy bản thân cường độ thân thể làm cơ sở trần thư vốn là thân thể cường tráng tự nhiên có thể đạt được càng lớn mức độ cường hóa hắn bình thản mở miệng nói ra hỏi lần nữa các ngươi vừa rồi tại cười cái gì ta lão bà của ta sắp sinh ta cao hứng không được a à? nam tử quật cường biện giải chỉ muốn phải nhanh lên một chút thoát khỏi trần thư vậy còn ngươi hắn quay đầu nhìn về một người khác ta lão bà của ta cũng sắp sinh trần thư lông mày nhữ lại hỏi hai người là cùng một cái lao bà người kêu bản năng nói đúng vậy a à? là cái dám a à? ngươi còn như vậy ta nhưng muốn la rách cổ họng xéo đi sau đó nhớ kỹ không có thực lực không cho phép cho ta thiên trời khóc trần thư trực tiếp cho một người một cước, không tiếp tục cùng dây dưa hai người hận hận nhìn một chút cuối cùng không còn dám trêu chọc trần thư trần bì người đến thu lại tính tình kinh đô đại nhân vật quá nhiều hứa tiểu vũ lên trước nói cũng không phải tại nam giang thị vạn nhất ngươi đắc tội người có quyền thế Trần Thư lớn tiếng nói, không có việc gì, ta vô Dịch không sợ bất luận kẻ nào tìm ta phiền toái. Tiểu Vũ, ngươi đi nhìn tỷ thí a, ta đến tìm việc làm thành viên báo danh. Dứt lời, hai người đến đây tách ra. Trần Thư tìm tới phụ trách báo danh đấu linh trường nhân viên. Ngươi muốn tham gia tháng 11 tỷ thì sao? Nhân viên nao nao, qua lại đánh giá Trần Thư dáng dấp, liếc mắt liền nhìn ra hắn chỉ là một cái học sinh. Trần Thư gật đầu nói, "Ân, phiền toái cho ta báo danh một chút đi." Nói đơn giản một thoáng tài liệu a. Trần Thư, chữ âm bị, số nam giang tội phạm, người xưng không nhốn bụi Trần Mị thiếu niên ngừng dừng một chút nhân viên khỏe miệng giật một cái cái này mẹ nó là nhân loại tự giới thiệu sao không muốn làm sợ đầu não thẻ căn cước cho ta dùng một chút thuận tiện báo một thoáng ngươi trường học cùng ngự thú đẳng cấp trần thư gật đầu một cái đưa ra thẻ căn cước đồng thời nói hoa hạ học phủ hát thiết cấp nhị tinh người là hoa hạ học phủ nhân viên thần sắc chấn động trong mắt nhiều một vòng coi trọng hắn tiếp nhận thẻ căn cước đem tin tức quay một lần trong miệng nhắc nhở tiểu hòa tử tháng 11 một phần dự tính trí ít đều sẽ có hai người tham gia hơn nữa đều là hát thiết tam tinh ngươi khẳng định muốn tham gia sao nhiều người như vậy sao trần thư nao nao không nghĩ tới chỉ là tháng mười một phần liền kịch liệt như vậy nhưng tỉ mỉ nghĩ lại liền buông được chỉ là hoa hạ học phủ hát thiết tam tinh chỉ sợ cũng có năm sáu trăm người trong đó đại bộ phận đều là năm thứ ba đại học cùng năm bốn đại học tăng thêm còn lại tầm mười chỗ cao giáo cùng trên xã hội uy tín lâu năm ngự thú sư hai ngàn người hoàn toàn chính xác không coi là nhiều muốn tham gia tháng mười hai phần tranh bá thi đấu đây chính là cơ hội duy nhất bởi vì tháng 11 cạnh tranh càng quyết liệt, đấu linh trường thiết lập hạng nhất cùng hạng 2 đều có thể có tranh bá thi đấu tư cách. Còn lại tháng đều chỉ có đệ nhất danh tài có thể tham gia. Phiên toái giao nộp một thoáng phí báo danh, 5000 đồng. Ân. Còn muốn giao tiền sao? Trần Thư khỏe miệng giật một cái, không phải miễn phí tham gia sao? Nhân viên mê hoặc nói, tranh bá thi đấu quán quân có 100 triệu đồng tiền thưởng, 5000 đổi 100 triệu, hai vạn lần báo cao a. Tiểu hòa tử. Tựa như là như vậy một cái đạo lý. Trần Thư sờ lên cảm thành thành thật thật giao tiền. Thật là trẻ tuổi trong lòng nhân viên nghĩ đến đến cùng là người trẻ tuổi A, à, quán quân cũng không phải nói cầm liền có thể cầm trần thư đang muốn rời đi lại nghĩ tới cái gì mở miệng nói ra đại thúc có thể hay không tận lực an bài cho ta đến buổi tối ta ban ngày có khóa nhân viên một mặt khó khăn nói cái này có chút không dễ làm bởi vì tới trước tham gia sinh viên quá nhiều đều muốn an bài đến buổi tối ngay tại lúc này cửa bị đẩy ra một người đi đến lý thúc phiền thoái cho ta báo một thoáng tên là lưu khánh a đi không có vấn đề vẫn là an bài cho ngươi ở buổi tối lưu khánh gật đầu một cái xoay chuyển ánh mắt một thoáng đã nhìn thấy trần thư ba mẹ nó là ngươi ân ngự thú hội trần thư chấp chấp lông mày đồng dạng nhớ tới thân phận của đối phương lúc trước lưu khánh mang theo vu giang tìm đến Trang tử kết quả bị hắn đao mổ heo đều trấn trụ đại thúc vì sao hắn có thể buổi tối đánh a lưu khánh thần sắc bình thường trong mắt tràn ngập tự tin nói ta là tháng trước ba mươi vị trí đầu ngươi là cái gì trần thư đang muốn mở miệng trước mắt xuất hiện tuyển hạng một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước Minan phải làm sao để chương 395, lại tất tất trở về trường liền đem người chặt tuyển hạng một gọn gàng rút khoát móc ra dao mổ heo hoàn thành ban thưởng tự hình phong nhận thêm một tuyển hạng hai hóa thân nhân sinh đạo sư lấy ra túi phân hoàn thành ban thưởng kịch độc mổ phược thêm một tuyển hạng ba bình tĩnh nói trò chuyện kết thúc đồng thời ném ra bạo tạc dự thể hoàn thành ban thưởng cùng xa phi thạch thêm một trần thư nao nao lần đầu tiên gặp được ba cái tuyển hạng đều cùng hắn phù hợp tình huống nhân viên gặp trần thư yên lặng chủ động mở miệng nói ra thật sự là hắn là có chút đặc quyền Trần Thư chớp chớp lông mày, nói, vậy bây giờ hắn đặc quyền thuộc về ta. Trần Thư, ngươi không muốn quá mức. Lưu Khánh lời nói còn không có qua hết, trên cổ đột nhiên liền phát giác được lạnh leo hàn ý. Hắn thân thể một cái giật mình, mồ hôi lạnh một thoáng liền xuất hiện. Cái này mẹ nó thế, nhưng chính thức đấu linh trường, ngươi là thật không muốn mệnh a. À. Quá mức cái gì? Trần Thư thần sắc bình tĩnh, tay phải cầm một cái đao mổ heo, trực tiếp liền gác ở trên bả vai Lưu Khánh. Suy tư chốc lát, hắn quyết định làm cái thứ nhất tuyển hạng. Ai bảo Lưu Khánh giết nhau heo đao có bóng ở đây? Đúng bệnh hốt thuốc mới là vương đạo hai con ngươi nhân viên co rụt lại chừng chừng nhìn chằm chằm thanh kia sắc bén đau mổ heo đây là tình huống gì ngươi mẹ nó không phải sinh viên sao hắn hiện tại có chút minh bạch vì sao đối phương muốn tự xưng nam giang tội phạm đồng học đừng xúc động đừng xúc động nhân viên khỏe miệng giật một cái kiên nhẫn khuyên đủ nói một cái sinh viên tùy thời mang theo đau mổ heo thật hợp lý sao hắn mở miệng nói ra nếu như ngươi thật lấy ngự thú sư thực lực đánh qua hắn đặc quyền tự nhiên về ngươi thật trần thư nết mép cười một tiếng thu hồi đau mổ heo mở miệng nói ra học trưởng ta vừa mới chỉ là mở ra một trò đùa ngươi sẽ không để tâm chứ không sẽ không lưu khánh nuốt ngụm nước bọn trong lòng không ngừng thầm mắng chính mình thật là gặp xui xẻo a ra ngoài đều có thể đụng phải tên sát tinh này đã như vậy vậy phiền phức mau chóng an bài chúng ta tỉ thí một trận a được hai vị đều đường xa mà tới liền xế chiều hôm nay tỉ thí a trần thư gật đầu ra hiệu không có vấn đề quay người liền rời đi tiểu lưu đây thật là học sinh của trường các ngươi lý thúc mở miệng hỏi y nguyên có chút chỉ hoan không tới Vốn là hắn vẫn luôn muốn cho Nhi Tử Thi đậu Hoa Hạ học phủ. Hiện tại xem ra, cho dù là điểm số đủ đều cần cẩn thận suy nghĩ a. À. Ta cùng hắn có chút va chạm. Lưu Khánh mở miệng nói ra, nguyên bản Vu Giang cùng Trần Tư mâu thuẫn, hiện tại đã trở thành túi phân xã cùng Ngự thú hội xung đột. Lý thúc, không cần lo lắng, ta sẽ dùng thực lực dạy hắn làm người. Đánh nhau ta không được, Ngự thú ngươi không được. Ân, hắn chỉ là Hát Thiết nhị sao? Ngươi hẳn là có thể vượt qua hắn. Nhị Tinh. Lưu Khánh thân thể chấn động, quốc khánh trước ngày nghỉ không trả Hát Thiết Nhất Tinh sao? Thế nào? Không có gì ta cũng muốn chậm chậm lưu khánh hít sâu một hơi đồng dạng rời khỏi phòng hai cái hoa hạ thiên tài ân đoán tình cửu. lý thúc sờ lên cằm, trong mắt có một chút hứng thú lúc xế chiều rất nhanh liền tới trần thư cùng hứa tiểu vũ ngồi chung một chỗ phía dưới chính là hai cái hát thiết tam tinh ngự thú sư tỷ thí một cái là tới từ đại học danh tiếng sinh viên tài cao một cái là thần kinh bách chiến xã hội ngự thú sư hai người đều có ưu thế một cái là thiên phú một cái là kinh nghiệm chiến đấu cuối cùng sinh viên hơn một chút bắt lại thắng lợi trần tiên sinh lập tức tới ngay ngươi ra sân phiền thoái chuẩn bị một chút ngay tại lúc này một tên người mặc đấu linh trường chế phục nhân viên tới trước nhắc nhở được trần thư gật gật đầu đứng dậy chuẩn bị bắt đầu trận đầu tỷ thí hứa tiểu vũ mở miệng hỏi trần bị ngươi hôm nay liền có tỷ thí ân chuẩn bị thưởng thức ta tuyệt thế tư thế vai hùng a trần thư nhét mép cười một tiếng rời đi xem thi đấu thế ngay tại hắn cùng lưu khánh chờ đợi ra sân thời điểm người chủ trì đã sớm lên đài các vị khán giả các bằng hữu bởi vì tình huống đặc biệt chính giữa yêu cầu ngoài định mức thêm một tràng tranh tài lời này vừa nói ra không ít khán giả đều là nhúng mày liền mang ý nghĩa hôm nay có một chàng tỷ thí sẽ chỉ hoan đến ngày mai có người khả năng chính là vì nhìn cái kia một chàng mà đến cái này đều không có một cái nào sớm thông chi đấu linh trường có chút không hợp quy củ a đúng vậy a lại là cái gì đặc quyền nhân vật tới người chủ trì thấy vậy không có bối rối khẽ cười nói ngoài định mức thêm tranh tài là đến từ hai tên hoa hạ học phụ thiên tài quyết đấu chắc là sẽ không để mọi người thất vọng mọi người nao nao ngay sau đó liền yên lặng như tờ nguyên bản khó chịu tan thành mây khói ngược lại tràn ngập chờ mong thiên tài ở giữa quyết đấu nơi nơi càng có tính thưởng thức nhất là một ít ly kỳ cao cấp khế ước linh bọn hắn thậm chí thấy cũng chưa từng thấy qua người chủ trì mặt mỉm cười nói tiếp xuống cho mời chúng ta vị thứ nhất tuyển thủ lúc tháng mười danh hai mươi bảy thiên tài lưu khánh lưu khánh thần sắc bình thường đi tới tuyển thủ trên vị trí là lưu khánh chẳng trách muốn ngoài định mức thêm so tài nhìn tới hắn lại muốn xông vào một thoáng tranh thủ tranh ba thi đấu danh lệch khánh thiếu cố lên cố lên chúng ta tin tưởng ngươi không ít người đều là làm hắn lớn tiếng khen hay lên tiếng xem như đấu linh trường khách quen tự nhiên là tích lũy nhất định phan lúc này người chủ trì lại mở miệng nói ra mà đối thủ của hắn đồng dạng là hoa hạ học phủ thiên tài danh sưng nam giang tội phạm trần thư phía dưới yên tĩnh không tiếng động căn bản liền không có nghe qua trần thư tết tuổi hứa tiểu vũ lớn tiếng gào thét nói trần bỉ cố lên nhưng mà rất nhanh liền bị lưu khánh ủng hộ âm thanh áp đảo trần thư không khỏi đến lắc đầu sớm biết liền sớm mua chút thủy quân thất sách ta ta sẽ để ngươi minh bạch ngự thú sư là muốn dựa vào khế ước linh mà không phải một cái đao mổ heo lưu khánh hưởng thụ lấy mọi người lớn tiếng khen hay trong lòng không khỏi đến có chút lâng lâng mở miệng nói ra học đệ ngươi vẫn không có minh bạch ngự thú sư chân chính hàng nghĩa trần thư nết mép cười một tiếng ngự khí ôn hòa nói ngươi lại tất tất một câu trở về trường ta liền đem ngươi chặt một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước Minan phải làm sao để chương ba trăm chín mươi sáu trấn nhiếp toàn trường sơ lạnh lưu khánh nháy mắt ngậm miệng không nói ngươi nha chính là không là người chính mình phải phải sớm điểm trở thành bạch nâng cấp bằng không mỗi ngày bị người cầm đao mổ heo uy hiếp thời gian thật qua không được tuy là trần thư đồng học chỉ là hát thiết nhị sao nhưng đã dám chủ động khiêu chiến khẳng định là chắc chắn chí ít sẽ không thua quá nhanh người chủ trì trên mặt mang theo nụ cười hiển nhiên là không coi trọng trần thư đều là thiên tài muốn vượt cấp khiêu chiến quá khó khăn tiếp xuống tỷ thí bắt đầu người chủ trì rời đi đài tỷ thí đem chiến trường giao cho hai người vừa dứt lời lưu khánh nháy mắt triệu hoán ra khế ước linh của mình hống một cái to lớn màu vàng than lằn xuất hiện thân thể của nó to lớn tăng thêm cái đuôi lớn chí ít đều có 6 mét sở trường, trên mình lân giáp long lánh kim quang, nhìn lên cứng cỏi vô cùng. Siêu cấp S kim giáp bạo tích. Khí thế thật là mạnh mẽ a. À. Cuối cùng lần nữa nhìn thấy Lưu Khánh cự tích, ta xanh trở về. Chẳng những lực phòng ngự kinh người, tốc độ đồng dạng nhanh chóng vô cùng, đối diện lấy cái gì đánh a? À. Một đám người thần sắc kích động vô cùng, một cái siêu cấp S khế ước linh tại Hoa Hạ học phủ khả năng không quá hiếm thấy. Nhưng thả tới phổ thông ngự thú sư bên trong, đó chính là Phượng Mao Lân Giác. Ngươi có thể phá ta ngự thú phòng ngự, cái kia coi như ta Lưu Khánh thua lưu khánh khỏe miệng mang theo nụ cười tự tin chỉ là dựa vào cường hãn phòng ngự hắn liền đã đứng ở thế bất bại trần thư lắc đầu lưu khánh không phải năm nhất đại học không có nhìn thấy trần thư cùng vô dịch một trận chiến tự nhiên là không biết hợp kỳ lực phá hoại ở mọc trong chốc lát một cái sáu mét có thửa màu vàng đại viên cầu xuất hiện dáng dấp ngốc manh vô cùng mà tại trên đầu của nó lại có một cái hợp kỳ qua lại nhảy nó lấy ngao ngao kêu to ân sơ lanh cùng nguyên tố thú người mẹ nó dám nói đây là hoa hạ học phụ thiên tài trả lại tiền trả lại tiền một đám người thần sắc kích động chỉ cảm thấy là nhận lấy lừa gạt cái này liền xã hội ngự thú sư cũng không sánh bằng làm sao có khả năng là hoa hạ học phụ sinh viên tài cao các vị an tâm chớ vội an tâm chớ vội phía dưới đấu linh trưởng nhân viên quản lý vội vã lên tiếng an ủi hắn đồng dạng không nghĩ tới khế ước linh của trần thư dĩ nhiên như vậy kỳ hoa nếu như là cấp độ ss hắn khả năng cũng sẽ không quá kinh ngạc nhưng loại tiềm lực này bình xét cấp bậc khế ước linh thuộc về là cách đại quá mức ngươi một cái khác khế ước linh đây trần thư thần sắc bình thường không có chịu đến những người còn lại ảnh hưởng mà là đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía lưu khánh trong mắt lưu khánh có vẻ ngạo mạ nói đối phó ngươi một cái khế ước linh là đủ rồi ngươi mặc dù không có gặp qua ta cùng vu dịch chiến đấu nhưng gặp qua ta cùng vũ giang là minh bạch thực lực của ta trần thư sờ lên cảm suy đoán nói ngươi chắc chắn sẽ không xem thường nhưng bây giờ lại là bộ này ngu xuẩn răng rớp ngươi là muốn muốn âm ta à nghe vậy lưu khánh biến sắc mặt không nghĩ tới bị trần thư đoán chúng hừ trong chốc lát chỉ thấy cự tích gào thét một tiếng nháy mắt đánh tới chấp đoán tốc độ nhanh vô cùng tựa như một đạo lưu quang màu vàng nhanh như vậy trần thư thần sắc khẽ giật mình đồng dạng lên tinh thần tới suy suy trong chốc lát cự tích vây đuôi một cái không khí đều xuất hiện bạo liệt nổ vang tiểu hoàng thân thể to lớn hơn nữa tốc độ không nhanh tự nhiên là không cách nào tránh đi vê anh một đạo khủng bố tiếng va chạm đầy ra cự tích thân thể không khỏi đến tụt lùi mấy mét ánh mắt ý nguyên hung lệ vô cùng mà to lớn sợ lạnh đồng dạng quay cuồng hơn mười mét thân thể xuất hiện một cái to lớn lóng xuống vỡ tan làn da chạy ra không màu huyết dịch nhìn tới ngươi không như trong tưởng tượng mạnh như vậy đi trong lòng lưu khánh nhẹ nhàng thở ra tuy là hắn mặt ngoài không có đem trần thư coi ra gì nhưng kỳ thật là có chút coi trọng dám cùng trường học ngự thú hội khiêu chiến sao lại là người thường phụ trợ tính khế ước linh sao trần thư ánh mắt nhìn phía cái kia màu vàng cự tích chỉ thấy trong miệng đang có một cái màu tím tiểu trùng Tử linh trùng trên thân thể tản ra trong suốt tử quang cùng màu vàng cự tích nối liền với nhau đây cũng là vì sao cự tích chiến lực sẽ như cái này kinh người duyên cớ lưu khánh mở miệng nói ra có cấp a tử linh trùng giá trị vô luận là lực lượng tốc độ cùng phòng ngự ta đều đủ để nghiền ép ngươi a à. trần thư chỉ là gật đầu một cái ngay sau đó sợ lại mò một tiếng trong chốc lát thân thể của nó mắt trần có thể thấy bành trướng lên 30 mươi m năm mươi m sáu m cuối cùng trọn vẹn bành trướng đến hơn 60 mươi m hơn nữa bởi vì nó là hình cầu cho người ta mang tới thị giác trùng kích quá lớn nguyên bản ồn ào lấy muốn trả vé khán giả toàn bộ lặng ngắt như tờ con mắt chừng lớn phản phất gặp quỷ đồng dạng sống nhiều năm như vậy bọn hắn lúc nào gặp qua đồ chơi lớn như vậy chân thư cực kỳ vừa ý toàn trường phản ứng bây giờ sợ làm trọn vẹn có thể biểu diễn đặc biệt lấy trong phim quái thú cái này mẹ nó đổ vật gì a à? lưu khánh thần sắc tái nhận trong mắt tràn ngập khó có thể tin lúc trước trần thư cùng vu giang chiến đấu cố ý khống chế sợ làm hình thể không có sử dụng xong toàn bộ hình thái lưu khánh vốn cho rằng đại địch là cái kia hợp kỳ cuối cùng nó sẽ phân thân nhưng hiện tại xem ra cái này sợ làm càng kỳ quái hơn a à? hống màu vàng cự tích cố gắng ngẩng đầu lên muốn nhìn thấy tiểu hoàng con mắt nhưng thực tế không làm được nó chỉ cảm thấy hiện tại phía trước xúc lập một toàn núi lớn trong lòng bản năng xuất hiện một vòng sợ hãi cự tích ánh mắt lại nhìn phía chủ nhân của mình ngươi khẳng định muốn để ta cùng nó cứng đối cứng đối phương khả năng chịu là thương tổn nhưng chính mình ném nhất định là mệnh hiện tại chiến đấu mới bắt đầu trần thư khỏe miệng mang theo đủ cười nếu là liền lưu khánh đều đánh không được nói thế nào giành được tranh bá thi đấu quán quân ò tiểu hoàng gào thét một tiếng trực tiếp sử dụng công kích kỹ năng rầm rầm dầm hình thể khổng lồ tăng thêm nhanh chóng tốc độ dĩ nhiên xuất hiện kịch liệt của phong mẹ nó vậy liền đánh lưu khánh đồng dạng là liều chuyên chú chỉ huy màu vàng cự tích chiến đấu hống cự tích gào thét một tiếng tứ chi di chuyển tốc độ đồng dạng nhanh vô cùng hai cái khế ước linh tại đài tỉ thí bên trong bắt đầu truy đuổi ngao 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 hất kỳ ngao ô một tiếng một khỏa to lớn băng cầu đánh tới dựa vào cường đại dự phán năng lực trực tiếp phong kín cự tích lánh nạn lộ tuyến cự tích hoặc nạnh kháng băng cầu hoặc bị tiểu hoàng nghiền ép trong chốc lát lưu khánh làm ra quyết định không có chút do dự nào kháng trụ băng cầu hành kích một cỗ băng hàn khí tức đẩy ra tốc độ của nó nháy mắt chậm một đoạn muốn khống chế lại ta lưu khánh nói nhỏ một tiếng chỉ thấy cự tích trong miệng tử linh trùng lại thả ra một cái kỹ năng Tử quang lóe lên một cái rồi biến mất, băng cầu chậm chạp hiệu quả thì bị xua tán đi. Ồ Trần Thư đã sớm dự liệu được, tiểu hoàng lại lần nữa thả ra trấn nhiếp gào thét. Cự tích đồng tử tan rã, tốc độ nháy mắt diện rộng hạ thấp. Lại là khống chế kỹ năng, lại dám gạt ta hiểu khống chế kỹ năng. Lưu Khánh không nghĩ tới Trần Thư kinh nghiệm tác chiến như vậy phong phú, hắn đã rơi xuống hạ phòng. Một ông trùm trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền phải làm sao để? Chương 397, ta quả nhiên có làm nhân sinh đạo sư tiềm chất lập tức khoảng cách của song phương bị rút ngắn khổng lồ sơ làm càng là nhảy lên một cái đi tới không trung sợ làm kéo gần lại cùng các khán giả khoảng cách khủng bố thân thể để trong lòng bọn hắn chấn động đều là nhịn không được ngựa ra sau càng có người móc ra điện thoại không ngừng chụp ảnh nhất định có thể chống đỡ được màu vàng cự tích lúc này thanh tỉnh lại nhưng đã tới không kịp tránh mở ra cặp mắt của nó xuất hiện một vòng kim quang trên mình lớp vảy màu vàng nóng dạng dỡ phát quang tạo thành một cái không thể phá vỡ vòng bảo hộ trong miệng tử linh trùng kêu to một tiếng đồng dạng thả ra kỹ năng chỉ thấy màu vàng vòng bảo hộ bên trên lại tăng thêm từng đạo ánh sáng màu tím, hiển nhiên là đem hiệu quả tăng phúc. trong chốc lát, song vương va chạm đến một chỗ. với anh, tiểu hoàng cực tốc hạ xuống, nhấc lên một tầng khủng bố khí lãng, đại tỷ thí phảng phất đều khe run một phen. thế nào? không phải là trực tiếp bị ép thành thịt vụ đi? hy vọng người chết không có bị thương. hiện trường khán giả toàn bộ đều che hai mắt, thực tế không đành lòng nhìn thấy tàn nhẫn như vậy một màn. ân, chân thư nao nao, tâm niệm của hắn hơi động. chỉ thấy tiểu hoàng thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Cuối cùng như ngừng lại trường mới thước, một cái cự tích lộ ra đầu, tuy là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhưng ít ra không có bị thương. Nó thả ra hộ thuẫn màu vàng tuy là hiện đầy giống mạng nhện vết nước, nhưng vẫn không có vỡ tan. Nhìn tới trọng lượng của ngươi kém một chút ta. Lưu Khánh nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, may mắn là đứng vững. Cái này mẹ nó quả thực liền là khủng bố a. À? Lợi hại. Khánh thiếu quả nhiên lợi hại. Trần Thư giơ ngón tay cái lên khích lệ nói, khỏe miệng mang theo nụ cười quỷ dị. Chỉ thấy một cái husky nhảy nhót mà tới, hai mắt tràn ngập trí tuệ. Nó ha hốc miệng ra, nhắm ngay cự tích phảng phất muốn hôn môi đồng dạng. Lưu Khánh nao nao, một giây sau, thần sắc của hắn vô cùng hoảng sợ. Rầm rầm rầm. Hỏa cầu, phong nhận, lôi đỉnh, động mục, phi thạch các loại khủng bố kỹ năng cùng nhau hoành tới. Quả thực tựa như là một chàng long trọng ma thuật biểu diễn. Ta mẹ nó. Thanh âm Lưu Khánh thê thảm vô cùng, tâm thần kịch chấn, thậm chí đều quên thu về khế ước linh. Đủ loại kỹ năng quang mang biến mất, cuối cùng lộ ra cự tích nguyên bản dáng dấp. Chỉ thấy màu vàng vòng bảo hộ đã sớm biến mất không thấy gì nữa, đầu nổ bể ra tới, máu tươi chảy đầy đất, không ngừng thở hổn hển, phản phất một đầu chó chết lưu khánh đau lòng vô cùng thu hồi khế ước linh tháng mười một phần tranh tài hắn đã không cần tham gia trị liệu phòng chừng đều muốn mười ngày nửa tháng người hắn đưa tay phải ra muốn nói điều gì nhưng cuối cùng trầm mặc hờ kỳ cũng không có sử dụng phân thân nếu như hai cái hợp kỳ luân phiên oanh tạc khế ước linh của hắn tuyệt đối phải chết bất đắc kỳ tử trần thư kỳ thực đã là lưu thủ ta thua lưu khánh thở dài cuối cùng hệ vải rời đi đài tỷ thí trần thư bình tĩnh thu hồi hai cái khế ước linh không hề sử dụng toàn lực liền đã thoải mái chiến thắng hiện trường vẫn là yên tĩnh như chết nhưng trong chốc lát từng trận kinh thiên âm thanh hoan hô hết đợt này đến đợt khác nam giang tội phạm vĩnh viễn thần cái này mẹ nó mới thật sự là thiên tài a à, nhị tinh thực lực treo lên đánh tam tinh nam giang tội phạm mười năm lão phấn không ngợi mà tới cái kia mười năm lão phấn ngươi không đồng nhất thẳng ủng hộ lưu khánh sao cái gì lưu khánh hiện trường âm thanh hoan hô đinh thai nhức góc trần thư trận chiến đầu tiên liền đã chinh phục toàn trường khán giả vô luận là hình thể to lớn sơ lạnh hoặc là diễn ra nguyên tố đánh nổ hất kỳ đều làm người cực kỳ chấn động mà hắn chỉ là hát thiết nhị sao hai cái khế ước linh tiềm lực bình xét cấp bậc đồng dạng không cao loại này lấy yếu giết mạnh lịch thiên trang diện nơi nơi có thể làm người nhiệt huyết sôi trào chẳng trách dám tùy thời móc đau mổ heo có chút dữ dội a à? phụ trách tuyển thủ báo danh lý thúc cảm thán hoàn toàn chính xác không nghĩ tới trần thư sẽ mạnh như vậy trần thư mặt mang nụ cười rời đi tỉ thí trường tác chiến vị trí nam giang tội phạm danh khí lần đầu tiên chính thức tại kinh đô khai hỏa mà lúc này đã có không ít người thông qua trên mạng tìm đọc hiểu rõ đến hắn đã qua sự tích trong lúc nhất thời nam giang tội phạm thành thiên tài đại danh tử thực lực quá mạnh không có cách nào trần thư nói nhỏ một tiếng về tới hậu trường vị trí lý thúc hiện tại an bài cho ta ở buổi tối không có vấn đề a không có vấn đề trọn vẹn không có vấn đề lý thúc trong mắt tràn ngập hòa nhã quả thực liền là đổi một người dường như nếu như ngươi muốn an bài tại hừng đông 12 hai giờ đều có thể cái kia không đến mức khán giả tới nhìn quỷ a an bài cho ta tại bảy tám điểm là được trần thư mở miệng nói ra đây chính là hoàng kim đoạn thời gian mọi người ăn xong cơm tối ban đêm giải trí hoạt động liền là tới trước nhìn một chàng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề ngự thú sư so đấu không có vấn đề lý thúc cười lấy nói đã chuẩn bị đem trần thư xem như tháng mười một bề ngoài nhân vật tới tuyên truyền nửa giờ sau trần thư cùng hứa tiểu vũ đi trên đường đã rời đi đấu linh trường trần bì người biến đến thật mạnh hứa tiểu vũ cười lấy nói trong mắt cũng là có một vòng thất lạc lúc trước nàng là niên cấp thứ nhất nhưng từ lúc khối mười hai bắt đầu trần thư liền một đường vùng dậy quả thực liền là bật hợp đồng dạng ngắn ngủi thời gian hơn một năm nàng hiện tại liền bóng lưng trần thư đều trông không đến trần thư nao nao đối với hắn mà nói tiến bộ của mình tốc độ có lẽ không nhanh nhưng nếu như so sánh người bên cạnh thật sự là hắn có chút mịt tiên tiểu vũ không có chuyện gì Chân thư củ cười ôn hòa nói loại này cảm giác mất mát kỳ thực ta có thể lý giải hứa tiểu vũ nói ngươi cũng từng có sao ta không có nhưng lao vương lao Tạng, tiểu tinh a lương thanh hàn hạ băng các loại các loại bọn hắn kỳ thực đều có loại cảm giác này ta đều có thể lý giải trong lòng hứa tiểu vũ có lại lời này thế nào càng nghe càng không hợp thói thường Chân thư cười lấy nói nếu như thực tế không vượt qua được vậy liền đổi một mục tiêu chúng ta không cần thiết tra tấn chính mình ngươi thật là đang an ủi ta sao hứa tiểu vũ hít thở sâu một thoáng cảm giác có chút nín đến sợ khẳng định a à. trần thư gật đầu nói nếu quả như thật không thể bước được các ngươi có thể tổ một cái thất lạc người liên minh hai bên cùng ủng hộ khẳng định là có thể vượt đi qua hứa tiểu vũ nghiên chặt hàm răng đã là muốn ngay tại chỗ đập chết trần thư tiểu vũ ta muốn yên tĩnh cảm ơn hứa tiểu vũ trực tiếp bước nhanh đi ra không muốn nghe đến trần thư bất luận cái gì một câu thật tiểu vũ các ngươi cái này liên minh khẳng định là không ngừng lớn mạnh tin tưởng ta trải qua nửa giờ tâm lý tra tấn hứa tiểu vũ cuối cùng về tới cửa trường học Ta muốn trở về trường, ngươi trở về đi. Nghe được ta an ủi, có hay không có dễ chịu một điểm. Hứa Tiểu Vũ thở dài, trực tiếp quay người về tới trong trường học. Nhìn tới ta đã chạm tới linh hồn của nàng. Trần Thư ngồi lên trở về Hoa Hạ Học phụ xe, nói nhỏ lấy, ta quả nhiên có làm nhân sinh đạo sư tiềm chất. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao. Chương 398, Liêu Phong Hỏa Táng kỹ thuật. 5 giờ chiều, Trần Thư về tới trong túc xá. Hai người không tránh trưởng. Trần Thư vừa mở cửa liền trông thấy A Lương ngay tại loay hoay hắn vỗ lên máy tính, hình chiếu bên trên hiện lên đủ loại nhiệm vụ. Chuẩn bị làm nhiệm vụ. Hắn ngồi xuống trên ghế sofa, mở miệng hỏi: "Muốn kiếm lời học phần A, không phải không dùng đến trường học cao cấp tu luyện thất?" A Lương một bên trả lời, một bên ghi chú thích hợp xác nhận nhiệm vụ. "Trần Bì, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta một chỗ?" Lão Vương thì là tại ghi chép khóa trình thời gian, đem nhiệm vụ thời gian cùng khóa trình dịch ra. Tuy là yêu cầu nắm chắc thời gian tu luyện, nhưng khẳng định là không thể chậm trễ lên lớp. "Ta, ta liền thôi, ta muốn tranh đấu linh trận." Trần Thư mở miệng nói ra, hắn hiện tại khẳng định là thoát không ra thân. A Lương quay đầu trông lại, hai mắt bước lên qua mang, dưới mặt đất đấu linh trường. Tới tiền nhanh sao? Cái gì dưới đất? Chính thức. Trần Thư mở miệng nói ra, tháng 12 phần có một cái tranh bá thi đấu, tăng thêm trường học nhiệm vụ, cầm tới quán quân, có chút ít tiền. Hắn chớp chớp lông mày hỏi, hai người muốn tham gia sao? Ta cấp 9 tham gia cái rắm. A Lương mở miệng nói ra, tranh bá thi đấu liền hát thiết tổ cùng Bạch ngân tổ. Lão Vương, ngươi đây. Trần Thư quay đầu nhìn về Vương Tuyệt, không chờ đối phương trả lời, ngay sau đó liền nói coi như ta không có hỏi ba người đẳng cấp không giống nhau chỉ có thể là mỗi là mỗi cưỡng ép tổ hợp lại với nhau chỉ làm liên lụy hai bên tiến độ sáng sớm ngày thứ hai a lương cùng vương tuyệt đã thu thập xong không thấy hôm qua tráng trưởng, chuẩn bị sớm đột phá đến hát thiết cấp thật là thèm muốn con hàng này cái gì đều không cần làm đẳng cấp siêu siêu tăng thêm vương tuyệt nhìn phía cửa gian phòng của trần thư thở dài a lương vô vô bở vai của hắn nói không chừng trần bị so với chúng ta càng cố gắng chỉ là chúng ta không nhìn thấy mà thôi để ngươi nha túm đặt cái này trang cao thủ ngay tại lúc này trần thư cầm lấy điện thoại lẩm bẩm lấy mở cửa phòng hai người trứng mắt khẽ nhuyết miệng nói ngươi mẹ nó chơi một cái suốt đêm trò chơi đúng a à. trần thư gật đầu một cái nói hơn nữa kết thúc một cái mười tám liên thắng đánh giã trình độ không tệ a lương khỏe miệng giật một cái hai ta đi sớm về tối làm nhiệm vụ ngươi nha hàng đêm sinh ca thời gian này đúng là không có cách nào qua tiểu tử này còn không phục một mực mắng ta trần thư cười cười nói đúng rồi hai ngươi tới một cái nhưng dẹp đi a à dậy sớm chim chóc có chúng ăn tốt đẹp nhân sinh yêu cầu phấn đấu để một ít người biến chất ta hai người đeo túi sách liền rời đi ký túc xá không biết rõ dậy sớm trùng tử bị chim ăn a à. trần thư lắc đầu nhìn phía điện thoại chỉ thấy người kia một mực đang nói duyên dáng quốc ngữ ánh mắt của hắn ngưng lại đánh chữ nói thua không nổi đúng không bắt đầu liền trăng bức ta còn tưởng rằng thật là đại thần đây liên thắng không giống nhau bị ta kết thúc người kết thúc người ba người mẹ nó cùng ta một phe cánh có mặt nói người tuổi trẻ bây giờ tâm thái thật kém trần thư lắc đầu trực tiếp liền đem hắn kéo đen giữa trưa trần thư mới chậm rãi rời đi ký túc xá đi đến học phủ phòng ăn a à di cho ta nhiều chỉnh điểm a ngược lại cái nào không phải ngược lại chỉ chốc lát trần thư hài lòng bưng một đĩa lớn đồ ăn rời đi đang lúc hắn tìm tới vị trí thời điểm một cái ngạc nhiên âm thanh xuất hiện trần thư chỉ thấy kiều nguyệt đang bưng một khay đồ ăn tới trước ngồi xuống đối diện với hắn kiều tỷ trần thư nao nao không nghĩ tới trùng hợp như vậy học tỷ ngươi hiện tại rất có không a trần thư vừa ăn vừa nói ta rất lâu đều không có nhìn thấy lục học tỷ các nàng liền phương tư tỷ ta đều chỉ nhìn thấy một hai lần tiêu nguyệt cười nói năm bốn đại học đều bận điều đây ta bởi vì muốn ở lại trường thời gian tất nhiên sẽ nhiều một điểm vậy các ngươi ngự thú đoàn không phải giải tán trần thư mở miệng nói ra sinh viên năm thứ tư đều sẽ gặp phải biệt ly vấn đề mỗi người đường ra cũng khác nhau khả năng là trở thành cao giáo lao sư khả năng là trở thành ngự long vệ hoặc là trấn linh quân cũng có người về nhà kế thừa gia sản tất nhiên có ngự thú đoàn sẽ một mực duy trì lấy tốt nghiệp liền một chỗ trở thành xã hội ngự thú sư không có giải tán, nhưng sắp rồi. Trước khi tốt nghiệp sẽ tiến hành sau cùng một lần đi săn. Tiêu Nguyệt mở miệng nói ra, hy vọng A ngưng các nàng đều có thể trở thành bạch nâng cấp. Ta còn nghĩ đến ôm bắp đùi đây. Hai người vừa ăn cơm bên cạnh chuyện thiếm, trọn vẹn không có thể trò ở giữa ngăn cách. Tiêu Nguyệt hình như nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, ngươi gần nhất không có gặp rắc rối A? Cái gì gọi là gần nhất? Ta Trần Thư vẫn luôn kiên trì một cái nguyên tắc, thành thành thật thật là người, chân thật làm việc. Nhưng dẹp đi A. Tiêu Nguyệt lắc đầu nói, gần nhất danh giới thành thị có chút hỗn loạn, ngươi tận lực không muốn tiến về. Trần Thư nít mép cười một tiếng cảm ơn học tỷ quan tâm ta là sợ người khác cho rằng ngươi là người bị tình nghi trần thư khỏe miệng giật một cái không đến mức toàn thế giới phạm tội đều là bởi vì ta tiêu nguyệt mở miệng nói tốt ngươi liền thành thành thật thật chờ ở trường học là được rồi học tỷ yên tâm đi ta gần nhất có chút bận rộn không rảnh làm cái khác thế nào cũng bay không ra hoa hoa thế giới một trận chung điện thoại di động vang lên trần thư nhận điện thoại nguyên bản cười hì hì thần sắc một thoáng liền biến đến liên lặng ân địa điểm nhân số trần thư thần sắc bình tĩnh gật đầu nói thế nào trong lòng tiều nguyệt mơ hồ phát giác được một chút không thích hợp mở miệng hỏi chỉ chốc lát trần thư cúp điện thoại nói không có việc gì học tỷ ta ăn xong liền đi trước nói lấy hắn thu thập xong mâm cơm liền chuẩn bị rời đi đừng làm sự tình a à. trong lòng tiều nguyệt cảm thấy có chút không ổn chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở trần thư nói yên tâm ta có chừng mực tiều nguyệt nhìn phía bóng lưng của hắn nháy mắt thần sắc biến đổi chỉ thấy trần thư tay phải xách theo một cái mang theo ám trầm vết máu đau mùa heo tay trái cầm màu vàng túi phân nên ngang rời đi sư phụ ta cho ngươi định vị làm phiền ngươi hướng nơi này mở trần thư gọi một chiếc xe taxi vừa mới chính là a lương cùng vương tuyệt cho hắn gọi điện thoại đồng thời trước mắt của hắn đang có tuyển hạng xuất hiện tuyển hạng một trợ giúp a lương cùng vương tuyệt đánh tơi bởi đối phương hoàn thành ban thưởng linh mục dược tề độ thuần thục tăng lên tới tông sư tuyển hạng hai làm như không thấy trở lại trong túc sáng ngủ ngon hoàn thành ban thưởng trung lượng ngự thú lực tuyển hạng ba làm hai người chọn lựa một cái tinh xảo hủ cho cốt hoàn thành ban thưởng luyện tập đến liêu phong hỏa táng kỹ thuật một ông chủ trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền phải làm sao để? Chương 399, ta là người thất lạc nhiều năm. Phu thân. Kinh đô phương Nam vùng ngoại thành, nơi đây đứng sừng sững lấy một cái bỏ hoang đại lầu Bốn phía hoang tàn vắng vẻ, bởi vì vị trí địa lý vắng vẻ, dẫn đến chậm chạp đều không có khai phá. Mà ở trước đại lầu, đang có năm người rằng co lấy. A Lương cùng Vương Tuyệt thần sắc khó coi, bên cạnh Lôi Viên hai mắt tràn ngập hung lệ, nhưng một mực không có động tác. Mà tại đối diện thì là ba tên nữ sinh, trong mắt tràn ngập lạnh nhạt cùng không kiên nhẫn một tên dung mạo đẹp đẽ nữ sinh nói ta khuyên chính các ngươi rời đi bằng không chờ ta hát thiết cấp ca ca tới các ngươi phải trả giá thật lớn a lương nói thế nào vương tuyệt đụng đụng bên cạnh a lương thấp giọng nói a lương nói nhỏ kéo dài thời gian các loại trần bị tới hai người tiếp một cái học phủ nhiệm vụ bắt mớ hai tên tội phạm giết người đi qua một buổi sáng truy tung cuối cùng đem tội phạm chế phục nhưng không nghĩ tới nửa đường giết ra trình giáo kim ba tên cái khác cao giáo học sinh tới trước các nàng đồng dạng tiếp nhiệm vụ này song phương va chạm tự nhiên là bạo phát A Lương tuy là sức chiến đấu kinh người, nhưng lấy một địch ba đã là cực hạn. Song Phương một thoáng liền cầm cự được. Cấp chiến lợi phẩm của ta, còn để ta trả giá thật lớn, ba các ngươi so Trần Thư còn không biết xấu hổ a. À. A Lương thần sắc bình thường, nhưng không có bất kỳ nhượng bộ. Ngươi, một tên nữ sinh thần sắc một trắng, trong mắt có lửa giận xuất hiện. Nàng tuy là không biết Trần Thư, nhưng nghe đạt được đối phương là đang mắng người, hơn nữa mắng tương đối khó nghe. Chúng ta là Hoa Hạ học phủ, các ngươi xác định không đi. Vương Tuyệt Đồng dạng mở miệng nói ra, chỉ có thể hy vọng mượn học phủ tên tuổi trấn trụ đối phương đáng tiếc hắn không có sức chiến đấu bằng không hai người đã sớm trọng quyền đánh ra hoa hạ học phủ nữ sinh nao nao ngay sau đó khỏe miệng liền có lau nụ cười rêu cận nói vậy các ngươi nhận thức ca ca ta bạch dương a bạch dương a lương nao nao hiển nhiên là không có nghe nói qua nhưng vương tuyệt nghe vậy cũng là thần sắc biến đổi mở miệng nhắc nhở năm thứ hai đại học niên cấp thứ nhất a lương đồng dạng với mày có thể trở thành hoa hạ học phủ niên cấp thứ nhất tự nhiên là đầy đủ thiên phú cùng thực lực Danh sưng học phủ thiên tài phương tư kỳ thực đều chỉ có thể xếp tới trước mười thứ bậc, bởi vì gần nhất đột phá mới trở thành niên cấp trước năm, có thể ổn ở niên cấp thứ nhất đều là thiên tài đứng đầu. Nói thế nào? Hai người lâm vào trong suy tư. Trần Thư mặc dù là năm nhất đại học người mạnh nhất, nhưng đối mặt năm thứ hai đại học người mạnh nhất liền không hẳn có thể thủ thắng. Được rồi. A Lương song quyền hơi nắm, ngắm nhìn phía dưới hôn mê hai cái trắng hán, cuối cùng lựa chọn buông tha. Ánh mắt của hắn bình thường, nhìn thật sâu ba người một chút, trong lòng đã đem hắn nhớ kỹ từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cướp hắn đồ vật thật đem chính mình làm nam giang tội phạm chúng ta đi trước a lương mở miệng nói ra nếu như đối phương viện còn tới trần thư không hẳn đánh thắng được đến lúc đó ba người sẽ phải bị hành hung Tốt. vương tuyệt đồng dạng gật đầu nhớ kỹ ba người khuôn mặt chuẩn bị sau này trả thù ngay tại a lương thu về lôi viên chuẩn bị rời đi thời điểm một đạo âm thanh bình thản vang lên ta để các ngươi đi rồi sao chỉ thấy một tên người mặc áo khoác nam sinh thong dong vô cùng dạo bước mà tới mặt mũi của hắn góc cạnh rõ ràng đôi mắt sáng ngời có thần lộ ra cực kỳ tuấn lãng ân a lương hai người thần sắc khẽ biến không nghĩ tới đi muộn một bước bạch dương vương tuyệt trong giọng nói có lau kiên kỵ bạch dương cũng là không để ý đến hai người mà là đi tới ba tên nữ sinh phía trước bạch dương ôn hòa cười nói tiểu huyền không có sao chứ ca ca ta không sao bạch huyền trong mắt có nhảy nhót trong lòng một thoáng liền đã có lực lượng tay phải của nàng ngay sau đó liền chỉ hướng á lương cùng vương tuyệt làm nũng nói ca ca hai người bọn họ mắng ta không biết xấu hổ ân bạch dương vậy mới quay đầu trông lại nhìn chằm chằm á lương cùng vương tuyệt hai người nhận thức ta xem ra là tiểu học đệ khoe miệng của hắn có lau nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhưng hai con ngươi cũng là có một cố lệ khí vương tuyệt gạt ra một vòng nụ cười nói bạch dương học trưởng mọi người đều là hoa hạ học phủ không chừng là cùng một cái đạo sư không cần thiết có đạo lý có đạo lý bạch dương gật đầu một cái ngay sau đó nói hiện tại bắt đầu hai ngươi lẫn nhau vào miệng lúc nào để mội mội ta vui vẻ hai ngươi liền có thể lăn lời này vừa nói ra a lương cùng vương tuyệt đều là thần sắc lạnh lẽo không nghĩ tới đối phương như vậy cuồng. Vương Tuyệt Tâm thanh lạnh lùng nói, "Bạch Dương, là muội muội của ngươi trước không tử tế, muốn cấp chúng ta chiến lợi phẩm." "Xin lỗi, ta Bạch Dương chỉ nhìn thực lực." Bạch Dương cất bước đi tới, loại trừ trường học số ít Bạch Ngân cấp học sinh, không ai có giá trị hắn coi trọng. Đương nhiên sẽ không để ý hai cái mới vừa vào học tân sinh ngãi con. "Tiểu học đệ, có chút không phục a." Bạch Dương bình tĩnh cười cười, đi tới hai người bên cạnh, âm thanh lạnh lùng nói, "Các ngươi có biết hay không, liền rất nhiều năm ba đại học năm bốn đại học người đều không dám dùng loại ánh mắt này nhìn ta." Trong chốc lát, trên đầu hắn không gian vỡ tan chỉ thấy một cái màu đen sư tử vươn đầu hống hắc sư gào thét một tiếng dĩ nhiên xuất hiện thực chất hóa sóng âm a lương hai người nhịn không được thụt lùi mấy bước gắt gao che đầu chỉ cảm thấy đến kịch liệt đau nhức vô cùng nửa ngày hai người cuối cùng khôi phục lại hiện tại bắt đầu phiến bạch dương bình thản mở miệng nói ra bằng không ta liền để khế ước linh của ta xuất thủ vỗ hai người lướt nhau không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu lấy chuẩn bị liều một cái nhưng ngay lúc này a lương thần sắc khẽ giật mình phảng phất là nhìn thấy cái gì một giây sau thần sắc hắn bình tĩnh nói nếu như ta nói cho ngươi một cái truyền kỳ ngự thú sư bí mật ngươi có thể thả chúng ta sao cái gì bạch dương nao nao một thoáng liền bị truyền kỳ hai chữ hấp dẫn a lương bu lại nhẹ giọng nói ra ta là ngươi thất lạc nhiều năm phụ thân một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước mi nan phải làm sao để chương bốn trăm đây là bờ mông vẫn là đầu a ân bạch dương có chút một bức trong chốc lát liền nghe thấy bạch tuyển hoảng sợ nói ca ca cẩn thận nhưng hắn đã tới không kịp làm ra phản ứng một đạo thân ảnh đá bay mà tới trực tiếp liền đem hắn một cước đạp bay ẩm bạch dương thân thể bay ra mấy mét xa cuối cùng trùng điệp ngã rầm trên mặt đất ai bạch dương thần sắc giận dữ đang muốn đứng dậy thời điểm lại là một cái bay chân đạp tới ẩm hắn lại lần nữa bị đạp bay mấy mét tự tìm cái chết ẩm lao tử cảnh cáo ngươi ẩm bạch dương như là bóng da đồng dạng bị đá bay mấy lần cuối cùng học thông minh không còn nói dọa hắn một cái nghiêng người khó khăn lắm tránh ra đối diện một cước thật vất vả ổn định thân hình mới chuẩn bị nhìn về đối phương chỉ thấy một cái hắc cá miệng túi đánh tới trần thư thần sắc bình thường trực tiếp liền dùng túi phân đem bọc lại để ngươi nha trang bức phanh 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 ngay sau đó liền làm một hồi trọng quyền xuất kích khiến bạch dương lảo đảo thụt lùi ngươi mẹ nó đủ bạch dương vừa lui bên cạnh hống chỉ thấy đỉnh đầu hắn không gian vỡ tan một cái hung mạnh hắc sư xuất hiện hắc sư đang muốn gào thét một thoáng liền thấy hai cặp trí tuệ hai mắt nga ô đầu hai con chó trừng trừng nhìn chằm chằm hắc sư khẽ nết miệng phảng phất tại mỉm cười rầm 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 trong chốc lát vô số kỹ năng oanh ra kèm theo đủ loại chói lọi quan mang bạch dương thần sắc kỳ biến một thoáng liền phát giác được khế ước linh bị trọng thương người rốt cuộc là ai bạch dương kinh thanh hỏi bị túi phân bọc lại dẫn đến hắn không cách nào thấy do đối phương bốn chữ lớn người tội phạm trần thư nét mép một thoáng tìm đúng vị trí trực tiếp một cái trọng quyền xuất kích ẩm bạch dương thẳng tắp hôn mê bất tỉnh như là một đầu chó chết không gặp lại vừa mới phát lối trần bì a a lương cùng vương tuyệt hai người trông lại cùng nhau giơ ngón tay cái lên người trước mắt thế nhưng năm thứ hai đại học niên cấp thứ nhất không nghĩ tới lại bị trần thư cho đánh ngã chuyện nhỏ trần thư khẽ cười nói chỉ cần bị hắn thành công đánh lén cái kia chủ yếu liền không người nào có thể phản kháng người đem ca ta thế nào bạch tuyển thần sắc biến đổi sợ hãi nhìn phía trần thư phảng phất tại nhìn một cái ác ma trần thư liếc qua ba người mở miệng hỏi a à lương tình huống như thế nào hai người đem sự tình cho trần thư nói một lần hai phút đồng hồ phía sau trần thư ánh mắt quái dị qua lại đánh giá ba người khiếp sợ nói các người dĩ nhiên so ta còn không biết xấu hổ ba người muốn nói cái gì hình như lại bởi vì sợ hãi chỉ có thể giữ yên lặng cướp ta huynh đệ đồ vật liền là tại cướp ta tội phạm đồ vật trần thư hai tay ôm ngực mở miệng nói ra nói đi các ngươi muốn giải quyết như thế nào chúng ta sai bạch tuyển cúi đầu chúc chắc vô cùng nói trần thư nói sau đó thì sao ta đều đã nhận lầm ngươi còn muốn thế nào bạch tuyển ngẩng đầu lên trận mắt nhìn hình như không rõ đối phương vì sao hùng hổ dọa người trần thư chấp chấp lông mày cười lấy nói ngươi thật giống như có chút không làm rõ ràng được tình huống a à ngươi một đại nam nhân bắt nạt nữ sinh có gì tài ba một tên nữ sinh trong mắt có tức giận mở miệng nói ra ngươi còn muốn đánh chúng ta a à? ta nam giang tội phạm làm sao có khả năng làm loại việc này trần thư khỏe miệng có lau nụ cười khó hiểu ba người nghe vậy nhịn không được trong lòng nhẹ nhàng thở ra chí ít sẽ không bị đánh nhưng tiếp một câu nói để ba người thần sắc đại biến ba các ngươi liền lẫn nhau vào miệng lúc nào ta hai cái huynh đệ vui vẻ các ngươi lúc nào liền có thể lăn ngươi ba người thân thể run rẩy chỉ vào trần thư không nghĩ tới đối phương như vậy quá phận đây đều là ca của ngươi nguyên thoại ta chỉ là dập khuôn mặt thôi trần thư bình tĩnh mở miệng nói ra ta cho các ngươi mười giây ấp ủ lại không bạc hai ta liền đem trường học các ngươi đều cho nổ ba người nao nao nhưng không cảm thấy đối phương là đang nói đùa chỉ chốc lát một trận ba 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 âm thanh hết đợt này đến đợt khác ba tên nữ sinh mặt mũi tràn đầy bị khuất không gặp lại vừa mới ngang ngược cản rỡ giáng dấp giờ phút này bạch tuyển ánh mắt xéo qua nhìn phía trần thư trong lòng tràn ngập hận ý nhiều năm như vậy ỉ vào bạch dương che chở từ trước đến giờ đều là nàng bắt nạt người lúc nào bị người khi dễ qua a à lương lao vương cái kia chúng ta xuất thủ trần thư nhữ mày nói khoe miệng có lao nụ cười tạ ác nghe xong lời này bạch tuyển ba người thần sắc chấn động trong lòng có lao sợ hãi dựa vào cái kia tội phạm lực lượng không được đem các nàng đầu đánh lệ ra nhưng gặp ba người hướng đi té xịu bạch dương trong lòng của nàng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra ca ca của mình tố chất thân thể mạnh đại khái có lẽ khả năng chịu nổi a à. cái này một mảnh đất hoang bên trên ba 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 âm thanh vang vọng chân trời nửa giờ sau trần thư ba người kề vai sát cánh rời đi đồng thời đem hai tên tội phạm giết người cho mang đi chuẩn bị giao nhiệm vụ huyền tỷ chúng ta làm cái gì hai tên nữ sinh khuôn mặt sưng đỏ bụng mặt ủy khuất nói còn không phải bởi vì các ngươi vô dụng nhận nhiệm vụ cũng sẽ không tiếp bạch huyền thậm chí đều không dám làm ra biểu tình hơi chút kéo một thoáng liền đau hai người có phải hay không công báo tư thủ đánh đến ta đau quá a huyền tỷ làm sao có khả năng hai người lên tiếng phủ nhận nhưng không dám nhìn thẳng bạch huyền ta cũng không cùng các ngươi so đo trước tiên đem ca tài nhất trở về ba người đi tới bạch dương vị trí chỉ thấy hắn y nguyên bị túi phân bọc lại không cách nào nhìn thấy hắn khuôn mặt bạch Huyền tay đều có chút run rẩy cuối cùng lấy dũng khí mở ra cái túi ta dựa vào đẳng cấp gì hung thú hai tên nữ sinh một cái chiến thuật ngựa ra sau ngay sau đó lại thụt lùi mấy bước nguyên bản xuất khí vô cùng bạch dương đã bị đánh thành đầu heo đích thật là khá giống hung thú huyền tỷ đây là bờ mông vẫn là đầu a trần thư ba người đầu tiên là đi đến Trấn linh quân giao án cầm lấy chứng minh chỉ riêng về tới hoa hạ học phủ bên trong trần bì bạch dương thực lực không yếu thật không có chuyện gì sao vương tuyệt có chút lo lắng hỏi Nhiên cấp thứ nhất tên tuổi hoàn toàn chính xác có chút đại sợ cái gì chỉ cần là hát thiết cấp cái kia ca liền không sợ trần thư nhún vai không có quá để ý lại nói thực tế đánh không được hắn có thể làm đánh lén a thời gian kế tiếp biến đến yên lặng vô cùng trần thư ban ngày lên lớp học tập đủ loại kiến thức nhất là liên quan tới dị không gian bảo vật loại quả thực liền là thuộc nằm lòng buổi tối thì là tiến về đấu linh trường tỷ thí một đường mà tới trần thư đều là duy trì thắng lợi chưa từng bại một lần hắn bài danh đồng dạng tăng lên không ngừng cuối cùng đi tới trước mười nam giang tội phạm danh khí đồng dạng tăng vọt phần lớn người đều vô cùng chờ mong lấy hắn tranh tài mỗi đến buổi tối trong trải đấu linh trường đều không còn chỗ ngồi đều vì tới nhìn hắn tranh tài không hề nghi ngờ hát thiết nhị sao trần thư thành tháng 11 một phần đẹp nhất tử lý thúc ngày mai có ta tranh tài sao trần thư cho đấu linh trường lý thúc phát một cái tin tức chỉ cần lại đánh một trận hắn liền là trước hai thứ bậc có thể cầm tới tranh bá thi đấu tư cách dự thi có một cái ta muốn gọi điện thoại hỏi một chút đối thủ của ngươi lý thúc một thoáng liền hồi đáp đối với trần thư thái độ khách khí vô cùng ngay sau đó hắn gọi thông cái kia tuyển thủ số. "Uy, lão Vương, trời tối ngày mai liền là ngươi cùng Nam Giang tội phạm so tài." "Lão Lý, xin lỗi a, à. ta ngày mai muốn kết hôn, thực tế tới không được." "Kết hôn? Ngươi mẹ nó không phải độc thân sao? Đúng a, à, ta ngày mai buổi sáng sẽ mặt, buổi tối liền trực tiếp kết." Đấu linh trường Lý Thuốc khỏe miệng giật một cái, "Lý do của ngươi có dám hay không lại nói linh tinh một điểm? Trần thứ hai cái khế ước linh hoàn toàn chính xác quá mạnh. Hắn không có khả năng chuẩn xác dự phán đến phòng ngự của đối thủ lực, chỉ có thể toàn lực tác chiến." Một tháng đến nay đối thủ của hắn đều nhận lấy khác biệt mức độ thương thế tự nhiên sẽ làm người ta trong lòng có sợ hãi lão lý không nói điện thoại của ta chỉ có chín mươi tám phần trăm điện ta cúc trước một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước minan phải làm sao để chương bốn trăm một lão bản tới nửa cân mì thịt bò không muốn mì uy tiểu trần đối thủ của ngươi đã bỏ cuộc chúc mừng ngươi nghe được cái tin tức này trần thư khỏe miệng có cười nhạt dùng không nghĩ tới lại là không chiến mà thắng tranh bá thi đấu hoạt động thi đấu sẽ sớm phát cho ngươi đến lúc đó chú ý không muốn vắng mặt cảm ơn lý thúc trần thư cúp điện thoại tâm tình vui vẻ vô cùng tuy là hắn là hát thiết cấp nhị tinh thực lực nhưng thuận lợi vô cùng lấy được tháng 11 một hạng nhất có thể cùng còn lại 11 một người cạnh tranh hàng năm quán quân tân cấp a lương cùng vương tuyệt hai người quay đầu trông lại trong mắt có lao thèm lớn tội phạm xuất thủ dám dám vẹn vẹn sự tình tốt ta trần thư nhún vai một bộ dễ như trở bàn tay dán dấp ta cũng sắp trở thành hát thiết cấp a lương trong mắt có khâm phục muốn mau chóng đuổi kịp trần thư ba người cùng nhau đi tới ngự thú quán buổi sáng có liêu phong thực chiến đại khóa mới vừa đến ngự thú quán liêu phong liền đem trần thư gọi tới cầm tới danh ngạch đi gặp trần thư gật đầu một cái trong mắt liêu phong có vẻ hài lòng không hưởng phí hắn cố ý cho hắn chế định chuyên môn nhiệm vụ tháng mười hai tranh bá thi đấu không muốn xem thường liêu phong mở miệng nói ra mỗi người đều là thiên tài trong thiên tài thậm chí có thể nói là hát thiết cấp trần nhà thực lực của ngươi chỉ là hát thiết nhị sao hơi không cẩn thận liền có thể lật xe liêu lao sư yên tâm đi trần thư xoa xoa đôi bàn tay cười hì hì nói nếu như ta lấy được quán quân ngài liền không có chút cá nhân ủng hộ sao ngươi có thể cầm tới lại nói liêu phong lắc đầu ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì lập tức nói ngươi nha lại nói di sản sự tình ta liền đem ngươi đốt cổ họng trần thư bên trong lời nói một thoáng liền bị nuốt xuống cười khăn nói lão sư ngươi thật oan buồng ta ta trần thư luôn luôn tôn sư trọng đạo làm sao có khả năng nói ra loại kia hôn trướng lời nói cái kia lên lớp cút về liêu phong quát lớn một tiếng nhìn xem bóng lưng trần thư không khỏi đến tự lẩm bẩm sẽ không thật có thể cầm tới quán quân a kỳ thực hắn định chế ba cái nhiệm vụ chỉ là thăm dò một thoáng trần thư tiềm lực cực hạn hoàn thành khả năng chủ yếu không có liêu phong không tiếp tục muốn về tới ngự thú quán bên trong chuẩn bị giáo sư khóa trình xem như hoa hạ học phủ thiên tài tuy là tâm cao khí ngạo nhưng đối với học tập lại coi trọng vô cùng mỗi người đều là hết sức chăm chú nghe lấy liêu phong hướng dẫn khóa trình kết thúc trần thư ba người đang muốn rời đi thời điểm vũ dịch đi tới nghiêm túc mở miệng nói ra trần thư ta sẽ lại lần nữa khiêu chính ngươi hoan nghênh hoan nghênh trần thư nết mép cười một tiếng mở miệng nói chỉ cần chuẩn bị ham học phân lúc nào đều có thể cùng ta đánh ngươi sẽ không một mực thắng vũ dịch ánh mắt nhìn chằm chằm hắn chậm chầm nói ba mươi năm hà đông Tốt, tốt, biết người chết làm lớn trần thư trực tiếp liền cắt ngang ngươi nha muốn đánh liền đánh không có việc gì đặt cái này làm cái gì trích lời dứt lời hắn liền cùng a lương hai người quay người rời đi vũ dịch xong quyền hơi nắm tràn ngập không cam tâm nhưng nghĩ đến chính mình ghi nợ, nợ nần cùng bồi dưỡng khế ước linh cần phí tổn không khỏi đến đau đầu vô cùng tại nhà mặc dù là đại gia tộc nhưng hắn hiện tại hàng năm chỉ có một trăm triệu tiêu xài hắn mức thật sự là giật gấu va vai muốn hay không muốn thật lấy chút ra ra hưu đồng ta cũng là vì tăng lên người trong nhà sẽ không trách ta a vũ dịch thầm nói xem như tại nhà thiếu gia dĩ nhiên sẽ vì tiền mà phát sầu thời gian rất mau tới đến ngày mùng ngày 1 tháng 12. hai phục tô lịch 981 năm sắp kết thúc nên đón hoàn toàn mới một năm trong túc xá trần thư chính tọa ở trên sofa trong tay cầm một bình màu xanh biết dược tề chính là tăng lên một thuộc tính linh mục dược tề phía trước hắn trợ giúp a lương cùng vương tuyệt hoàn thành hệ thống tuyển hạng đem linh mục dược tề độ thuần thục tăng lên tới cấp tông sư lúc này trong đầu của hắn xuất hiện một cái tăng lên âm thanh cấp tông sư ngoài định mức hiệu quả một hệ kỹ năng tính bền dẻo tăng lên 30% một cái khế ước linh chỉ có thể dùng một bình trần thư trong mắt có lau kinh hỉ cấp tông sư độ thuần thục đều sẽ mang đến một cái hiệu quả mới hơn nữa tăng lên không nhỏ bây giờ hắn luyện tập đến dược tề bên trong hỏa diễm dược tề lôi điện dược tề đại lực dược tề linh mục dược tề đều đạt tới cấp tông sư còn lại thì là cấp đại thành hất kỳ, lên uống thuốc đi bên cạnh trần thư không gian vỡ tan một cái anh tuấn đầu chó lộ ra nga ô kêu to thứ độ gì đem thuốc nuốt trần thư một phát bắt được đầu chó tuy là Husky liều mạng phản kháng nhưng y nguyên không cách nào tránh thoát hắn mở ra thuốc nắp trực tiếp một mạch đổ đi vào ngao 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 Husky lắc lắc đầu chó một mặt bất mãn nhưng chỉ có thể bị ép thỏa hiệp đã là ngoan ngoãn ngay tại trần thư xoa nắn đầu chó thời điểm một cú điện thoại văng lên tiểu trần a hôm nay bắt đầu liền là tranh bá so tài vì khai hỏa danh tiếng của ngươi trận chiến đầu tiên liền là ngươi đấu linh trường lý thúc nói thời gian vẫn là tối nay tám giờ được trần thư gật gật đầu cúp điện thoại cầm lên tác chiến ba lô đến mức vương tuyệt cùng a lương gần một tháng đã đã kiếm được số lượng nhất định học phần gần nhất hai người mỗi ngày đều ngâm ở trong tu luyện thất chuẩn bị một lần hành động trở thành hát thiết cấp hắn rời đi ký túc xá đi tới vườn trường trên đường nhỏ đi ngang qua các học sinh đều là trước khi đi vội vàng một mặt là bởi vì thi cuối kỳ lại sắp tới yêu cầu nắm chắc thời gian ôn tập một phương diện khác thì là chăm chỉ tu luyện bước sang năm mới rồi khẳng định là muốn cho nhà một cái vừa ý trả lời mọi người đều tại cố gắng a trần thư cảm thán một câu trong lòng một thoáng liền tràn ngập cảm giác hạnh phúc chỉ ít hắn không cần tu luyện. Sau một tiếng, Trần Thư đi tới kinh đô đấu linh trường phụ cận một nhà lao vương tiệm mì bên trong. "Lão bản, tới nửa cân mì thịt bò, không muốn mì." Chương 402, gánh xe lửa đến kinh đô, ta phải cố gắng biến giàu. Tiệm mì lao bản mộng bức trông lại, "Ngươi đặt cái này đặc biệt tới ăn thịt bò đây." "A, à, ngươi là nam giang tội phạm Trần Thư." Lão bản thân sắc chấn động, một thoáng liền nhận ra Trần Thư thân phận. Kinh đô quá lớn, tội phạm thanh danh khả năng không có chuyến khắp, nhưng tại Thanh Vân khu tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh. "Đại thuốc, địa thấp." Trần Thư khoát tay áo, một bộ không hy vọng bị người nhận ra khiêm tốn giáng dấp cho chúng ta danh nhân bên trên nửa cân thịt bò chỉ chốc lát đại thúc đích thân bưng một chén lớn thịt bò đi lên tiểu trần hôm nay là muốn tham gia tranh bá thi đấu a tiệm mì lao bản cười ha hả ngồi xuống trần thư bên cạnh ân hôm nay mới bắt đầu thi đấu đấu linh trường không để ta cái thứ nhất ra sân không có cách nào người sợ nổi danh a trần thư lắc đầu có một chút phiền muộn đại thúc tin tưởng ngươi khẳng định là có thể giành được quán quân tiệm mì lao bản khích lệ nói đúng rồi tiểu trần có thể hay không cho đại thúc tiệm mì quay một cái chúc phúc video sau đó tới cái này thịt bò miễn phí ăn cái này sao không có vấn đề trần thư vô vô ngực trực tiếp liền gật đầu đáp ứng rất nhanh hắn đã ăn xong nửa cân thịt bò bắt đầu thu lại lên video tiểu trần tận lực dài một chút tốt nhất là toàn diện một điểm đại thúc nâng điện thoại trong mắt có ý cười nam giang tội phạm đích thân đánh quảng cáo tiệm mì sinh ý không trực tiếp lửa đến bạo tạc hắn hiện tại đã trải qua bắt đầu cảm giác chính mình đi lên nhân sinh định phong trần thư ho khan một tiếng mở miệng nói ra mọi người tốt ta là nam giang tội phạm trần thư tới từ nam giang thị trước mắt học tập tại hoa hạ học phủ từng có qua đủ loại sự tích huy hoàng năm tuổi thời điểm ta liền có thể đỉnh phong tiểu ba mét. a à cái này tiệm mì lao bản khẽ nhất miệng trong lòng đã phát giác được không thích hợp hắn đánh lấy thủ thế muốn tạm dừng kết quả trần thư phảng phất đã triệt để quên mình đại ca tiệm mì a nói một chút mặt của ta quán lão bản khỏe miệng giật một cái đây là tuyên truyền chính ngươi vẫn là tuyên truyền mặt của ta còn đây hơn nữa đỉnh phong đi tiểu là thứ đồ gì nhưng mà trần thư cũng là thờ ơ đi qua một giờ bản thân nói khoát sau đó hắn phảng phất mới rốt cục hiểu rõ ra mở miệng nói một câu như bức tiệm mì thực như bức tiếp đó liền rơi vào trầm mặc bên trong tiệm mì lao bản vô vô đầu cảm thấy có chút tim đau thắt tiểu trần đạo lý đại thúc đều hiểu hắn che ngược nói vấn đề là tiệm của ta gọi lao vương tiệm mì a à? như bức tiệm mì là cái gì hắn nhịn một giờ tra tấn không nghĩ tới đổi lấy là loại kết quả này đã là thua quá triệt đề ây trần thư thế nào sẽ nhớ đến đối phương cửa hàng danh tự cũng không phải kéo dài mặt loại này có đặc sắc hắn ho khan một tiếng nói đại thúc ta cảm thấy cửa hàng của ngươi không có lưu lượng khách nguyên nhân chủ yếu liền là danh tự quá kém như bức tiệm mì đã có thể bắt lấy nhãn cầu lại cực kỳ chuẩn xác lại phối hợp ta tuyên truyền video khẳng định sẽ lửa lớn tiệm mì lao bản nao nao dĩ nhiên cảm thấy dường như có chút đạo lý xuất kỳ chế thắng mới có thể kiếm tiền tin tưởng ta không sai trần thư lộ răng cười một tiếng chấp chấp lông mày quay người rời đi từ nay về sau một nhà ngưu bức tiệm mì bắt đầu cuộc thời. ban đêm bảy giờ kinh đô đấu linh trường khoảng cách tranh bá thi đấu trận đầu còn có thời gian một tiếng nhưng hiện trường đã là không còn chỗ ngồi mấy vạn người đều là kích động chờ đợi không có một chút không kiên nhẫn chờ mong lấy tối nay ngự thú sư quyết đấu hôm nay tranh tài danh sách biết không một cái liền là hiện tại sốt dẻo nhất nam giang tội phạm cái kia tựa như là tháng 2 phần quá quân đâu chỉ a à, nghe nói hai người đều là tới từ hoa hạ học phụ thiên tài thật cái kia nhưng có đáng xem rồi bình thường chúng ta liền vào hoa hạ học phụ tư cách đều không có hôm nay cuối cùng có thể trong nước thiên tài đứng đầu mấy vạn người nghị luận ở mỹ lộ ra đấu linh trường bên trong phi thường náo nhiệt lúc này một tên nam sinh thong dong bình tĩnh thông qua tuyển thủ thông đạo đi tới đấu linh trường bên trong bạch thiếu ra ngươi đã tới nhân viên liếc mắt liền nhìn thấy nam tử hôm nay trần thư đối thủ trùng hợp vô cùng chính là bị hắn hành hung qua bạch dương ân bạch dương bình tĩnh gật đầu một cái thương thế đã sớm khép lại nhưng bộ mặt luôn có điểm mất tự nhiên căn cứ bác sĩ giải thích hắn là có tâm lý vấn đề yêu cầu tiến hành tâm lý trị liệu một tháng trị liệu cuối cùng để hắn khôi phục lại nhưng khỏe miệng y nguyên sẽ thỉnh thoảng đánh một thoáng nhìn lên khôi hài vô cùng trọn vẹn có thể đổi tên nỉ cổ lạc bạch dương bạch thiếu ra, đây là đối thủ của ngươi tài liệu nhân viên ánh mắt có điểm quái dị nhưng nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày để hắn nhịn xuống không cười hừ không cần ta sẽ không thua bạch dương thần sắc lạnh nhạt trong lòng khó chịu nhân viên ánh mắt hắn trực tiếp đi tới tuyển thủ chờ đợi trong phòng không khỏi đến nghĩ đến ngày đó a lương đám người song quyền của hắn nắm chặt hạ quyết tâm muốn hung hăng trả thù trần thư ba người từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể để hắn thua thiệt mọi người đều là đánh người không đánh mặt cái này ba hàng nhưng sức mạnh dựa theo mặt của hắn đánh quả thực liền là mất trí nửa giờ sau đó trần thư thần sắc nhàn nhã đi tới đấu linh trường bên trong đồng dạng bị mời đến tuyển thủ chờ đợi phòng ân trần thư liếc mắt liền nhìn thấy chỗ ngồi bạch dương không nghĩ tới chính mình trận đầu đối thủ lại là hắn ngay tại lúc này trước mắt của hắn xuất hiện tuyển hạng tuyển hạng một cùng bạch dương giữ gìn mối quan hệ khiến hắn buông lòng cảnh giác tiếp đó muốn làm gì thì làm hoàn thành ban thưởng mở khóa dược tề tân đồ dám hát cám dược tề tuyển hạng hai trực tiếp móc ra tội phạm chuyên môn vũ khí đánh hoàn thành ban thưởng hai gốc bạch ngân cấp dược liệu tuyển hạng ba rời đi phòng tác chiến phòng thủ mà không chiến hoàn thành ban thưởng trung lượng ngự thú lực trần thư khỏe miệng có lau nụ cười nhàn nhạt, nhạt, thế nào người biết ta bạch dương khuôn mặt lạnh lùng trông lại trong mắt có lau suy tư nhưng vẫn không có nhớ tới ai bảo hắn chưa từng gặp qua trần thư mặt đây một tháng này hắn đều tại trị liệu bên trong không có thời gian tới điều tra trần thư ba người thân phận bạch dương học trưởng tên tuổi ta đã sớm như sấm bên hai trần thư nhếch mép cười một tiếng trên mặt có một vòng định nọt nụ cười thanh âm của ngươi bạch dương nao nao dĩ nhiên phát giác được một vòng cảm giác quen thuộc há thật nhiều người đều nói thanh âm của ta cùng một đại minh tính rất giống trần thư bình tĩnh giải thích nói ta cho ngươi hát hai câu gánh xe lửa đến kinh đô ta phải cố gắng biến giàu ba lao nhau ăn một pháo lẻ lốt chương bốn trăm linh ba xã chết đi quá nhanh tựa như gió lốc tốt, tốt. bạch dương nhúng mày ngươi mẹ nó hát thứ đồ gì a à? bạch dương học sinh uy danh ta đã hiểu rõ trần thư một mặt tôn kính nói chẳng trách mọi người đều nói ngươi là học phủ đệ nhất nhân hôm nay gặp mặt quả nhiên danh phủ kỳ thực lời này vừa nói ra bạch dương lạnh lùng trong mắt có cười nhạt dung ai có thể cự tuyệt một cái mật ngọt chết rồi đây bạch dương rõ ràng là không có điều tra ra thân phận của hắn đã như vậy trần thư trọn vẹn có thể chấp hành cái thứ nhất tuyển hạng ngươi chính là ta hôm nay đối thủ a bạch dương quay đầu trông lại mở miệng nói ra và ngươi những lời này ta sẽ hạ thủ lưu tình phải biết cùng ta bạch dương giao thủ người khế ước linh không chết cũng bị thương vậy ta liền đa tạ bạch dương học trường trần thư thân thiết cười cười nói nói thật đời ta liền không có phục vượt trội nhưng gặp một lần bạch dương học trưởng lập tức liền phát ra từ nội tâm kính nghệ. Bạch Dương có chút lâng lâng, nếu như là người thường khích lệ hắn sẽ không để ý. Nhưng đối phương có thể tham gia tranh bá thi đấu, hiển nhiên là thuộc về thiên tài trong thiên tài, có thể bị như vậy lĩnh ngọt, tự nhiên là tâm tình vui vẻ. Hai người một trận nói chuyện với nhau, Phảng Phất đã làm quen nhiều năm đồng dạng, quan hệ quá tốt rồi. Trần Thư xã giao năng lực luôn luôn là tiêu chuẩn, bắt chẹt một cái sinh viên năm thứ nhì, chọn vẹn liền là dám dám vẹn vẹn. Bạch Dương lúc này khỏe miệng đã có không cầm được nụ cười. Hắn đưa lưng về phía Trần Thư. Trần Thư thì là giúp hắn bóp vai đấm lưng, phản phất cảm thấy trở thành tiểu đệ đồng dạng hắn mở miệng nói ra học đệ ngươi cũng là năm nhất đại học ta muốn cho ngươi giúp ta điều tra một người ồ người nào trong lòng trần thư có dự cảm trên mặt cũng là bất động thanh sắc ta tạm thời không rõ ràng tên của hắn ngoại hiệu khả năng là cái gì tội phạm bạch dương suy tư nói lúc trước trong đầu chỉ nghe được một câu bốn chữ lớn ngươi tội phạm trần thư cười lấy nói bạch dương học trường trọn vẹn không có vấn đề ân đừng để ta bắt được mấy người kia vàng không phế bọn hắn bạch dương thần sắc lạnh giá tay phải nắm quyền, trong mắt tràn ngập hận ý. Học trưởng, học phụ không cho phép xuất thủ quá nặng a. À? Hừ, ta không thể giết bọn hắn, vậy liền giết khế ước linh của bọn hắn, ngự thú sư chiến đấu, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn rất bình thường. Bạch Dương khỏe miệng có cười nhạt rung, nói nhỏ, ban đầu ta liền đã phế qua hai người. Tên này có chút hung ác a. Trần Thư hai mắt nhắm lại, nhìn phía Bạch Dương. Chẳng trách dám phách lối như vậy ương ngạnh, học sinh bình thường hoàn toàn chính xác có chút không thể chơi vào. Bạch Dương thu hồi lạnh giá dáng dấp, cười lấy nói: "Đúng rồi, học đệ, ngươi gọi cái gì?" sau đó xảy ra chuyện có thể báo tên của ta trần thư giữ yên lặng trong lòng ý thức đến đối phương đã bung lòng cảnh giác hắn quay người yên lặng mở ra tác chiến ba lô lấy ra chuyên môn vũ khí đồng thời gần sát bạch dương bên hai nhẹ giọng nói ra bốn chữ lớn ngươi tội phạm bạch dương nao nao trong lòng nháy mắt một cái lục bộ xuất hiện dự cảm bất tưởng không phải là nam nhân kia a à. trong chốc lát hát cám đúng hạn mà tới quen thuộc phân lũ dê hương vị để bạch dương trong lòng cảm giác nặng nề mẹ nó dĩ nhiên như vậy không hợp thói thường ngươi là ngày kia đánh ta người bạch dương gầm thét lên tiếng trên mặt xuất hiện sợ hãi cùng hận ý ẩm trần thư thần sắc bình tĩnh trực tiếp trọng quyền xuất kích không ngừng hành hung lấy bị phong ấn lại bạch dương tuyển hạng hoàn thành mở ra dược tề tân đồ giám hát cám dược tề trần thư mỉm cười hệ thống tuyển hạng vừa vặn hoàn thành trong lòng hắn hưng phấn lên lại là gia tăng lực độ Bằng ngươi dạng này còn muốn phế bỏ ngươi tội phạm ra ra trần thư như là tội phạm đồng dạng quái cười quái dị trực tiếp một cước đem bay ngay sau đó lại là lên trước đánh tơi bời ta muốn ngươi chết ta muốn ngươi chết bạch dương tức giận trong lòng cơ hồ khiến hắn đánh mất ý chí bên cạnh không gian vỡ tan một cái màu đen sư tử đầu xuất hiện ân trần thư trực tiếp một ánh mắt trợn mắt nhìn sang màu đen sư tử lại yên lặng rụt về lại hiển nhiên ngày đó trải qua để hát sư có bóng mở ngươi thật không sợ ta trả thù bạch dương song quyền che lấy đầu chỉ có thể bị động chịu đòn trọn vẹn không có sức phản kháng trần thư thần sắc bình thường chỉ là một quyền tiếp lấy một quyền lạnh nhạt vô cùng muốn so hung ác nam giang tội phạm chưa bao giờ sợ là ngươi bức ta bạch dương âm thanh bình tĩnh lại phản phất là đang nổi lên cái gì ân chẳng lẽ có cái gì được kỹ trần thư hơi xứng sở trong lòng có hai điểm cảnh giác ngay tại lúc này bạch dương phảng phất là đã tụ lực hoàn tất hai mắt chừng lớn sử xuất bú sữa mẹ khí lực giận dữ hét cứu mạng a giết người trần thư khỏe miệng giật một cái ta mẹ nó thật tưởng rằng có cái gì đại chiêu đây ẩm trần thư lại là một trận cuồng phong bạo vũ thế công đánh tới để bạch dương không ngừng tê khổ nhưng trong miệng y nguyên khàn khàn hô cuối cùng chờ đợi bên ngoài nhân viên đã bị kinh động thế nào một đám người đều vào tưởng rằng xuất hiện cái gì bất ngờ trong chốc lát Thần sắc của bọn hắn chấn động chỉ thấy trần thư chính giữa cơi bạch dương không ngừng hành hung lấy quên quên đến thị tâm thanh làm người tê cả ra đầu cái này mẹ nó quá biêu hắn đi lý thúc nuốt ngụm nước bọn nguyên bản nam giang tội phạm không chỉ là một cái biệt hiệu a hắn hành nghề nhiều năm chưa từng thấy tuyển thủ sẽ ở chờ đợi phòng đánh lộn lên nhanh mau đưa mở bọn hắn một đám người nhộn nhịp lên trước cuối cùng dừng lại trận này đánh hành động lý thúc con hàng này quả thực quá phận dĩ nhiên công nhiên vũ nhục đấu linh trường ta thật sự là tức giận bất quá trong mắt trần thư y nguyên có tức giận Phản phất tại bên vực kẻ yếu ân thật một đoàn người qua lại đánh giá Trần thư ngươi nha chính là như vậy chính nghĩa người khủ. khủ, bạch dương kịch liệt ho khan hai tiếng chỉ cảm thấy ngực có một ngụm một huyết ngươi mẹ nó ác nhân cáo trạng trước đúng không hắn tốn sức vô cùng lột xuống túi phân cuối cùng có thể gặp lại quan minh chỉ thấy nguyên bản anh tuấn bạch dương lại là biến đến mặt mũi bầm dập. ngươi hắn chỉ vào Trần thư trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết rõ nói cái gì Tốt. ngay tại lúc này một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến chỉ thấy một tên mặt mang uy nghiêm trung niên nhân đi đến nói ta là kinh đô đấu linh trường chủ quán ta mặc kệ các ngươi có cái gì ân đoán không cho phép gây sự nữa trần thư gãi gãi đầu cười lấy nói đại lão ta thực tế có chút nghe không quen có người nục mạ đấu linh trường người chớ nói chuyện chủ quán khỏe miệng giật một cái nói ta nghe qua sự tích của ngươi đây trần thư nao nao ngươi nếu là gây sự nữa hủy bỏ tranh bá thi đấu tư cách để lão liêu tự mình đến lĩnh người trần thư cúi đầu không lời không nói thêm gì nữa chủ quán mở miệng nói ra bây giờ lập tức liền bắt đầu so tài hai ngươi chuẩn bị một chút chu chủ quán trên người của ta có tổn thương bạch dương đụng đụng vết thương trên mặt hiển nhiên là muốn không tham gia ngươi không đánh liền là làm đào thải chủ quán âm thanh kiên quyết không có bởi vì bạch dương là thiên tài mà có cái gì chiều cố bạch dương thủ đoạn vốn là tàn nhẫn lúc trước tỉ thí thế nhưng trực tiếp giết đối thủ một cái khế ước linh khiến đấu linh trưởng đều tiếp vào không ít khiếu nại ta đánh bạch dương lập tức lên tiếng nói hận hận nhìn một chút trần thư tiểu lý các ngươi chuẩn bị một chút chủ quán đối nhân viên nói xong vung lấy tay áo liền rời đi hai người đừng đánh nữa bằng không liền thật bị đào thải lý thúc nhắc nhở một câu mang người rời đi chờ đợi trong phòng lúc này đã đến gần tám giờ người chủ trì đi tới đài tỷ thí bên trên mặt mỉm cười nói các vị khán giả các bằng hữu hôm nay liền đem chính thức nên đón tuổi của chúng ta đội tranh bá thi đấu kinh đô từ trước đến giờ đều là ngọa hổ tàng long hàng năm hàng năm quán quân đều muốn là toàn quốc chú mục thiên tiêu tháng này chúng ta sẽ có may mắn chứng kiến lại một ngày mới sinh ra lời của người chủ trì khiến toàn trường sôi trào không ít người gieo hò lên tiếng không ngừng hô to lấy chính mình ủng hộ tuyển thủ danh tự tối nay liền đem nên đón tranh bá thi đấu hắc thiết tổ thủ chiến người chủ trì khỏe miệng mang theo nụ cười vô cùng kích động nói vị thứ nhất liền là chúng ta đại đứng đầu tuyển thủ danh xưng nam giang tội phạm trần Hư. tháng mười một hắn lấy nghiền ép ưu thế một lần hành động đoạt được tranh bá thi đấu tư cách quan trọng nhất chính là hắn chỉ là hát thiết nhị sao vừa dứt lời toàn trường âm thanh hoan hô rung trời nam giang tội phạm nam giang tội phạm vô số khán giả cùng tiếng trong mắt tràn ngập xúc động thậm chí là cùng nhiệt lấy hát thiết nhị sao tham gia tranh bá thi đấu đã có mấy mười năm chưa từng xuất hiện nếu là có thể giành được quán quân càng sắp mở sáng tạo kinh đô đấu linh trường lịch sử ghi chép một vị khác tuyển thủ thì là chúng ta thắng hai phần quán quân bạch dương người chủ trì lại là giới thiệu nói dựa vào hai cái cao bình xét cấp bậc khế ước linh đồng dạng là một đường nghiền ép mà qua không có gặp được bất kỳ thủ đáng nhắc tới chính là hai người đều là tới từ hoa hạ học phủ người chủ trì cười cười nói bạch dương là học phủ năm thứ hai đại học đệ nhất thiên tài mà chúng ta Trần Thư đồng học thì là năm nhất đại học đệ nhất thiên tài. Đây là tới từ hai cái thiên kiêu ở giữa tranh đấu, liền để chúng ta rửa mắt mà đợi. Cho mời tối nay tuyển thủ dự thi ra sân. Nghe lấy toàn trường âm thanh hoan hô, hai người đứng dậy chuẩn bị rời đi chờ đợi phòng. Hy vọng khế ước linh của ngươi sau trận đấu có thể còn sống. Bạch Dương thần sắc lạnh giá, bước đầu tiên đi tới tuyển thủ thông đạo. Chỉ cần đi qua thông đạo, liền có thể nhìn thấy mấy vạn tên khán giả. Ngay tại lúc này, Trần Thư bắt kịp, cười hì hì nói: "Bạch Dương học trưởng, nếu như ta gặp được sự tình, thật có thể báo danh hào của ngươi sao?" ta thực tế có chút sợ bị người đánh chính là phía trước bạch dương đối trần thư nói nguyên thoại hiện tại nghe tới quả thực liền là châm biếm hắn dĩ nhiên liền địch nhân đều không nhìn rõ còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ trần thư âm dương quái khí ngữ khí tăng thêm hắn vốn là hẹp hỏi trí khí một thoáng liền bị làm phá phòng ta báo mẹ nó bạch dương nghiến răng nghiến lợi hai mắt đều có chút đỏ tay phải hắn thành quyền xoay người một cái đánh tới nhưng mà trần thư đã sớm có phòng bị ẩm một cái tội phạm đã bay trực tiếp liền đem bạch dương đá ra tuyển thủ thông đạo bạch dương một cái cho giữ chủ mồi trung điệp té ngã trên đất. Đúng lúc gặp lúc này, hai đạo đèn chiếu chiếu xạ mà tới, để hắn trở thành đẹp nhất tử. Trong mấy mắt, ồn nào hội trường yên tĩnh trở lại. A à, cái này, các khán giả một bức, người chủ trì một bước, hai tên kỹ sư chiếu sáng đồng dạng một bức. Bạch Dương đồng dạng trong lòng biết không ổn, đem mặt chôn ở trên mặt đất, không dám nâng lên. Xã chết đi quá nhanh tựa như gió lốc. Chương 404, vật nhỏ, có có chút tài năng a. Nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Trần Thứ hai tay ôm ngực, chỉ là đứng ở trong thông đạo, một bộ xem náo nhiệt dáng dấp mấy vạn người hội trường vô cùng an tĩnh mỗi người ánh mắt như là lưỡi đao đồng dạng trừng trừng nhìn về bạch dương mẹ nó bạch dương chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng cuối cùng không chịu đựng được chỉ có thể chậm dãi đứng dậy bạch dương học trưởng cố lên chúng ta yêu ngươi ngươi là đẹp trai nhất ca ca cố lên trên khán đài một đoàn nữ sinh chính giữa cao giọng kêu gạo làm bạch dương động viên cố lên chính là mội mội của hắn bạch truyền bên cạnh nữ sinh dĩ nhiên chính là nàng gọi tới rồi lạp đội ngũ bạch dương trên mặt dáng chống đỡ lên nụ cười tận lực duy trì bình tĩnh hướng đi chính mình tác chiến vị trí vừa nhìn thấy hắn sưng mặt sưng mũi gián dấp một đoàn nữ sinh lập tức nhịn không được mở miệng nói bạch huyền ngươi không phải nói ca ca ngươi rất đẹp trai sao mặt sưng phủ giống như lầu heo có sao nói vậy ta cảm thấy còn không bằng nam giang tội phạm trần thư nam giang tội phạm cố lên bạch huyền thần sắc giống vậy nghi vấn nhưng một giây sau nàng liền hiểu chỉ thấy trần thư vô cùng bình tĩnh đi ra thông đạo nên đón trên vạn người gieo họ là hắn bạch huyền thân thể chấn động một thoáng liền nhận ra ngay lúc đó ác ma trần thư ca ca của mình sẽ không lại bị đối phương phá tan đánh đi hiện tại hai vị thiên tài đã vào chỗ tuy là bạch dương hình như xảy ra chút tình huống nhưng tổng thể tới nói khí chất y nguyên tiêu sái hiện tại tranh tài bắt đầu người chủ trì mỉm cười rời đi đài tỷ thí bạch dương ánh mắt tràn ngập tức giận nhưng là không tiếp tục mở miệng hắn hiện tại đã hiểu một cái đạo lý ngoan thoại ai cũng sẽ thả vấn đề là hữu dụng không hống trong chốc lát chỉ thấy một đen một trắng hai đạo thân ảnh rơi xuống rộng rãi đài tỷ thí bên trên ngửa mặt lên trời gào thét lên tiếng làm người tâm thần rung động một cái màu đen sư tử dáng dấp thần tuấn toàn thân đen như mực hai mắt hung lệ tràn ngập cuồng bạo khí thế mà một cái khác khế ước linh thì là một đầu màu trắng cự lang khí thế đồng dạng không thể khinh thường hai cái cấp độ ss khế ước linh thiên phú thực tế quá đáng sợ lúc nào ta cũng có thể thức tỉnh một cái a à. không hổ là hoa hạ học phụ thiên tài khoảng cách thật quá lớn một chỉ tối xâm lại quả thực liền là gần như hoàn mỹ tổ hợp bạch dương mới vừa lên đại học vốn là không phải niên cấp thứ nhất nhưng trở thành hắc thiết cấp thời điểm thức tỉnh một cái cấp độ ss khế ước linh đôi cấp độ ss khế ước linh thành công để hắn tấn thăng làm niên cấp thứ nhất trở thành học phủ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng Chân thư thần sắc bình tĩnh đồng dạng triệu hoán ra chính mình hai cái khế ước linh một cái to lớn màu vàng thạch trái cây xuất hiện ngốc manh hai mắt nhìn phía một sư một sói nó lắc lắc bờ mông tựa hồ là tại ước lượng lấy đối phương có thể hay không chịu nổi trọng lượng của nó nga ô hất ký đồng dạng xuất hiện tại tiểu hoàng trên đầu ánh mắt tràn ngập trí tuệ qua lại nhảy nhót lấy ân khế ước linh của ngươi bạch dương một trận một bức hình như có chút không phản ứng kịp hắn tin tưởng mình có thể thắng tự nhiên không có điều tra tư liệu của đối phương vốn cho rằng là cái gì đỉnh tiêm khế ước linh kết quả là hai cái loại đồ chơi này nhưng mà toàn trường khán giả cũng là gieo hò lên đại tiện quái thú cố lên cố lên gắt linh hất kỳ không cần lưu thủ đem đối thủ hoành thành đại tiện nam giang tội phạm tất thắng tất thắng vô số người gieo hò lên tiếng trọn vẹn không có đem bạch dương hai cái khế ước linh để ở trong mắt tháng mười một chiến đấu đã để bọn hắn minh bạch một việc tiềm lực không phải đánh giá chiến lược nhân tố duy nhất nhìn tới đám người này đối ngươi có chút lòng tin a à. bạch dương thần sắc bình tĩnh nhưng trong lòng thì coi trọng vô cùng không có bởi vì đối phương khế ước linh mà có chỗ bưng lòng ta nhìn ngươi dựa vào cái gì cùng ta đánh phía dưới bạch lang trước tiên sử dụng kỹ năng chỉ thấy hai đạo bạch quang hiện lên đem nó cùng hát sư bao phủ sau một khắc hai cái khế ước linh thân thể dĩ nhiên biến đến như ẩn như hiện phảng phất biến mất đồng dạng ân tàng hình loại kỹ năng trần thư nao nao tuy là có thể mơ hồ nhìn thấy hai cái khế ước linh thân hình nhưng hơi không chú ý lại sẽ coi nhẹ trừ phi là một mực hết sức chăm chú hứng trong chốc lát hai cái khế ước linh tập kích bất ngờ lên tốc độ đều là nhanh vô cùng trần thư cho dù là hết sức chăm chú y nguyên không cách nào bắt đến thân hình của bọn nó ngụy tàng hình kỹ năng tăng thêm siêu tuyệt tốc độ lấy cái này đạt tới ẩn thân hiệu quả sao trần thư nói nhỏ lấy hắn hai cái khế ước linh đều không có cường hóa tầm mắt thiên phú cùng kỹ năng đồng dạng không cách nào trông thấy đối thủ ngươi như thế nào cùng ta đánh bạch dương khỏe miệng mang theo ý cười phản phất hết thể đều tại trong không chế hứng ngay tại trong chốc lát một đạo màu đen mâu xuất hiện trực tiếp xuyên qua mà tới sợ làm thân thể khẽ run xuất hiện một vết thương trực tiếp liền bị phá phỏng mà miệng vết thương càng là có khí tức màu đen tràn ngập không ngừng hủ thực miệng vết thương của nó phía sau nó càng là xuất hiện mấy quả to lớn quang cầu đồng dạng cùng bạo vô cùng mạnh tới phanh 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 sợ làm thân thể lại lần nữa run dậy một phen tiếp nhận tra tấn a bạch dương cười lạnh một tiếng hai cái khế ước linh vây quanh sợ làm chạy nhanh lên đồng thời phóng thích ra đủ loại kỹ năng trong lúc nhất thời tiểu hoàng bốn phương tám hướng đều có kỹ năng oanh tới dĩ nhiên tìm không thấy cơ hội phản kích vật nhỏ có có chút tài năng a à. trần thư sờ lên cảm thân xác không có bối rối tính toán bắt đến vị trí của địch nhân Ồ, trong chốc lát chỉ thấy tiểu hoàng gầm thét một tiếng tính toán khống chế lại địch nhân quả nhiên hai cái khế ước linh thế công một thoáng dừng lại nhưng làm trần thư thành công tìm tới hắn vị trí thời điểm hai cái khế ước linh khống chế hiệu quả đã qua lại lần nữa chạy nhanh lên hắn một thoáng lại mất đi tung tích của địch nhân không có ích lợi gì bạch dương cười lạnh hai cái khế ước linh lại công kích lên thật cho là ta bắt ngươi không có cách nào trần thư vẫy vẫy đầu con mắt đều nhanh nhìn hoa rồi hắn buông tha khoa chặt vị trí của địch nhân chỉ thấy Husky một cái nhảy nhót đi tới tiểu hoàng trong miệng mà nguyên bản bị động bị đánh tiểu hoàng o ngọ một tiếng thân thể cực tốc bành trướng lên cuối cùng một cái hơn sáu mươi mét màu vàng đại viên cầu xuất hiện bị khiếp sợ toàn trường cho dù là đã nhìn nhiều lần nhưng các khán giả y nguyên bị trùng kích đến nó thực tế quá lớn chương bốn trăm linh năm ta nhất định sẽ trở về để ngươi nha tàng hình chỉ thấy sợ làm thân thể run lên trực tiếp sử dụng công kích kỹ năng rầm 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 tốc độ của nó nháy mắt tăng vọt như là một chiếc siêu cấp chiến xa đủ để nghiền nát hết thảy bạch dương trong lòng kinh hãi không nghĩ tới đối phương sợ lạnh có thể biến đến khủng bố như thế trong chốc lát hát sư gào thét một tiếng một đạo thâm thúy hắc quang tràn ngập bốn vó đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tốc độ của nó tăng vọt một đoạn dài bắt đầu lánh nạn mà đầu kia bạch lang đồng dạng thả ra kỹ năng chỉ thấy có một đạo quang rực đống nhiên xuất hiện nhưng một giây sau đồng dạng bị che giấu hiển nhiên hai cái khế ước linh cũng sẽ không bởi vì kỹ năng mà bạo lộ bản thân một cái chạy một cái bay sao Trần thư n mày nói nhỏ trước giải quyết đầu kia sói chiến thắng bạch dương mấu chốt liền là phá giải đối phương tàng hình kỹ năng chỉ thấy tiểu hoàng gào thét một tiếng lại lần nữa sử dụng ngự phong chi lực phong tức bạo lực tỏa sát đủ loại kỹ năng phối hợp để nó thành công tiến vào chế độ máy bay ta dựa vào cái đồ chơi này có thể bay được không hợp thói thường a phía dưới mắt của khán giả trường lớn chỉ thấy sợ làm thân thể cao lớn từng bước bay lên không tràn ngập đáng sợ cảm giác các bách sợ làm gào thét một tiếng bắt đầu cực tốc bay loạn muốn dựa vào thân thể cao lớn đem bạch lang trực tiếp bước đi ra tốc độ của nó quá nhanh dẫn đến không cách nào linh hoạt chuyển hướng mấy lần đều đụng phải đài tỉ thí giáp danh vòng phòng hộ âm âm nổ mạnh bắn ra làm người tê cả ra đầu cái này nếu là chúng vào một thoáng ai có thể chịu nổi a tuy là bạch lang mượn kỹ năng bay lên nhưng tốc độ không nhanh xa xa không sánh bằng phía dưới Hắc sư tiếp tục như thế không sớm thì mượn sẽ bị đụng vào bạch dương vẻ mặt nghiêm túc phía dưới Hắc sư đã không chạy trốn nữa mà là phảng phất tại tụ lực lấy một cái kỹ năng có ẩn thân gia chỉ, trần thư không có phát giác được hát sư động tác húng chi hắn đã hạ quyết tâm trước giải quyết bạch lang nhìn ngươi thế nào thắng bạch dương trong lòng nhẹ nhàng thở ra hắc sư cuối cùng đem kỹ năng tụ lực hoàn tất hống trong chốc lát chỉ thấy mấy chục sợi hắc quang hiện lên vọt thẳng trời mà lên phảng phất từng đầu cứng cõi xiềng xích to lớn sợ làm cực tốc hướng qua nhưng hắc quang như hình với bóng dĩ nhiên là hiếm thấy chỉ định tính kỹ năng hắc quang tràn ngập mà tới toàn bộ dán tại tiểu hoàng trên thân thể như là phong ấn đồng dạng nhìn ngươi thế nào chạy bạch dương thần sắc cũng dung đây là hắc sư lĩnh nộ kỹ năng thiên phú giam cầm hắc quang tuy là hồi chiêu thật dài nhưng hiệu quả chính xác không thể khinh thường lại trải qua mấy lần thăng cấp đã xuất hiện biến chất thuộc về một cái mạnh khống chế kỹ năng đối mặt đồng cấp địch nhân hắc quang chính là giam cầm hiệu quả đối mặt cương địch thì là giảm tốc độ hiệu quả khế ước linh của trần thư chỉ là hắc thiết cấp nhị tinh khế ước khiến trực tiếp liền sẽ bị giam cầm một đoạn thời gian nhưng mà sợ làm rơi xuống tình huống chưa từng xuất hiện thậm chí liền tốc độ của nó đều không có bị ảnh hưởng trực tiếp chọi cứng lấy hắc quang công kích tình huống như thế nào bạch dương thần sắc giật mình hai mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi phải biết cho dù là bạch ngân khế ước linh đều sẽ bị giam cầm hắc quang giảm tốc độ khống chế kỹ năng sao trần thư khỏe miệng có cười nhạt rung, sơ thành bá thể kỹ năng tự nhiên không cách nào miễn dịch hát sư kỹ năng nhưng bây giờ là thuộc về bạo lực tọa sát kéo dài thời gian bên trong tự nhiên phát động cấp tông sư đại lực dược tề hiệu quả bản thân đầy đủ tuyệt đối bá thể dầm 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 khổng lồ sơ làm như cũ tại không trung diêu võ dương oai ẩn thân bạch lang lạnh run toàn lực tránh né lấy tiểu hoàng có thể sai lầm vô số lần nhưng nó chỉ có thể sai lầm một lần trước rơi xuống đất ta bạch dương nhướng mày vụ trộm để khế ước linh về tới trên mặt đất tiểu hoàng như cũ tại không trung điên cuồng va đập vào nhưng vẫn không có va chạm đến mục tiêu không tại không trung sao trần thư vẫn luôn đang quan sát bạch dương thần tình mắt thấy trên mặt của đối phương không có căng thẳng cảm giác một thoáng liền ý thức được nga ô trong chốc lát chỉ thấy sờ lạnh ngoác ra cái miệng rộng lộ ra hai cái thần tuấn đầu chó rầm 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 hai đạo đáng sợ vô cùng tử vong hỏa trụ phun ra không ngừng đốt cháy mặt đất như là một đầu ác long phun ra long tức bạch dương trong lòng giật mình nhiệt độ nóng bỏng để hai cái khế ước linh thần sắc hoàng hốt lại lần nữa bắt đầu thoát thân cái này mẹ nó kỹ năng gì a à? kéo dài thời gian dài như vậy bạch dương thần sắc kinh hãi nhịn không được lên tiếng kinh hô vô luận là tiểu hoàng chế độ máy bay hoặc là hờsky tử vong hòa trụ kỹ năng đẳng cấp đều cao tới đáng sợ cũng không phải phổ thông ngự thú sư có thể đạt tới cuối cùng cột lửa một cái lưng ngang thành công đốt cháy đến bạch lang ngao ngao bạch lang thân thể quay cuồng một thoáng liền bị thương thân thể đồng dạng hiện lộ ra trong chốc lát kỳ hai con ngươi có thanh quang lướt qua một đạo có mang kịch độc cây mây xuất hiện đem ẩn thân bạch lang gắt gao chói buộc chặt người xong trần thư Niết mép cười một tiếng hai đạo tử vong hỏa trụ cùng nhau đốt cháy mà tới ngao 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 bạch lang như là bị thẩm phán dị đoan không ngừng dãy rồi lấy nhưng không cách nào tránh thoát kịch độc một phượng không thể thu về bạch dương vẻ mặt nghiêm túc chỉ cần thu về bạch lang hắn chủ yếu liền thua chỉ thấy hát sư gào thét một tiếng đánh tới chấp đoán muốn giải cứu bị khống chế lại bạch sư nó trên lợi trào xuất hiện bôi đen chỉ bằng vào đáng sợ sắc bén lực đủ để xé rách cây mây nhưng mà ngay tại trong chốc lát sợ làm trực tiếp cực tốc hạ xuống vê anh hai cái khế ước linh trực tiếp liền bị ngồi xuống bao phủ tại dưới mông đít thắng thật thắng vô số người gieo hò lên tiếng tội phạm phan đều hiểu bị sợ làm ngăn chặn là cái gì kết quả còn chưa kết thúc bạch dương y nguyên bình tĩnh nhưng một giây sau thần sắc của hắn biến đổi kỹ năng bị phong ấn người xong người là triệt triệt để để xong trần thư mỉm cười một tiếng chỉ thấy tiểu hoàng thân thể thu nhỏ đem một sư một sói lộ ra đầu vừa vặn bọn chúng đều là nằm ngửa một bộ sinh không thể yêu dán dấp bị đồ chơi lớn như vậy ngăn chặn tăng thêm không cách nào sử dụng kỹ năng đã là triệt để nước ra đúng vào lúc này trước mắt của bọn nó xuất hiện hai cặp thông tuệ con mắt trừng trừng trông lại hai cái husky tà mị cười một tiếng trong chốc lát đủ loại nguyên tố kỹ năng cùng nhau vanh tới kèm theo đang sợ tiếng nổ mạnh làm người không đành lòng nhìn thẳng là thật vũ lực a à? bạch ngân trở xuống ai có thể chịu nổi nhiều như vậy kỹ năng oanh tạc vô số người lên tiếng kinh hô thậm chí yên lặng làm bạch dương cầu nguyện lên kỹ năng hảo quang tiêu tán nhưng hai cái khế ước linh nhưng không thấy bóng dáng hiển nhiên bạch dương sớm đem thu về phản ứng ngược lại thật mau trần thư sờ lên cảm lần này hắn nhưng không có lưu thủ nếu như thật bị hờ kỳ đánh trúng ít nhất phải chết một cái khế ước linh bạch dương nhìn thật sâu trần thư một chút cuối cùng hơi vung tay rời đi tắt chiến vị trí ta nhất định sẽ trở về lao nhao ăn một pháo lẻ lốt chương bốn trăm linh sáu đông đến cùng tôn tử dường như nhưng quá trẻ tuổi gặp một lần bạch dương rời đi toàn trường nháy mắt bạo phát ra nhiệt liệt âm thanh hoan hô thật có thể vượt cấp mà chiến nam giang tội phạm ngư bức ba mẹ nó hai cái cấp độ ss khế ước linh dĩ nhiên đều thua kỳ vô địch đại tiện quái vô địch ta cảm thấy sách giáo khoa đã có thể sửa lại vô số người gieo hò lên tiếng nhận thức đã bị triệt để đánh vỡ nếu như là học phủ thiên tài vượt cấp mà chiến xã hội ngự thú sư khả năng sẽ không quá kinh diễm nhưng bạch dương thế nhưng hoa hạ học phủ niên cấp thứ nhất thuộc về thiên tài trong thiên tài nhưng vẫn như cũ thuộc trận nam giang tội phạm thực lực đã khuất phục toàn trường tuyệt đại bộ phận người đến mức còn lại một số nhỏ người thì là bạch dương mua thủy quân trần thư yên lặng thu hồi khế đắc linh muốn giành được quán quân chí ít còn cần lại thắng hai ván tiểu trần chúc mừng lý thúc vẻ mặt tươi cười trong mắt tràn ngập kính nghệ không nghĩ tới trần thư thật có thể thắng đem hắn đặt ở trận đầu nguyên nhân chủ yếu liền là hấp dẫn khán giả tới nhìn kỳ thực kết quả như thế nào thật không có người có thể dự liệu được đáng tiếc đáng tiếc trần thư cũng là lắc đầu trong mắt có lao tiết mới lý thúc mở miệng hỏi đáng tiếc cái gì trần thư bình thản nói đáng tiếc không có đem cái kia hai cái khế ước linh làm thịt người bạch dương đang muốn rời đi thân thể một cái lảo đảo hắn muốn phản kích nhưng nghĩ đến chính mình vật lộn đánh không được khế ước linh đồng dạng đánh không được chỉ có thể yên lặng nuốt xuống khẩu khí này tiểu trần các ngươi đều là một cái học phủ không cần thiết đem quan hệ làm quá cứng lý thúc khuyến cáo nói hai người đều là thiên tài cạnh tranh về cạnh tranh cũng không thể có cửu án không có việc gì trần thư lắc đầu không có quá để ý bạch dương đúng rồi hiện tại ngươi đã là trước sáu trận tiếp theo tranh tài là mười hai ngày sau đó lý thúc mở miệng nhắc nhở ngươi nhưng muốn chuẩn bị cẩn thận hắn đồng dạng chờ mong lấy trần thư có thể đoạt giải quán quân lấy Hắc thiết cấp nhị tinh thực lực trở thành hàng năm quán quân đó chính là phá ghi chép ân lý thúc có thể sớm cho ta một phần đối thủ tài liệu trần thư mở miệng nói ra không có xem thường đúng rồi lý thúc ta cần không cần chuẩn bị một phần diễn thuyết bản thảo a cái gì lý thúc có chút điểm mẫu bức đây là ngự thú sư tranh tài diễn thuyết thứ độ gì liên là cảm tạ một thoáng các phương thành viên cái gì chính thức a đấu linh trường a ủng hộ fan của ta bằng hữu chờ một chút chờ một chút lý thúc vuốt vuốt chán nói ngươi nha sẽ không tại nói lấy được thưởng cảm nghĩ a tựa như là gọi cái này ngươi nhưng dẹp đi a lý thúc khỏe miệng giật một cái cái này mẹ nó mới so xong một chàng liền chuẩn bị lấy được thưởng cảm nghĩ đặt cái này nào đây thật không cần chuẩn bị trần thư lắc đầu đi tới tuyển thủ chuyên môn quan chiến ở giữa tối nay loại trừ hát thiết cấp bên ngoài còn có bạch ngân tổ thủ chiến hắn vừa vặn không có việc gì thuận tiện liền quan sát một thoáng bạch ngân cấp chiến đấu trần bỉ chúc mừng ngươi trong mắt hứa tiểu vũ tràn ngập hưng phấn từ đáy lòng chúc mừng chuyện nhỏ trần thư khoát tay áo tuy là bình thường nhưng trong mắt cũng là có một vệ không giấu được nụ cười đã có thể giành được thắng lợi lại hành hung cường địch vậy khẳng định là dễ chịu đến một nhóm ngay tại lúc này bạch ngân tổ hai tên tuyển thủ đồng dạng ra sân ân là hắn trần thư hơi xứng sở một thoáng liền thấy một đầu tàu bào tóc đỏ chính là hoa hạ học phụ tốt nghiệp yêu nghiệt lang trần xem như ngự long vệ đồng dạng là có tư cách dự thi cuối cùng đấu linh trường liền là chính thức sáng lập hứa tiểu vũ mở miệng hỏi trần bỉ ngươi biết hắn ân ta một cái fan cả ngày muốn ta ký tên lúc này lang trần đối thủ đồng dạng ra sân là đến từ trên xã hội một cái uy tín lâu năm cường giả dạ hai người đều là bạch ngân tam tinh sức chiến đấu vốn cho rằng sẽ lên diễn một tràng long tranh hồ đấu kết quả lăng trần cũng là lấy tồi khô lạp hủ thực lực đạt được thắng lợi con hàng này dường như có chút mạnh a à. trần thư sờ lên cảm chẳng trách là lúc trước đệ nhất thiên tài hắn lắc đầu cùng hứa tiểu vũ cùng nhau rời đi đấu linh trường bên trong tiểu vũ ta đưa ngươi a à. không không cần tốt a à, thất lạc người liên minh phải nắm chặt thời gian thành lập a à. hứa tiểu vũ khỏe miệng giật một cái liền vội vàng xoay người liền rời đi đã là chịu không được trần thư hành hạ. Trần Thư về tới Hoa Hạ học phủ bên trong, yên lặng chờ đợi trận tiếp theo tranh tài bắt đầu. Đến mức Bạch Dương, ngược lại không tìm đến phiền toái. Ai bảo hắn đánh không được Trần Thư đây? Mấy ngày kế tiếp, Trần Thư chuyên chú ôn tập lên khóa trình kiến thức. Chính giữa ngược lại có một việc để hắn biến đến phấn khởi. Khả năng là suy nghĩ đến nhiệm vụ độ khó, trường học lại thêm vào 500 học phần. Nếu như thật có thể đạt được đấu linh trường hàng năm quán quân, hắn đem thu được 2000 học phần tương lớn. Một ngày này buổi tối, trong tay Trần Thư cầm lấy một phần tài liệu, trên TV thì phát hình mạc cả bạc cả. Trận tiếp theo đối thủ là tới từ trấn linh quân Tô Hàn, khế ước linh hai đầu ma quyển, phong linh tước. Trần Thư sờ lên cảm, nói nhỏ, ta thế nào cảm thấy dường như có chút ấn tượng a. Cách. Đột nhiên, cửa túc xá bị mở ra, Bẩn tiểu A Lương đi đến. A Lương, ngươi nông thôn không chủ lưu a. Trần Thư nao nao, có chút mộng bức đối phương tạo hình. Cái gì gọi là xin cơm? Ca muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong. A Lương nhịn không được cuồng tiếu lên, một cái xông vào liền xông về phòng 8. Ẩm. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn thẳng tắp đụng phải trên vách tường, phía trên gạch men sứ nháy mắt dạn nước. Ai nha, ta dựa vào. A Lương vuốt vuốt chán, lại đứng dậy không để ý vào phòng 8 Ân, đột phá đến hát thiết cấp. Trần Thư chớp chớp lông mày, nháy mắt liền phát giác được đối phương khác biệt. Nửa giờ sau, A Lương mặc một cái màu đỏ quần cục, đứng thẳng tắp, mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn ban công bên ngoài bóng đêm. Trần Thư ngẩng đầu trông lại, mở miệng nói ra, ngươi nha đặt cái này trang suy nghĩ người đây. A, à, có người trầm mê ở mạc cạ bạc có người đã đang bày ra kinh đô tương lai. A Lương thở dài, nói, người với người khác biệt, thật là quá lớn. A lương, ngươi là có chút phiêu a. Trần thư chớp chấp lông mày, đi tới trên ban công. hắn đang muốn mở miệng, một trận gió lạnh đánh tới, vù vù. A lương thân thể run lên, trực tiếp dùng mình một cái. giờ khắc này, hắn cảm nhận được cái gì gọi là gió thổi cái mông chứng chứng lạnh. ba mẹ nó, lạnh quá a. không phải nói hát thiết cấp thân thể kim cương bất hoại sao? A lương giả bộ không được nữa, phát bệnh như có cắp. ta dĩ nhiên liền một cái tắm nước lạnh đều chịu không được. Trần thư diện mạo co lại, nói, đây chính là kinh đô, ký túc xá lại không hơi ấm giữa mùa đông rửa tắm nước lạnh ngươi có bệnh A. À. ta đây không phải suy nghĩ nhiều rửa tắm nước lạnh có thể khiến người ta trẻ tuổi sao a lương một bên phát run một bên cầm quần áo quần mặc xong trần thư vẻ mặt thành thật gật đầu nói tựa như là trẻ thật a lương ngạc nhiên hỏi nháy mắt cảm thấy hết thể đều đáng giá trần thư mở miệng nói ra cũng không phải sao đông đến cùng cái tôn tử dường như nhưng quá trẻ tuổi lao nhau ăn một pháo lèn lốt chương bốn trăm linh bảy xã chết mối thủ không đội trời chung a lương ngươi thức tỉnh cái gì khế đất linh trần thư ngồi xuống trên ghế sofa nhìn phía bị đông thành chó a lương hy vọng ngươi không muốn quá khiếp sợ a lương nghe xong lời này lập tức liền hăng hái thay đổi thần thái bay lên trong chốc lát một đạo thân ảnh màu trắng nháy mắt đánh tới ân trần thư thần sắc bình tĩnh trực tiếp đưa tay phải ra đem gắt gao năm lấy ba mẹ nó cái gì bánh bao lớn hắn nhìn kỹ nhìn túi trên tay tử nhịn không được nuốt ngủm nước bọt chiêm chiếp một đạo thanh âm kỳ quái vang lên trong tay bánh bao mở ra ngốc manh con mắt trong mắt có sợ hãi cái gì gọi là bánh bao khế ước linh của ta a lương khỏe miệng giật một cái trực tiếp đem bánh bao đặt lại. Một cái màu trắng viên cầu ở trên sofa quần của lấy, lộ ra hưng phấn vô cùng. Đây chính là khế ước linh của ngươi. Ta tại sao không có nghe nói qua cái này sinh vật ta? Trần Thư chớp chớp lông mày, trong mắt ngược lại không có ý khinh thường. Hắn biết rõ một cái đạo lý, càng ngốc manh đồ vật càng đáng sợ, thí dụ như nói hắn khổng lồ sơ lạnh. Tài liệu giảng dạy bên trên khẳng định là không có. A Lương gật đầu nói, nó gọi Hàn Băng Tuyết Đoàn, là một cái cấp S khế ước linh. Trong mắt của hắn có vẻ không hiểu, tràn ngập hưng phấn cùng tự hào. Chẳng phải một cái cấp S sao? Trần Thư nhún vai, không có quá để ý, cấp độ SS khế ước linh đều bị hắn hành hôm qua. Người không hiểu. A Lương không có nhiều lời, xoa nắn một thoáng tiểu tuyết đoàn, lại đem thu về. Lao Vương đây. Trần Thư mở miệng hỏi, ba người đều trở thành hắc thiết cấp liền có thể một chỗ làm sự tình. Có lẽ lập tức cũng muốn đột phá, hắn ngự thú thiên phú lại không kém. Hai người lại nói chuyện với nhau một phen. A Lương Lôi Viên đã tiến giai thành cấp độ SS, nhưng hắn hình như càng trọng thị mới thức tỉnh tiểu tuyết đoàn. Ngày hôm sau lúc chạm vào tối, "A Lương, ta muốn đi đấu linh trường so tài, ngươi cùng ta một chỗ không?" Trần Thư sau lưng tắt chiến ba lô, chuẩn bị rời đi túc xá. "Không đi, ta gần nhất hơi mệt, yêu cầu nghỉ ngơi thật tốt một phen." A Lương lắc đầu, nằm thẳng ở trên sofa chơi lấy điện thoại. "Sinh mệnh ở chỗ vận động, ngươi xác định không đi." Ai nói? "Vương Bát sao có thể sống lâu như thế?" Trần Thư quay người rời đi ký túc xá, đi đến kinh đô đấu linh trường Nếu như lại thắng một cái, là hắn có thể tấn cấp làm hàng năm ba hàng đầu, khoảng cách quán quân tiến hơn một bước. Lúc này một chiếc màu đèn xe con bên trên. Tô Hàn nhịn không được song quyền nắm chặt, trong tay cầm một phần tài liệu nam giang tội phạm trần thư hoa hạ học phủ sinh viên năm nhất hắc thiết cấp nhị tinh khế ước linh cấp dê sơ lạnh cấp dê nguyên tố thú chú thích hết thể lấy vật thật làm chuẩn thiếu ra ngươi thế nào đang lái xe tài xế chú ý tới tô hàn thần sắc không thích hợp nhịn không được mở miệng hỏi tô hàn hít sâu một hơi mở miệng nói ra một năm dưới sơ sơ một năm dưới vương thúc ngươi biết ta một năm dưới này là thế nào qua ngươi biết sao tài xế khỏe miệng giật một cái ngậm miệng không nói đang yên đang lành ngươi nha đặt cái này làm lợi kịch làm gì trần thư ngày đó túi phân mối thủ ta nhất định phải báo tô hàn đã tỏng quân nửa năm tính cách biến đến trứng chặt lên nhưng nghĩ đến trần thư đối với hắn làm sự tỉnh một thoáng liền có chút không kèm được lúc trước hắn tiến về thái thanh sơn tranh đoạt phương tư chiến lợi phẩm mục đích đúng là muốn cùng nàng tỉ thí một phen kết quả không có theo dự liệu đại chiến chính mình ngược lại bị trần thư cùng trương đại lực tán toán không chỉ như thế càng là lột sạch quần áo của hắn chỉ để lại một cái túi phân vô số lần trong đêm hắn đều sẽ bừng tỉnh mơ tới bị người dùng túi phân bộ đầu lại ném đến trong rừng sâu núi thẳm. xã chết mối thủ không đội trời chung đấu linh trường bên trong vẫn là không còn chỗ ngồi chỉ là trần thư một người danh khí cũng đủ để hấp dẫn đến đại lượng khán giả tới trước tuy là tranh tài không có bắt đầu nhưng y nguyên có vô số người hô to lấy nam giang tội phạm thật thành một khối biển chữ vàng đấu linh trường nhân viên nhịn không được mở miệng nói ra còn lại hàng tháng quán quân nhưng không có trần thư cao như vậy nhân khí tuyển thủ chờ đợi phòng con hàng này thế nào so phương tư còn muốn biến thái a tô hàn không có xem thưởng chuyên chú nghiên cứu trần thư cùng bạch dương video chiến đấu ngay tại lúc này cửa bị đẩy ra trần thư đi đến ân ngươi hắn nhớ mày gặp một lần tô hàn trong lòng quen thuộc cảm giác lại lần nữa đi lên người rốt cuộc đã đến tô hàn ánh mắt mang theo không hiểu ý vị nhìn sang hắn đứng lên tràn ngập chiến ý nói một ngày này chúng ta quá lâu không nghĩ tới đấu linh trường cho ta cơ hội ngày đó xỉ nhục hôm nay ta tất tẩy trừ trần thư gãi gãi đầu thử thăm dò nói cái kia xin hỏi một chút. Hút. chúng ta quen biết sao mắt của tô hàn trường lớn trong lòng một cơn lửa giận dâng lên ta mẹ nó làm một năm rưỡi ác mộng ngươi cái đầu sỏ gây ra dĩ như quên Trần Thư mở miệng nói ra, "Xin lỗi, trí nhớ của ta không tốt lắm, bị ta tra tấn qua quá nhiều người. Cho ta một cái túi phân." Tô Hàn thần sắc bình thường, đưa tay phải ra. "Ân." Thật nhận thức. Trần Thư chấp chấp lông mày, có thể một thoáng liền nói ra dành riêng cho hắn vũ khí, tuyệt đối là từng có cùng liên hệ người. "Này, cho ngươi." Trần Thư lấy ra một cái màu vàng túi phân, muốn nhìn một chút đối phương chuẩn bị làm cái gì. Nếu như là muốn dùng túi phân tới đối phó hắn, cái kia trọn vẹn liền là người si nói mộng. Không phải cái này, màu xanh lam. Trần Thư khỏe miệng giật một cái, cười lấy nói thẳng biết hàng nói lấy hắn lại lấy ra một cái màu xanh lam túi phân tô hàn yên lặng nhận lấy mở ra miệng túi khỏe miệng có lau nụ cười nhàn nhạt, nhạt trong lòng trần thư biến đến cảnh giác đã là chuẩn bị đậu thủ nhưng một giây sau thân xác của hắn ngưng kết đại nao đều mộng chỉ thấy tô hàn dĩ nhiên đem túi phân trực tiếp bọc tại trên đầu của mình cước bộ của hắn lảo đảo ngay sau đó liền té ngã trên đất trực tiếp hoàn mỹ tái hiện thái thanh sơn một màn tô hàn trần thư ký ức một thoáng liền hiện lên nháy mắt nhớ tới thân phận của đối phương hiện tại nhớ tới Tô Hàn đem túi phân gỡ xuống, trong mắt tràn ngập vũ đoán cùng bất bình. Có ấn tượng, Trần Thư nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Người nha trực tiếp dùng miệng nói không phải được, nhất định muốn chính mình tự mình biểu diễn. Hiện tại nên nói nói một chút năm đó sổ sách ra. Tô Hàn mở miệng nói ra, tận lực để chính mình duy trì yên lặng. Trần Thư chấp chấp lông mày, đồng dạng ngồi xuống tới, nói, ngươi muốn làm gì? Liên mượn hôm nay cơ hội, cùng ta đánh cược đấu nhất đêm. Tô Hàn mở miệng nói ra, bây giờ hắn đã tốt nghiệp, tăng thêm có chấn linh quân thân phận, tự nhiên không có khả năng đi hoa hạ học phủ nháo sự hắn phải muốn cân nhắc đây có phải hay không là hắn đợi này cơ hội duy nhất ồ đánh cược như thế nào trần thư chấp chấp lông mày ngược lại có một chút hứng thú nếu như ngươi thua phủ lấy túi phân mặc quần cục lớn vây quanh thái thanh sơn chạy một vòng tô hàn hung hắn nói một màn này hắn đã mong đợi quá lâu chương bốn trăm linh tám sẽ đánh lén tội phạm thật soái trần thư khỏe miệng giật một cái nhìn tới chuyện năm đó làm cho đối phương canh cánh trong lòng a hắn bình thản nói nếu như ta thắng đây vậy ta cũng đồng dạng vây quanh thái thanh sơn chạy một vòng tô hàn thần sắc kiên quyết phản phất làm ra một cái trật vật quyết định. Ngươi làm ta biến thái a? Trần Thư trực tiếp mở miệng nói, ta mẹ nó là tội phạm, nhưng không phải có bệnh, đánh cược liền vì nhìn ngươi chạy trẩn chuồng. Tô Hàn mở miệng nói, hoàn toàn tương tự điều kiện, công bằng. Không được, ngươi đã là lần thứ hai, chọn vẹn buông ra bản thân, không cho phép ngươi liền là mượn đánh cược danh nghĩa phóng thích thiên tính. Trần Thư lắc đầu, có lý chẳng sợ nói, khẳng định không được, ta quá thua lỗ. Tô Hàn khỏe miệng giật một cái, hai mắt trừng lớn, cái gì gọi là phóng thích thiên tính? Ta mẹ nó đường đường phú nhị đại, lại bị ngươi nói biến thái như vậy. Tô Hàn mở miệng nói ra, vậy ngươi muốn thế nào? Trần Thư xoa xoa đôi bàn tay, nói, ta không muốn nhìn người chạy trần chuồng, tốt nhất tới điểm vật chất bên trên. Vật chất bên trên? Tô Hàn ngưỡng mày, hắn hiện tại đã tốt nghiệp, không dùng tốt lắm trong nhà tiền, mà Trấn Linh Quân chỉ là đủ loại phúc lợi thật, tiền ngược lại thật không nhiều. Đương nhiên, hắn tự hồ là nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra, ta có một cái Hoa Hạ Học Phủ cấp hai dược tề đổi tư cách, có thể chuyển nhượng cho ngươi. Cấp hai dược tề? Trần Thư nao nao, ngay sau đó liền tựa hồ nhớ ra cái gì đó hoa hạ học phủ tài nguyên loại trừ đủ loại lanh chúa vật liệu ngự thú chân trâu tu luyện hoàn cảnh các loại bên ngoài nhất không thể bỏ qua liền là có quốc gia đại lực nâng đỡ phòng nghiên cứu còn lại phòng nghiên cứu khả năng cùng các học sinh quan hệ không lớn nhưng trong đó dược tề nghiên cứu cũng là cùng một nhịp tở loại trừ hoa hạ học phủ bên ngoài còn lại cao giáo học sinh đều không có tư cách sử dụng đây cũng là cho thiên tài một loại may mắn lợi vô luận là loại nào dược tề đều là đầy đủ đặc thù công hiệu hơn nữa hiệu quả cực kỳ người tiên thí dụ như nói năm mới thời điểm phương tư đưa tặng cho trần thư danh sách ba dược tề có thể trực tiếp gia tăng khế ước linh mười phần trăm toàn bộ thuộc tính mà lúc trước phương tư muốn hối lộ quan chủ khảo diệp thành đặc biệt tặng cho một cái danh sách không không một dự tề có thể để hoàng kim cấp ngự thú sư động tâm hiển nhiên hiệu quả đồng dạng kinh người bởi vì không phải sản xuất hàng loạt dự tề số lượng quá mức thưa thớt các học sinh muốn đổi lấy dự tề loại trừ cần đại lượng học phần bên ngoài càng phải có đổi tư cách đổi tư cách đều là hoàn thành một ít đặc thù nhiệm vụ mới có thể thu được đến chủ yếu sẽ không có người mua bán có thể Trần thư đáp ứng xuống trong mắt có một chút quan mang không nghĩ tới tô Hàn lại có thứ đồ tốt này ngay tại lúc này, phía ngoài người chủ trì âm thanh vang lên để cho hai người chuẩn bị xuất chiến. Tô Hàn hướng về ngoài thông đạo mà đi, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng là nổi lên sức mạnh. đúng rồi, ta muốn hỏi một vấn đề. Trần Thư hình như nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra. cái gì? Người so Phương Tư còn lớn hơn một cái niên cấp, thế nào còn không trở thành bệnh nhân? nghe xong lời này, Tô Hàn thần sắc lập tức biến đến núp hoán lên. hắn hít sâu một hơi, chậm chậm nói, ngự thú chuyên gia nói ta có khúc mắc, nguyên cơ chậm chạp không cách nào đột phá. "Ây." Trần Thư không tiếp tục hỏi, trong lòng đã hiểu tới hắn đều không nghĩ tới chính mình túi phân như bức như vậy dĩ nhiên có thể phong ấn người ngự thú đẳng cấp muốn trở thành bạch ngân cấp không đơn giản yêu cầu ngự thú lực trạng thái tinh thần đồng dạng cực kỳ trọng yếu tô hàn lắc đầu không tiếp tục nhiều lời mà là đi ra thông đạo hắn là vào tháng năm hàng tháng quan quân mặc dù là tốt nghiệp ở hoa hạ học phủ nhưng bởi vì hai cái khế ước linh đều chỉ là cấp s không có quá nhiều người quan tâm đến hắn nam giang tội phạm nam giang tội phạm tội phạm ca mang theo các minh đệ lại hướng một lần a cố lên cố lên vô số người la lên trong hội trường âm thanh đinh thai nhất góc có, có thể thấy được trần thư lực ảnh hưởng ta đến mau chóng bắt đầu trực tiếp mang hàng trần thư sờ lên cảm hiện tại có nhiều người như vậy ủng hộ hắn đến trước kiếm ít tiền a tô hàn thần sắc bình thường đi tới tuyển thủ tác chiến vị trí hắn không có bị ảnh hưởng tâm thái trận chiến ngày hôm nay vô luận thắng thua hắn đều là có thể tiếp nhận hiện tại tranh tài bắt đầu song phương mỗi người đi tới tác chiến vị trí đồng thời triệu hoán ra khế ước linh hống một cái chiều dài hai cái đầu đại chó đứng lặng con ngươi đỏ tươi tràn ngập bạo ngược khí thế không thể khinh thường mà tại hai đầu ma khuyển trên không là một cái phi hành màu xanh đại điểu, thân thể xung quanh mơ hồ có cuồng phong phun trào đến mức chấn thư đồng dạng triệu hoán ra Husky kỳ cùng sờ lạnh nga ô kỳ kêu lên một tiếng đi tới tiểu hoàng trong miệng hy vọng ngươi có thể lấy ra toàn bộ thực lực tô hàn thần sắc bình thường mở miệng nói ra tuyệt đối không nên có bất kỳ đổ nước rầm 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 hắn còn còn chưa nói hết phía dưới Husky kỳ nháy mắt phóng xuất ra một đống lớn kỹ năng cuồng bạo vô cùng mạnh tới ngao 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 hai đầu ma khuyển ngã xuống đất thỉnh thoảng run dậy một thoáng nháy mắt liền bị đánh thành trọng thương đều không có cơ hội thả ra một cái kỹ năng tô hàn hai mắt trừng lớn khoe miệng giật một cái mở miệng nói ra không phải nhanh như vậy sao dựa theo hắn dự đoán kịch bản không phải như vậy với ta học trường ngươi để ta lấy ra toàn bộ thực lực Trần thư gãi gãi đầu tự hào vô cùng nói thực không dám giàu diếm ta cường đại nhất địa phương không phải hai cái khuế ước linh mà là đánh lén năng lực tô hàn y nguyên có chút một bức không có khôi phục lại trong đầu một mực quanh quẩn một câu ta bị xuống đất ăn tỏi rồi ta lại bị dây học trưởng, ngươi đã không còn a Trần Thư nhếch mép cười một tiếng, chỉ thấy phía dưới Husky lại lần nữa đánh về Phong Linh chim. Tuy là nó giữ vững được một hồi, nhưng tại hai cái khế ước linh vây kín phía dưới, cũng rất nhanh liền bị thua. Tội phạm, tội phạm. Sẽ đánh lén nam giang tội phạm thật xoái. 24 ca thuần xoái. Lại trộm một cái, cho mọi người lại trộm một cái. Phía dưới vô số người reo hò lên tiếng, thần sắc biến đến hưng phấn vô cùng, phảng phất tràn ngập vinh quang. Trần Thư khỏe miệng giật một cái, hắn vốn cho rằng chính mình đánh lén sẽ mất người qua đường duyên, kết quả các ngươi càng hăng hái. Chẳng lẽ, fan của ta đều có một khỏa tội phạm tâm. Trần Thư sờ lên cảm, nhỏ giọng lầm bầm nói, ta cảm thấy có thể thành lập tổ chức. Chương 409, Lăng Trần Câu lạc Bộ. Ta thua. Tô Hàn thu hồi hai cái trọng thương khế ước linh, trong lúc nhất thời khúc mắc dĩ nhiên đều mở ra. Nếu như hắn là hiểu bại, khả năng hiểu ý có không phục, dẫn đến thật lâu không cách nào buông được. Nhưng bây giờ bị miệu sát, đủ để chứng minh thực lực của hắn cùng Trần Thư trên lệnh quá xa, trọn vẹn liền không có khả năng đội kịp. Nói một cách khác, hắn tại bảy nát. Từ giờ trở đi, hắn muốn bảy cái thông khoái. Cảm ơn ngươi tô hàn nghiêm túc mở miệng nói ra trong lòng không khỏi đến dễ dàng quá nhiều không có việc gì học trưởng ngươi khách khí với ta mẹ nó đây tô hàn khỏe miệng giật một cái trong lúc nhất thời không rõ trần thư là mang hắn vẫn là khen hắn chiến đấu kết thúc hai người nhộn nhịp rời đi đài tỷ thí đối với trần thư thủ thắng các khán giả nhưng thật ra là không có quá kinh ngạc cuối cùng tô hàn thực lực cũng không bằng bạch dương lúc trước hắn tại trường học cũng chỉ là trên lớp ba mươi vị trí đầu hai người về tới tuyển thủ chờ đợi phòng trần thư buổi tối có dành không một chỗ ăn một bữa cơm tô hàn cười cười mở miệng nói ra miễn phí trần thư sờ lên bụng vừa vặn có một điểm nói bụng tô hàn mở miệng nói ra kỳ thực không phải ta mời ngươi ăn cơm mà là một người khác hoàn toàn mặc kệ nó chỉ cần làm miễn phí hồng môn yến ta đều ăn trần thư nhún vai trên lưng túi liền cùng tô hàn cùng nhau rời đi kinh đô đấu linh trường nửa giờ sau hai người tới một nhà cao cấp nhà hàng bên trong sớm đã có người chờ đợi ân trần thư liếc mắt liền nhìn thấy mái tóc màu đỏ một thoáng liền minh bạch là ai mời khách chính là ngự long vệ lăng trần chẳng lẽ tội của ta bại lộ thật là hồng muốn yến. trong lòng trần thư không khỏi đến suy tư lên ngự long vệ mời nam giang tội phạm có thể là chuyện tốt sao tô hàn làm không tệ không nghĩ tới thật đem người mang đến lăng trần đứng dậy đó lấy khoe miệng mang theo một vòng nụ cười tô hàn gật đầu một cái không có nhiều lời trần thư học đệ mời lăng trần đem trần thư mời đến bên trong một chỗ bao gian trừ hắn bên ngoài bên trong đã ngồi bốn người ân trần thư thần sắc nguyên bản bình thường nhưng nháy mắt liền biến một thoáng chỉ thấy đang có một tên khuôn mặt anh tuấn nam sinh ngồi mặt của hắn thỉnh thoảng co rút một thoáng đáy mắt chỗ sâu có hận ý bạch dương trần thư quay đầu nhìn về lăng trần mở miệng nói ra lăng trần học trưởng chẳng lẽ ngươi là muốn muốn vì hắn bên vực kẻ yếu làm sao có khả năng lăng trần cười cười lắc đầu nói ta là hy vọng các ngươi có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước mọi người đều là kinh đô thiên tài không cần thiết nào quá cứng học đệ ngồi trước hắn cười cười làm trần thư kéo ra một cái ghế mời hắn ngồi xuống tô hàn ngươi cũng ngồi đi lăng trần hô giống như mình ngồi xuống tới loại trừ lăng trần cùng tô hàn bên ngoài còn lại năm người trong mắt đều là mang theo đối địch hiển nhiên không phải quá hữu hảo thực không dám dâu diếm ta tạo dựng một cái câu lạc bộ trong đó thành viên đều là kinh đô thiên tài đứng đầu lăng trần cười lấy nói mục đích chủ yếu liền là tài nguyên cộng hưởng mọi người có thể hô bang hỗ trợ nhanh chóng trưởng thành có chính thức bối cảnh sao trần thư thần sắc bình thường hỏi thẳng một cái vấn đề mấu chốt lăng trần hồi đáp không có chỉ là ta cá nhân sáng lập trần thư nhìn thật sâu hắn một chút không nghĩ tới đối phương như vậy không đơn giản câu lạc bộ dĩ nhiên hội tụ kinh đô thiên tài đứng đầu trình độ nhất định liền đại biểu quốc gia một đời mới. Hôm nay mời ngươi tới, chủ yếu là có hai cái mục đích, cái thứ nhất liền là hy vọng ngươi có thể gia nhập câu lạc bộ. Lăng Trần cười cười, trong lòng cực kỳ chắc chắn. Đây là một cái mở rộng nhân mạch cơ hội tốt, chủ yếu không có người sẽ tự tuyệt. Cái thứ hai liền là hy vọng ngươi cùng Bạch Dương có thể tiêu trừ hiểu lầm. Lời này vừa nói ra, trước mắt của Trần Thư một thoáng liền xuất hiện tuyển hạng. Tuyển hạng 1, gia nhập Lăng Trần sáng lập câu lạc bộ, hoàn thành ban thưởng kỹ năng kịch độc một thêm một. Tuyển hạng 2, tuyển chuyển cự tuyệt, trực tiếp rời đi nhà hàng. Hoàn thành ban thưởng kỹ năng bạo lực tỏa sát thêm một tuyển hạng ba trở mặt tại chỗ đánh một trận tơi bởi bạch dương hoàn thành ban thưởng kỹ năng tử vong hỏa trụ thêm một đang lúc hắn thời điểm do dự một bên vừa vặn có người mở miệng trần thư học đệ tuổi của ngươi nhỏ một chút không bằng kính bạch dương một ly một tên nam sinh đứng dậy mở miệng cười nói mọi người hòa thuận một điểm sau đó trường học có chuyện gì đều có thể nói với ta trần thư quay đầu nhìn về người kia không có mở miệng nói ra tô hàn cúi đầu nhẹ giọng nhắc nhở trần thư đây là học phụ nữ thú hội chính hội trưởng yến hạo nhiên bạch dương ngươi cũng đừng ngồi lăng trần nhữ mày mở miệng nói ra bạch dương vậy mới thản nhiên đứng dậy khoe miệng có cười nhạt dung nói tiểu học đệ ngươi kính ta một ly lại cho ta đạo một cái xin lỗi chúng ta va chạm liền xóa bỏ toàn bộ như thế nào bạch dương lăng trần thầm nghĩ không ổn dựa vào trần thư tính nết làm sao có khả năng trước túi đầu đây lăng trần học trưởng không cần nói trần thư cười cười nói phương tư tỷ gia nhập câu lạc bộ sao ân lăng trần nao nao ngay sau đó lắc đầu cười khổ một tiếng nói ta mời qua nàng nhưng bị cự tuyệt mà lại nói bên trong bức khí tức quá nặng trần thư có chút nhịn không được một thoáng liền cười ra tiếng hắn thu lại ý cười quay đầu nói cảm ơn lăng học trưởng mời ta vẫn là quyết định không vào bên trong thành viên không chỉ có bạch dương hơn nữa có học phủ ngự thú hội người hắn cũng không hy vọng mỗi ngày bị người ám toán húng chi hắn trung quy cảm thấy câu lạc bộ nước có chút sâu lăng trần cũng để cho hắn có chút nhìn không thấu trần ca nhìn tới có người thì trướng mắt chúng ta câu lạc bộ bọc lại đúng không một tên nam sinh em dương quái khí nói trong mắt cũng là có khinh thường trong bao gian tổng cộng có tám người trong đó bốn người đều là bạch ngân cấp tự nhiên không thích một cái hát thiết cấp học sinh như vậy làm dáng húng chi hắn cùng bạch dương quan hệ luôn luôn không tệ tăng thêm bản thân là ngự thú hội phó hội trưởng tự nhiên sẽ lên tiếng đã người khác không phải chúng ta câu lạc bộ vậy liền nhanh cút đi bạch dương mở miệng nói ra khoe miệng có lau khôi hài nụ cười tô hàn mướn mày mở miệng nói ra bạch dương ngươi không muốn quá mức thế nào tô hàn ngươi muốn xuất đầu bạch dương chế nhạo lấy nói đều đã tốt nghiệp liền bạch ngân cấp đều không phải chúng ta câu lạc bộ bậc cửa có chút thấp tô hàn trợn mắt nhìn nói ngươi học trưởng không cần thiết trần thư vô vũ bả vai của tô hàn dĩ nhiên không có tức giận mà là cười lấy nói làm phiên các vị dứt lời hắn liền trực tiếp rời đi bao gian trần thư tô hàn một thoáng liền đuổi theo là hắn mời trần thư tới đây không nghĩ tới song phương sẽ có lớn như vậy va chạm bạch dương ngươi là không có ý định cùng trần thư hòa giải lăng trần nhướng mày hắn tự nhiên nhìn ra được bạch dương là cố ý làm nổi giận trần thư lăng lão đại việc này ngài cũng không cần hao tâm tổ trí bạch dương bình thản cười cười trong mắt cũng là có một vòng lệ khí tuy là bại bởi Trần Thư, nhưng hắn có rất nhiều những biện pháp khác. Nếu như Trần Thư thật gia nhập câu lạc bộ, hắn ngược lại không tốt hạ đối thủ. Trần Thư, Trần Thư. Tô Hàn lập tức đuổi kịp rời đi Trần Thư, trong miệng không ngừng hô hào. Trần Thư quay người, mở miệng nói ra, "Tô Hàn học trưởng, thế nào?" Tô Hàn vội vàng nói, "Xin lỗi a, à, ta không nghĩ tới sẽ biến thành dạng này." "Không có việc gì, ta cùng Bạch Dương cùng Ngự thú hội đều có chút va chạm, chuyện không liên quan tới ngươi." Trần Thư lắc đầu, quay đầu đối trang phục nhà hàng vụ thành viên nói, "Phiên toái hỏi một thoáng, nhà vệ sinh ở đâu?" câu lạc bộ thành viên chừng trên trăm ngươi không cần thiết cùng bọn hắn đến xung đột tô hàn không ngừng khuyên lơn trần thư một người thế đơn lượt bạc chắc chắn là đấu không lại câu lạc bộ trần thư không nói một lời trực tiếp đi vào trong nhà vệ sinh đồng thời mở miệng nói ra học trưởng nếu như ngươi không có việc gì mau rời khỏi a à, bao gian đợi lát nữa liền muốn mất rồi tô hàn mộng bức mà hỏi cái gì cái gì không còn chương 410, tội phạm ca hôm nay liền để ngươi thừa tiên tô hàn có chút mộng bức trong lúc nhất thời không rõ trần thư lời nói nhưng gặp đối phương đã đóng lại cửa nhà vệ sinh hắn chỉ có thể coi như thôi rời đi nhà vệ sinh cũng dám cùng ta cuồng vật nhỏ là không biết rõ bông hoa vì cái gì hót như vậy trần thư đi tới trong nhà vệ sinh móc ra hai bình dược tể. một cái là màu ngả phi hành dược tể, một cái là không màu tàng hình dược tể. nếu như là thân ở dị không gian trần thư trực tiếp liền ném đạn hạt nhân nhưng suy nghĩ đến là kinh đô nội thành hắn không có tùy tiện vận dụng bạo tạc dược tể. lúc này bao gian bạch dương ngươi thật muốn thật tốt quản một thoáng mội mội của ngươi lăng trần mở miệng nói ra nhìn có chút không quen bạch dương huynh mội ương ngạnh dấp hiện tại trần thư là không có khả năng gia nhập câu lạc bộ ánh mắt của hắn sắp bén nhìn thẳng bạch dương mở miệng nhắc nhở nếu như thật chọc tới sự tình hoặc là pháp pháp ta cái thứ nhất liền sẽ bắt bớ lăng lão đại ta sai rồi bạch dương đứng dậy làm lăng trần đổ đầy một chén rượu cười lấy nói ta sẽ thật tốt quản mội mội ta lăng lão đại liền không nên cùng ta so đo lăng trần lắc đầu đang muốn mở miệng tô hàn đi đến lão đại ta có thể cùng ngươi nói chút chuyện sao hừ lăng trần còn không có mở miệng bạch dương hừ lạnh một tiếng hiện nhiên là đem nhìn thành cùng Trần Thư một phương người. Chuyện gì? Lăng Trần nhíu nhíu mày, cùng Bạch Dương uống vào một ly, cùng Tô Hàn đi ra ngoài. Bạch Dương thì là cùng Yến Hạo Nhiên thương lượng lên cái gì, khoe miệng bất ngờ có một vệt cười lạnh. Tô Hàn hai người tới cửa nhà hàng miệng. "Lão đại, ta cảm thấy thật không cần thiết vì Bạch Dương đắc tội Trần Thư." Tô Hàn mở miệng nói ra, hắn mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng đối với Trần Thư Thiên Phú cực kỳ chấn kinh. Khoảng cách Thái Thanh Sơn sự kiện chỉ có ngắn ngủi một năm rưỡi, mà Trần Thư đã phát triển đến loại tình trạng này. Thậm chí hắn thấy, Trần Thư Thiên Phú còn hơn nhiều Lăng Trần. Ta kỳ thực cũng minh bạch. Lăng Trần thở dài, Lam Hải thị đội trưởng Dương Sa đối Trần Thư thế nhưng cực kỳ trọng thị. Vậy ngươi còn? Tô Hàn mở miệng nói ra, trong mắt có không hiểu. Vừa mới Bạch Dương cố tình khiêu khích Trần Thư, Lăng Trần tuy là ai cũng không giúp, nhưng kỳ thật cũng đã là có chút thiên hướng Bạch Dương. Cuối cùng Trần Thư thế nhưng hắn đích thân mời tới khách nhân, Lăng Trần nên muốn duy trì. Bạch Dương mặc dù chỉ là năm thứ 2 đại học, nhưng cùng Yến Hạo Nhiên đám người đi quá gần, câu lạc bộ không ít người đều cùng bọn hắn bao đoàn, ta thực tế xử lý không tốt bây giờ lăng trần là ngự long vệ tự nhiên không có không tới quản lý câu lạc bộ uy tín của hắn kỳ thực đã có chút hạ xuống lăng trần nhìn phía bầu trời đêm mở miệng nói ra chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý mặt khác ngươi liền thật tốt làm trấn linh quân trước trở thành bạch ngân cấp lại nói lăng trần vỗ vỗ bả vai của tô hàn nhắc nhở không nên cùng bạch dương đám người nổi lên xung đột nhất là yến hạo nhiên toàn bộ hoa hạ học phủ đều không có người nào dám chọc hắn a à. trong chốc lát một đạo kêu thảm vang lên lăng trần cùng tô hàn đều mở bức không rõ xuất hiện chuyện gì ẩm một đạo thân ảnh bay thẳng ra trung điệp té ngã trên đất càng là quay cuồng vài vòng lộ ra vô cùng chật vật tình huống như thế nào hai con ngươi lăng trần co rụt lại chính là hắn mới nâng lên thiên tài đứng đầu hiến hạo nhiên cái này mẹ nó mới khen xong một giây sau liền bị người cho đánh tới lão đại hiến hạo nhiên thần sắc chân kinh trong mắt có một vòng sợ hãi nói tựa như là có quỷ a ngươi tại nói thứ đồ gì a lăng trần khỏe miệng giật một cái ngươi mẹ nó tiếp nhận chín năm giáo dục bắt buộc lại là đi học bốn năm hoa hạ học phủ không làm khoa học làm mê tín ngay tại lúc này lại là mấy đạo thân ảnh cùng tề phi ra rõ ràng là bị người đá ra tới vái Cợt mờ nở bốn người lăn xuống thành một đoàn ánh mắt đều là mang theo một vòng sợ hãi gắt gao nhìn chằm chằm trong nhà ăn đến cùng chuyện gì xảy ra bạch dương đây lăng trần thần sắc khẽ giật mình trong mắt có tia giận dữ lại có người dám ở trước mặt hắn nhau sự lão đại nhanh đi cứu bạch dương một cái bạch ngân ngự thú sư nói tựa như là có ẩn thân khế đất linh lăng trần bước chân đập mạnh vọt thẳng trở về trong nhà ăn lúc này trang phục nhà hàng vụ thành viên thần sắc kinh hoàng ánh mắt nhìn chằm chằm bên trong một cái gian phòng a a a ba chỉ thấy lăng trần đặt bao gian đã bị đóng lại cửa phòng bên trong không ngừng chuyển ra tiếng kêu thảm thiết hơn nữa nghe tới trầm đồng du dương bạch dương dường như có chút âm nhạc thiên phú a à. tô hàn trong mắt mang cười mở miệng nói ra liền kêu thảm đều như vậy có tiết tấu tốt đừng nói nữa lăng trần khỏe miệng giật một cái bất quá có sao nói vậy chính xác là dẫm lên tiết tấu hắn không có nhiều lời chỉ thấy bên cạnh không gian vỡ tan lộ ra một cái cường đại khế ước linh tùy thời chuẩn bị xuất thủ nhưng ngay tại tới gần bao gian máy mắt tựa hồ là phát giác được cái gì lăng trần một cái lắp mình chỉ nghe đến một đạo nổ mạnh ẩm bao gian môn trực tiếp vỡ tan bạch dương thân ảnh bay lên trời hiển nhiên đồng dạng là bị người đã bay a à, cái này tô hàn nuốt ngụm nước bọt ánh mắt liếc mắt bao gian chỉ thấy bên trong đã là một mảnh hỗn độn bàn ăn ghế ngồi chợt đều tan vỡ đủ loại món ăn rơi đầy đất hắn một thoáng liền nghĩ đến trần thư mới nói bao gian muốn không còn sẽ không thật là hắn a à. ngay tại lúc này bạch dương kêu rên xuất hiện ngao ngao lão lớn cứu ta Thân thể của hắn ở vào trệ không trạng thái, không có hạ xuống su xu thế, phần bụng không ngừng long xuống. Hiện nhiên là ngay tại bị người hành hung. Để ngươi nha cuồng. Trần Thư yên lặng không lời, khoe miệng cũng là mang theo ý cười. Hắn hiện tại chẳng những có thể phi hành, tàng hình, hơn nữa tốc độ cực nhanh, trọn vẹn liền là một cái hơn người. Hai chân của hắn không ngừng đá ra, thi triển ra thất truyền đã lâu phật sơn vô ảnh cước, để bạch dương hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Ta là kinh đô ngự long vệ, ngươi dám triệu hoán khế ước linh náo sự? Lăng Trần không rõ địch nhân là ai, hy vọng có thể mượn ngự long vệ tên tuổi Trấn nhiếp đối phương nhưng bạch dương vẫn là ở vào không trung trong nháy mắt liền đã bị đá ra nhà hàng tự tìm cái chết lăng trần hư lạnh một tiếng chỉ thấy khê ước linh của hắn phun ra một cái lôi cầu màu tím đánh về bạch dương bên cạnh tuy là nhìn không tới chân thư nhưng hắn có thể thông qua bạch dương bị đánh bộ vị tới phỏng đoán hắn vị trí Với anh điện quang lóe lên một cái rồi biến mất nhưng mà không có đánh trúng bất kỳ địch nhân chân thư thần sắc bình thường bằng vào cực tốc cùng phi hành một thoáng liền tránh ra kỹ năng người tội phạm ca hôm nay liền để người thượng thiên chân thư miệng hơi cười lại tới bạch dương dưới thân không ngừng đạp bụng của hắn. Phía dưới tất cả mọi người đã mở bức đờ đẫn nhìn xem một màn này. A a a a. Chỉ thấy Bạch Dương có tiết tấu kêu rên lên tiếng, không ngừng ho ra máu, thân thể chậm rãi bị đá bay lên không. Muốn bay lên trời, cùng mặt trăng vai sánh vai. Tô Hàn híp mắt hai mắt, nhìn phía tự do bay lượn Bạch Dương, nhìn không được hát ra tiếng tới. Chương 411, ngươi cười một tiếng, vậy liền đại biểu có người đang khóc. Ta a muốn a à ngươi a à chết. Bạch Dương thần sắc nổi giận, đã làm mất đi lý trí, chỉ thấy một cái Bạch Lang đột nhiên xuất hiện, khí thế đáng sợ vô cùng hắn trực tiếp triệu hoán ra khế ước linh, hơn nữa không có sử dụng bán tướng triệu hoán. Trần thư nao nao lập tức liền kéo dài khoảng cách. Hống! quan thuộc tính bạch lang trên thân thể xuất hiện một đạo quang xí, bay thẳng lên. người tới a, người mẹ nó lại đến a. Bạch Dương ngồi xuống khế ước linh trên lưng, trong mắt tràn ngập hận ý, không ngừng tiêu gạo. hắn ngoan thoại mới nói xong, một đạo kình phong xuất hiện. không tốt. Bạch Dương một thoáng liền ý thức được không ổn, nhưng đã chậm. ẩm, chỉ thấy mặt của hắn trực tiếp bị đá lệch, thân thể một thoáng liền lật nghiêng, không cách nào chống lại cố lực lượng này phanh 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 lại là một trận cuồng phong bạo vũ quyền đấm tức đá bạch dương phổi đều sắp bị tức nổ tung hắn hiện tại là muốn mất đều không rơi xuống hống bạch lang phi hành mà tới đồng thời thả ra kỹ năng mặc dù không có đánh chúng nhưng tạm thời bước lui ẩn thân trần thư lúc này bạch dương đã không còn dám nói dọa ngồi bạch lang trước một bước hướng về mặt đất lão đại cứu ta hắn che lấy mặt sưng bảng trong lòng ngất thức vô cùng ngắn ngủi một tháng bị đánh số lần so hắn cả một đời đều muốn nhiều tiến hạo nhiên ngươi không phải có điều tra khế ước linh sao lăng trần mướn mày chuẩn bị đem người cho bắt tới a à nha tiến hạo nhiên một thoáng liền hiểu tới vừa mới cũng là bị một màn quỷ dị này làm động trong chốc lát chỉ thấy một cái màu đen tiểu điệu xuất hiện nháy mắt liền thả ra kỹ năng một đạo vô hình năng lượng trận vực tản ra tính toán bắt lấy sinh vật vị trí lão đại tìm không thấy tiến hạo nhiên hai mắt trừng lớn hai mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi làm sao lại như vậy lăng trần mướn mày một thoáng liền ý thức được một cái đáng sợ sự tình không phải là hoàng kim cấp ngự thú sư khế ước linh ra tay đi đi ra mẹ ngươi có bản sự liền đi ra bạch dương thần sắc nổi giận đã có chút mất lý trí hắn lại triệu hoán ra hát sư hai cái khế ước linh xuất hiện nháy mắt liền hấp dẫn đến người qua đường chú ý lăng trần ngược lại không có nhiều lời chỉ là vì tự vệ trấn linh cục cũng không cách nào truy trách trần thư liền đứng ở mọi người 3 mét không trung nhưng không có một người phát giác được hắn lúc này ánh mắt lại nhìn phía bạch dương khỏe miệng có lau tà ác ý cười hắn đầu tiên là kéo ra khoảng cách mấy chục mét tại không trung làm ra một cái xuất phát tư thế hắn muốn nhờ cực tốc hiệu quả nhiều thêm bản thân lực lượng ngay tại bạch dương kêu gào thời điểm lại là một đạo quen thuộc kình phong đánh tới ta mẹ nó ẩm một đạo nổ mạnh xuất hiện bạch dương chỉ cảm thấy cả người cũng nứt ra thân thể của hắn siêu một tiếng trực tiếp bay ngược mà ra một đầu liền chìm vào bên cạnh màu xanh lá trong thùng rác cạch cạch thùng rác quay cuồng tầm mười vòng cuối cùng dừng lại bạch dương thân thể kịch liệt đau nhức ngửi lấy chung quanh mùi hôi thối nhưng không có động đậy đã là không dám đi ra còn chúng vây xem nhộn nhịp lấy ra điện thoại ghi chép xuống trong sinh hoạt tốt đẹp một khắc hy vọng thùng rác không có việc gì trần thư yên lặng cầu nguyện một thoáng xem trường dược tề thời gian hắn quay người liền bay mất thu được ban thưởng, kỹ năng tử vong hỏa trụ thêm một Trần thư huýt sáo tâm tình vui vẻ vô cùng tựa như là rời đi lăng trần phát giác được xung quanh không có nguy hiểm trong lòng nhẹ nhàng thở ra một tên hoàng kim cấp ngự thú sư xuất thủ liền hắn đều không dám ngăn cản Tiến hạo nhiên đám người đem bạch dương theo trong thùng rác kéo đi ra như là một đầu chó chết chỉ thấy hắn gắt gao che mặt chung quanh đèn thờ lát quả thực tựa như là từng cái lơi đao hắn đã là có chút không muốn sống bạch dương không có sao chứ lăng trần mở miệng hỏi nhịn không được rời xa một bước trên người của đối phương thực tế quá tối cái này mẹ nó thủ đoạn quá ác quả thực liền là giết người chu tâm bạch dương bộ mặt thẹn thùng vọt tới trong nhà ăn lăng trần đám người đồng dạng vào nhà hàng muốn hỏi một chút tình huống cụ thể lăng lão đại ta liền đi trước tô hàn mở miệng nói ra quay người liền rời đi hắn hiểu được việc này cùng trần thư thoát không khỏi liên quan nhưng không muốn bạo lộ đối phương sáu người lại tới một cái bao gian mới nhất định là trần thư làm nhất định đúng bạch dương mở miệng nói ra ngữ khí chắc chắn vô cùng trong mắt tràn ngập hận ý năm người đều là một bộ quỷ dị thần tình duy trì yên lặng con hàng này đã là cử chỉ điên rồi đi các ngươi tin ta a à? bạch dương mở miệng giải thích thủ đoạn ác như vậy hơn nữa ta phát giác được tội phạm khí tức lăng trần đám người đều là cười lấy phụ họa một thoáng nhưng ánh mắt ý nguyên quỷ dị người có thể tàng hình thêm phi hành khế ước linh kỹ năng nhưng không cách nào đối với nhân loại có hiệu lực ngươi là thật đem mọi người làm ngủ xuẩn a à? bọn hắn đều nhận định là một cái hình người hoàng kim khế ước linh sợ trò quỷ không phải thật ta bị trần thư đặt qua chân lớn nhỏ cùng lực đạo ta đều cảm thấy vô cùng quen thuộc bạch dương cực lực giải thích muốn để người tin tưởng hạo nhiên trước treo một cái não khoa cùng thần kinh khoa a lang trần vỗ vũ bạch dương bà vai an ủi tiền chữa trị không cần lo lắng vô luận là bao nhiêu tiền câu lạc bộ đều sẽ góp vốn ra bạch dương khỏe miệng giật một cái ta mẹ nó nói thật là lời nói thật ta à? không phải lão đại ta không có bệnh ta thật không bệnh ân ừ, chúng ta đều lý giải tất cả mọi người gật đầu một cái bạch dương đều đã dặn này đương nhiên là lựa chọn thuận theo hắn tại bạch dương kiên trì phía dưới một đám người vốn định muốn xem thử xem nhà hàng quản chế kết quả đã sớm bị phá hư cuối cùng chuyện này chỉ có thể là qua loa kết thúc hôm nay là ngày tháng tốt ta nghĩ thầm sự tình đều có thể thành trần thư ngâm nga bài hát về tới hoa hạ học phủ bên trong thời gian thật là tràn ngập tốt đẹp trần thư ngay tại lúc này một thanh âm vang lên gọi lại trần thư ân liêu lao sư trần thư nao nao không nghĩ tới vừa đúng đụng phải liêu phong có phải hay không lại đánh người liêu phong trông thấy trần thư nụ cười một thoáng liền ý thức được không thích hợp có thể để nam giang tội phạm cao hứng như vậy hoặc là nhặt được tiền hoặc liền là làm đến sự tình sao lại thế trong lòng trần thư giật mình không nghĩ tới chỉ một cái liền bị đoán chúng ta chính là đơn thuần muốn cười liêu phong chắc chắn nói ngươi cười một tiếng vậy liền đại biểu có người đang khóc chương bốn trăm mười hai kỳ chuyên môn kỹ năng trần thư khỏe miệng giật một cái lão ngài thật đúng là liệu sự như thần chỉ cần không phạm pháp lười đến quả ngươi liêu phong vô vũ bả vai của trần thư nói tranh bá thi đấu ngươi đã là trước bà tranh khẩu khí hiển nhiên hắn trước tiên liền hiểu rõ đến tình hình chiến đấu ta cảm thấy đã vững vàng Trần Thư nhún vai, mở miệng nói ra, "Đúng rồi, liêu lao sư, trường học chúng ta phụ cận có thích hợp trường dạy lái xe sao? Người không thi bằng lái?" liêu Phong nao nao, lộ ra có chút kinh ngạc, không rõ đối phương khối 12 nghỉ hè là làm cái gì đi. Ta ngược lại có một cái đề cử, cùng phong trường dạy lái xe. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra một cái danh thiếp, nói, "Ngươi đến liền nói là đệ tử của ta, có giảm giá." Thật. Trần Thư trong mắt có cười nhạt ý. Hắn một cái nhận lấy danh thiếp, có tiện nghi không chiếm vương bắt đạn. Liêu lao sư, đánh mấy gấp a? Cái này sao? ngươi đến liền biết. Trần Thư gật gật đầu, tất kỹ danh thiếp, liền cùng Liêu Phong trực tiếp tách ra. Tiểu tử này, hy vọng thật có thể bắt lại quán quân a. Liêu Phong mở miệng nói ra, trong mắt có vẻ chờ mong. Học phụ thêm vào năm trăm học phần nhưng thật ra là hắn cá nhân tài trợ. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Uy, ta muốn, gia nhập đội xe, đi đồ chơi. Xe gì đội ngũ? Ê. Ta muốn học lái xe. Học lái xe đi học xe, nói chuyện gì đội xe? Lê Hoa đường phố số một trăm hai mươi. Không phải, ta là Liễu. Tốt tốt tốt. Trần Thư nhìn cắt đứt điện thoại, không khỏi đến có một chút hoài nghi. Liêu Phong thật cùng trường dạy lái xe có quan hệ sao? Hắn lắc đầu, trên lưng tắc chiến ba lô, đi đến trường dạy lái xe vị trí. Tuy là Liêu Phong có chút không đáng tin cậy, nhưng ít ra trường dạy lái xe là tại học phụ phụ cận, đi bộ chừng 10 phút đồng hồ đã đến. Sinh ý ngược lại thật không tệ. Trần Thư vừa vặn gặp được có một tên học sinh tại giao nộp báo danh. 3800, tối qua. Không thu lấy ngoài định mức phí tổn. Đây là người huấn luyện viên điện thoại, vấn đề gì đều có thể tìm hắn. Cảm ơn. Người kia gật gật đầu, đóng học phí liền rời đi trần thư đi lên phía trước nói ngươi tốt ta tới học lái xe liền ngươi muốn tăng thêm xe đội ngũ đúng không hả đây là ta ba nghìn trần thư trực tiếp lên trước các ngang thấp giọng nói cái kia ta là liễu phong giáo sư học sinh hắn giới thiệu ta tới liêu phong học sinh nam tử chấp chấp lông mày mở miệng nói ra phí tổn bảy nghìn tám tối qua không thu lấy ân chờ một chút trước chờ một chút trần thư khỏe miệng giật một cái trong lúc nhất thời đầu góc có chút quá tải tới cái này mẹ nó tình huống như thế nào ngược giảm giá đúng không nam tử cười lấy giải thích nói chúng ta đây là chuyên gia huấn luyện viên khẳng định là quý hơn người khác tới đều là muốn một vạt khối ngươi là lão liêu học sinh vậy mới cho ngươi giảm giá thật trần thư sờ lên cảm cuối cùng giao ra học phí đi đến tập lái xe sân bãi một chiếc xe tập lái bên trên trần thư cùng một người khác ngồi ở hàng sau hắn chính giữa nhìn xem trên điện thoại di động môn một kiến thức phía trước thì là một cái tập lái xe học viên cùng huấn luyện viên điểm nhìn vị a phương hướng của ngươi quận biết đánh nhau hay không chậm một chút Sốt ruột còn a à. ta thật là phục ngươi mẹ nó là bên cạnh trường dạy lái xe tới quấy rối huấn luyện viên một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép giá dấp không ngừng khiển trách tập lái xe học viên cái này huấn luyện viên thật là chuyên gia sao trần thư nhúng mày thấp giọng hỏi hỏi người bên cạnh đúng vậy a à, hắn họ vương gọi chuyên gia mắt của trần thư trừng lớn cảm giác chính mình tựa như là lên đại bị làm mới tới ngươi tới luyện hai thanh lúc này tay lái phụ huấn luyện viên một mặt không kiên nhẫn trần thư gật đầu một cái bình tĩnh đi tới phía trước ngồi lên vị trí lái không phải ngươi mẹ nó mang bên mình lưng một cái túi không ngại chân a ta là thật phụ vương chuyên gia không nhịn được nói không ngờ như thế lại tới một cái lăng đầu thanh a à nha trần thư gỡ xuống tắc chiến ba lô chuẩn bị thả tới hàng sau tựa hồ là một cái tay trơn một vật theo trong túi sách rơi ra ẩm một cái mang máu đao mổ heo trực tiếp rơi xuống hắn cùng huấn luyện viên vị trí trung tâm trên xe không khí một thoáng liền đọc lại a à cái này huấn luyện viên hai con ngươi trường lớn biến đến có chút hoảng sợ huấn luyện viên xin lỗi trần thư cười cười lại là một cái không chú ý một cái cưa điện lại rơi ra người người huấn luyện viên chán một thoáng liền xuất hiện mồ hôi lạnh chật vật nuốt ngụm nước bọt không có việc gì chớ khẩn trương công việc yêu cầu công việc yêu cầu trần thư mở miệng an ủi ba người một giây sau lại là một cái mặt nạ phòng độc rơi ra tới ca ta thân ca huấn luyện viên khỏe miệng giật một cái thử thăm dò mở miệng hỏi ngài đến cùng là làm cái gì học sinh a trần thư hai tay mở ra một mặt vô tội hồi đáp ta không giống học sinh sao như như vương chuyên gia cười khan một tiếng nhưng trong lòng thì yên lặng nói bổ sung như là giảng a học sinh ra ngoài không cần sách mang những vật này trần thư quay đầu nói ta hiện tại có thể học lái xe sao có thể trọn vẹn có thể sau một tiếng không tệ nguyên lai like lái xe không khó a trần thư nở nụ cười xuống xe chuẩn bị trở về trường trần ca đi tốt có muốn hay không ta đưa tiễn ngươi huấn luyện viên lập tức xuống xe kêu gọi trong mắt tràn ngập vẻ lấy lòng tiểu vương ngươi làm việc của ngươi a trần thư bình tĩnh khoát tay áo rời đi tập lái xe trận Trần Thư tiếp xuống liền là một bên học lái xe, một bên lên lớp. Bây giờ đã gần sát cuối năm, đại bộ phận khóa trình cũng bắt đầu ôn tập, lão sư không tiếp tục giáo sư kiến thức mới. Sinh viên năm thứ nhất so ra mà nói độ tự do không cao, khóa trình lượng tương đối nặng nghề. Cái này kỳ thực cũng là ngự thú sư đều cần nắm giữ. Trần Thư vốn cho là tranh bá thi đấu yêu cầu lại đánh hai trận mới có thể vấn đỉnh quán quân. Kết quả hắn may mắn luôn không, chỉ cần chờ đợi trận chung kết là đủ. Thời gian thoáng một cái đã qua, đi tới ngày 31 tháng 12. Nửa đường, Vương Tuyệt đồng dạng thành công đột phá đến Hát thiết cấp, thức tỉnh một cái cấp a khế ước linh nhưng mà thuộc về phụ trợ tính chất tương đối hiếm thấy bây giờ trên lớp đã có hẹn không năm mươi người trở thành hát thiết cấp có một phần mười tỷ lệ những người còn lại đến học kỳ sau chủ yếu đều sẽ đột phá làm hát thiết cấp uy tiểu trần a hôm nay liền là tranh bá thi đấu trận chung kết nhất định phải đến đúng giờ a đấu linh trường lý thúc đánh tới một cú điện thoại tối nay chiến đấu chính là đấu linh trường bên trong trọng yếu nhất sẽ sinh ra hát thiết tổ cùng bạch ngân tổ hàng năm quán quân ân phiên toái lý thúc cho ta một phần đối thủ tài liệu trần thư gật đầu một cái không có bất kỳ khinh thị tâm lý, không có vấn đề, đối thủ rất mạnh, cẩn thận đối đãi. Lý thúc mở miệng chỉ điểm một câu, ngay sau đó liền cúp điện thoại. Trần Thư thần sắc khẽ giật mình, trước mắt một thoáng liền xuất hiện tuyển hạng. tuyển hạng một, đánh bại địch nhân, bắt lại đấu linh trường hàng năm quán quân, hoàn thành ban thưởng, nguyên tố thu chuyên môn sách kỹ năng. tuyển hạng hai, trực tiếp đầu hàng, ung tha tranh tài, lựa chọn điệu thấp một điểm, hoàn thành ban thưởng, kỹ năng cự hình phong nhận thêm một. tuyển hạng ba, tham gia sòng bạc ngầm, đánh một trận giả thi đấu, đúng điểm nát tiền, hoàn thành ban thưởng, một ngàn vạn hoa hạ tệ lao nhau ăn một pháo lẻ lốt Chương 413, thực tế không được, nhân viên đi ra a. Đánh giả thi đấu ban thưởng dĩ nhiên ít như vậy. Trần Thư sờ lên cảm một ngàn vạn hoa hạ tệ xem thường ai đây? Cái gì giả thi đấu? Vương Tuyệt bu lại, vừa vặn nghe được hắn lẩm bẩm âm thanh. Giả thi đấu? A Lương quay đầu trông lại, khiếp sợ nói, ngươi nha không phải là muốn làm cái này ra a? Làm sao có khả năng? Ta như đánh giả thi đấu người sao? Trần Thư nhún vai, lắc đầu nói, một khi thắng được quán quân, hắn có thể thu được đến 100 triệu hoa hạ tệ thêm 2000 học phần, thêm một cái hợp kỳ chuyên môn kỹ năng như vậy phần thưởng phong phú đồ đần mới không cần trần thư sửa sang lại một thoáng ba lô mở miệng nói ra ta tối nay trận chung kết các ngươi muốn đi sao đi a khẳng định đi hai người cùng nhau gật đầu xem như đấu linh trường đặc sắc nhất một tràng so đấu tuyệt đối sẽ có vô số người tiến về cái kia ngươi có nội bộ phiếu sao tốt nhất là hàng trước a lương xoa xoa đôi bàn tay mở miệng hỏi trần thư mở miệng hỏi cùng ta một chỗ có thể trực tiếp vào đấu linh trường muốn cái gì phiếu a lương cười nói ngươi không biết tối nay thế nhưng một chuyến khó cầu chợ đen đều xào đến một vạn một trường ta đây không phải suy nghĩ lợi ít tiền ư xéo đi trần thư thở dài quát lớn a à, lương ngươi là hoa hạ học phủ thiên tài dĩ nhiên làm hoàng lưu quả thực liền là có hại học phủ mặt mũi ngươi có phải hay không quay đầu muốn chính mình làm a à, lương hai tay ôm ngực liếc mắt liền nhìn ra trần thư chân diện mục làm sao có khả năng trần thư chính khí lăng như nói trong lòng nhịn không được tiếp hận sớm biết liền tìm đấu linh trường muốn điểm nội bộ vé chuẩn bị lên đường đi vương tuyệt đã có chút không thể chờ đợi chờ một chút ta tìm thêm chút người tối nay là ta lên ngôi vừa thời điểm ít người sao được trần thư móc ra điện thoại đem người hắn quen biết đều thông báo một lần nửa giờ sau ngự thú lớp 3 người đều ở cửa trường học tập hợp tối nay đấu linh trường hàng năm giải thi đấu thật là trần thư dường như thật là hắn cuộc thi đấu này nhưng rất có hàm kim lượng có thể cầm tới quán quân ngự thú sư đều là hát thiết cấp trần nhà nhưng hắn không phải mới hát thiết cấp nhị tinh sao mạnh như vậy sao ngươi cho rằng hắn dựa vào cái gì ngồi vững vàng niên cấp vị trí thứ nhất lớp ba người đều là nghị luận ở mỹ đối với Trần Thư sức chiến đấu chấn động vô cùng, không nghĩ tới hắn sẽ mạnh như vậy. Các bạn học, đi. Tiêu Nguyệt mở miệng nói ra, cố ý thuê một cái xe buýt, một mặt là cho Trần Thư gào thét trợ uy, một phương diện cũng là gia tăng lớp lực liên kết. Một đám người nộn nhịp lên xe, trong miệng Y Nguyên không ngừng thảo luận Trần Thư. Tiêu Nguyệt học tỷ thật là giá sức a. Trần Thư nít mép cười một tiếng, không nghĩ tới hôm nay toàn lớp đều tới nhìn hắn tranh tài. Hắn đồng dạng lên xe buýt, cho mỗi cái đồng học đều gật đầu ra hiệu, một điểm không có thiên tài kiêu ngạo. Trần Thư ba người đi tới hàng sau, hắn đã thông đấu linh trưởng nhân viên điện thoại uy lý thúc ca ta mang một điểm người tới không có vấn đề a à? không có vấn đề cho ngươi dự lưu lại xem thi đấu ghế nửa giờ sau ngự thú lớp 3 người đi tới đấu linh trường trước cửa chân bì một thanh em vang lên chỉ thấy từ tinh tinh tạ tố nam hứa tiểu vũ vương thanh hàn đám người đều tới quan trọng nhất chính là mỗi người sau lưng đều mang một đám người ba mẹ nó các ngươi chuyện này trần thư mở to hai mắt nhìn trong lòng có điểm không ổn đủ người huynh đệ à vì cho ngươi trợ uy ta cố ý đem trên lớp phần lớn người đều gọi tới từ tinh tinh một cái nắm ở bả vai của trần thư khoe miệng tràn ngập nụ cười chúng ta đều thương lượng xong phải muốn để ta huynh đệ có bài diện tạ tố nam đồng dạng nhích lại gần hắn mang tới người ít nhất chỉ có mười mấy ai bảo nam giang tội phạm thanh danh tại trường học của bọn họ đã nát đây đây chính là chúng ta thiên tài nam giang tội phạm tội phạm ca tốt vô số người cùng nhau lên tiếng trong mắt tràn ngập tò mò muốn xem một chút thiên tài gián dấp có một cái vấn đề mấu chốt trần thư đảo mắt một vòng chăm chú hỏi mọi người có phiếu sao lời này vừa nói ra tất cả mọi người là thần sắc không hiểu trông lại từ tinh tinh buồn bực hỏi cái gì phiếu đừng mẹ nó nói cho ta các ngươi nhiều người như vậy đều không có mua vé trần thư khỏe miệng giật một cái hắn bây giờ hoài nghi những người này đều không phải tới ủng hộ hắn chỉ là đặc biệt tới lan lộn phiếu miễn phí tranh tài ai không muốn nhìn đây ngươi không phải tranh tài tuyển thủ sao khẳng định là có thân hữu đoàn vị trí trần thư vuốt vuốt chán cảm giác đầu có đau một chút nhà ngươi thân hữu đoàn mang lên ngàn người a à? chờ ta một chút ta trước tiên đánh một cú điện thoại a à? trần thư lắc đầu gọi thông đấu linh trường lý thúc điện thoại uy lý thúc tiểu trần thế nào liền có hay không có một loại khả năng kỳ thực ngươi cho ta dự lưu lại hơn một ngàn chỗ ngồi đối diện lâm vào thật sâu trong trầm mặc trần thư chính giữa muốn nói chút gì điện thoại đã truyền đến tốt 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 tâm thanh xong cái này mẹ nó làm sao tới nhiều người như vậy trần thư trong lúc nhất thời cũng có chút chóng đầu nếu như toàn bộ mua vé chợ đen cái này phải bao nhiêu tiền a à? không đến một hồi lý thúc vội vã đi tới đấu linh trường bên ngoài ba mẹ nó tiểu tử ngươi không hợp thói thường a ngươi không phải nói liền mang một điểm người sao lý thúc gặp một lần trần thư đám người chung quanh lít nha lít nhít ngay tại chỗ liền có chút một bức ta chỉ cho ngươi lưu lại ba mươi vị trí Ê! trần thư gãi gãi đầu thử thăm dò nói thực tế không được các ngươi nhân viên đều đi ra a lý thúc quay đầu trông lại chuyện này người có thể nói ra tới lý thúc ta cảm thấy có thể a lương bu lại nói nghiêm túc chúng ta đều có thể hỗ trợ duy trì trật tự ngươi đem nhân viên đều rút khỏi tới lưu một cái trao giải người liền có thể lý thúc khỏe miệng giật một cái lấy điện thoại ra nói chờ ta xin phép một chút chủ quán để hắn không có nghĩ tới là chủ quán dĩ nhiên đồng ý lao liễu ta đủ nể mặt ngươi a à. lúc này đấu linh trường bên trong chủ quán nhìn phía bên cạnh đầu đinh nam tử có thể cảm ơn quay đầu đưa ngươi một cái hoàng kim chế tạo hủ cho cốt. cốt cuối cùng đấu linh trường rút lui phần lớn nhân viên kỳ thực chủ yếu liền là duy trì trật tự còn lại sự tình liền không cái gì lý thúc mở miệng nói ra đúng rồi các ngươi ai sẽ chủ trì thay thế một thoáng người chủ trì ta tới đi Hứa tiểu vũ đứng dậy hình tượng của nàng khí chất trọn vẹn có thể đảm nhiệm người chủ trì nhìn so tài một đám người cùng tiếng la lên đi đến đấu linh trường bên trong chuẩn bị đảm nhiệm một thoáng tối nay nhân viên trần thư đám người đồng dạng đi tới đấu linh trường bên trong hắn bước nhanh đi tới lý thúc bên cạnh xoa xoa đôi bàn tay mở miệng nói ra lý thúc cái kia đấu linh trường khấu phòng lao nhau ăn một pháo lẻ lốt chương bốn trăm mười bốn ngươi quản cái này gọi thương nghiệp lẫn nhau rồi. lý thúc thân thể chấn động chỉ thấy trần thư đám người dĩ nhiên hai mắt lóe ánh sáng quả thực tựa như là từng đầu sói đói các ngươi thật là học sinh sao còn muốn hay không khấu phòng chìa khóa a ngay tại lúc này chỉ thấy hai tên nam tử trung niên đi tới trong đó một tên đầu đinh nam tử khỏe miệng mang theo không hiểu ý cười phần lớn người đều là thần sắc chấn động trần thư đồng dạng thân thể run lên cười khan một tiếng nói Liêu! Liêu lao sư tốt người tới chính là Liêu phong cùng đấu linh trường chủ quán Liêu phong ánh mắt sắp bén mở miệng nói ra tiểu tử ngươi đến cùng là tới tranh tài vẫn là tới cướp bóc ta chính là sôi nổi một thoáng không khí không nghĩ thật cướp tốt các ngươi tất cả nhanh lên một chút chuẩn bị tối nay đấu linh trưởng từ các ngươi duy trì trật tự liễu phong thu lại nụ cười quát lớn một tiếng trần thư liêu phong đi tới vỗ vô bờ vai của hắn ôn hòa nói tối nay nếu như ngươi thua ta liền đem ngươi cho cốt cho hất lên trần thư khỏe miệng giật một cái dùng mình một cái muốn hay không muốn ác như vậy a à? lúc này vô số khán giả đều là thần sắc kích động vô cùng chờ mong lấy tối nay hàng năm quán quân sinh ra thời gian rất mau tới đến tám giờ đúng bởi vì nguyên chủ trì người rời đi hứa tiểu vũ trở thành mới người chủ trì nàng mặt mỉm cười đi lên đài tỷ thí phía trước không có bất kỳ vẻ khẩn trương mặc dù là lần đầu tiên nhưng cùng trần thư ở lâu tố chất tâm lý đều là tiêu chuẩn các vị khán giả các bằng hữu hứa tiểu vũ âm thanh em hai khẽ cười nói tối nay liền là chúng ta đấu linh trường tranh bá thi đấu trận chung kết chắc hẳn các vị đều đã rửa mắt mà đợi nàng không có dư thừa nói nhảm trực tiếp nghiệm lên tuyển thủ tin tức đầu tiên để chúng ta cho mời vị thứ nhất tuyển thủ cũng là năm nay nóng nảy nhất tuyển thủ nam giang tội phạm trần thư tội phạm tội phạm tội phạm toàn trường mấy vạn người cùng nhau đứng dậy ngay ngắn vô cùng tiêu gạo thanh thế kinh thiên động địa giấy lên tới a Tạ Tố Nam mở miệng nói ra, không nghĩ tới Trần Thư dĩ nhiên như vậy được hoan nên. Đáng tiếc, ta không có tham gia. A à, Lương lắc đầu, một bộ tiếc môi vô cùng dáng dấp. Những người còn lại đều là thần sắc cổ quái, người nha tham gia hay không tham gia có ảnh hưởng sao? Có thể dựa vào hắc thiết cấp nhị tinh, một đường nghiền ép mà qua, Trần Thư đồng học sức chiến đấu hoàn toàn chính xác không hề tầm thường. Hứa Tiểu Vũ khẽ miệng mang theo nụ cười, từ đấy lòng làm Trần Thư cảm thấy vui vẻ. Ngay sau đó, nàng lại là mở miệng nói ra, chẳng những là hắn hai cái khế ước linh sức chiến đấu cường đại, bản thân kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng không thể coi thường hứa tiểu vũ thao thao bất tuyệt nói đến trần thư chỗ cường đại tuy là các khán giả đã đủ rồi đã hiểu nhưng y nguyên nghe đến say sưa phản phất khích lệ trần thư bọn hắn cũng có thể cảm thấy vinh quang đồng dạng mười phút đồng hồ sau đó hứa tiểu vũ cười lấy nói hiện tại cho mời trần thư đồng học ra sân trần thư rời đi tuyển thủ thông đạo đi tới đài tỷ thí bên trên cùng bốn phía khán giả đều lên tiếng chào hỏi hiện tại liền là chúng ta hạng hai tuyển thủ lúc này một tên người mặc áo trắng nam sinh đã đợi chờ tại cái kia tuyển thủ thông đạo vì phòng ngừa trần thư hạ âm thủ đấu linh trường đặc biệt đem hai tên tuyển thủ tách rời ra lập tức liền muốn giới thiệu ta đi nam sinh khỏe miệng có cười nhạt rung, lực chiến đấu của hắn đồng dạng cường đại chỉ là bởi vì trần thư quang hoàn quá thịnh lộ ra hắn có chút tạm đạm vô quang hứa tiểu vũ thần sắc bình tĩnh nói cho mời long giang xuất hiện nhưng mà liền là yên lặng lại không một câu nói không còn long giang trừng mắt người chủ trì không phải là bị thu mua a trần thư dài đến chừng mười phút đồng hồ giới thiệu ta mẹ nó một câu liền cho đuổi. đồng dạng đều là tranh đoạt quán quân thiên tài ngự thú sư muốn hay không muốn kém như vậy đừng đối chờ a à. hắn thở dài chỉ có thể là ra sân toàn trường chỉ có một số nhỏ người làm hắn gào thét cố lên nhưng một thoáng liền bị ủng hộ trần thư âm thanh đại xuống trên cùng trong một cái bao gian liêu phong cùng đấu linh trường chủ quán rất hứng thú nhìn phía dưới cho dù là hoàng kim cấp ngự thú sư ý nguyên đối hàng nằm chi chiến có chờ mong lao liêu, học sinh của ngươi thật có thể thắng sao chủ quán cười khẽ một tiếng nói đây chính là người của long gia long gia tính toán cái gì liêu phong nhàn nhạt mở miệng nói ra học sinh của ta thế nhưng tội phạm nhà người chỉ thấy phía dưới hai người đã đi tới tác chiến vị trí hai người thần sắc bình tĩnh không có bất kỳ vẻ tiêu ngạo nhưng hai con ngươi cũng là lộ ra tự tin mãnh liệt song phương đều chắc chắn chính mình có thể bắt lại quán quân nghe lấy phía dưới biển người gieo họ trần thư thản nhiên nói dựa theo lệ cũ chúng ta là không phải muốn trước tới một đợt thương nghiệp lẫn nhau thổi long giang nao nao cười lấy nói ta nhiều lần nghiên cứu qua người tranh tài ngươi rất mạnh hơn nữa không phải bình thường mạnh trần thư tán đồng gật đầu đồng dạng nói nghiêm túc trực giác của ngươi thật chuẩn long giang khỏe miệng giật một cái ngươi mẹ nó là tại khen ta vẫn là khen chính mình hắn hít một hơi thật sâu lại là nói hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của ngươi viễn siêu người đồng lứa nói thật liền ta đều chưa hẳn có thể thắng được trần thư gật đầu nói ngươi thật biết nói chuyện xéo đi không đùa long giang con mắt chừng lớn ngươi mẹ nó quản cái này gọi thương nghiệp lẫn nhau thổi trong mắt trần thư có tiện tiện nụ cười hắn sờ lên cảm nói đúng rồi tuổi của ngươi dường như không lớn ta đều chưa từng gặp qua ngươi ta không có được đi học chín năm giáo dục bắt buộc đều không bên trên ngươi không có nghĩa vụ a Long Giang vuốt bước đầu, tranh tài còn không có bắt đầu, hắn liền có chút phá phòng. Ta là người của Long Gia, người của Long Gia liền có thể không đi học. Kiến thức mới là nhân loại tiến bộ bậc thềm. Long Giang rơi vào trầm mặc bên trong, ngay sau đó triệu hắn ra bản thân khế đức linh. Hắn đã thấy rõ, cùng Trần Thư tán gấu, đó chính là một loại tinh thần tra tấn. Lao nhao ăn một pháo lẻ lốt. Chương 415, ngươi thật sự hiểu khế đức linh, nhưng ngươi không hiểu thật kỳ. Thật không tán gấu nữa. Trần Thư mở miệng nói ra, gặp đối phương không để ý hắn, đồng dạng triệu hoán ra khế ước linh của mình hắn đầu tiên là sử dụng bán tướng triệu hoán sờ lên sợ lên đầu tiếp đó khiến hắn rơi vào trên đài mà hờ thì là xuất hiện tại tiểu hoàng đỉnh đầu đài tỷ thí bên trên bốn cái khế ước linh nhìn nhau tràn ngập sáng rực chiến ý một tầng không thể phá vỡ vòng bảo hộ xuất hiện phòng ngừa kỹ năng dư ba thương tổn đến tuyển thủ cùng khán giả toàn trường biến đến yên lặng cùng nhau nhìn chằm chằm đài tỷ thí tuy là ủng hộ long giang người không phải quá nhiều nhưng hắn thực lực cũng là không thể khinh thường nếu như không có trần thư long giang chỉ sợ cũng là hàng năm sốt dẻo nhất tuyển thủ chỉ thấy một cái toàn thân kim quang dạng dỡ phi long dối ra hai cánh ánh mắt tràn ngập chiến đấu dục vọng một cái khác khế ước linh thì là một cái màu bạc phi long lân phiến hiện đầy ngân quang hắn huyết mạch đẳng cấp lộ ra cực kỳ cao quý một cái ss cấp một cái siêu s cấp hoàn toàn chính xác không đơn giản trần thư sờ lên cảm trong mắt tràn ngập nghiêm trọng tuy là long giang khế ước linh tiềm lực bình xét cấp bậc không bằng bạch dương nhưng hai cái đều là long hệ khế ước linh đầy đủ trời sinh ưu thế đối phương tuyệt không thể so với bạch dương yếu hơn nữa chưa từng có đi học vậy liền mang ý nghĩa là bị gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng loại này đẳng cấp gia tộc tuyệt đối sẽ không keo kiệt tài nguyên hống trong chốc lát màu bạc phi long trước tiên thả ra kỹ năng chỉ thấy mấy quả hỏa cầu cùng bạo đánh tới nga ô đồng dạng không cam lòng yếu thế thả ra hỏa cầu đánh kích dầm 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 song phương kỹ năng va chạm đều là tiêu trừ tại không trùng dĩ nhiên mơ hồ có lực lượng ngang nhau xu thế trần thư biết rõ đối phương tin tức con rồng bạc kia đồng dạng là sở trường nguyên tố kỹ năng khế ước linh kỹ năng số lượng không thể so hất ít ô nhảy nốt lấy chuẩn bị tới trước sở làm trong miệng nhưng ngay tại trong chốc lát chỉ thấy ngân long gầm thét một tiếng hai con ngươi lòng lánh kỹ năng hà quang một cái trong suốt vòng bảo hộ xuất hiện tại kỳ thân thể xung quanh trực tiếp liền đem hắn cấu trụ long giang khỏe miệng có ý cười nếu để cho kỳ đến sờ lạnh trong miệng vậy hắn thế nào chơi suy ngân long trên thân thể đồng dạng xuất hiện một cái vòng bảo hộ hai cái không màu vòng bảo hộ phảng phất hai bên có lực hút thoáng qua liền dung hợp tại một chỗ tạo thành một cái to lớn lao tù kỳ cùng ngân long đều bị vây ở bên trong để ta nhìn một chút đến cùng là ngươi kỳ mạnh vẫn là ta ngân long mạnh Long Giang thản nhiên nói, trong mắt có tất thắng tín nhiệm. Hệ không gian kỹ năng, Trần Thư thần sắc chấn động, loại trừ lao Vương khế ước linh bên ngoài, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy không gian chủng loại kỹ năng. Ngao, Hợp Kỳ nháy mắt sử dụng phân thân, hai cái Hợp Kỳ cùng nhau thả ra kỹ năng, đánh về vây khốn không gian của nó vòng bảo hộ. Rầm rầm rầm, nhưng mà kỹ năng quang mang tiêu tán, vòng bảo hộ vẫn không có xuất hiện vỡ tan dấu tích, hoặc là bạch ngân cấp tới phá hoại, hoặc liền chờ đợi kỹ năng kết thúc. Long Giang mở miệng nhắc nhở, chỉ thấy ngân long gầm thét một tiếng, trong chốc lát một đạo màu tím sấm trụ xuất hiện trực tiếp đánh về hờ kỳ hai cái hờ kỳ cùng nhau thả ra tử vong hòa trụ song phương lại không bảo lưu bắt đầu một tràng trói lọi kỹ năng tú mà tại vòng bảo hộ bên ngoài sơ lâm cùng kim long đồng dạng triển khai giao phong ò sơ lâm thả ra cự đại hóa thân thể tăng vọt đến sáu mươi mét như là một tòa khủng bố đại sơn trực tiếp cuồng bạo đánh tới hống kim long thả ra kỹ năng thân thể bao trùm lên một tầng kim giáp đồng dạng không cam lòng yếu thế đánh tới vê anh song phương nháy mắt và chạm nhau kim long thân thể bay ngược mà ra trọn vẹn liền không cách nào chống lại nguồn sức mạnh này nhưng mà nó lại không có bất kỳ thương thế chỉ là nội tạng có chút khó chịu một thoáng liền khôi phục lại phòng ngự hệ Trần thư nhúng mày vốn cho rằng là một đầu tính tiến công khế ước linh hai cái khế ước linh đều là phòng ngự hệ muốn phân ra thắng bại cần thời gian quá lâu bây giờ toàn trường tiêu điểm đều chuyển rời đến ngân long cùng Husky phía trên Với anh lúc này lờ vờ năm tử vong hỏa trụ thành công chôn vùi ngân long sấm trụ hai đạo cột lửa vọt thẳng hướng ngân long thân thể hống nhưng nó phản ứng đồng dạng cực kỳ nhanh chóng lại là phóng xuất ra một đạo màn nước suy 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 kỹ năng va chạm như cũ tại tiếp tục cuối cùng cột lửa xuyên thấu màn nước Trung điệp đánh vào ngân long trên mình khiến hắn nháy mắt bị thương ngươi quản cái này gọi bạch ngân kỹ năng long giang trong mày tử vong hỏa trụ uy lực cùng kéo dài thời gian ngoài dự liệu của hắn cung ta kỳ liệu ngươi có thực lực này sao Chân thư thần sắc bình thường chỉ thấy hai cái kỳ phân tán ra tới ở vào ngân long một trái một phải suy suy lại là hai đạo cự hình phong nhận cắt chém mà tới tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi hống ngân long đồng dạng phóng xuất ra hai đạo phong nhận muốn cùng va chạm nhưng mà song phương tiếp xúc không lâu ngân long kỹ năng lại là bị cưỡng ép trốn vùi tuy là nó nguyên tố thương tổn cùng husky tương đương nhưng kỹ năng đẳng cấp khoảng cách liền thể hiện đi ra kỹ năng này đẳng cấp cùng ta nào đây người mẹ nó bật học đi giang thiên vẻ mặt nghiêm túc hắn chỉ là quan sát trần thư video chiến đấu nhưng không có thực chiến tự nhiên không cách nào đánh giá ra cụ thể kỹ năng đẳng cấp không thể kéo dài được nữa kỹ năng giao phong vốn là mạo hiểm lại kéo dài một phen ngân long khẳng định là trước tiên rời sân Hống trong chốc lát ngân long gào thét một tiếng toàn thân đều tràn ngập nhàn nhạt, nhạt ngân quang nhìn lên thần thánh vô cùng tại tụ lực chân thư thần sắc bình thường chỉ thấy hai cái ký lại là phóng xuất ra cùng xa phi thạch Tâm mười khỏa cự thạch trôi nổi không trung cùng bạo vô cùng rơi xuống mà tới rầm 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 ngân quang trên mình quang mang tràn ngập dĩ nhiên ngạnh kháng tới một đợt này kỹ năng nó hai mắt ngân quang từng bước biến đến trói mắt lên sắp phóng xuất ra kỹ năng chân thân vị trí long giang qua lại đánh giá hai cái hờsky trong lúc nhất thời dĩ nhiên không cách nào phân biệt ra chân thân hai cái hờsky vô luận là dáng dấp cùng kỹ năng đều là giống như lúc tùy tiện không cách nào phân biệt đi ra đây chính là thần kỹ phân thân lại vừa làm dùng nga ô nga ô hai cái hờsky qua lại nhảy nhót lấy khoe miệng đều là có lau tà mị nụ cười liền ngươi cuối cùng giang thiên khóa chặt bên trái hờsky hống ngân long gào thét một tiếng chỉ thấy một đạo lôi đỉnh lao tù xuất hiện đem bên trái hờsky một mực vây quanh suy 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 lôi đỉnh lao tù nhanh chóng thu nhỏ nháy mắt liền tiếp xúc đến hờsky khiến hắn bị trọng thương nếu như ngươi lại không thu về Khế ước Linh khả năng sẽ chết. Long Giang nhắc nhở lấy nói, Ta Thiên Lôi Lao có thể phong tỏa đồng cấp toàn bộ kỹ năng, hơn nữa phòng ngự hệ Khế ước Linh đều sẽ trọng thương. Nguyên nguyên tố thú gánh không được. Vậy ngươi liền giết nó a? À? Trần Thư khỏe miệng có cười nhạt rung, chỉ thấy một cái khác Hợp Kỳ không ngừng phóng thích ra kỹ năng, lộ ra hưng phấn vô cùng. Ân. Long Giang trong lòng có lao dự cảm bất tưởng, chẳng lẽ chính mình nhận lầm? Sấm lao lại lần nữa có vào, lôi đỉnh kỹ năng bạo tạc, trực tiếp khiến Hợp Kỳ thân thể vỡ tan. Nhưng mà sau một khắc, Hợp Kỳ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Không có khả năng a? À? long giang thần sắc giật mình nói ta không thể lại nhận sai trần thư nhữ mày nói ngươi có thể nhìn ra long giang chắc chắn nói một cái khác trí thông minh rõ ràng không cao tuyệt đối là kỹ năng sáng tạo hiệu quả nếu như là còn lại chủng loại khế ước linh long giang phán đoán là chính xác nhưng cũng tiếc nó là hờ kỳ a ai nói bản thể liền nhất định điểm số thân càng thông minh ngươi thật sự rất hiểu khế ước linh trần thư khỏe miệng mang theo không hiểu ý cười nói nhưng ngươi không hiểu hờ kỳ chương bốn trăm mười sáu ngạ bài ta mới là quả bỉ ý tứ gì long giang nao nao có chút không phải quá lý giải nhưng hắn đã tới không kịp lại suy nghĩ chỉ thấy kỳ không ngừng phóng thích ra đủ loại kỹ năng ngân long lại không một điểm lực lượng chống lại trong chốc mắt đã bị hoành thành trọng thương bằng vào phân thân cùng trì tục mánh công siêu cấp s ngân long đều không thể cùng kỳ so sánh long giang thở dài đem ngân long thu hồi ngự thú không gian giam cầm kỳ lồng giam không gian biến mất Husky ngao ô một tiếng về tới sở làm trong miệng gặp một lần cái tràng diện này toàn trường khán giả đều là gieo họ lên tiếng cái này kỳ quá mạnh a à? liền sở trường nguyên tố kỹ năng rồng cũng không là đối thủ xã hội ta aka người ngoan thoại không nhiều đại tiện quái thú đều không có xuất lực chiến đấu liền muốn kết thúc rồi à? ta cảm thấy hôm nay phải chứng kiến cái thứ nhất Hắc thiết nhị sao hàng năm quán quân trần thư mỉm cười bình tĩnh mở miệng nói ra nhìn tới ngươi phải thua a bây giờ đã là hai đánh một mặc cho kim long cường đại tới đâu ý nguyên không thể cứu vãn húng chi nó liền tiểu hoàng phòng ngự e rằng đều không phá được trận chung kết hình như đã hạ màn không hẳn long gia sẽ không thua long giang khỏe miệng có cười nhạt dung trong mắt tràn ngập vẻ không hiểu hứng chỉ thấy đài tỷ thí bên trên kim long gào thét một tiếng khí thế của tự thân dĩ nhiên xuất hiện tăng vọt Chói mắt kim quang bắn mạnh mà ra tựa như một vòng liệt nhật làm người không dám nhìn thẳng cho dù là có đài tỷ thí vòng bảo hộ bảo vệ các khán giả y nguyên bản năng che hai mắt kim long khí thế liên tục tăng lên thậm chí liền hai mắt đều từng bước nhuộm đẫm một tầng kim quang phản phất xuất hiện thuế biến đồng dạng ta mẹ nó đây là trên không trong bao gian liễu phong bất ngờ đứng dậy tựa hồ là nghĩ đến cái gì đấu linh trường chủ quán thần sắc giống vậy chấn kinh gật đầu một cái nói là một cái truyền thừa kỹ năng nó nó đây là loa lộ bật thực hành động a trong lòng liễu phong đã biết trước đến không ổn truyền thừa kỹ năng không bị người thường biết được bởi vì quá mức hiếm thấy nếu là vương cấp ngự thú sư nguyện ý hy sinh khế ước linh của mình có thể đem một cái kỹ năng truyền thừa cho người khác nhưng cần điều kiện cực kỳ hà khắc một cái là hai tên ngự thú sư làm trực hệ cái kia thì là khế ước linh của bọn hắn thuộc về cùng một cái chủng tộc hiển nhiên long giang truyền thừa kỹ năng tới từ trong nhà trường bối một cái vương cấp ngự thú sư trước khi chết làm gia tộc làm sau cùng cống hiến không. lúc này kim long đã thả ra kỹ năng bản thân thân thể bành trướng đến 10 mét, tràn ngập đáng sợ uy áp. Hiện trường khán giả đều là lên tiếng kinh hô, đồng dạng ý thức được không thích hợp. Đều vô hạn đến gần Bạch Ngân cấp. Trần Thư nói nhỏ lấy, không nghĩ tới Long Giang dĩ nhiên bảo lưu lại cái này một cái át chủ bài. Hắn chỉ là hắc thiết cấp nhị tinh, cho dù là thiên phú cường đại tới đâu đều đánh không được Bạch Ngân cấp ngự thú sư. Có thể bức ta sử dụng ra một chiêu này, ngươi kỳ thực đã thắng. Long Giang thở dài, nói, "Xin lỗi, tuy là bất học có chút thắng mà không vẻ vang gì, nhưng ta phải phải cầm đến hàng năm quán quân." truyền thừa kỹ năng đến từ một cái vương cấp khế ước linh tuy là hắn không cách nào phát huy ra toàn bộ hiệu quả nhưng đã đủ để nghiền ép cùng dai chính ngươi nhận thua đi long giang tràn ngập tự tin nói cường đại gia thế đồng dạng là thực lực một bộ phận hống có lẽ là vì phối hợp chủ nhân kim long bay lên trời nhìn xuống toàn trường khán giả phảng phất bệ nghệ thiên hạ đồng dạng thân xác của nó cao ngạo gầm thét một tiếng tản ra chính mình long uy nhưng mà một giây sau đột nhiên xảy ra dị biến ẩm trong chốc lát một đạo to lớn thân ảnh phảng phất tuấn di đồng dạng cùng bạo vô cùng đánh tới hai con ngươi kim long có vào nhưng trọn vẹn không kịp phản ứng trực tiếp liền bị đụng bay ầm ầm thân thể của nó trùng điệp đụng vào vòng bảo hộ bên trên tiếp đó rơi xuống dưới đất lại không vừa mới uy vũ dáng dấp a à, cái này toàn trường khán giả khẽ nhất miệng đờ đẫn nhìn trên trận một màn thật sự xoáy bất quá ba giây ngươi long giang thần sắc giống vậy kinh hãi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phiêu phủ ở trên không khổng lồ sơ lạnh chỉ cảm thấy nhận thức đều bị đánh vỡ làm sao lại như vậy lớn như vậy khế ước linh trọn vẹn không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy thậm chí đều đã chạm đến hoàng kim cấp cấp độ vẫn là ngươi nhận thua đi trần thư khỏe miệng mang theo nụ cười khó hiểu sớm tại trước khi bắt đầu tranh tài hắn sờ sờ làm thời điểm liền nhét vào gần nửa bình phi hành dược tề giành được quán quân ban thưởng thực tế quá phong phú cho dù là không nói võ đức nhưng hắn y nguyên muốn bắt lại ngà bài ta mới là quái bức trần thư nhún bay mở miệng nói ra ngươi nhiều nhất xem như một cái máy phụ trợ mà thôi ta không tin long giang xong quyền hơi nắm lần đầu tiên lòng tự tin gặp khó Bằng vào truyền thừa kỹ năng cùng giai ngự thú sư tuyệt không có khả năng đánh bại hắn hống kim long lại lần nữa bay lên trời phóng thích kỹ năng sau đó tất cả của nó phương diện thuộc tính đều chiếm được một cái to lớn tăng lên nhưng mà nó vừa mới ổn định thân hình khổng lồ sơ lém lại là cuồng bạo đánh tới tốc độ nhanh vô cùng thậm chí ném ra một đạo thật dài hư ảnh màu vàng ẩm kim long lại là bị đụng bay nhưng còn không có rơi xuống đất khổng lồ sơ làm sớm đi tới phía dưới lại là đem hư bay rầm 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 trong lúc nhất thời toàn bộ đài tỷ thí phảng phất khắp nơi đều là tiểu hoàng thân ảnh mà kim long như là một cái đồ chơi chỉ có thể bị động nhận lấy hủy hoại đối với còn lại khế ước linh mà nói phi hành dược tề khả năng chỉ là tác dụng phụ trợ nhưng đối với sợ lại mà nói cũng là có thể làm nó xuất hiện biến chất bằng vào to lớn hình thể nó có thể trọng thương bất cứ địch nhân nào mà bản thân lực phòng ngự cực cao khiến cho nó không cần lo lắng bất kỳ lực phản chấn giờ khác này khổng lồ sợ lại mới thật sự là màu vàng tiệt chớp hống kim long gào thét một tiếng trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng một bộ bị hủy hoại quá độ gián dấp đủ rồi long giang khẽ quát một tiếng không cam lòng đem kim long thu hồi ngự thú không gian ngươi cũng là truyền thừa kỹ năng Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thư, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc. căn cứ hắn chỗ biết, toàn thế giới đều không có ngự thú gia tộc là họ Trần A. Trần Thư cười thần bí, không có nhiều lời. Hệ thống năng lực có thể so sánh cái gì truyền thừa kỹ năng biến thái nhiều. Thắng. Thật thắng. Liêu Phong hai mắt trừng lớn, trong mắt vẫn là có chút không thể tin. Làm hắn nhìn thấy Long Giang dùng ra truyền thừa kỹ năng thời điểm, kỳ thực đã là dự liệu được kết quả. Nhưng người nào biết, Trần Thư dĩ nhiên càng biến thái, trực tiếp nghiền ép đối thủ. Nam Giang tội phạm. Nam Giang tội phạm đây quả thật là hát thiết cấp nhị tinh sao tại sao ta cảm giác như là hoàng kim ngự thú sư đang giả heo ăn hổ a cái này mẹ nó sức chiến đấu thật không hợp thói thường ta liền không có gặp qua biến thái như vậy hát thiết cấp toàn trường khán giả toàn bộ bạo phát ra lôi minh âm thanh hoan hô kêu gào nam giang tội phạm danh tự bọn hắn chứng kiến một cái nhân vật truyền kỳ sinh ra bằng vào hát thiết cấp nhị tinh thực lực một đường quá quan trảm tướng cơ hội là lấy quét ngang xu thế bắt lại kinh đô đấu linh trường hàng năm quá quân lao liễu thật có cái gì tội phạm gia tộc đấu linh trường chủ quán đứng dậy trong mắt đồng dạng hiện đầy trấn kinh Hắn kiến thức qua vô số tuổi trẻ thiên tài, nhưng chưa bao giờ từng thấy như vậy không hợp thói thường. Lao nhau ăn một pháo lẹn lốt Chương 417, chuyên môn kỹ năng, cậu ảnh mê tung. Nói nhảm. Ta sớm nói nha, Long ra không đáng chú ý. Liêu Phong nết mép cười một tiếng, trong mắt có không cầm được vui sướng. Hắn không kềm nổi vì mình ánh mắt cảm thấy tự hào. Ngay từ đầu liền đem Trần Thư thu làm học sinh. Hiệu trưởng vị trí, đây không phải tùy tiện bắt trẻ sao? Chỉ cần hiệu trưởng vừa lui vị, hai vị phó hiệu trưởng vừa lên vị, là hắn có thể một thoáng trở thành phó hiệu trưởng có hay không có một loại khả năng trực tiếp vượt qua tần ca theo giáo sư tăng lên tới chính giữa hiệu trường đây liêu phong sờ lên cảm nhịn không được ý ý lên ta nói lao liễu ngươi mẹ nó có thể đừng như vậy cười sao cùng hẹn tại như tây toàn bộ đấu linh trường y nguyên hoan hồ, toàn trường đều kêu gào tân vương danh tự ta thua long giang rất nhanh thu thập xa suốt tâm tư hắn muốn làm không phải đoán trời trách đất mà là cố gắng siêu việt chấn thương ta nhớ kỹ ngươi lần tiếp theo gặp mặt chỉ sợ ngươi ta chính là bạch ngân cấp khi đó ta sẽ thắng hắn nhẹ giọng mở miệng ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trần thư ân trần thư gật đầu một cái quay người lấy ra một cái sách nhỏ vừa viết bên cạnh lẩm bẩm lấy cái gì ngày 31 tháng 12, nào đó vô danh tiểu tốt bị ta đánh bại thực lực bình xét cấp bậc b có nghiêm trọng huyễn tưởng chứng cho là đến bạch ngân cấp có thể đánh thắng ta long giang khỏe miệng giật một cái trực tiếp liền xoay người rời đi tranh tài bị thua không để cho hắn chịu đến ảnh hưởng nhưng trần thư lời nói cũng là lần lượt để hắn phá phòng hôm nay để chúng ta tới chứng kiến tân vương sinh ra hứa tiểu vũ khỏe miệng có nụ cười thần sắc kích động vô cùng nàng không nghĩ tới Trần Thư thật có thể đoạt lấy quán quân. Trần Thư cười cười, đi tới đài tỷ thí bên trên, hưởng thụ lấy toàn trường âm thanh hoan hô. Tiếp xuống, cho mời Bạch Ngân tổ hàng năm quán quân, Lăng Trần ra sân. Mái tóc màu đỏ Lăng Trần lên trước, đi tới Trần Thư bên cạnh. Trần Thư học đệ, chuyện ngày đó xin lỗi. Trần Thư cười cười, nói, không có việc gì. Lúc này, toàn trường khán giả y nguyên hô to tội phạm danh tự, làm Lăng Trần lớn tiếng khen hay âm thanh trực tiếp liền bị ép xuống. Lăng Trần vốn là thành danh đã lâu, vẫn luôn là học phủ yêu nghiệt, bắt lại Bạch Ngân tổ quán quân không để người kinh ngạc nhưng trần tư lại khác biệt lấy bình dân tiên phú đạt được quán quân càng có thể phân chấn nhân tâm lúc này đấu linh trường chủ quán ra sân làm hai người ban phát hàng năm thi đấu ban thưởng một trăm triệu hoa hạ tệ trần thư nâng một trăm triệu hoa hạ tệ bảng hiệu tiến hành một phen diễn thuyết chủ yếu liền là tuyên truyền một thoáng chính mình thuận tiện tiên thi một thoáng thua ở đối thủ của mình nhất là bạch dương đã là bị hắn hại thành chó một giờ sau đó trần thư rời đi đấu linh trường đi ra phía ngoài tội phạm ca ta yêu ngươi ta muốn cho ngươi sinh hậu tử y nguyên có đại lượng nam phan vây quanh hắn trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng cùng nhiệt. Tốt, tốt. Trần Thư chen qua đám người, lên liễu phong xe, thành công thoát ly đám người. Bây giờ Phan qua cùng nhiệt, khẳng định là không thể chúc mừng, hắn chỉ có thể trước về Hoa Hạ học phủ lại nói. Trần Bì, có thể a. À. Liêu Phong lái xe, rời đi đấu linh trường cửa ra vào. Ta nói, hàng năm qua quân, vô cùng đơn giản. Trần Thư cười cười, kỳ thực hắn hiểu được, nếu là không có phi hành dự tệ, vậy liền khả năng sẽ xuất hiện vấn đề. Một cái ngụy bạch ngân cấp cấp độ SS khế ước linh, cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Ít đến, tiểu tử ngươi sợ làm tình huống như thế nào liêu phong xuyên qua kính chiếu hậu ánh mắt nhìn chằm chằm trần thư nói đó cũng không phải là một cái hát thiết cấp có thể có tốc độ liền là bình thường tình huống a trần thư không giải thích được nói một cái cấp dê khế ước linh có loại tốc độ này hợp tình hợp lý a hợp lý cái giám a liêu phong khỏe miệng giật một cái cũng đã gần đổi kịp khế ước linh của hắn tính toán lười hỏi ngươi hắn lắc đầu nói lần này ngươi thế nhưng kiếm một rồi nhiều tiền như vậy có muốn hay không ta giúp ngươi tổ lấy trần thư khỏe miệng giật một cái hỏi Ngươi là coi ta là tiểu hải a? Trước đây ba mẹ ta đều là như vậy nói với ta, kết quả đã nhiều năm như vậy, ta tiền mừng tuổi toàn bộ không còn. Sau một tiếng, Trần Thư cùng Liễu Phong về tới học phủ bên trong, lập tức liền là thi cuối kỳ, thật tốt thi. Ân. Trần Thư gật đầu một cái, mở cửa xe chuẩn bị xuống xe, tiền xe một 200 hai trăm khối. Trần Thư thân thể cứng đờ, một giây sau vọt thẳng ra ngoài, hướng về ký túc xá chạy như điên. Tiểu tử này. Liễu Phong lắc đầu, tâm tình y nguyên vui vẻ vô cùng, đối với Trần Thư tương lai vô cùng nhìn kỹ, hắn một đường băng băng an toàn về tới lầu học bá phía trước tiểu tử chúc mừng ngươi vương gia đang ngồi ở cửa túc xá cười lấy nói ngay tại lúc này mỗi cái cửa túc xá bị mở ra không ít người đều là đưa đầu ra trông lại muốn xem một chút trần thư rằng rớp hiển nhiên phần lớn người đều nhìn đấu linh trường hàng năm tranh bá thi đấu bởi vì học phủ bên trong học sinh lấy hát thiết cấp làm chủ tự nhiên muốn xem một chút cái gọi là hát thiết cấp trần nhà điệu thấp điệu thấp trần thư cười cười bình tĩnh về tới ký túc xá của mình bên trong trong lúc nhất thời trần thư dựa vào đấu linh trường tranh bá thi đấu nhất chiến thành danh khoe miệng của hắn có nụ cười trong tay cầm một cái màu vàng sách kỹ năng chính là nguyên tố thú chuyên môn kỹ năng sợ làm có hai cái chuyên môn kỹ năng theo thứ tự là vô địch gáp tháp, tháp tháp cùng thụy mộng sát cùng nó vừa phối tính cực cao trọn vẹn liền là đo thân mà làm bây giờ Husky cũng sắp có cái thứ nhất chuyên môn kỹ năng hắn triệu hoán ra Husky, đồng thời đem sách kỹ năng vỗ một cái chỉ thấy một vệ kim quang đột nhiên mà qua chui vào Husky trong thân thể Husky trên mặt nhiều hơn một cái kỹ năng cầu ảnh mê tung cầu ảnh mê tung mỗi sử dụng một cái nguyên tố kỹ năng bản thân đem thuấn di một đoạn khoảng cách chú ý phương hướng ngẫu nhiên khoảng cách ngẫu nhiên xa nhất không cao hơn hai trăm mét nhưng tự chủ lựa chọn phải trăng thuấn di lao nhau ăn một pháo lẻ lốt chương bốn trăm tám là một cái hỏa táng ngày tốt lành kỹ năng này danh tự tốt phối a trần thư sờ lên cảm một thoáng liền bị kỹ năng danh tự hấp dẫn thuấn di bản thân liền là một cái cao dài kỹ năng vô luận là truy sát hoặc là chạy trốn đều đầy đủ cực mạnh tác dụng nơi nơi có thể nghịch chuyển chiến cuộc nếu là thời gian hồi chiêu ngắn khoảng cách dáng dấp thuấn di trọn vẹn có thể có thể nói thần kỹ mà Hất kỳ cầu ảnh mê tung mỗi lần sử dụng một cái nguyên tố kỹ năng liền có thể phát động thời gian hồi chiêu chỉ sẽ càng đổi càng ngắn nhưng khuyết điểm đồng dạng rõ ràng phương hướng cùng khoảng cách đều là không biết tràn ngập sự không chắc chắn khả năng thi triển một cái nguyên tố kỹ năng trực tiếp liền thuấn di đến địch nhân bên miệng trọn vẹn liền là tự chui đầu vào lưới may mắn có thể tự chủ lựa chọn phải trang thuấn di chân thư gật đầu một cái tuy là có tác dụng phụ nhưng kỹ năng này tác dụng đồng dạng người tiên nếu là gặp được bị nhằm vào tình huống phối hợp đủ loại nguyên tố kỹ năng hất ký liền có thể không ngừng thuấn di không có người có thể khóa chặt đến nó xem như tăng lên nó bảo mệnh năng lực ngay tại lúc này cửa túc xá mở ra á lương cùng vương tuyệt hai người trở về trần bỉ ngươi là không nhìn thấy a a lương nhẹ nhàng thở ra ngồi vào trên ghế sofa mở miệng nói ra tối nay đấu linh trường cửa ra vào trọn vẹn vây quanh trên vàng người đều là muốn tìm ngươi hiện tại ngươi thế nhưng thành đại minh tinh vậy liên có thể kiếm tiền trần thư gật đầu một cái cực kỳ vừa ý tình huống tối nay hàng năm quán quân tiền thưởng chỉ có một trăm triệu cùng học phủ hai ngàn học phần so sánh cũng quá thiếu đi nhưng cái danh hiệu này cũng là rất có hàm kim lượng tối nay danh tiếng của hắn đã truyền khắp toàn bộ kinh đô thậm chí toàn quốc đều có không ít người biết chỉ cần tiếp điểm phát ngôn cùng trực tiếp mang hàng cái gì tiền kia một thoáng liền ảo hào hào tới a à lương lão vương cho ta chuẩn bị điểm bao tải trên trời muốn mất vàng thời gian kế tiếp trần thư không có tại vườn trường đi dạo hoặc tại ký túc xá ôn tập hoặc liền là quay phim phát ngôn quảng cáo kiếm tiền nha không khó coi tuy là bản thân hắn chưa từng xuất hiện nhưng trong sân trường nhưng đều là truyền thuyết của hắn thậm chí không ít thiên tài đều cho hắn xuống thư khiêu chiến Đáng tiếc toàn bộ đều bị Trần Thư cự tuyệt, muốn khiêu chiến hắn. Vậy thì nhất định phải phải cầm ra một ngàn học phần xem như tiền đặt cược. Nếu là không có bậc cửa, chẳng phải là cái gì A Miêu a cậu đều có thể khiêu chiến hắn. Ngày 15 tháng 1. Lao Vương, hôm nay liền là khoa thực chiến kiểm tra a. A Lương ngay tại trên ban công rửa mặt, quay đầu đối Vương Tuyệt nói, "Ân, nhanh hơn điểm, đây chính là Liễu Phong láo sư khóa." Vương Tuyệt tắm rửa hoàn tất, chuẩn bị đánh thức Trần Thư thời điểm, thần sắc giận mình. Ba mẹ nó, chuẩn bị đây. Chỉ thấy trong phòng không ai, hiển nhiên, Trần Thư đã sớm ra cửa hắn sẽ không hôm nay đều tại quay quảng cáo a a lương trong lòng có dự cảm bất tưởng người mẹ nó trực tiếp liền không kiểm tra đây chính là liếu phong giáo sư khóa là thật có không sợ chết đó a a lương mở miệng nói ra nhanh cho hắn đánh một cú điện thoại vương tuyệt gật đầu bấm điện thoại kết quả trực tiếp liền tắt máy xong hai người lên nhau đã trải qua bắt đầu làm trần thư cầu nguyện lên lúc này kinh đô một cái văn phòng tội phạm ca chờ một hồi ngày liền là giới thiệu một chút sản phẩm để đám fan hâm mộ nhiệt tâm mua sắm là được rồi trần thư gật đầu một cái hôm nay là hắn lần đầu tiên trực tiếp mang hàng tự nhiên có chút xúc động đến mức qua thực chiến kiểm tra đã sớm bị hắn quên không có vấn đề trực tiếp kết thúc ta nhưng là muốn lợi nhuận chia đó a à. trần thư xoa xoa đôi bàn tay thời gian nửa tháng thông qua tiếp quảng cáo đã để hắn đạt được hai vạn hắn hiện tại đã là có chút lạc lối bản thân trần thư sửa sang lại một thoáng hình tượng chính thức mở ra trực tiếp mang hàng thông qua phía trước tạo thế tuyên truyền phòng lai like sở trệ ả à mới mở liền có mấy vạn người vào tới tội phạm ca tội phạm ca vụ vụ cuối cùng nhìn thấy bản thân bộ dáng ngươi hai cái khế ước linh chân là cấp dê sao vì cái gì có thể treo lên đánh cấp S, có phải hay không cắn thuốc mọi người nhộn nhịp soát lên mưa đạn đủ loại vấn đề tầng tầng lớp lớp Trần thư cười cười không có trả lời mưa đạn mà là mở miệng nói ra hôm nay chủ yếu liền là cho mọi người giới thiệu một chút bảo đảm thật bài đại lực dược tề trong tay hắn cầm lấy một bình dược tề mở miệng nói ra dược tề chia làm hạ phẩm trung phẩm cùng thượng phẩm đều là đặc biệt cho cấp cơ sở ngự thú sư phục dụng. hôm nay dược tề ưu đãi toàn trường đều đánh chín mươi giảm giá Trần thư chậm rãi mà nói đem dược tề tình huống giới thiệu một phen hắn quay đầu nhìn về phòng lai sở trệ ả mưa đạn vốn cho rằng đầy nín đều soát lấy ta muốn mua để ta xuống đơn kết quả thân xác của hắn chấn động chỉ cảm thấy có chút không hợp thói thường tội phạm ca xin hỏi thuốc của ngươi có thể trị quan tâm sao từng có thời điểm sao trong nhà có của ta chuột ngươi cái này bảo đảm thật bài dược tề bảo đảm thật sao có thể mua hàng giả sao người chết có thể dùng sao chân thư thần sắc đọc lại cái này mẹ nó đều là cái gì trâu ngựa mưa đạn kịch bản không phải như thế a à? Mọi người không đều có lẽ tranh nhau mua sắm sao? Thời gian từng bước đi qua, nhưng lượng tiêu thụ chỉ có thảm đạm hai phần. Tội phạm bán thuốc, ta khẳng định là muốn ủng hộ vô điều kiện. Trần Thư nhịn không được niệm lên phòng lai like sở trệ ả mưa đạn, mở miệng nói ra: Người huynh đệ, ngươi ngược lại ủng hộ a? Ta muốn ủng hộ, nhưng mà trong nhà không có điều kiện a. Trần Thư khỏe miệng giật một cái, chỉ thấy phòng lai like sở trệ ảm bên trong xoát lên ngay ngắn vô cùng mưa đạn. Chúng ta ủng hộ vô điều kiện. Chúng ta ủng hộ vô điều kiện. Trần Thư vuốt vuốt chán, nhìn xem nhân số nhiều cái này mẹ nó không ngờ như thế tất cả cũng không có điều kiện kinh tế a à. một buổi sáng công việc trần thư thành công để lượng tiêu thụ đột phá hai chữ số tội phạm ca hôm nay mang hàng chỉ tới đây thôi sau này hợp tác nói sau đi một tên công ty thành viên tới trước đưa cho hắn một trăm đồng nói phiền toái tội phạm ca đây là phần của ngươi trần thư khỏe miệng giật một cái mở miệng nói ra cũng chỉ có một trăm đồng dĩ nhiên không phải nhân viên cười cười nói ngươi còn cần tìm ta hai mươi bảy khối tám mắt của trần thư chừng lớn đặt cái này đùa giữa đây nửa giờ sau đó Trần Thư về tới Hoa Hạ học phủ, thần sắc vẻ vải vô cùng, y nguyên không thể nào tiếp thu được, chính mình lần đầu tiên mang hàng dĩ nhiên như vậy thảm. Vẫn là làm tội phạm dễ dàng, cái này mang hàng thật không phải ta có thể làm. Trần Thư lắc đầu, mới cất bước đi vào cửa trường ngáy mắt. Một đạo mạng nhện trực tiếp đánh tới, đem hắn gắt gao vây khốn. Ta dựa vào. Trần Thư thần sắc giật mình, tâm một thoáng liền trầm xuống. Chỉ thấy Liêu Phong thần sắc bình tĩnh đi tới, nhưng trong mắt phảng phất nổi lên cuồng phong bạo vũ. Liêu Phong cười lấy nói, biết hôm nay là ngày gì không? Trần Thư thử thăm dò nói, là một cái ngày tốt lành ha ha liêu phong cười lạnh một tiếng trực tiếp đem trần thư nâng lên hướng về trường học hậu sơn phương vị mà đi đích thật là một cái hỏa táng ngày tốt lành chương bốn trăm chín ta ghế ta làm chủ trường học hậu sơn trần thư không ngừng ngọn ngoại muốn tránh thoát trên mình mạng nện bên cạnh hố to có lửa cháy hừng hực từng trận khói đen tàn ra nhiệt độ đều biến đến nóng rực lên hắn lúc này thần sắc có lau hoảng sợ chật vật mở miệng nói ra liêu lao sư ta thế nhưng học sinh của ngài a không cần thiết A. ngươi là người thứ nhất dám trốn thực chiến kiểm tra học sinh liêu phong thần sắc bình thường mở miệng nói ra là ngươi phiêu vẫn là ta Liêu phong nắm không được đau không phải lão sư ta là có nguyên nhân Trần thư nhào lộn một vòng rời xa bên cạnh hố lửa cái này có thể so sánh thẩm vô song thổ táng cần có uy hiếp hơn nhiều nguyên nhân nguyên nhân gì liêu phong nhìn phía hắn mở miệng nói ra các ngươi tổ chức khủng bố cần có hành động Trần thư khỏe miệng giật một cái nhưng trong lúc nhất thời nói không ra lời nếu để cho Liêu phong biết hắn liền vì tranh mấy chục đồng tiền mà chạy thực chiến kiểm tra phòng trường tướng chết sẽ không quá tốt nhìn không có nguyên nhân nói cho nhà ta đình địa chỉ ta chuẩn bị đặt cho cốt liêu phong thần sắc bình thường khoe miệng có lau nụ cười khó hiểu trần thư giữ yên lặng gắt gao không nói liêu phong mở miệng nói ra đã ngươi không nói vậy thì thôi trong lòng trần thư nhẹ nhàng thở ra vốn cho rằng tạm thời trốn qua một kiếp nhưng mà liêu phong một câu để hắn rơi xuống đáy vực liền đem cho cốt của ngươi vẩy vào hoa hạ học phủ trên không cũng coi là ngươi duy nhất cống hiến trần thư hai mắt trừng lớn nhịn không được kêu lên nói ta kỳ thực tiếp một cái mang hàng trực tiếp quên kiểm tra kiếm bao nhiêu liêu phong qua lại đánh giá hắn đây là sự thực chui vào tiền trong mắt đi. 73. 73 vạn. Không có vạn. Ước 73, không có vạn, đó chính là 73 khối. Liêu Phong ánh mắt quái dị vô cùng, quả thực tựa như là tại nhìn một cái nhược trí. Trần Thư trầm mặc, trong lòng không tuyệt vọng lẩm bẩm, không phải tại khinh bị ta. Không phải tại khinh bị ta. Liêu Phong ngồi xổm người xuống, nhìn Trần Thư, lặng lặng nói: "Ngươi biết thực chiến đại khóa hạng nhất học phần ban thưởng là bao nhiêu không?" Không đợi Trần Thư trả lời, hắn nói thẳng: "Sơ sơ 200 học phần. Nếu như đổi thành hoa hạ tệ, chỉ ít liền là 3000 vạn. Đây, Trần Thư hai mắt trừng lớn, hắn dĩ nhiên vì 73 khối, dung tha 3000 vạn. Hơn nữa hắn tiếp nửa tháng quảng cáo mới kiếm hơn 2000 vạn, kết quả không bằng một chàng kiểm tra. Hắn hiện tại đã biết rõ cái gì gọi là trong sách tự có hoàng kim ốc. Liêu Phong mở miệng nói ra, theo trong chuyện này, ngươi biết cái gì? Hắn muốn để Trần Thư minh bạch một việc, trở thành một tên cường đại ngự thú sư, mang tới lợi nhuận xa xa không phải cái gì quảng cáo mang hàng có thể so sánh. Trần Thư suy tư chốc lát, nói nghiêm túc, "Ta, tiền quảng cáo hơi thấp." Đốt, đốt liêu phong đứng thẳng người bên cạnh nhện trực tiếp đem đẩy hướng hố lửa lao sư ta sai rồi ta sẽ không bao giờ lại không làm việc đàng hoàng trần thư kêu thảm thậm chí cảm giác bờ mông đều đã bốc cháy cái này còn tạm được liêu phong gật đầu một cái thu hồi mạng nện để trần thư nặng đến tự do thầy cho hai người hướng về dưới chân núi đi đến liêu phong không ngừng dậy không hy vọng trần thư đi lệch đường trần thư một bộ thành thật nghe lời gián dấp đúng vào lúc này hắn ánh mắt xéo qua cong lên dĩ nhiên trông thấy dưới chân núi đang có một đám người vây quanh ngự thú lớp ba hai mươi bốn người toàn bộ người mặc quần áo màu đen đại âm thiên đánh lấy một cái màu đen cây rủ nhìn lên vô cùng thần bí phía trước a lương cùng vương tuyệt đứng thẳng người khuôn mặt trang nghiêm các bạn học để chúng ta đưa trần thư cuối cùng đoạn đường a lương thần sắc bi thương phảng phất là trong ngực nghĩ đồng dạng mở miệng nói ra trần thư là một cái tốt tội phạm đáng tiếc trời cao đấu kỵ anh tài hắn trung quy là không thể chống đỡ nếu có kiếp sau ta y nguyên nguyện ý làm hắn bạn cùng phòng a lương trong mắt mơ hồ ngấn lệ chất động không ngừng giảng thuật trần thư cuộc đời sự tích xa xa trần thư khẽ nhất miệng một bộ ngốc trệ vô cùng dán dấp ta mẹ nó cái gì cũng không làm liền muốn đem ta đưa tiễn lúc này a lương diễn thuyết hoàn tất chỉ thấy toàn lớp vậy mà bắt đầu ngay ngắn vô cùng túi đầu một túi đầu hai túi đầu ba túi đầu hôm nay nghi thức liền đến nơi này vương tuyệt ho khan một tiếng bi thương vô cùng nói ngày mai bắt đầu làm tiệc các vị chuẩn bị tốt tiền biếu mặt khác không cho phép cầm cái túi chứa đồ ăn vừa dứt lời một đạo thân ảnh đánh tới ẩm vương tuyệt trực tiếp liền bị đặt bay hai người có phải bị bệnh hay không trần thư chán phả ra hát tuyến cái này mẹ nó đang yên đang lành liền trực tiếp làm cho ta tiệc Ê! vương tuyệt vớt vớt bờ mông một thoáng liền thấy trần thư cùng Liễu phong chúng ta cho là người không còn a à, lương ho khan một tiếng không nghĩ tới trần thư dĩ nhiên còn sống trở về không có dám trần thư quay người ánh mắt một thoáng liền liếc về một khối một bài phía trên chính giữa viết han phỉ trần thư mộ mẹ nó dĩ nhiên cho ta lập địa trần thư khỏe miệng giật một cái nói mẹ nó còn cần ghép vần viết người không biết còn tưởng rằng là trung tây kết hợp đây hắn một cái xông vào vọt thẳng hướng a lương cùng vương tuyệt chuẩn bị bắt đầu lấy một địch hai ba người lập tức loạn cả một đoàn liêu phong lắc đầu thật là vật tụ theo bầy tốt đều tàn đi đều tàn đi còn lại các bạn học nhộn nhịp rời đi nhìn trần thư sinh long hoa hổ nhịn không được có lau thất vọng chờ một chút đều chờ một chút trần thư lấy ra túi phân trực tiếp đem hai người cường thế bước lui hắn nhìn phía mọi người mở miệng nói ra tuy là ta ngày mai làm không được ghế nhưng phần tử tiền ta hy vọng các vị cái kia cho vẫn là muốn cho trần thư xoa xoa đôi bàn tay thực chiến kiểm tra ban thượng không có lấy đến tự nhiên muốn theo phương diện khác làm chút tiền. 22 người quay đầu trông lại, một mặt một bức. Người mẹ nó không có cái gì làm, thu phần tử tiền làm gì? Trần Thư hắng giọng một cái, nói nghiêm túc. Chờ các ngươi tới ăn ta ghế, khi đó ta đều không thu được tiền, các ngươi sớm đem phần tử tiền đến giao, sau đó miễn phí tới. Mọi người toàn bộ miệng hà lớn, trong lúc nhất thời bị Trần Thư cợt nhà thao tác cho làm động. Trần Thư thần sắc bình tĩnh, trong lòng nói, ta tiệc, ta làm chủ. Người mẹ nó chính là nghèo đến điên rồi a. À. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, sẽ có người sớm cho chính mình khai tiệc, thật sự phù sa không lưu ruộng người ngoài xong con hàng này đã là cử chỉ điên rồ những người còn lại nhìn phía liêu phong lão ngài không phải là đem trần thư đầu góc cho cháy hỏng đi lão nhau ăn một pháo lẻ lốt chương bốn trăm hai mươi đường rẽ nhanh mới là thật nhanh không phải chớ đi a à. mắt thấy tất cả mọi người nhộn nhịp rời đi trọn vẹn không có phản ứng hắn trần thư vội vã ngăn cản lấy nói không có tiền cho điểm lãnh chúa vật liệu đều có thể học phần ta cũng thu a à. Tốt, ngươi được làm a à. liêu phong đi tới mở miệng nói ra người bình thường ai sẽ cho chính mình làm được ca à? còn có hai môn kiểm tra ngươi nếu là còn dám không được hắn vũ vũ bả vai của trần thư nhẹ nói một câu lời này vừa nói ra trần thư thân hổ chấn động lập tức la lớn ta bảo đảm nhất định thăm ra nhìn liêu phong rời đi bóng lưng vương tuyệt cùng a lương đều bu lại liêu lao sư nói với ngươi cái gì hai người tràn ngập tò mò có chuyện gì có thể hủ đến nam giang tội phạm hắn nói lại không kiểm tra liền đem ta túi phân đưa hết cho đốt hai người cùng nhau trông lại có chút không phải quá lý giải a lương mở miệng nói ra cái này có cái gì ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đây các ngươi không hiểu trần thư lắc đầu nói coi như đem hai ngươi đốt đều không thể nấu ta túi phân ba người vô vỗ trên mình thổ nhưỡng về tới trong túc xá hai ngươi hôm nay lại có thể không cho ta biết trần thư ngồi xuống trên ghế sofa làm hại hắn chẳng những bị nguy cơ sinh tử hơn nữa tổn thất hai trăm học phần thông chi cái rắm liền ngươi quỷ ảnh đều không nhìn thấy a à, lương quay đầu trông lại mở miệng hỏi nói thật hôm nay lại mỏ bao nhiêu tiền ta đã chuẩn bị rút khỏi ngành giải trí trần thư thở dài nói bên trong quá thâm trầm ta có chút nắm chắc không được vậy là tốt rồi vương tuyệt bu lại mở miệng nói ra chúng ta làm một cái gì không gian cái kia không thể so làm mình tinh tới tiền có chút đạo lý trần thư sờ lên cảm bây giờ ba người đều là hát thiết cấp có thể gọi là một cái cỡ nhỏ ngự thú đoàn trong mắt của hắn có tội phạm quan mang nói nghỉ đông hai ngươi có thời gian không có rất có hai cái đường phố máng lập tức gật đầu bọn hắn cái gì đều thiếu liền là không thiếu thời gian bây giờ năm nhất đại học khóa trình khá nhiều tự do hoạt động thời gian ít không cách nào tiến về dị không gian đi săn chỉ có thể chờ đợi kỳ nghỉ đến cái kia gần nhất đều lưu ý một thoáng cấp nguy hiểm dị không gian là được ba người gật đầu một cái trở lại gian phòng bắt đầu ôn tập mai kia đều có một môn kiểm tra thi xong ngày hôm sau liền chính thức thả nghỉ đông thời gian thoáng một cái đã qua tiếp xuống hai môn kiểm tra viên mãn hoàn thành trong đó một môn vẫn là trần thư am hiểu nhất vật liệu học đủ loại bảo vật chân quý đều bị hắn lương thuộc đầu nghỉ a sinh viên năm thứ nhất nhộn nhịp thần sắc vui sướng phần lớn người đều là lần đầu tiên rời nhà lâu như vậy về nhà tâm tình tự nhiên vội vàng vô cùng. Lầu học bá 333 ký túc xá. A Lương cùng Vương Tuyệt đều là dọn dẹp hành lý của mình, chuẩn bị trở về một chuyến nhà. Trần Thư không hoảng không loạn, mở miệng hỏi, "A Lương, tìm tới thích hợp dị không gian sao?" A Lương lắc đầu nói, "Tạm thời không có tìm được, trước qua hết năm nói sau đi." Trần Thư, ngươi không trở về nhà ăn tết ta. Vương Tuyệt quay đầu trông lại, mở miệng hỏi, "Ngươi ngốc ca, Tội phạm đã sớm bị toàn thành phố nhân dân kéo đến danh sách đen." A Lương mở miệng nói ra, "Loại tình huống này, ngươi sẽ trở về sao?" làm sao có khả năng trần thư bật cười một tiếng nói hai ngươi là không có nhìn thấy ta rời đi nam giang thị vào cái ngày đó toàn thành phố đều tới làm ta tống hành khóc gọi là một cái hào hào a lương gật đầu nói nhìn tới nam giang thị nhân tình thương rất cao đã học được dùng khóc tới ngụy trang vui sướng trần thư lắc đầu không nói thêm lời kỳ thực hắn cũng cảm thấy lúc trước nhân dân tới tặng hắn dáng dấp có chút cổ quái tựa như là muốn cười lại không thể cười đồng dạng người thật không đi a lương lưng tốt túi kéo lấy dương hành lý đã chuẩn bị rời đi mà vương tuyệt thì là hai tay trống trơn có một cái hệ không gian tiểu điều hoàn toàn chính xác muốn thuận tiện không ít chúng ta lão tạ cùng tiểu tinh đến lúc đó một chỗ trở về hai người đi trước ca trần thư nằm trên ghế salon ăn lấy kem một bộ nhàn nhã vô cùng dáng dấp vậy liền bái bai người siết hai người mở miệng nói ra quay người liền rời đi ta lại có thể thành ký túc xá lưu thủ người trần thư lắc đầu trong tay cầm một cái bằng lái nói nhỏ lấy ta đến trước tiên đem xe mua không đến thời gian một tháng hắn liền đã lấy được bằng lái có thể so sánh hắn trước đây thế giới thực sự nhanh hơn nhiều ta có thể lái thử một thoáng xe này sao trần thư đi tới học phủ bên cạnh 4 s cửa hàng tùy ý chọn một chiếc xe xe giá trị không trọng yếu chỉ cần lên hoa hạ học phủ biển số xe bộ phân đều có thể trở thành kim buồn 10 phút đồng hồ sau đó đại ca chúng ta không cần lái nhanh như vậy a à? tay lái phụ nhân viên bán hàng một mặt hoảng sợ gắt gao nắm lấy chỗ ngồi tay cầm không có việc gì trần thư khỏe miệng mang theo nụ cười trực tiếp đem chân ga hoành đến cùng yên tâm đi ta thế nhưng cùng phong trường dạy lái xe tốt nghiệp ngay tại lúc này phía sau một chiếc xe dĩ nhiên trực tiếp vượt qua hắn mẹ nó siêu xe của ta trần thư nhúng mày lại lần nữa đạp xuống chân ga thừa dịp phía trước là đường rẽ thành công đem vượt qua đường rẽ nhanh mới là thật nhanh ai mẹ nó đường thẳng sẽ không ra tốc nhân viên bán hàng khỏe miệng giật một cái trong lòng sợ đến một nhóm ngươi xác định chính mình trường dạy lái xe tốt nghiệp sao dĩ nhiên đường rẽ vượt qua lúc này trần thư khỏe miệng mang theo nụ cười mở miệng hỏi lão ca ngươi nói chúng ta sống sót đến cùng là vì cái gì nhân viên bán hàng thân thể kịch trấn Người mẹ nó hiện tại hỏi ta vấn đề này ca giá thấp nhất hai mươi vạn thật dáng không được đây là vấn đề tiền sao trần thư gật đầu một cái nhét miệng lên đem tốc độ chậm lại lại là nửa giờ chạy nhân viên bán hàng sắc mặt lại lần nữa biến không được nhìn đại ca ngươi tới cửa xa lộ làm cái gì ta muốn về nam giang thị nhìn một chút làm quen một chút lộ trình nhân viên bán hàng khỏe miệng giật một cái nói ca không có người sẽ như vậy lái thử đó a à. hắn lần đầu tiên gặp được loại khách hàng này dĩ nhiên muốn ra thành phố hiện tại liền là cách đại phổ cuối cùng tại hắn liên tục khuyên bảo trần thư buông tha cao hơn nhanh lại tại nội thành chuyển một vòng vậy mới thanh toán cùng ngày liền đem xe nâng đi trần thư vừa về tới học phủ lập tức liền lên một cái học phủ biển số xe dựa vào tội phạm nhân cách bị lực thành công lấy được hoa hạ học phủ số 666 biển số xe biển số xe trình độ nhất định đại biểu tại học phủ thực lực trần thư thực lực hôm nay cường hãn chí ít đều có thể xếp tới học phủ 50 vị trí đầu nhưng bởi vì chỉ là năm nhất đại học chỉ có thể cầm tới một cái thấp bản số ngày 20 tháng 1, trần thư thu thập xong hành lý đi đến tạ tố nam cùng từ tinh tinh trường học chuẩn bị tiếp hai người trở về nhà đến mức trương đại lực thì là muốn ở lại trường bởi vì hắn đoạt được siêu tân tinh ly quán quân đạo sư chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng hắn thậm chí cho rằng hắn có hy vọng giành được thực thần vinh dự cao nhất lao tạ ngươi là thật dày vỏ khốn khổ a à? trần thư cùng từ tinh tinh thật sớm liền chờ thời gian chính ngọ mới nhìn rõ tạ tố nam chậm rãi ra trường không có cách nào trường học nghỉ muộn tạ tố nam đem hành lý nhét vào cốt sau ngồi lên xe hàng sau hắn mở miệng nói ra bất quá chúng ta hiệu trưởng nói tuy là nghỉ muộn nhưng ít ra chúng ta đầy đủ người chào buổi sáng lao nhau ăn một pháo lẻ lốt chương bốn trăm hai mươi dám ở tội phạm xúc phạm người có quyền thế nhưng dẹp đi a à. trần thư lắc đầu trực tiếp một người nhanh chóng đi kỳ thực ta đã sớm có thể đi ra nhưng muốn chụp hình tạ tố nam nói không có cách nào ta là lớp chúng ta ủy viên văn nghệ từ tinh tinh quay đầu trông lại nói văn nghệ mổ heo đều có thể thành văn nghệ người biết cái gì tạ tố nam hữu môi nói khai giảng thời điểm mọi người đều nói ta nghệ thuật cảm giác là từ bên trong mà bên ngoài tán phát trần thư hình như nghĩ đến cái gì nói ngươi ngày kia có phải là không có cạo dâu không có a à? thế nào chẳng trách trần thư cùng từ tinh tinh liếc nhau dâu quay nón xem xét liền có chút nghệ thuật ra dáng dấp trần thư mở miệng hỏi đúng rồi vừa mới ngươi nói chụp ảnh cái gì chiếu Ừm. lớp chúng ta nữ sinh lộ hàng tấm ảnh lời này vừa nói ra trần thư cùng tiểu tinh thân thể chấn động cùng nhau trông lại trong miệng một lời nói ngươi là thật thấp kém a à? tạ tố nam thần sắc bình tĩnh một chút cũng không có xấu hổ dáng dấp hai phút đồng hồ sau đó hắn bình tĩnh nói đạo lý ta đều hiểu hai ngươi siêu tin nói chuyện riêng ta muốn tấm ảnh là có ý gì ta suy nghĩ người trên xe cũng không nhiều a à. trần thư ho khan một tiếng nói kỳ thực chủ nhân ta nếu là có một cái bằng hữu ít nói linh tinh tạ tố nam lắc đầu nói này cho các ngươi xem một chút đi hai người một thoáng liền nhìn sang thân xác nháy mắt biến đến cổ quái vô cùng trần thư mở miệng nói ra thế nào đều là nam người nha làm sai đi đây chính là a tạ tố nam chứng trạc đàng hoàng giải thích nói nữ sinh đi hết cái kia không cũng chỉ còn lại nam hai người cùng nhau nói làm ra một cái quốc tế thủ thế người mẹ nó nói thẳng nam sinh chụp ảnh chung không phải được ba người một đường hướng nam bên cạnh kéo bên cạnh nói trong xe bên ngoài tràn ngập khoái hoặc không khí ban đêm lúc dạng sáng ba người thành công về tới nam giang thị thật là mùi vị quen thuộc trần thư mở ra cửa sổ xe nhịn không được hít một hơi thật sâu hướng về ngoài cửa sổ la lớn ta nam giang tội phạm trở về từ tinh tinh cùng tạ tố nam hai người cùng nhau trông lại người nha thật là xã giao phần tử khủng bố a à, ngay tại lúc này một đạo hoảng sợ tiếng kêu xuất hiện fan của ta dĩ nhiên tùy ý đều tại trần thư nao nao không nghĩ tới dĩ nhiên hơn nửa đêm sẽ có người đáp lại hắn ngươi xác định đây là fan của ngươi tạ tố nam chấp chấp lông mày mở miệng nói ra ta thế nào cảm thấy cái thanh âm này như là đang cầu cứu ngay tại lúc này trước mắt của trần thư xuất hiện mới tuyển hạng tuyển hạng một làm như không thấy trực tiếp lái xe rời đi hoàn thành ban thưởng nguyên tố thu lực lượng thêm năm tuyển hạng hai trực tiếp tay không tất sát địch nhân ngã gục hoàn thành ban thưởng kỹ năng công kích thêm một tuyển hạng ba sử dụng khế ước linh đem đánh bại hoàn thành ban thưởng đại lượng ngự thú lực trần thư không nói hai lời trực tiếp liền mở ra cửa xe xuống xe tạ tố nam mở miệng nói ra trần bị, ngươi làm cái gì ban ngày ban mặt thế giới tươi sáng lại có người dám ở tội phạm xúc phạm người có quyền thế trần thư kéo lấy đao mổ heo cùng túi phân xông về phía trước hắc cám trong hẻm nhỏ chờ một chút chúng ta tạ tố nam cùng từ tinh tinh đồng dạng theo sát phía sau chuẩn bị cứu người trước quan trọng hắc hắc chúng ta tới ba người trên mặt có nụ cười tạ ác xem xét cũng không phải là người tốt lành gì vùng ra nam nhân kia Trần Thư ba người ngăn ở hẻm nhỏ mở miệng, chuẩn bị ngay tại chỗ trà đạp tội phạm. Nhưng mà, thân sắc của bọn hắn một thoáng liền đọc lại. Chỉ thấy phía trước dĩ nhiên xuất hiện một đạo cao 3 mét bóng đen, mơ hồ có gào thét âm thanh. Hững. Một đạo hỏa cầu nháy mắt bắn mạnh mà tới, tại hắc ám trong hoàn cảnh lộ ra lóa mắt vô cùng. Tạ Tố Nam cùng Từ Tinh Tinh đều là ánh mắt trì trệ, dĩ nhiên chưa kịp phản ứng. Ai có thể nghĩ tới Nam Giang thị nội thành sẽ xuất hiện hung thú? Mau tránh ra. Phanh phanh. Trần Thư trực tiếp một cái 360 độ hồi toàn cước, đem hai người cùng nhau cho đá bay ngay tại hỏa cầu lại sắp tới nháy mắt phía trước hắn không gian vỡ tan xuất hiện một đôi ngốc manh con mắt vê anh hỏa cầu đánh tới tiểu hoàng trực tiếp mở ra miệng rộng đem nước vào ngay sau đó hờ kỳ đăng tràng trực tiếp vung ra mấy cái kỹ năng đem đánh nát thành cặn tuyển hạng hoàn thành thu được đại lượng ngự thú lực dĩ nhiên sẽ xuất hiện hát thiết cấp hung thú trần thư sờ lên cảm trong mắt có lao suy tư ngay tại lúc này từ tinh tinh cùng tạ tố nam hai người đi tới ánh mắt thú hoán hai người thế nào trần thư quay đầu trông lại vẻ mặt nghi hoặc không hiểu ngươi cứ nói đi tạ tố nam mở miệng hỏi ngươi cũng có thể xử lý sạch hỏa cầu đã bay hai ta làm gì đây không phải khẩn cấp tránh hiểm sao trần thư thở dài nói vì an toàn của các ngươi suy nghĩ a à. ta luôn cảm giác ngươi là cố ý từ tinh tinh mở miệng nói ra trong mắt tràn ngập vẻ hoài nghi ngay tại lúc này trong hẻm nhỏ một cái nam sinh đi tới thân xác của hắn một thoáng liền biến đến kích động mở miệng nói ra ba mẹ nó tội phạm ca là ngươi trần thư nao nao qua lại đánh giá đối phương đồng dạng cảm thấy có chút quen thuộc ca là ta à vương vũ cái kêu internet sở trệ a à mẹ cái thứ nhất chứng kiến ngươi nhà vệ sinh công cộng phối rừng người dường như có chút ấn tượng trần thư chớp chớp lông mày nghĩ tới hắn chợ đen dược tể cửa hàng đều là đối phương nhiều lần tuyên truyền ngươi đêm hôm khuya khoác ra ngoài làm cái gì bây giờ nhưng đã là hừng đông người thường thật sẽ không lúc này ra ngoài vương vũ thở dài nói đi làm trần thư ba người thần sắc của quái qua lại đánh giá vương vũ thân thể ngươi chịu nổi a à. trần thư vô vô bở vai của hắn nói nghe ca một lời khuyên sớm một chút đổi nghề vương vũ nao nao một thoáng liền phản ứng lại không phải các ngươi muốn cái gì đây ta không có đổi nghề vẫn là sơ trệ a à mẹ hắn giải thích nói hiện tại ngành nghề kinh tế đình trệ gần nhất có người đồn nội thành xuất hiện hung thú ta đây không phải muốn bốc lên một thoáng hiểm sao đối với người thường mà nói còn sống hung thú thế nhưng một cái vật hiếm thấy tự nhiên sẽ có tâm lý yêu kỳ trần thư đang muốn nói cái gì một bóng người cực tốc chạy nhanh tới xuất hiện chuyện gì một tên người mặc trấn linh cục chế phục nam tử chạy tới trong mắt tràn ngập cảnh giác tùy thời đều chuẩn bị triệu hoàn khế ước linh trần thư nhún bay mở miệng nói ra không có việc gì một cái hung thú mà thôi đã giải quyết đã giải quyết trấn linh cục người qua lại đánh giá Trần thư chỉ cảm thấy đến dường như có chút quen thuộc nhưng nhất thời lại nhớ không nổi vương vũ tại bên cạnh nhắc nhở lấy cảnh sát hắn là nam giang tội phạm tội phạm trấn linh cục người thần sắc chấn động bản năng rời xa một thoáng nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại người người là trần thư người tốt trần thư mỉm cười đưa tay phải ra không nghĩ tới trấn linh cục người đều nhận thức hắn người tốt người tốt đối phương nhẹ nhàng thở ra mở miệng nói ra nhờ có ngươi trần thư đồng hào không có việc gì trần thư cười cười nói nghiêm túc hung thú này tại nam giang thị muốn làm gì thì làm lại không cho ta giao phí bảo hộ phải phải xử lý lao nhau ăn một pháo lẻn lốt chương 422, nam giang thị bệnh viện tâm thần phí bảo hộ trấn linh cục nam tử thần sắc cổ quái Người nha đặt cái này làm hung thú ô dù đúng không đại ca hung thú này là chuyện gì xảy ra đây chính là nam giang thị khu tạ tố nam vội vã chuyển hướng chủ đề thật để cho trần thư nói tiếp phòng chừng ba người tối nay liền có thể vào tù chuyện nhỏ mà thôi chúng ta chính thức rất nhanh liền có thể xử lý tốt nam tử lắc đầu hiển nhiên là không muốn nói ra tới tóm lại gần nhất cẩn thận một chút nếu có hung thú tung tích trực tiếp đánh chấn linh cục điện thoại hắn quay người liền rời đi dung nhập mênh mông trong bóng đêm tội phạm ca ta cũng đi trước cái này hiếu kỳ trực tiếp là làm không được kém chút không có người vương vũ đồng dạng lựa chọn rời đi đồng thời lại lần nữa hướng ba người nói cảm ơn trần Bì, ngươi nói cho cùng tình huống như thế nào sẽ không thế đạo muốn loạn đi tạ tố nam mở miệng nói ra trong mắt có lau lo lắng nói mỏ gì đây cái này thái bình thịnh thế trần thư lái xe mở miệng nói ra ta cảm thấy khả năng là có mới dị không gian muốn sinh ra con manh thú kia là hòa thuộc tính mà lại là hát thiết cấp khiến hắn nghĩ tới sắp xuất hiện núi lửa địa hình dị không gian ngươi nói là hơn một năm trước cái kia từ tinh tinh thần sắc hơi động đồng dạng là nghĩ tới hẳn là quay đầu ta hỏi một chút người khác trần thư khỏe miệng có cười nhạt dùng không khỏi đến hoài niệm lên cảnh tượng lúc đó vậy đơn giản khắp nơi đều có dược liệu trọn vẹn liền là nhặt tiền mỗi một cái mới dị không gian sinh ra thời điểm đều là nguy hiểm nhất nhưng nguy hiểm cao cũng đại biểu lấy cao lợi nhuận nói chung đều là chính thức phái người đích thân khai hoang dân gian ngự thú sư là không có cơ hội đi bảo. hắn là hoa hạ học phủ người tất nhiên thuộc về nửa cái chính thức thành viên trần thư mở miệng hỏi lão tạ ta trước đưa ngươi trở về nhà a tạ tố nam lắc đầu cự tuyệt nói không cần ta liền ở khách sạn a muộn như vậy người trong nhà đều ngủ vừa vặn ta cũng đồng dạng ở khách sạn trần thư gật đầu một cái hắn không có mang trong nhà chìa khóa đồng dạng lo lắng đánh thức phụ mẫu ngươi đây Tiểu tinh ở khách sạn gì a trực tiếp tới ở nhà ta từ tinh tinh mở miệng nói ra ta không chìa khóa trước cho mẹ ta nói một thoáng muốn như vậy không sợ làm phiền sao không có việc gì ba mẹ ta đều là con cú ta phỏng chừng này lại ngay tại thức đêm đây nói lấy hắn liền mở ra siêu tin phát một cái tin tức ân nhưng mà tin tức mới phát ra đi hắn liền trận tròn mắt trong lúc nhất thời có chút một bước thế nào tạ tố nam lại gần tới xem xét khoe miệng nhịn không được cười lên một tiếng chỉ thấy tin tức phía trước đang có một cái nổi bật màu đỏ dấu chấm than ây ngươi bị kéo đen ba mẹ nó tình huống như thế nào chẳng lẽ trong nhà lại phất nhanh mắt của từ tinh tinh chừng một cái có chút một bức hắn lên trên khai đảo vừa hay nhìn thấy mâu thân hai ngày trước cho hắn phát tin tức hảo hữu quá nhiều yêu cầu định kỳ dọn dẹp vô dụng xa giao từ tinh tinh khẽ nhếch miệng nháy mắt liền lâm vào thật sâu trong trầm mặc là thật ngư bức tạ tố nam trực tiếp bật cười lên từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại thao tác này chân thư cho tiểu tinh túi một tháng khách sạn hắn phòng trường ăn tết đều chỉ có thể tại khách sạn qua ai nói từ tinh tinh con ngươi đảo một vòng tựa hồ là nghĩ đến cái gì nói ta nhớ tới một chỗ chẳng những hoàn cảnh tốt mà lại là miễn phí thật trần thư cùng tạ tố nam đều cùng nhau trông lại tựa hồ là có chút hoài nghi sau một tiếng trần thư ba người xuống xe ngay ngắn vô cùng nhìn phía phía trước kiến trúc chỉ thấy phía trên chính giữa viết nam giang thị bệnh viện tâm thần Vù vù lạnh ra gió đêm đánh tới để bọn hắn một thoáng liền lộn xộn cái này mẹ nó liền là ngươi nói rất hay địa phương trần thư khỏe miệng giật một cái hắn chỉ là thích mặc đồng phục bệnh nhân nhưng không đại biểu hắn thật sự có bệnh thật có thể bên trong dễ chịu đây từ tinh tinh mở miệng nói ra trực tiếp móc ra một cái chìa khóa quen việc dễ làm liền mang hai người tới trong bệnh viện người mẹ nó không có nhà bên trong chìa khóa nhưng mà có bệnh viện tâm thần chìa khóa hai người một thoáng lại bị chấn động trần thư thần sắc giống vậy khe giật mình nhớ tới mới thấy từ tinh tinh chẳng cảnh một người dáng dấp tú khí ngại ngùng nam sinh mặc đồng phục bệnh nhân tại bệnh viện tâm thần cửa ra vào chờ xe thôi đi ngạc nhiên từ tinh tinh trực tiếp mang hai người tới trước một tòa ký túc xá phía trên chính giữa viết từ tinh tinh hiển nhiên là dành riêng cho hắn gian phòng ngươi sẽ không thật là người bị bệnh tâm thần a trần thư cùng tạ tố nam cùng nhau thụt lùi một bước là thật có chút luôn cuống ngươi có thể không sợ hung thú nhưng ngươi không thể không sợ bệnh tâm thần nói mỏ gì lời nói thật hai người đã là muốn chạy trước thì tốt hơn từ tinh tinh núi bay nói chỉ đua một chút trong nhà của ta hàng năm đều muốn cho bệnh viện quyết tiền hơn nữa ta tại bên trong kiêm trước qua có một cái chuyên môn ký túc xá hợp tình hợp lý a nói lấy hắn liền mở ra cửa túc xá bên trong trang trí ngược lại cực kỳ xa hoa đều có thể cùng hoa hạ học phủ ký túc xá so sánh với nghỉ ngơi Vươn ngủ quá a à. từ tinh tinh trực tiếp bỏ đi áo khoác lộ ra bên trong quần áo bệnh tâm thần về tới trong một cái phòng tiểu tinh sẽ không thật là có vấn đề gì a à. nói nhảm hai người lắc đầu đồng dạng bỏ đi áo khoác đổi lại đồng phục bệnh nhân lao nhau ăn một pháo lẻn lút chương bốn trăm hai mươi ba phong bạo mới đã xuất hiện sáng ngày thứ hai thầm vô song cùng một tên học sinh trên đường đi tới khoe miệng của hắn mang cười hiển nhiên tâm tình vui vẻ vô cùng lần này học sinh thật là tốt mang đều là người bình thường trong lòng hắn cảm thán chỉ có dạy qua chân thư mới có thể hiểu cái gì là địa ngục độ khó tiểu vương a thầm vô song vô vô bên cạnh nam sinh bà vai nói học kỳ sau phải cố gắng một điểm tranh thủ có thể thi đậu hoa hạ học phủ lao sư ta sẽ cố hết sức vương húc gật đầu một cái thân sắc của hắn bình thường nhưng trong mắt cũng là có tự tin tràn ngập thiếu niên tâm tình hắn là năm nay hạng nhất nếu là có thể thuận lợi thi đậu hoa hạ học phủ đem để nam giang nhị trung biến đến càng phong quang ngươi lần trước trần thư học trưởng chẳng những gia đình nghèo khó hơn nữa tiềm lực bình xét cấp bậc thấp tính cách càng là có chút vấn đề nhưng đồng dạng thi đậu hoa hạ học phủ từ tinh tinh chỉ là phụ trợ tính khế ước linh nhưng thành tích thi vào đại học đồng dạng không thấp tạ tố nam mặc dù là một cái đường phố máng nhưng thần vô song chậm rãi mà nói tuy là trần thư ba người đem hắn tra tấn đến không được nhưng y nguyên sẽ thường xuyên lấy ra tới xem như chính diện tài liệu giảng dạy lao sư các học trưởng thật sự có như vậy mạnh sao vương húc bay đầu trông lại trong mắt có vẻ tò mò nhất là đối với trần thư sùng bái vô cùng thần vô song trong mắt có lao hòa niệm hắn gật đầu nói hoàn toàn chính xác rất mạnh hiện tại ba người e rằng tại đại học đều phong sinh thủy khởi tương lai có hy vọng à. hắn cười cười nói bọn hắn hiện tại phòng trường muốn ra trường học có cơ hội ta có thể mang ngươi nhận thức một chút bọn hắn ngay tại lúc này ba đạo âm thanh đồng thời vang lên thẩm lão sư thẩm vô song cùng vương húc cũng hơi khẽ giật mình cùng nhau quay đầu nhìn tới một giây sau hai người triệt để lâm vào đờ đẫn trạng thái chỉ thấy ba tên nam sinh miệng hơi cười trong mắt tràn ngập kinh hỉ chính giữa hướng về bọn hắn phát tay hết thảy đều nhìn lên bình thường vô cùng nhưng mà ba người trong lúc lơ đãng động tác cũng là lộ ra bên trong trắng xanh đan sen đồng phục bệnh nhân mà sau lưng của bọn hắn kiến trúc chính là nam giang thị bệnh viện tâm thần Trần thư la lớn sập dài xệ. a cái này thần vô xong khỏe miệng giật một cái đầu óc trống rỗng hắn thậm chí ngay cả một câu đều nói không ra lao sư ngươi biết bọn hắn a à? vương húc thấp giọng mở miệng nói ra ta cảm thấy dường như có chút quen thuộc a à? không biết trọn vẹn không biết thần vô xong nuốt ngụm nước bọn trực tiếp nắm lấy vương húc liền muốn chạy trước làm kính hắn mới thổi ba người có bao nhiêu như bức đảo mắt ba các người liền theo bệnh viện tâm thần bên trong đi ra cái gì không biết ta trần thư một cái xông vào trực tiếp cản lại hai người khiếp sợ nói thẩm lão sư ngài lại đem ta quên a à, a à. thẩm vô song chán phả ra hát tuyến ngươi nha hóa thành cho ta đều có thể nhận thức ngươi ngươi là trần thư học trưởng vương húc quan sát tỉ mỉ một thoáng trần thư hắn hình tượng nháy mắt cùng trong ký ức thần tượng trùng khít tiểu học đệ trần thư mỉm cười gật đầu một cái nói ngươi tốt ngươi tốt lúc này tạ tố nam cùng từ tinh tinh hai người đồng dạng chạy tới thẩm vô song nuốt bước đầu lập tức là trốn không thoát có người mệnh trung chú định là kiếp nạn thẩm lão sư ngài thật sự không biết chúng ta ba người đều quay đầu trông lại một bộ kinh ngạc vô cùng gián dấp dựa vào bọn hắn trước đây biểu hiện không thể lại bị người quên lãng đó a à. nhận thức Thầm vô song thở dài nói nhưng có sao nói vậy ba người có thể trước tiên đem quần áo chỉnh lý tốt sao bởi vì vừa mới chạy nhanh hành động để tinh thần của bọn hắn đồng phục bệnh nhân đều bại lộ đi ra học đệ chê cười ba người thần sắc bình tĩnh cầm quần áo chỉnh lý tốt ta nói ba người đến cùng là tình huống như thế nào thẩm vô song mở miệng nói ra có thể giải thích cho ta một chút sao tại sao là theo bệnh viện tâm thần bên trong đi ra hắn mới nói xong ba người sắp ra trường học kết quả là không hợp thói thường xuất viện mặc cho hai phòng chừng đều khó tiếp thụ vương húc đồng dạng hiểu rõ ra ánh mắt biến đến quái dị vô cùng đây chính là nam giang nhị trung tiêu ngạo sao chủ yếu là chúng ta có chút hoài niệm từ tinh tinh gãi gãi đầu trực tiếp mở miệng nói ra cảm giác cùng trở về nhà đồng dạng vụ vụ ta dựa vào Trần thư cùng tạ tố nam lập tức lên trước tới gắt gao che từ tinh tinh miệng người mẹ nó có thể nói người lời nói sao cái gì gọi là cảm giác cùng trở về nhà đồng dạng? Trần Thư mở miệng giải thích, chúng ta chủ yếu là không có chỗ đặt chân, đều là bị buộc. Người tại Nam Giang, thân bất do kỷ. Nhưng mà, Thẩm Vô Song cùng Vương Húc ánh mắt y nguyên quái dị, đã là bị từ tình tình vào trước là chủ. Nói thật, Trần Thư, người nha chính là không phải bị khai trừ. Thẩm Vô Song bu lại, thấp giọng nói, hắn thậm chí hoài nghi Trần Thư ngày đầu tiên đều không có nhập học, trực tiếp liền bị đưa đến bệnh viện tâm thần. Dù sao lấy hắn không hợp thói thường mức độ, cái gì nghịch thiên sự tình đều có thể xuất hiện. Nói cái gì đây? hiện tại ta thế nhưng hoa hạ học phủ thiên tài trần thư nhún bay nói mọi người khả năng không biết rõ hiệu trưởng danh tự nhưng nhất định biết nam giang tội phạm nhưng dẹp đi a à. thẩm vô song nếp miệng trọn vẹn cũng không tin trần thư lời nói đúng rồi thẩm lão sư trần thư hình như nghĩ đến cái gì nhẹ giọng nói ra gần nhất trong thành thị hung thú tình huống như thế nào nghe xong lời này thẩm vô song thần sắc hơi động nhìn phía vương húc nói tiểu vương ngươi về nhà trước à lão sư khả năng có chút việc vương húc gật đầu một cái thức thời đón xe rời đi bốn người tới đã lâu không gặp quán cà phê thẩm vô song nhẹ giọng nói ra phong bạo mới đã xuất hiện trần thư ba người thần sắc quái dị hỏi gió lớp gì thẩm vô song nói đây liền làm mới dị không gian một năm trước cái kia sao trần thư thần sắc hơi động thầm nghĩ trong lòng quả là thế ân vốn cho là sẽ có chí ít nửa năm mới sẽ phủ xuống nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên trước thời hạn thầm vô song mở miệng nói ra bây giờ đã tạo thành ổn định không gian thông đạo ngay tại nam giang thị cùng giữa đại hưng thị vị trí bây giờ dị không gian tiểu chấn ngay tại xây dựng tạ tố nam truy vấn thế nào lại đột nhiên sớm lời này vừa nói ra thẩm vô song thần sắc lập tức liền biến đến quái dị vô cùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trần thư nhìn ta làm gì trần thư một mặt vô tội trông lại có chút không hiểu là hung thú cố ý hành động thẩm vô song mở miệng giải thích mỗi lần xuất hiện một đạo không ổn định vết nước không gian hung thú đều sẽ sử dụng đủ loại kỹ năng đem biến lớn tuy là cuối cùng vết nước đều biến mất không thấy nhưng tăng nhanh hai cái không gian dung hợp tốc độ dẫn đến dị không gian sớm phủ xuống chính thức hoài nghi là bởi vì có người chọc phải trong không gian các hung thú thầm vô song khỏe miệng mang theo vẻ không hiểu nói ngươi có phải hay không đối đám hung thú kia làm cái gì ây trần thư nao nao hắn không nghĩ tới dĩ nhiên là bởi vì chính mình chẳng phải ném đi một quả đạn hạt nhân sao nhóm hung thú này dĩ nhiên như vậy mang thủ ta phát bốn cái gì cũng không làm trần thư giơ lên tay phải một bộ thản thản đáng đáng giá dấp chương bốn trăm hai mươi cái này mẹ nó là cái gì đỉnh cấp dự phán đúng rồi lão sư hiện tại cũng xuất hiện ổn định thông đạo thế nào sẽ chả có hung thú xâm lấn tới bây giờ thông đạo xuất hiện là một chuyện tốt chí ít sẽ không tiếp tục xuất hiện giải rác vết nước không gian chỉ cần chấn thủ trụ dị không gian cái kia thành thị liền bình yên vô sự tháng trước phía trước thông đạo mới xuất hiện trong đó hung thú đại lượng lao qua trong mắt thẩm vô song có lau nghĩ mà sợ hiển nhiên tự mình trải qua trận chiến kia may mắn chính thức đã sớm có chuẩn bị mười mấy tên bạch ngân cấp ngự long vệ tham chiến tăng thêm một cái ngàn người phối trí chấn linh quân cuối cùng đem giữ vững hắn mở miệng nói ra nhưng có một phần nhỏ hung thú thừa dịp hỗn loạn xâm lấn đến lam tinh bất quá không bao lâu nữa liền sẽ bị diệt diệt ba người gật đầu một cái giờ mới hiểu được tại sao lại xuất hiện hung thú thẩm lão sư nói như vậy bây giờ còn chưa có xây dựng trấn linh quân cứ điểm trần thư một thoáng liền hai mắt sáng lên mở miệng nói ra dị không gian hiện tại cũng không có khai hoang người nhà muốn làm gì thầm vô song thần sắc chấn động dường như lại gặp được lúc trước tội phạm ta đây không phải suy nghĩ cho ngự long vệ giảm thiểu gánh nặng sao trần thư xoa xoa đôi bàn tay nghĩa chính nghiêm từ nói xem như hoa hạ học phủ thiên tài học sinh ta tự nhiên muốn chống lên đại lương đây là lời trong lòng của ngươi thầm vô song thần sắc của quái qua lại đánh giá trần thư ta nói là thật hiện tại ta yêu cầu lịch luyện chính mình trần thư nói nghiêm túc tất nhiên thuận tiện gỡ chút dược tài cái gì a ba thầm vô song gật đầu một cái nói trọng điểm liền là thuận tiện a thầm lão sư an bài cho ta một thoáng thôi trần thư mặt mang cầu xin mới dị không gian đều là tài phú a cái ngươi này nói với ta có cái gì dùng thầm vô song núi bay nói ta chỉ là một trường học lão sư có cái dám quyền lực a ngươi an bài không được trần thư nụ cười một thoáng liền thu lại mở miệng nói ra vậy ngươi đặt cái này hỏi nửa ngày lãng phí nét mặt của ta thầm vô song khỏe miệng giật một cái ngươi mẹ nó thật là tôn sư trọng đạo a hắn nghe nói trần thư thu được kinh đô đấu linh trường hàng năm qua quân tuy là không do hắn hàm kim lượng nhưng dường như chính mình là thật đánh không lại Tốt, lao tạ thiểu tinh nên đi trần thư vô vỗ trên mình nói cùng hắn không phải tinh khiết nói linh tinh sao thần vô song hắn giọng một cái nhẹ giọng nói ra nhưng ta biết ai có thể làm chủ lời này vừa nói ra trần thư thần sắc cứng đờ lập tức vô vô đầu của mình đổi lại một bộ nụ cười mới vừa rồi bị biểu đệ của ta đoạt xá không nói gì thêm mê sảng a ba người miệng hà lớn dĩ nhiên có thể nói ra đoạt xá hai chữ Ngươi mẹ nó chính là thật không hợp thói thường a à. may mắn không nói gì thêm mê sảng bằng không ta khả năng năm mới đều qua không tốt trần thư một bộ ấy náy vô cùng dán dấp thậm chí bắt đầu đấm ngược dậm chân lên tốt. tiểu từ túi thầm vô song lắc đầu mở miệng nói ra theo ta được biết khai hoang tổng chỉ huy một trong, liền là nam giang thị diệp thanh lao giáo sư trần thư mở miệng nói ra phun ra lão ách lao giáo sư thầm vô song mở to hai mắt nhìn ngươi mẹ nó dám cho hoàng kim cấp ngự thú sư đến ngoại hiệu trong lòng trần thư đã quyết định chủ kiến nhất định phải tiến về mới dị không gian khai hoang bốn người nói chuyện phía một phen thẳng đến thời gian chính ngọ trần thư háng dọn một cái nói hôm nay cơm chưa nói thế nào có thể a a a bờ chế sao tạ tố nam phản ứng đầu tiên nói ta cảm thấy có thể a a bờ, bờ chế ta tán thành a bờ 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 chế từ tinh tinh đồng dạng không cam lòng yếu thế mở miệng nói ra ba người ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm thầm vô song, đã ám chỉ đến đầy đủ rõ ràng a thầm vô song bình tĩnh nói bờ, bờ 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 chế ba người khỏe miệng giật một cái không ngờ như thế toàn bộ đều nghĩ đến chơi không đúng không nhưng dẹp đi a Trần Thư đám người vốn là chuẩn bị trở về nhà ăn, tự nhiên là trực tiếp giải tán. Hắn đem ba người từng cái đưa đến chỗ cần đến, cuối cùng về đến nhà. Ba mẹ. Hắn kéo lấy Dương hành lý, về tới lâu không thấy trong nhà, một thoáng liền rất cảm thấy ấm áp. Nhi tử, trở về. Mẫu thân thật sớm liền chờ, đã làm tốt một bàn phong phú vô cùng cơm trưa. Mau ăn cơm. Phụ thân Trần Bình tuy là thần sắc bình thường, nhưng trong mắt cũng là có không cầm được vui sướng. Mẫu thân làm hắn đối thêm một chén nữa đông qua canh sườn, mở miệng nói ra. Hiện tại tựa như là có hung thú chạy trốn, ngươi nhưng không nên tùy tiện ra cửa trần thư gật gật đầu nếu là thật sự để hắn đụng phải hung thú cái kia sợ hại không phải hắn nhưng hắn không có phản bác chỉ là túi đầu uống một ngụm trong chén canh tâm tình biến đến buông lỏng vô cùng cơm trưa sau đó trần thư về tới trong gian phòng hắn bật máy tính lên đăng nhập hoa hạ học phủ trang web bây giờ muốn đi tới dị không gian tự nhiên lại muốn tăng cao một ít thực lực hắn bắt lại hàng năm quan quân thu được một trăm triệu đồng hoa hạ tệ ban thưởng tăng thêm hai học phần ban thưởng cùng tới từ vu dịch đánh cược học phần đã là có thể nói giàu bên trong giàu xem trước một chút dược tề a trần thư sờ lên cảm hắn cùng tô hàn tỷ thí thắng được đối phương một cái cấp hai dược tề đổi tư cách cấp hai dược tề đối với học sinh mà nói đã là định phối cấp một dược tề đều là cho lão sư cùng giáo sư sử dụng hơn nữa đại bộ phận đều là thuộc về giai đoạn thí nghiệm chỉ thấy trên web sẽ chính giữa hiện lên một cái dược tề đơn cấp hai dược tề số id một dược tề công hiệu có 10% phần trăm xác suất khiến khế ước linh huyết mạch xuất hiện biến đến dị giá cả hai học phần một cái nhị giai dược tề đổi tư cách Chú thích, một người giới hạn đổi một bình. Số ID: 002 dược tề, công hiệu: Nhưng ngẫu nhiên lĩnh ngộ một cái vừa phối tính tương đối cao kỹ năng. Giá cả: một ngàn học phần, một cái nhị giai dược tề đổi tư cách. Chú thích: Hoàng kim cấp trở xuống có thể sử dụng. Một người giới hạn đổi hai bình. Số ID: 003 dược tề, công hiệu: Khế ước linh toàn bộ thuộc tính thêm 10%. Giá cả: 600 học phần, một cái nhị giai dược tề đổi tư cách. Chú thích: Bạch ngân cấp trở xuống có thể sử dụng, chỉ có thể sử dụng một lần. Số ID: 008 dược tề, công hiệu: tăng lên khế ước linh hỏa hệ thuộc tính ba phần trăm giá cả hai trăm học phần một cái nhị giai dược tề đổi tư cách chú thích bạch ngân cấp trở xuống có thể sử dụng có thể sử dụng năm lần trần thư thần sắc khẽ giật mình trong lòng có điểm trần kinh hắn không nghĩ tới nhân loại dĩ nhiên nghiên cứu ra loại thuốc này mỗi cái dược tề công hiệu đều có chút bị thiên phương tư tỷ dùng hai ngàn học phần dược tề tới hối lộ diệp thanh trần thư trong mắt có một chút cảm động hai ngàn học phần cùng một cái dược tề đổi tư cách giá trị chí ít đều là ba trăm triệu nhân tình này có chút nặng a à. trần thư lắc đầu Yên lặng ghi tạc trong lòng ánh mắt của hắn nhìn phía phía trên số 001 dự tể một thoáng đã nhìn thấy trọng điểm ân không phải huyết mạch tiến hóa là biến dị thân xác của hắn nao nao tuy là nghe tới khá giống nhưng chân chính hiệu quả thế nhưng cách biệt một trời biến dị hiệu quả khả năng là tiến hóa nhưng cũng có thể là dậm chân tại chỗ thậm chí sẽ xuất hiện huyết mạch tụt lùi tình huống chẳng những đổi giá cả kinh người hơn nữa tác dụng phụ lớn như vậy người bình thường thật sẽ không thử nghiệm chẳng lẽ diệp giáo sư có một cái tiềm lực bình xét cấp bậc thấp khế ước linh trần thư sờ lên cảm loại thuốc này hiển nhiên liền là cho muốn liều một phen xe đạp biến mô tô ngự thú sư sử dụng vẫn là hệ thống ban thưởng đáng tin trần thư lắc đầu hiện tại hắn biết hệ thống lúc trước ban thưởng huyết mạch tiến hóa giá trị trọn vẹn không phải tiền tài có thể so sánh trước đổi số ba dược tề a trần thư sờ lên cảm năm ngoái phương tư tặng hắn năm mới lễ vật liền là số ba dược tề bị hắn đút cho sơ lạnh hiện tại vừa vặn có thể tăng lên một thoáng hờ kỳ thực lực không có đổi tư cách a trần thư thở dài đối với phía trên dược tề có chút nóng mắt nhất là tăng lên nguyên tố thuộc tính dược tề quả thực liền có thể gọi tiểu chân bảo hắn một thoáng liền nghĩ đến một người lập tức bấm điện thoại huy liêu lao sư ngài tốt 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 Trần thư khỏe miệng giật một cái trong lúc nhất thời có chút một bước cuối cùng trải qua qua lại năm sáu lần lôi kéo liêu phong cuối cùng không có lại tắt điện thoại không phải liêu lao sư ngươi cút điện thoại ta làm cái gì ngươi một câu ngài tốt để ta cảm thấy không có chuyện tốt lành gì Trần thư nao nao cái này mẹ nó là cái gì đỉnh cấp dự phán Lao nhau ăn một pháo lên lốt chương bốn trăm hai mươi chú ý đây không phải diễn tập đây không phải diễn tập nói đi tìm ta có chuyện gì liêu phong bình tĩnh mở miệng nói ra nói rõ trước muốn tiền không có trần thư khỏe miệng giật một cái nói Liêu lao sư liền có hay không có một loại khả năng ta có thể dự chi điểm học phủ tài nguyên dự chi ý tứ gì đây liền là tạm thời mượn sau đó nhất định trả ta dùng nhân cách phát thệ người nha chính là muốn chơi không học phủ tài nguyên a liêu phong một thoáng liền hiểu tới tội phạm nhân cách giá trị cái giám tiền cái này chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó trần thư mở miệng nói ra hoặc là có cái gì học bá vay các loại đồ vật ngươi không phải mới kiếm lời hai ngàn học phần còn chưa đủ ngươi dùng ta có chút thiếu cấp hai dược tề đổi tư cách trần thư thở dài nói học phủ có phải hay không có chút biến thái à chỉ là có học phần còn không được đặc biệt thiết lập một cái đổi tư cách liêu phong nói tiểu tử ngươi nghĩ sao đại bộ phận dược tề đều muốn dùng quân vương hung thú huyết đủ, sản lượng thấp không được bằng không đã sớm phổ biến liêu lao sư nói thật ta xem như học phủ học bá liền không có học đồng cái gì sao trần thư một lần hành động bắt lại đấu linh trường hàng năm quán quân mà lại là lấy địa vị sinh viên đại học năm nhất trường học cao tầng không có khả năng không chú ý đến a vốn là chuẩn bị cho ngươi điểm ban thưởng liêu phong cười cười nói nhưng tiểu tử ngươi biết mình cuối kỳ thành tích sao trần thư lông mày nhữ lại nói nhanh như vậy liền đi ra ta chỉ ít đều là trước mười a nếu như từ sau hướng phía trước số ngươi thật sự là trước mười trần thư thần sắc kinh ngạc nói ta đến ngược tuyệt đại bộ phận môn đều là sáu mươi điểm vượt qua ngươi nha chính là không phải tại khống chế phân liêu phong lắc đầu Trần Thư thi đại học khoa văn hóa thành tích thế nhưng toàn quốc cao nhất người một trong. Hiện tại mới năm nhất đại học liền như vậy kéo khố. Ê! Trần Thư gãi gãi đầu, thật sự là hắn là đã tận lực, không có hệ thống ban thưởng kiến thức, có thể thi qua 60 điểm đã không tệ. Còn lại một phần nhỏ môn đây. Ta dạy khóa thực chiến là thiếu thi không điểm, mà vật liệu kiểm tra dĩ nhiên là mẹ nó mát điểm. Ta cảm thấy ngươi thật giống như là tại nhằm vào ta à. Trần Thư nao nao, ngược lại không có kinh ngạc. Hắn làm tài liệu bài thi đích thật là vừa lòng để ý, đủ loại bảo vật tin tức phản phất khắc ở trong lòng đồng dạng hiện tại ngươi còn muốn học đồng sao đây vậy có hay không cái gì học cha tiền tài trợ xéo đi trần thư thở dài mở miệng nói ra cái kia có còn lại phương pháp có thể làm đến dược tề đổi tư cách sao cái này sao ta ngược lại có chút còn lại liêu phong bình tĩnh mở miệng nói ra cấp hai dược tề đối với hắn mà nói không có tác dụng đổi tư cách vẫn luôn giữ lại liêu lao sư ta đại biểu cả nhà của ta cảm ơn ngươi trần thư âm thanh đều có chút nghẹn nào nói có thể trở thành học sinh của ngài quả thực liền là tam sinh hữu hạnh nếu có kiếp sau dừng một chút dừng một chút liêu phong khỏe miệng giật một cái ngươi mẹ nó một giây nhập kịch đúng không ba trăm học phần tổng thể không trả giá trần thư khỏe miệng giật một cái ba trăm học phần tăng thêm đổi cần hai trăm học phần một cái nguyên tố dược tề liền là năm trăm học phần căn cứ vào học sinh ở giữa đổi tỷ lệ chí ít đều tương đương với bảy vạn hoa hạ tệ có thể hay không tiện nghi một chút ta văn ngươi trần thư mở miệng nói ra lão sư ta sau đó muốn tham gia toàn quốc ngự thú tranh tài ta cũng là vì cho ngươi làm vẻ vàng a à. liêu phong suy tư chốc lát nói vậy liền cho ngươi đánh một cái gấp đang lúc trần thư thời điểm hưng phấn thần sắc một thoáng liền đọc lại hai trăm chín mươi chín học phần không thể lại thấp cái kia còn không bằng không đánh tiểu tử ta có thể bán ra cho ngươi tư cách liền đã không tệ liêu phong mở miệng nói ra ngươi hỏi học phủ bất luận kẻ nào không có người sẽ bán cho ngươi dược tề đổi tư cách nhưng hắn còn có một câu không có nói nếu là trực tiếp tặng quá nhiều tài nguyên học phủ sẽ ra mặt can thiệp tuy là ngự thú sư cần đại lượng tài nguyên nhưng chỉ có thể từ chính mình tới tranh thủ không có khả năng vô duyên vô cớ đưa tặng nếu không sẽ để học sinh không có đạt được lịch luyện trần thư thở dài cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. ngươi toàn bộ đổi số 008 dược tề. liêu phong ngưỡng mày, nói, đây có phải hay không là có chút quá xa xỉ? không có việc gì, ta hiện tại tài nguyên không có chỗ dùng, chỉ có thể theo phương diện này tăng lên. liêu phong khỏe miệng giật một cái, cái này nói là người lời nói sao? nhưng hắn tưởng tượng, tựa như là đúng là như thế, trần thư dược tề đã nuôi nâng đến hoàn mỹ, đủ loại kỹ năng đồng dạng không thiếu. hiện tại có thể để trần thư đạt được tăng lên phương thức, dường như thật không nhiều lắm. cuối cùng, trần thư đổi năm bình số 008 dược tề, giá trị là hai học phần tăng lên 15% hỏa diễm thuộc tính, tương đương với nuốt 1.5 cái hắc thiết chân bảo. Nếu là đổi thành giá thị trường, khẳng định là hắc thiết cấp chân bảo càng có lợi. Nhưng vấn đề là, căn bản liền không có người buôn bán. Lại mua một cái bạch ngân cấp phòng ngự hệ kỹ năng. Trần Thư bây giờ học phần đã tiêu xài không sai biệt lắm, chỉ còn lại có 100 triệu hoa hạ tệ, có thể cho tiểu hoàng mua sắm một cái kỹ năng mới. Nửa ngày, hắn tuyển định một cái bạch ngân kỹ năng, để Thiên Hoa tập đoàn trợ giúp thu mua. Tiền không phải tiêu xài, chỉ là đổi thành cái kia phương thức cùng ở bên cạnh ta. Trần Thư một mặt đau lòng an ủi chính mình lúc này trấn linh cục trong phòng họp các vị năm nay nghỉ thời gian có thể muốn rời lại vương càn mở miệng nói ra bây giờ hung thú còn không có toàn bộ tiêu diệt lại có nhiệm vụ mới muốn tới đại đội trưởng nhiệm vụ gì a vương càn vẻ mặt nghiêm túc từng chữ từng câu nói nam giang tội phạm trở về lời này vừa nói ra không khí của phòng họp một thoáng liền nặng nề lên năm ngoái pháo hoa pháo sự kiện chắc hẳn các vị đã hiểu rõ vương càn mở miệng nói ra nếu như không phải kịp thời khống chế được trần thư khả năng nam giang thị đều muốn bị nổ bay năm nay phải muốn cho ta gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thư. Đây là phía trên phía dưới tử mệnh lệnh. Vâng. Mọi người cùng nhau đứng dậy, nặng nề gật đầu. Trấn linh một hai đội ngũ phụ trách ung thú sự kiện, ba đội phụ trách giám thị tội phạm, bốn đội trong cục chờ lệnh. Vương Càn lên tiếng lần nữa nói: Chú ý, đây không phải diễn tập. Đây không phải diễn tập. Vâng. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Phục Tô Lịch 982 năm, ngày 22 tháng một, hôm nay chính là Tết Xuân. Bước sang năm mới rồi. Bước sang năm mới rồi. Nam Giang thị trên đường phố mỗi đại cửa hàng răng đèn kết hoa người qua đường thần sắc vui sướng tràn ngập an tết hài hòa không khí lúc này trần thư chính giữa cùng phụ mẫu tại nhà ăn lên bánh trôi đây cũng là nam giang thị một loại tập tụ năm nay phương tư cùng trương đại lực đều chưa có trở về ba nhà người tự nhiên là không có tụ hội trần binh mở miệng hỏi nhi tử an tết muốn làm sao quá a ngay tại lúc này trong mắt trần thư xuất hiện tuyển hạng tuyển hạng một tuyển chuyển cáo chi phụ mẫu chính mình chuẩn bị tiến về mới sinh ra dị không gian làm sự tình hoàn thành ban thưởng sơ làm lực phòng ngự thêm mười tuyển hạng hai trạch tại trong nhà triệt để nằm ngửa hoàn thành ban thưởng trung lượng ngự thú lực tuyển hạng ba đi săn thành thị phụ cận hung thú hoàn thành ban thưởng thật kỳ hỏa thuộc tính thêm năm tuyển hạng bốn hướng về bầu trời thả xuống bạo tạc dược tề làm nam giang thị đưa lên năm mới đạo thứ nhất chúc phúc hoàn thành ban thưởng đột phá tới hát thiết cấp tam tinh chương bốn trăm hai mươi sáu nguyên lai người với người bị thương thật không tương thông trần thư nao nao qua lại đánh giá bốn cái tuyển hạng hiển nhiên chỉ có cái thứ nhất cùng cái thứ tư tuyển hạng phù hợp hắn sơ tâm tuy là muốn cho người ta nhóm đưa lên chúc phúc nhưng suy nghĩ đến thực tế nhân tố chỉ có thể nhịn đau lựa chọn cái thứ nhất trần thư hơi hơi một suy tư nói ta chuẩn bị làm một chút nghỉ đông kiêm trước. cụ thể làm cái gì thủ một phương diện chủ yếu phụ trách cải tạo một thoáng không gian địa hình phụ mẫu hai người có chút ngây người rõ ràng là có chút nghe không hiểu ai trần binh thở dài nói nhi tử trưởng thành nửa năm đại học không có học cổng công nói liên tục lời nói đều có độ sâu khẳng định a trần thư nết mép cười một tiếng lần đầu tiên nghe được có người khen hắn có độ sâu hắn hình như nghĩ đến cái gì nhẹ giọng nói ra ba mẹ các ngươi có hay không cũng có cảm thấy gần nhất có điểm gì là lạ, lạ không có a à. thế nào ta chung quy cảm thấy có người đang ngó chừng ta trần thư lắc đầu hai ngày này có thể nói là toàn thân không dễ chịu tính toán khả năng là fan của ta a à. hắn không suy nghĩ thêm nữa ăn cơm chưa xong liền trực tiếp đeo túi sách ra cửa vương di cho ta trang trí trái cây rẻ nhất là được trần thư sách theo một túi táo cùng lê vội vàng liền rời đi nửa giờ sau hắn đi tới nam giang thị một cái cũ kỹ tiểu khu chính là diệp thanh giáo sư nơi ở đông 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 diệp lão tiểu tử nhìn ngài đã tới chốc lát người mặc áo chẽn tay cầm quạt hương bổ diệp thanh mở cửa phòng ra diệp thanh cười lấy nói quà tặng đến là được tới người nào đi trần thư khỏe miệng giật một cái đem trái cây đẩy tới cảm ơn diệp thanh cười cười nhận lấy trái cây quay người liền trực tiếp đóng cửa lại ẩm trần thư một cái không chú ý lỗ mũi một thoáng liền đục vào ta dựa vào hắn kêu đau một tiếng nói đại gia, ta còn không có vào a à? chờ một chút bên trong chuyển đến thanh em huyền áo chốc lát diệp thanh mở cửa phòng ra diệp lão làm cái gì đây? Trần Thư vớt vớt lỗ mũi, vừa đến đến phòng khách, nháy mắt liền hiểu. Chỉ thấy trên bàn trà trống rỗng, không có bất kỳ dưa leo điểm tâm, chỉ còn dư lại khắp nơi vỏ hạt dưa, hiển nhiên là vừa đem đồ vật thu vào. Trần Thư thở dài, nói, đại gia, ngươi đến mức như vậy phải không? Ta cũng không phải thổ phỉ. Ngươi không phải thổ phỉ. Ngươi mẹ nó chính là thổ phỉ đầu lĩnh. Diệp Thanh liền vội vàng gật đầu, năm ngoái Trần Thư tới nhìn hắn, kết quả hắn còn ngược lại thua lô hai cái táo. Trần Thư lắc đầu, ngồi xuống trên ghế sofa, nói, Diệp lão gần đây thân thể vẫn tốt chứ có phải hay không có việc cầu ta diệp thanh bắt chéo hai chân liếc mắt liền nhìn ra trần thư mục đích diệp lao quả nhiên liệu sự như thần trần thư giơ ngón tay cái lên tiếp đó xoa xoa đôi bàn tay nói là như vậy ta nghe nói dường như có một cái mới dị không gian muốn sinh ra tất nhiên ta âm thanh báo trước sáng cũng không phải vì tiền thần sắc của hắn kiên định muốn trước đem chính mình tạo thành chính nghĩa nhân sĩ diệp thanh bình tĩnh gật đầu một cái ân minh bạch chính là vì tiền trần thư khỏe miệng giật một cái đều để ngươi xem thâu xong vậy ta còn thế nào diễn nói thật diệp lão bây giờ đều đã bước sang năm mới rồi Trấn linh quân khẳng định cũng nhớ nhà. trần thư thở dài nói nếu không bỏ đi một đội Trấn linh quân a ta là có thể trên đỉnh người thật muốn đi diệp thanh chấp chấp lông mày mở miệng nói ra bên trong thế nhưng cấp nguy hiểm gì không gian là có bạch ngân quân vương tồn tại nghe xong lời này trần thư lập tức liền biến đến hưng phấn hơn diệp lão cho một cái cơ hội a ta chính là vì săn giết hung thú mà thành trần thư mở miệng nói ra thân là đương đại người tuổi trẻ duy nhất đại biểu ta không thể chối từ a bằng không ta như thế nào không phụ lòng hoa hạ học phủ thân phận như thế nào không phụ lòng yêu quý ta nam giang phụ lão a à? tốt tốt không sai biệt làm đến diệp thanh xoa xoa chán nói ta còn tưởng rằng là trời mưa đây kỳ thực cũng không phải không thể hắn sờ lên cằm mở miệng nói ra nhưng dị không gian khai hoang đều là chính thức thành viên để ngươi đi có chút không hợp quy củ a à. ta là hoa hạ học phủ hơn nữa căn chính miêu hồng ta không chính thức ai chính thức a à. nhưng dẹp đi a à. diệp thanh mở miệng nói ra đáp ứng ta hai cái yêu cầu khai hoang danh ngạch có ngươi một cái trần thư bật thốt lên yêu cầu gì chuyện giết người phóng hỏa ta thích ách ta không được diệp thanh khẽ nhất miệng thậm chí có hiện trường đem bắt bờ ý nghĩ nửa ngày hắn háng giọng một cái nói thứ nhất cho ta một bình lớn màu đen thuốc sổ lao đầu tử gần nhất lại cảm thấy lam tinh không có lực hút không có vấn đề chân thư gật đầu một cái trọn vẹn liền là chuyện nhỏ tội phạm bài thuốc sổ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu cái thứ hai đi diệp thanh suy tư chốc lát nếu mày nói gần nhất quảng trường múa không có vấn đề Trần thư không có một chút do dự nháy mắt liền hiểu diệp thanh ý nghĩ ta quay đầu đem quảng trường múa đại mụ điện thoại đưa hết cho ngươi được a à, tiểu tử đường một thoáng liền đi chiều rộng đi diệp thanh một mặt vui mừng mở miệng nói ra được vậy cứ như thế đúng rồi không muốn một người tiến về cấp nguy hiểm không gian thật không đơn giản hơn nữa nhóm hung thú này tựa hồ đối với nhân loại có không hiểu cựu hận trần thư cười cười nói không có vấn đề ngay sau đó hai người liền lâm vào thật sâu trong trầm mặc thời gian từng giây từng phút trôi qua diệp lão mười hai giờ trưa a à? chúng ta là không phải suy tính một chút vấn đề ăn cơm trần thư ho khan một tiếng hơi chút nhắc nhở một thoáng thời gian nhanh như vậy a à. cái tia ngủ chưa? diệp thanh gật đầu một cái dối cái lưng mệt mỏi nói tiểu trần a ta liền không lưu ngươi tết mùng bốn tới mới xây xây hừng hực chấn là được rồi trần thư thần sắc kiên định trực tiếp ngà bài nói đại gia ta muốn ăn một bữa cơm diệp thanh một mặt khó khăn nói cái này không có cách nào a à, trong nhà không có nhiều bát đũa đại gia không có việc gì ta mang theo trần thư cười cười trực tiếp theo trong túi sách lấy ra một phần bằng bạc bát đũa diệp thanh thần sắc cứng đờ ngươi mẹ nó mang bên mình mang bát đũa ăn trực trà sắt quen thuộc đúng không trong nhà nồi kỳ thực cũng có chút vấn đề không sao ta đều có trần thư trực tiếp lấy ra một cái nồi sắt lớn cùng đao mổ heo diệp thanh nháy mắt liền bị làm trầm mặc trận này lẫn nhau lôi kéo cục diện trung quy là hắn thua đại gia ngài không phải muốn ngủ chưa sao chính ta làm gọi món ăn là được rồi trần thư xách theo nồi chén mua trậu trực tiếp chạy về phía phòng bếp trọn vẹn không có đem chính mình xem như ngoại nhân nửa giờ sau trần thư mặt mũi tràn đầy đều là ý cười trên bàn trưng bày các món ăn ngon mùi thịt sông và mũi không phải tài nấu nướng của hắn tốt mấu chốt là nguyên liệu nấu ăn quá tốt rồi đại gia ta cảm thấy hung thú thịt vẫn là ăn ít một chút chẳng trách lão ngài là tà bón trần thư ăn miệng đầy chảy mỡ đã sớm dự đoán được diệp thanh trong nhà có đủ loại hung thú thịt cái này thịt bò không tệ lại non lại thơm hoàng kim cấp a cái này rùa đen canh cũng coi như không tệ quả thực liền là tươi đến nổi lên đại gia ngươi cũng ăn a liền đem nơi này làm nhà mình là được diệp thanh một mặt tiên lặng cùng trần thư dáng dấp tạo thành sự tranh lệch rõ ràng nguyên lai like người với người bị thương thật không tương thông chương bốn không hợp thói thường tổ năm người tập hợp trần thư một hồi quét dọn đem trên bàn mỹ thực ăn hết tất cả đồng thời đem nổi chén môi chậu cho rửa đại gia những cái này nguyên liệu nấu ăn ngài ăn đối dạ dày không được ta giúp ngươi xử lý trần thư lại lấy ra một cái màu đen túi lớn đem đủ loại hung thu thịt cho đặt đi vào ngươi diệp thanh thần sắc chân kinh hắn sống mấy chục năm liền không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy người không cần lo lắng ta ăn ghế đều dùng cái này cái túi trang lao sạch sẽ trần thư nhếch mép cười một tiếng giả một miệng lớn túi thịt ngay tại hắn đeo túi sách chuẩn bị rời đi thời điểm hình như nhớ ra cái gì đó đúng rồi đại gia khi ta tới cái kia một túi nước quả lan a diệp thanh rốt cục không kèm được người trưởng thành sụp đổ có lẽ ngay tại trong nháy mắt cái kia một túi nước quả trở thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cái dâm dạng chỉ thấy diệp thanh trực tiếp đạp nhanh một cái đem trước mắt thổ phỉ đá ra ngoài a ba trần thư thân thể bay lên cái ngã trên đất ẩm diệp thanh khóa cứng cửa phòng đã là một chút đều không muốn nhìn thấy trần thư ta dựa vào lao đầu này tính tình thật là nóng nảy, không có chút nào hờ hững. Trần Thư vuốt vuốt mặt, quay người liền lấy ra điện thoại cho A Lương đám người phát một cái tin tức. Dị không gian đã khóa chặt. Tết Sơ Tam, Nam Giang Thị tập hợp. Đúng rồi, trọng điểm thông chi, mang lên quê nhà thổ đặc sản. Tết Sơ Tam, Nam Giang Thị nhà ga. Đây chính là bồi dưỡng được tội phạm Nam Giang Thị sao? Một tên nam sinh người mặc màu đen áo lông, đằng sau viết ba chữ to toàn Nam Vương. Quả nhiên không tầm thường, ta thậm chí đều ngửi thấy trong không khí tội phạm mùi. Một tên khác cao gầy nam sinh mặc áo khoác, đeo kính đen không ngừng nhún nhún lỗ mũi. Hai người chính là A Lương cùng Vương Tuyệt. Rầm rầm rầm. Một trận máy móc gào thét chuyển ra, chỉ thấy một chiếc màu đen xe con cực tốc mà tới. Trần Thư thần sắc bình thường, trực tiếp đem tay lái hất lên, tới một cái xinh đẹp di chuyển. Ta dựa vào. Thật đẹp trai a. Chung quanh người qua đường nhộn nhịp tránh đi, ánh mắt chừng chừng nhìn chằm chằm biển số xe, dĩ nhiên là hiếm thấy hoa hạ hợp phụ. Trần Thư cười nhạt một tiếng, ô tô nháy mắt tới một cái thay đổi lớn. Ẩm. Ô tô bên phải lốp xe trực tiếp kẹt đến mương thoát nước bên trong. Trung quanh người qua đường nhộn nhịp phát ra hư thanh không nghĩ tới kéo khố đến nhanh như vậy ta thật cho là ngươi là xa thần đây lợi dụng mương thoát nước bẻ cua đúng không từ tinh tinh cùng tạ tố nam hai người quay đầu trông lại nhộn nhịp làm già khinh bị thủ thế sai lầm hoàn toàn sai lầm trần thư thần sắc bình tĩnh xuống xe ánh mắt nhìn phía nhà ga phía trước hai tên nam sinh a lương mở miệng nói ra trần bì mấy ngày không thấy như vậy kéo vương tuyệt nói bổ sung cái gì gọi là mấy ngày không thấy hắn một mực như vậy kéo tôi ta trần thư khỏe miệng giật một cái nói mau tới đây phụ một tay Năm người đồng loạt dùng sức, trực tiếp đem ô tô cho mang ra ngoài. Ta nói Trần Thư, ngươi để chúng ta tới Nam Giang Thị làm cái gì? Phu cận lại không có cấp nguy hiểm dị không gian. Một đoàn người lái rời nhà ga, đi đến Nam Giang Thị nội thành. Bình thường cấp nguy hiểm dị không gian không có độ khó, thực tế không phù hợp thân phận của chúng ta. Trần Thư nết mép cười một tiếng, nhẹ giọng nói ra, ta tìm tới một cái mới sinh ra dị không gian, mà lại là không có khai hoang. Thật. Vương Tuyệt cùng A Lương một thoáng liền bu lại, hai mắt đều đang tỏa sáng. Ngày mai chính thức xuất phát. Trần Thư đem một phần tài liệu đưa cho hai người nói đây là ta cầm tới nội bộ tài liệu a lương cùng vương tuyệt lập tức tranh nhau nhìn lại dị không gian xí liệt hòa sơn đẳng cấp cấp nguy hiểm sinh tồn hung thú song đầu liệt diễn quyển phần hỏa cự tích hỏa báo sơ bộ ước định không gian bảo vật hỏa linh hoa liệt hỏa quả thực xí viêm đàng sơ bộ ước định quân vương hung thú không rõ hư lư thực thực hỏa thuộc tính mang theo có tương quan chân bảo hạng mục chú ý trong đó hoàn cảnh tồi tệ nhiệt độ nóng rực mỗi một tòa núi lửa đều có bạo phát khả năng không phi hành hệ khế ước linh không được đi vào dị không gian lịch sử phục tô lịch 982 năm sinh ra hai người không ngừng xem lấy đủ loại tin tức tuy là cực kỳ khiếm khuyết nhưng vẫn là có chút tác dụng chúng ta muốn phát ta a lương song quyền hơi nắm lộ ra có chút kích động năm người một trận thương thảo trong mắt đều là tham lam vô cùng hận không thể đem xí liệt hỏa sơn cho chuyện không sáng sớm hôm sau trần thư đám người đã thu thập xong hết thảy thần thái sáng láng đi đến hừng hực trấn Hừng hực trấn ở vào đại hưng thị cùng nam giang thị ở giữa trong núi hoang ngay trước chủ yếu đều không có bóng người nhưng bây giờ không gian thông đạo xuất hiện e rằng không cần quá lâu một cái phồn hoa tiểu chấn liền đem sinh ra cuối cùng đã tới trần thư trải qua một buổi sáng chạy cuối cùng đi tới hừng hực đầu trấn người nào một tên người mặc quân trang binh sĩ tới trước trong mắt tràn ngập cảnh giác bây giờ tiểu trấn còn không có chính thức mở ra đám người không liên quan đều là không cho phép tiến vào nam giang thị trần thư trần thư lấy ra thẻ căn cước của mình đưa cho binh sĩ diệp giáo sư điểm danh người sao binh sĩ đem thẻ căn cước trả về tránh ra một con đường Trần Thư một đoàn người đi đến trước mắt trên trấn duy nhất khách sạn, phiền toái cho chúng ta giải quyết một thoáng vào ở. Trước đại cười lấy nhận lấy thẻ căn cước, qua lại đánh giá năm người, mở miệng hỏi: các ngươi năm người ở một cái gian phòng. Trần Thư nói: nhanh lên một chút giải quyết ta. Trước đại y nguyên thần sắc cổ quái, nói: không phải, các ngươi năm cái đại nam nhân ở một cái gian phòng. Lời này vừa nói ra, còn lại bốn người đều cảm thấy có chút kỳ quái, cùng nhau nhìn chằm chằm Trần Thư. Không khí hình như một thoáng liền nóng bỏng lên. Trần Thư mở miệng nói ra: nhà ngươi khách sạn mắc như vậy, có thể đặt trước một cái cũng không tệ rồi bây giờ tiểu trấn mặc dù không có đám người không liên quan nhưng đủ loại đại sĩ nghiệp thành viên cũng là cho phép tiến vào bọn hắn mua sắm cửa hàng tự nhiên muốn sớm quy hoạch một phen cái này cũng để trên trấn duy nhất khách sạn biến cực kỳ xinh đẹp lên cuối cùng trần thư năm người thành công và ở gian phòng của khách sạn tất nhiên ta không phải keo kìa ta trần thư mở miệng giải thích chủ yếu là bởi vì chúng ta tối nay phải thương lượng chiến thuật bốn người gật đầu một cái một bộ ta biết ráng dấp một đêm không có chuyện gì xảy ra vừa rạng sáng ngày thứ hai trời có chút sáng lên tiểu trấn chỗ sâu y nguyên trải rộng xương trắng chính là không gian thông đạo chỗ tồn tại chấn thư một đoàn người thẳng đến tiểu trấn chỗ sâu mà đi còn không có tới gần liền bị trấn linh quân ngăn lại đi qua trùng điệp kiểm tra bọn hắn mới thành công tiến vào trong đó tuy là trên tiểu trấn có mỗi đại sĩ nghiệp người nhưng không gian thông đạo vị trí chỉ có chấn linh quân chấn thư một đoàn người xem như một cái ngoại lệ hôm nay khai hoang hành động chính thức bắt đầu hoàng kim cấp diệp thanh đi tới cửa thông đạo nhìn phía trong sương trắng chấn linh quân theo lấy hắn rơi xuống mỗi đại chấn linh quân đội ngũ theo thứ tự đi đến mới dị không gian mà tại không gian một đầu khác đồng dạng có một tên tổng chỉ huy quan đại hương thị người mạnh nhất chú ý phân tức diệp thanh nhìn phía đang muốn tiến vào không gian trần thư đám người diệp lão yên tâm đi trần thư năm người cùng nhau cười một tiếng hai mắt đều là bước lên qua mang ta thế nào đống nhiên có loại dự cảm không tốt ta diệp thanh nhướng mày mắt phải dĩ nhiên nhịn không được nhảy một cái hơi thở nóng bỏng phả vào mặt kèm theo mơ hồ âm thanh thú gạo đây chính là xí liệt hỏa sơn sao a à, lương đám người nhìn phía xa xa không gian chỉ thấy từng tòa trơ trụi đỉnh núi liên miên chập trùng chỉ có thưa thất hỏa hệ cây cối bao trùm miệng núi bên trên không ngừng phun ra nóng rực vô cùng khí tức liền bầu trời phảng phất đều bị làm nổi bật vì màu đỏ rực mà tại năm người bốn phía thì là từng người từng người thần sắc bình tĩnh trấn linh quân chí ít đều có mấy ngàn người nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một cái khu trục hung thú xây dựng trấn linh quân mới cứ điểm đều nghe theo mỗi người đội trưởng hành động xuất phát đại hưng thị hoàng kim cấp ngự thú sư mở miệng nói ra không cùng theo rời đi mà là tọa trấn tại không gian thông đạo miệng a à, trấn linh quân cùng nhau gào thét một tiếng khí thế hùng vĩ vô cùng thậm chí che giấu qua thú hống âm thanh Toàn bộ trấn linh quân triệu hoán ra khế ước linh của mình, đồng thời bỏ đi trên mình dày nặng áo khoác. Từng kiện từng kiện màu đỏ chịu nhiệt phục xuất hiện, có thể để cho bọn hắn coi thường tồi tệ hoàn cảnh. "Quá ta." Trần thư đám người đồng dạng hét lớn một tiếng, càng là song quyền nắm chặt, phảng phất muốn biến thân đồng dạng. "A à cái này." Trấn linh quân người cùng nhau trông lại, đây là từ chỗ nào tới không hợp thói thường nhân sĩ. Một giây sau, để người khiếp sợ sự tình xuất hiện. Chỉ thấy Trần thư năm người cùng nhau bỏ rơi trên mình áo lông, chủ yếu hoàn toàn là nhất trí. Vì một động tác này, bọn hắn tập luyện sơ sơ một đêm lúc này áo lông cởi ra lộ ra cùng nhau sơ sơ quần áo bệnh tâm thần chấn linh quân người miệng toàn bộ khuyết đại một bộ ngốc lăng gián dấp tuy là đồng phục bệnh nhân là nhu hòa màu xanh trắng nhưng tại mỗi người trong mắt lại lộ ra lóa mắt vô cùng thậm chí có chút không cách nào nhìn thẳng năm người nháy mắt trở thành toàn trường đẹp nhất tử lao nhau ăn một pháo liền lốt